Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Hán Dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà Việt Dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định Tập 4 Phẩm Thập Hồi Hướng Thứ 25 Tiếp Theo Phật tử thế nào là hồi hướng giải thoát không chấp trước, không ràng buộc của đại Bồ Tát? Phật tử đại Bồ Tát đó sinh tâm tôn trọng đối với tất cả căn lành, đó là sinh tâm tôn trọng với sự thoát khỏi sinh tử, sinh tâm tôn trọng với sự nhiếp lấy tất cả căn lành, sinh tâm tôn trọng với sự hy vọng mong cầu tất cả căn lành, sinh tâm tôn trọng với sự sám hối các lỗi lầm nghiệp đã tạo ra, sinh tâm tôn trọng với sự tùy hỷ Căn lành sinh tâm tôn trọng với sự lễ kính các đức Phật sinh tâm tôn trọng với sự chắp tay cung kính sinh tâm tôn trọng với sự đảnh lễ chùa tháp sinh tâm tôn trọng với sự khuyến thỉnh Đức Phật thuyết pháp sinh tâm tôn trọng như vậy đối với các thứ căn lành thải đều tùy thuận nhẫn chịu Phật tử khi đại Bồ Tát, đối với các căn lành đó đều sinh tâm tùy thuận nhẫn chịu, thì rốt giáo vui mừng tin hiểu được kiên cố, tự được an trụ, khiến cho họ cũng an trụ, riêng tu không chấp trước, tự tại tích tập thành tựu trí nguyện khoái lạc thủ thắng trụ cảnh giới của như lai thế lực tăng trưởng đều được chi kiến đại bồ tát đem các căn lành hồi hướng như vậy dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu thân nghiệp của bồ tát phổ hiền dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thanh tịnh nghiệp lời nói của bồ tát phổ hiền dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để viết mãn ý nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để phát khỏi tinh tấn rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để đầy đủ âm thanh vô ngại môn Đà La Ni của Bồ Tát Phổ Hiền. Âm thanh đó rộng lớn khắp cùng mười phương dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để đầy đủ môn đà la ni, thấy tất cả chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền, luôn luôn thấy tất cả chư Phật trong mười phương, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu hiểu rõ tất cả âm thanh môn đà la ni, đồng tất cả âm, nói vô lượng pháp, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc để thành tựu tất cả kiếp trụ môn đà la ni của Bồ Tát Phổ Hiền, khắp trong mười phương tu hạnh Bồ Tát, Bồ Tát dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại của Bồ Tát phổ hiền. ở trong thân của một chúng sinh thị hiện tu tất cả hạnh Bồ Tát, hết kiếp vị lai thường không gián đoạn, như một thân chúng sinh, tất cả thân chúng sinh cũng đều như thế dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của bồ tát phổ hiền vào khắp tất cả chúng đạo tràng hiện khắp ở trước tất cả chư phật tu hạnh bồ tát dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của bồ tát phổ hiền ở trong một môn thị hiện trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp chẳng cùng tận khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của bồ tát phổ hiền ở trong các thứ môn thị hiện trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết môn chẳng cùng tận khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập thân đó hiện khắp ở trước tất cả chư phật bồ tát dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của bồ tát phổ hiền ở trong niệm niệm khiến cho bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh trụ nơi trí thập lực tâm không nhà mỏi dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của bồ tát phổ hiền ở trong tất cả thân chúng sinh hiện tất cả thần thông tự tại của phật khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi hạnh của bồ tát phổ hiền dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của bồ tát phổ hiền ở trong lời nói của mỗi một chúng sinh làm lời nói tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều trụ nơi bậc nhất thiết trí dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của bồ tát phổ hiền ở trong thân của mỗi một chúng sinh khắp dung nạp tất cả thân chúng sinh khiến cho mỗi chúng sinh đều tự cho rằng mình thành tựu thân phật dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của bồ tát phổ hiền có thể dùng một bông hoa mà trang nghiêm tất cả mười phương thế giới dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của bồ tát phổ hiền vang ra âm thanh lớn khắp cùng pháp giới khắp tất cả cõi nước chư phật đều nghe được nhiếp thọ điều phục tất cả chúng sinh dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của bồ tát phổ hiền hết thủa vị lai bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp ở trong niệm niệm đều vào khắp tất cả thế giới dùng thần lực của phật theo niệm trang nghiêm dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc để thành tựu sức tự tại của bồ tát phổ hiền hết thủa vị lai những kiếp trụ thường vào khắp tất cả thế giới thị hiện ra đời để thành phật dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc thành tựu hạnh phổ hiền một quang minh chiếu khắp hết cõi hư không tất cả thế giới dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc thành tựu hạnh phổ hiền được vô lượng trí huệ đủ tất cả thần thông nói đủ thứ pháp dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc thành tựu hạnh phổ hiền vào nơi như lai hết tất cả kiếp không thể dò lường được thần thông trí huệ dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc thành tựu hạnh phổ hiền trụ hết pháp giới chỗ các đức như lai dùng thần lực của phật tu tập tất cả các hạnh bồ tát nghiệp thân miệng ý chưa từng mệt mỏi dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc thành tựu hạnh phổ hiền chẳng trái với nghĩa chẳng phá hoại pháp lời lẽ thanh tịnh nhạo thuyết vô tận giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh khiến cho họ sẽ được vô thượng bồ đề của tất cả chư phật Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh phổ hiền. Khi vào một pháp môn, phóng ra vô lượng quang minh, chiếu bất khả tư nghỉ tất cả pháp môn. Như một pháp môn, tất cả pháp môn cũng đều như vậy. Thông đạt vô ngại, rốt giáo sẽ đắc được bậc nhất thiết trí. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thành tựu hạnh phổ hiền. Nơi pháp tự tại, đến bờ bên kia trang nghiêm của Bồ Tát phổ hiền. Nơi mỗi 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 cảnh giới đều dùng nhất thiết trí quán sát ngộ nhập mà nhất thiết trí cũng không hết được dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc từ khi bắt đầu cho đến đời này hết thủa vị lai trụ hạnh phổ hiền thường không ngừng nghỉ được nhất thiết trí ngộ bất khải thuyết bất khải thuyết pháp chân thật nơi pháp rốt giáo, chẳng có mê hoặc dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu nghiệp phổ hiền phương tiện tự tại được pháp quang minh nơi hạnh của các bồ tát tu hành thấu rõ vô ngại dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu hạnh phổ hiền được nhất thiết trí huệ phương tiện biết tất cả phương tiện đó là phương tiện vô lượng, phương tiện không nghĩ bàn, phương tiện bổ tát, phương tiện nhất thiết trí, phương tiện tất cả bổ tát điều phục, phương tiện chuyển vô lượng pháp luân, phương tiện thời bất khả thuyết, phương tiện nói đủ thứ pháp, phương tiện không bỏ mé, không sợ hãi, phương tiện nói tất cả pháp không dư thừa dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, trụ hạnh phổ hiền, thành tựu nghiệp thân, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được đều hoan hỷ, không sinh phỉ báng, phát tâm bồ đề vĩnh viễn không thối chuyển, rốt giáo thanh tịnh, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, tu hạnh phổ hiền, được trí huệ thanh tịnh, thấu rõ lời nói của tất cả chúng sinh, tất cả lời lẽ đầy đủ trang nghiêm, khắp ứng chúng sinh đều khiến cho họ hoan hỷ. E <sínt> <sínt> dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc trụ hạnh phổ hiền lập trí nguyện thù thắng đủ tâm thanh tịnh được thần thông rộng lớn trí huệ rộng lớn đến khắp tất cả thế gian rộng lớn cõi nước rộng lớn chỗ chúng sinh rộng lớn nói pháp rộng lớn của tất cả như lai nói tạng trang nghiêm viên mãn rộng lớn dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc thành tựu viên mãn hạnh nguyện hồi hướng của bồ tát phổ hiền được tất cả thân thanh tịnh của Phật, tâm thanh tịnh hiểu biết thanh tịnh, nhiếp công đức của Phật, trụ nơi cảnh giới của Phật, trí ấn chiếu khắp, thị hiện nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát, khéo vào tất cả câu nghĩa khác biệt, thị hiện sự tự tại rộng lớn của chư Phật Bồ Tát, vì tất cả chúng sinh hiện thành chánh giác dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, siêng tu hạnh nguyện các căn của Bồ Tát Phổ Hiền, được căn thông lợi, căn điều thuận, căn tất cả pháp tự tại, căn vô tận, căn siêng tu tất cả căn lành, căn tất cả cảnh giới của Phật bình đẳng, căn đại tinh tấn, thọ ký tất cả Bồ Tát không thối chuyển, căn kim cang giới biết rõ tất cả Phật Pháp, căn kim cang diệm trí huệ quang minh chiếu của tất cả Như Lai, căn tự tại phân biệt tất cả các căn căn an lập vô lượng chúng sinh nơi nhất thiết trí căn vô biên rộng lớn căn tất cả viên mãn căn thanh tịnh vô ngại dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu hạnh phổ hiền đắc được tất cả thần lực của bồ tát đó là thần lực đại lực vô lượng rộng lớn thần lực trí huệ vô lượng tự tại thần lực không động thân hình mà hiện khắp tất cả cõi phật thần lực tự tại vô ngại không gián đoạn thần lực nhiếp khắp tất cả cõi phật để ở một chỗ thần lực một thân đầy khắp tất cả cõi phật thần lực giải thoát du hí vô ngại thần lực một niệm tự tại vô sở tác thần lực trụ không tánh không nương tựa thần lực an lập bất khả thuyết thế giới theo thứ tự trong một lỗ chân lông đến các đạo tràng của chư phật khắp pháp giới chỉ bày các chúng sinh đều khiến được vào môn đại trí huệ dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc vào môn phổ hiền sinh hạnh bồ tát dùng trí tự tại trong khoảng một niệm vào khắp vô lượng cõi nước chư phật một thân dung thọ vô lượng cõi phật được trí huệ trang nghiêm thanh tịnh cõi phật luôn dùng trí huệ quán thấy vô biên các cõi nước chư phật vĩnh viễn không sinh khỏi tâm nhị thừa dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu hạnh phương tiện phổ hiền vào cảnh giới trí huệ sinh vào nhà như lai trụ đạo bồ tát đầy đủ bất khả thuyết bất khả thuyết vô lượng tâm thủ thắng không nghĩ bàn hành vô lượng nguyện chưa từng ngừng nghỉ biết rõ tất cả thế giới ba đời dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc thành tựu pháp môn thanh tịnh phổ hiền nơi một đầu sợi lông bao dung tận hư không khắp pháp giới bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả cõi nước đều khiến thấy rõ như một đầu sợi lông khắp pháp giới cõi hư không mỗi mỗi đầu sợi lông cũng đều như vậy Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc thành tựu thâm tâm phương tiện phổ hiền, ở trong một tâm niệm hiện ra tâm niệm bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp của một chúng sinh, như vậy cho đến trong một niệm hiện ra ngần ấy kiếp tâm niệm của tất cả chúng sinh dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc vào bậc phương tiện hạnh hồi hướng phổ hiền ở trong một thân đều bao dung tận pháp giới bất khả thuyết bất khả thuyết thân mà cõi chúng sinh không tăng giảm như một thân cho đến tất cả thân khắp cùng pháp giới cũng đều như vậy dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc thành tựu đại nguyện phương tiện phổ hiền xả lìa tất cả tưởng điên đảo tâm điên đảo thấy điên đảo vào khắp tất cả cảnh giới của chư phật thường thấy pháp thân thanh tịnh của chư phật Đồng với cõi hư không, tướng tốt trang nghiêm thần lực tự tại, thường dùng tiếng vi diệu khai thị diễn nói vô ngại không dứt, khiến cho người nghe được đều như pháp thọ trì, nơi thân như lai biết rõ không chỗ được dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu hạnh phổ hiền trụ bậc bồ tát ở trong một niệm vào tất cả thế giới đó là vào thế giới ngửa thế giới úp thế giới rộng lớn bất khả thuyết bất khả thuyết lưới võng răng bầy mười phương tất cả mọi nơi dùng lưới nhân đà la phân biệt phương tiện khắp phân biệt tất cả pháp giới đem đủ thứ thế giới vào một thế giới đem bất khả thuyết bất khả thuyết vô lượng thế giới vào một một thế giới. Đem tất cả pháp giới an lập vô lượng thế giới vào một thế giới. Đem tất cả cõi hư không an lập vô lượng thế giới vào một thế giới, mà cũng không hoại tướng an lập, đều khiến cho thấy rõ. Dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc tu tập hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, được Phật quán đảnh, ở trong một niệm vào bậc phương tiện thành tựu viên mãn an trụ các hạnh trí báu đều biết rõ tất cả các tưởng đó là tưởng về chúng sinh tưởng về pháp tưởng về cõi tưởng về phương hướng tưởng về phật tưởng về thế gian tưởng về nghiệp tưởng về hạnh tưởng về giới tưởng về hiểu biết tưởng về căn tưởng về thời tưởng về trì tưởng phiền não tưởng thanh tịnh tưởng thành thục tưởng thấy phật tưởng chuyển pháp luân tưởng nghe pháp hiểu rõ tưởng điều phục tưởng vô lượng tưởng xuất ly tưởng đủ thứ bậc tưởng vô lượng bậc tưởng bồ tát biết rõ tưởng bồ tát tu tập tưởng bồ tát tam muội tưởng khởi bồ tát tam muội tưởng bồ tát thành tưởng bồ tát hoại tưởng bồ tát diệt tưởng bồ tát sinh tưởng bồ tát giải thoát tưởng bồ tát tự tại bồ tát trụ trì tưởng bồ tát cảnh giới tưởng kiếp thành hoại tưởng sáng tưởng tối tưởng ngày tưởng đêm tưởng nửa tháng một tháng một giờ một năm thay đổi tưởng đi tưởng đến tưởng đứng tưởng ngồi tưởng ngủ tưởng thức các tưởng như vậy ở trong một niệm thảy đều biết rõ mà lìa tất cả tưởng chẳng có sự phân biệt, dứt trừ tất cả chướng không chỗ chấp trước, tất cả trí huệ của Phật sung mãn trong tâm, tất cả Phật pháp nuôi lớn căn lành cùng đồng một thân với các Như Lai được tất cả chư Phật nhiếp thọ, lìa cấu bẩn được thanh tịnh, theo tu học tất cả Phật pháp đến được bờ bên kia dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, vì tất cả chúng sinh tu hạnh phổ hiền, sinh đại trí huệ báu, ở trong mỗi một niệm, biết vô lượng tâm, tùy theo sự y chỉ, tùy theo tâm phân biệt, tùy theo giống tánh, tùy theo chỗ làm, tùy theo nghiệp dụng, tùy theo tướng trạng, tùy theo tư giác đủ thứ sự khác nhau thảy đều thấy rõ dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc thành tựu đại nguyện trí báu phổ hiền ở trong một xứ biết vô lượng bất khả thuyết xứ như tại một xứ tất cả xứ cũng đều như vậy dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu tập bậc hạnh nghiệp trí phổ hiền ở trong một nghiệm biết được vô lượng bất khả thuyết bất khả thuyết nghiệp mỗi nghiệp đó do đủ thứ duyên tạo ra thấy biết rõ ràng như nơi một nghiệp tất cả nghiệp cũng đều như vậy dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu tập trí huệ biết các pháp của bồ tát phổ hiền ở trong một pháp biết bất khả thuyết bất khả thuyết pháp ở trong tất cả pháp mà biết một pháp các pháp như vậy thảy đều khác biệt chẳng có chướng ngại không trái không chấp trước dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc trụ hạnh bồ tát được đầy đủ căng tai vô ngại của bồ tát phổ hiền ở trong một tiếng nói biết được bất khả thuyết bất khả thuyết tiếng nói vô lượng vô biên đủ thứ sự khác biệt mà chẳng chớp trước như nơi một tiếng nói nơi tất cả tiếng nói cũng đều như vậy dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, tu trí huệ phổ hiền, khởi hạnh phổ hiền, trụ bậc phổ hiền. Ở trong mỗi một Pháp diễn nói bất khả thuyết, bất khả thuyết Pháp, Pháp đó rộng lớn, đủ thứ sự khác biệt, giáo hóa nhiếp thọ, không thể nghĩ bàn, phương tiện tương ưng, nơi vô lượng thời, nơi tất cả thời, tùy theo sự ưa thích, hiểu biết của các chúng sinh, tùy theo căn tánh, tùy theo thời dùng âm thanh của Phật mà vì họ nói pháp. Dùng một diệu âm khiến cho bất khả thuyết đạo tràng chúng hội vô lượng chúng sinh thảy đều hoan hỷ, chỗ của một Như Lai vô lượng Bồ Tát tràn đầy pháp giới, lập trí thủ thắng, sinh sự thấy rộng lớn, rốt giáo biết rõ tất cả các hạnh, trụ bậc phổ hiền, tùy chỗ thuyết pháp ở trong niệm niệm đều được chứng nhập trong khoảng một sát na tăng trưởng vô lượng bất khả thuyết bất khả thuyết đại trí huệ hết kiếp vị lai diễn nói như vậy nơi tất cả cõi tu tập hạnh rộng lớn đồng hư không thành tựu viên mãn dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu tập hạnh môn các căn của bồ tát phổ hiền thành tựu vua đại hạnh ở trong mỗi một căn đều biết rõ vô lượng các căn vô lượng tâm ưa thích, cảnh giới không thả nghĩ bản, sinh ra diệu hạnh. Dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc, trụ hạnh, tâm đại hồi hướng phổ hiền, đắc được trí sắc rất vi tế trí thân rất vi tế trí cõi rất vi tế trí kiếp rất vi tế trí thế giới rất vi tế trí phương hướng rất vi tế trí thời gian rất vi tế trí số mục rất vi tế trí nghiệp báo rất vi tế trí thanh tịnh rất vi tế các trí vi tế như vậy ở trong một niệm đều biết rõ được mà tâm không sợ hãi tâm không mê hoặc không tán loạn không ô trưởng không hạ liệt tâm đó chuyên nhất tâm khéo vào định vắng lặng tâm khéo phân biệt tâm khéo an trụ dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc trụ nơi trí huệ của bồ tát tu hạnh phổ hiền chẳng có mệt mỏi biết được tất cả chúng sinh thú hướng rất vi tế chúng sinh chết rất vi tế chúng sinh sinh ra rất vi tế chúng sinh trụ rất vi tế chúng sinh xứ sở rất vi tế chúng sinh phẩm loại rất vi tế chúng sinh cảnh giới rất vi tế chúng sinh hạnh rất vi tế chúng sinh thủ lấy rất vi tế chúng sinh phan duyên rất vi tế tất cả những sự rất vi tế như vậy ở trong một niệm thầy đều biết rõ dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc lập trí nguyện thâm sâu tu hạnh phổ hiền biết được tất cả Bồ Tát từ lúc ban đầu phát tâm, vì tất cả chúng sinh tu hạnh Bồ Tát rất vi tế, Bồ Tát trụ xứ rất vi tế, Bồ Tát thần thông rất vi tế, Bồ Tát du hành vô lượng cõi Phật rất vi tế, Bồ Tát pháp quang minh rất vi tế, Bồ Tát mắt thanh tịnh rất vi tế, Bồ Tát thành tựu tâm thủ thắng rất vi tế, Bồ Tát đi đến đạo tràng chúng hội của tất cả Như Lai rất vi tế, Bồ Tát trí huệ

Bồ Tát có vô lượng sự không sợ hãi, có tất cả biện tài diễn nói rất vi tế. Bồ Tát có vô lượng tướng tam muội rất vi tế. Bồ Tát thấy tất cả trí huệ tam muội của Phật rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội thâm sâu rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội đại trang nghiêm rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội pháp giới rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội thần thông đại tự tại rất vi tế. Bồ Tát trí huệ Hoại tam muội hết thủa vị lai trụ trì hạnh rộng lớn rất vi tế bồ tát trí huệ tam muội sinh ra vô lượng sự khác biệt rất vi tế bồ tát trí huệ tam muội sinh ra ở trước tất cả chư phật siêng tu cúng dường luôn không xả lìa rất vi tế bồ tát trí huệ tam muội tu hành tất cả thâm sâu rộng lớn không chướng không ngại rất vi tế bồ tát trí huệ tam muội lìa che chướng được bậc nhất thiết trí rốt giáo trụ trì bậc hạnh trí bậc đại thần thông bậc quyết định nghĩa lý rất vi tế tất cả những sự rất vi tế như vậy thầy đều biết rõ dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu tập hạnh phổ hiền đều biết bồ tát trí huệ an lập rất vi tế bậc bồ tát rất vi tế bồ tát vô lượng hạnh rất vi tế bồ tát sinh ra hồi hướng rất vi tế bồ tát được tất cả phật tạng rất vi tế bồ tát quán sát trí rất vi tế bồ tát thần thông nguyện lực rất vi tế bồ tát diễn nói tam muội rất vi tế bồ tát tự tại phương tiện rất vi vi tế, Bồ Tát ấn rất vi tế, Bồ Tát một đời bổ sứ rất vi tế, Bồ Tát sinh về trời đâu xuất rất vi tế bồ tát trụ ở cung trời rất vi tế bồ tát nghiêm tịnh cõi phật rất vi tế bồ tát quán sát trong cõi người rất vi tế bồ tát phóng đại quang minh rất vi tế bồ tát chủng tộc thù thắng rất vi tế bồ tát đạo tràng chúng hội rất vi tế bồ tát khắp tất cả thế giới thọ sinh rất vi tế bồ tát nơi một thân thị hiện tất cả thân mạng chung rất vi tế bồ tát vào thai mẹ rất vi tế bồ tát trụ thai mẹ rất vi tế bồ tát ở trong thai mẹ tự tại thị hiện tất cả đạo tràng chúng hội trong pháp giới rất vi tế bồ tát ở trong thai mẹ tất cả thần lực của phật rất vi tế Bồ Tát thị hiện việc sống lâu rất vi tế. Bồ Tát trí huệ thị hiện sư tử đi bảy bước rất vi tế. Bồ Tát trí huệ phương tiện khéo léo thị hiện nơi cung vua rất vi tế. Bồ Tát xuất gia tu hành điều phục rất vi tế. Bồ Tát ngồi ở dưới cội bồ đề đạo tràng rất vi tế. Bồ Tát phá tan chúng ma quân thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rất vi tế. Như Lai ngồi tòa bồ đề phóng đại quang minh chiếu mười phương thế giới rất vi tế như lai thị hiện vô lượng thần biến rất vi tế như lai sư tử hống đại niết bàn rất vi tế như lai điều phục tất cả chúng sinh mà không chỗ ngại rất vi tế sức tự tại không nghĩ bàn của như lai tâm bồ đề như kim cang rất vi tế như lai hộ niệm khắp tất cả cảnh giới thế gian rất vi tế như lai ở trong khắp tất cả thế giới làm phật sự hết kiếp thủa vị lai mà không ngừng nghỉ rất vi tế thần lực của như lai khắp cùng pháp giới rất vi tế như lai ở trong tận cõi hư không, tất cả thế giới khắp hiện thành Phật điều phục chúng sinh rất vi tế, như lai nơi một thân Phật, hiện vô lượng thân Phật rất vi tế, như lai ở trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai đều ngự đạo tràng trí huệ tự tại rất vi tế tất cả sự vi tế như vậy thầy đều biết rõ thành tựu thanh tịnh thị hiện khắp tất cả thế gian ở trong niệm niệm tăng trưởng trí huệ viên mãn không thối chuyển phương tiện khéo léo tu hạnh bồ tát chẳng có ngừng nghỉ thành tựu bậc hồi hướng của phổ hiền đầy đủ tất cả công đức của như lai vĩnh viễn không nhảm bỏ hạnh bồ tát sinh ra cảnh giới bồ tát hiện tiền vô lượng phương tiện thảy đều thanh tịnh muốn an ổn khắp tất cả chúng sinh tu hạnh bồ tát thành tựu bậc đại oai đức của bồ tát đắc được tâm vui thích của các bồ tát được môn hồi hướng của bồ tát kim cang tràng sinh ra các công đức tạm pháp giới thường được chư phật hộ niệm nhập vào các pháp môn thâm diệu của bồ tát diễn nói tất cả nghĩa chân thật nơi pháp khéo léo không sai trái khởi thệ nguyện lớn không bỏ chúng sinh ở trong một niệm biết hết tất cả cảnh giới tạng tâm địa hay chẳng phải tâm địa nơi chỗ chẳng phải tâm thị hiện sinh nơi tâm xa lìa lời nói an trụ trí huệ đồng hạnh với các bồ tát thực hành dùng sức tự tại thị hiện thành phật đạo hết thủa vị lai thường không ngừng nghỉ tất cả chúng sinh thế gian kiếp số vọng tưởng lời nói kiến lập thần thông nguyện lực thảy đều thị hiện dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu hạnh phổ hiền đắc được trí rất vi tế biết rõ tất cả cõi chúng sinh đó là trí rất vi tế phân biệt được cõi chúng sinh trí rất vi tế hiểu được lời nói của cõi chúng sinh trí rất vi tế biết sự chấp trước của cõi chúng sinh trí rất vi tế biết được loại khác nhau của cõi chúng sinh trí rất vi tế biết được đồng loại của cõi chúng sinh trí rất vi tế biết được vô lượng thú hướng của cõi chúng sinh trí rất vi tế biết được chỗ làm đủ thứ sự phân biệt không nghĩ bàn của cõi chúng sinh trí rất vi tế biết được vô lượng tạc nhiễm của cõi chúng sinh trí rất vi tế biết được vô lượng thanh tịnh của cõi chúng sinh tất cả cảnh giới rất vi tế của chúng sinh giới như vậy ở trong một niệm có thể dùng trí huệ đều biết như thật rộng nhiếp chúng sinh mà vì họ thuyết pháp khai thị đủ thứ pháp môn thanh tịnh khiến cho họ tu trí huệ rộng lớn của bồ tát hóa thân vô lượng kẻ thấy được đều hoan hỷ, dùng ánh sáng trí huệ mặt trời chiếu tâm Bồ Tát, khiến cho họ khai ngộ được trí huệ tự tại, dùng tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc vì tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới tu hạnh phổ hiền đắc được trí rất vi tế, biết tận cõi hư không pháp giới tất cả thế giới, đó là trí rất vi tế biết thế giới nhỏ, trí rất vi tế biết thế giới lớn, trí rất vi tế biết thế giới tạp nhiễm trí rất vi tế biết thế giới thanh tịnh trí rất vi tế biết thế giới không thể sánh trí rất vi tế biết thế giới đủ thứ trí rất vi tế biết thế giới rộng trí rất vi tế biết thế giới hẹp trí rất vi tế, biết thế giới vô ngại trang nghiêm, trí rất vi tế, xuất hiện khắp tất cả thế giới của Phật, trí rất vi tế, nói tránh pháp khắp tất cả thế giới, trí rất vi tế, hiện thân khắp tất cả thế giới, trí rất vi tế, phóng đại quang minh khắp tất cả thế giới trí rất vi tế thần thông tự tại của chư phật thị hiện hết tất cả thế giới trí rất vi tế dùng một âm thanh thị hiện tất cả âm thanh hết tất cả thế giới trí rất vi tế vào tất cả đạo tràng chúng hội cõi phật trong tất cả thế giới trí rất vi tế dùng tất cả pháp giới cõi phật làm một cõi phật trí rất vi tế dùng một cõi phật làm tất cả pháp giới cõi phật trí rất vi tế biết tất cả thế giới như mộng trí rất vi tế biết tất cả thế giới như hình bóng trí rất vi tế biết tất cả thế giới như huyễn như vậy biết sinh ra tất cả bồ tát đạo nhập vào hạnh phổ hiền được trí huệ thần thông đầy đủ quán sát của phổ hiền tu hạnh bồ tát thường không ngừng nghỉ đắc được tất cả thần thông tự tại của phật đầy đủ thân vô ngại trụ nơi trí huệ không chỗ nương nơi các pháp lành không thủ lấy chấp trước chỗ tâm thực hành thảy đều không chỗ đắc được nơi tất cả chỗ khởi ý tưởng xa lìa, nơi hạnh Bồ Tát khởi ý tưởng tịnh tu, nơi nhất thiết trí nghĩ tưởng không thủ lấy chấp trước. Dùng các tam muội tự tại trang nghiêm, trí huệ, tùy thuận tất cả pháp giới dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc nhập vào hạnh môn của bồ tát phổ hiền đắc được trí rất vi tế biết vô lượng pháp giới trí rất vi tế diễn nói tất cả pháp giới trí rất vi tế vào thế giới rộng lớn trí rất vi tế phân biệt pháp giới không nghĩ bàn trí rất vi tế phân biệt tất cả pháp giới trí rất vi tế một niệm khắp tất cả pháp giới trí rất vi tế vào khắp tất cả pháp giới trí rất vi tế biết tất cả pháp giới không chỗ được trí rất vi tế quán tất cả pháp giới không chỗ ngại trí rất vi tế biết tất cả pháp giới không sinh trí rất vi tế nơi tất cả pháp giới hiện thần biến tất cả pháp giới rất vi tế như vậy, dùng trí rộng lớn đều biết như thật, nơi pháp tự tại thị hiện hành phổ hiền, khiến cho các chúng sinh thảy đều đầy đủ, chẳng xả bỏ nghĩa, chẳng chấp pháp, sinh ra trí bình đẳng vô ngại, biết căn bản vô ngại, chẳng trụ tất cả các pháp, chẳng hoại các pháp tánh như thật không nhiễm giống như hư không tùy thuận thế gian khởi lên lời nói khai mở nghĩa chân thật mở bày tánh tịch diệt nơi tất cả cảnh không nương không trụ chẳng có phân biệt thấy rõ pháp giới rộng lớn an lập biết rõ các thế gian và tất cả các pháp bình đẳng không hai để tất cả chấp trước dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu hạnh phổ hiền sinh trí rất vi tế biết các kiếp đó là trí rất vi tế dùng bất khả thuyết kiếp làm một niệm trí rất vi tế dùng một niệm làm bất khả thuyết kiếp trí rất vi tế dùng a tăng kỳ kiếp vào một kiếp trí rất vi tế dùng một kiếp vào a tăng kỳ kiếp Chí rất vi tế, dùng kiếp dài vào kiếp ngắn, chí rất vi tế, dùng kiếp ngắn vào kiếp dài, chí rất vi tế vào kiếp có phật kiếp không có phật trí rất vi tế biết tất cả kiếp số trí rất vi tế biết tất cả kiếp phi kiếp trí rất vi tế trong một niệm thấy ba đời tất cả kiếp tất cả các kiếp rất vi tế như vậy dùng trí như lai ở trong một niệm đều biết như thật đắc được tâm hạnh vương viên mãn của các bồ tát vào tâm hạnh của phổ hiền để tất cả tâm phân biệt dị đạo hí luận phát tâm đại nguyện không giải đãi ngừng nghỉ thấy khắp vô lượng thế giới võng tâm sung mãn vô lượng chư phật nơi căn lành của chư phật hạnh của các bồ tát tâm nghe được đều thọ trì nơi hạnh rộng lớn an ổn tất cả chúng sinh tâm nghe rồi không quên trong tất cả kiếp tâm thị hiện phật ra đời nơi mỗi mỗi thế giới hết thủa bị lai tâm tu hành hạnh bất động không ngừng nghỉ trong tất cả thế giới dùng thân nghiệp như lai sung mãn thân tâm bồ đề dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu hạnh phổ hiền thành tựu bất thối chuyển tác được trí rất vi tế biết tất cả các pháp đó là trí rất vi tế biết pháp thâm sâu trí rất vi tế biết pháp rộng lớn trí rất vi tế biết đủ thứ pháp trí rất vi tế biết pháp trang nghiêm trí rất vi tế biết tất cả pháp không có số lượng trí rất vi tế biết tất cả pháp vào một pháp trí rất vi tế biết một pháp vào tất cả pháp, trí rất vi tế biết tất cả pháp vào phi pháp, trí rất vi tế ở trong không pháp an lập tất cả pháp mà không trái với nhau, trí rất vi tế vào tất cả Phật pháp phương tiện không dư thừa tất cả thế giới tất cả lời nói an lập các pháp như vậy đều đồng với nhau trí huệ đó vô ngại đều biết như thật đắc được tâm vào vô biên pháp giới trong mỗi mỗi pháp giới thâm tâm kiên cố an trụ thành tựu hạnh vô ngại dùng nhất thiết trí sung mãn các căn vào trí huệ chư Phật chánh niệm phương tiện thành tựu công đức rộng lớn của chư Phật đầy khắp pháp giới vào khắp tất cả các thân như lai thị hiện hết thảy thân nghiệp của các bồ tát tùy thuận tất cả lời lẽ thế giới diễn nói các pháp đắc được thần lực gia trì trí huệ ý nghiệp của tất cả chư Phật sinh ra vô lượng phương tiện khéo léo trí bát nhã phân biệt được các pháp dùng tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc tu hạnh phổ hiền sinh ra nhất thiết trí rất vi tế đó là trí rất vi tế biết tất cả cõi trí rất vi tế biết tất cả chúng sinh trí rất vi tế biết tất cả pháp quả báo trí rất vi tế biết tất cả tâm chúng sinh trí rất vi tế biết tất cả thời thuyết pháp trí rất vi tế, biết tất cả pháp giới, trí rất vi tế, biết tất cả tận cõi hư không, trí rất vi tế, biết tất cả lời nói, trí rất vi tế, biết tất cả hạnh thế gian, trí rất vi tế, biết tất cả hạnh xuất thế. Cho đến trí rất vi tế, biết tất cả như lai đạo, tất cả Bồ Tát đạo, tất cả chúng sinh đạo, tu hạnh Bồ Tát, trụ đạo phổ hiền, hoặc văn hoặc nghĩa đều biết như thật, sinh trí như bóng, sinh trí như mộng, sinh trí như huyễn, sinh trí như vang, sinh trí như hóa, sinh trí như không, sinh trí như tịch diệt, sinh trí tất cả pháp giới, sinh trí không chỗ nương, sinh trí tất cả Phật pháp. Phật tử đại Bồ Tát dùng tâm giải thoát, không chấp trước, không ràng buộc để hồi hướng, không phân biệt là thế gian hoặc pháp thế thế gian, không phân biệt là Bồ Đề hoặc Bồ Đề Tát đỏa, không phân biệt hạnh Bồ Tát hoặc Đạo Xuất Ly, không phân biệt là Phật hoặc tất cả Phật Pháp, không phân biệt điều phục chúng sinh hoặc không điều phục chúng sinh, không phân biệt căn lành hoặc hồi hướng, không phân biệt mình hoặc họ, không phân biệt vật thí hoặc người nhận, không phân biệt hạnh Bồ Tát hoặc đẳng chánh giáp, không phân biệt Pháp hoặc trí. Phật tử Đại Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, thân giải thoát không chấp trước không ràng buộc miệng giải thoát không chấp trước không ràng buộc nghiệp giải thoát không chấp trước không ràng buộc báo giải thoát không chấp trước không ràng buộc thế gian giải thoát không chấp trước không ràng buộc cõi phật giải thoát không chấp trước không ràng buộc chúng sinh giải thoát không chấp trước không ràng buộc pháp giải thoát không chấp trước không ràng buộc trí giải thoát không chấp trước không ràng buộc khi đại bồ tát hồi hướng như vậy giống như chư phật ba đời tu hồi hướng lúc còn làm bồ tát mà hồi hướng học hồi hướng của chư phật quá khứ thành tựu hồi hướng của chư phật vị lai trụ hồi hướng của chư phật hiện tại an trụ đạo hồi hướng của chư phật quá khứ không xả bỏ đạo hồi hướng của chư phật vị lai tùy thuận đạo hồi hướng của chư phật hiện tại riêng tu giáo lý của chư phật quá khứ thành tựu giáo lý của chư phật vị lai biết rõ giáo lý của chư phật hiện tại đầy đủ bình đẳng của chư phật quá khứ thành tựu bình đẳng của chư phật vị lai an trụ bình đẳng của chư phật hiện tại hành cảnh giới của chư phật quá khứ trụ cảnh giới của chư phật vị lai đồng cảnh giới của chư phật hiện tại đắc được căn lành của tất cả chư phật ba đời đủ giống tánh của tất cả chư phật ba đời trụ hạnh nguyện của tất cả chư phật ba đời tùy thuận cảnh giới của tất cả chư phật ba đời Phật tử đó là hồi hướng thứ 9 tâm giải thoát không chấp trước không ràng buộc của Đại Bồ Tát. Khi Đại Bồ Tát trụ hồi hướng này thì tất cả núi Kim Cang Luân Vi không thể hoại được được sắc tướng bậc nhất trong tất cả chúng sinh không ai bằng được đều có thể phá tan các ma tà nghiệp hiện khắp tất cả thế giới mười phương tu hạnh bồ tát vì muốn khai ngộ tất cả chúng sinh dùng phương tiện khéo léo nói các phật pháp đắc được đại trí huệ nơi các phật pháp tâm không mê hoặc thọ sinh nơi chốn nào hoặc tu hành hoặc chỗ ở thường gặp được quyến thuộc không phá hoại chánh pháp của chư Phật ba đời nói ra, dùng niệm thanh tịnh, thảy đều thọ trì. Hết kiếp thủa vị lai, tu hạnh Bồ Tát, thường không ngừng nghỉ, không nương tự chấp trước, hạnh nguyện phổ hiền tăng trưởng đầy đủ, được nhất thiết trí, làm đại Phật sự, thành tựu thần thông tự tại của Bồ Tát bấy giờ bồ tát kim cang tràng nương thần lực của đức phật quán khắp mười phương mà nói kệ rằng đấng vô đẳng khắp trong mười phương chưa từng khởi lên tâm kinh mạng tùy theo công đức nghiệp phật tu lại còn cung kính sinh tôn trọng tu tập tất cả các công đức chẳng vì chính mình và người khác luôn dùng tâm tin hiểu tối thượng lợi ích chúng sinh mà hồi hướng chưa từng tạm khởi tâm cao mạng cũng chẳng sinh ra ý hạ liệt hết thảy thân nghiệp của như lai bồ tát thỉnh vấn riêng tu tập tu tập đủ thứ các căn lành đều vì lợi ích các hàm thức an trụ thâm tâm hiểu rộng lớn hồi hướng bậc công đức nhân tôn vô lượng khác biệt tại thế gian đủ thứ thiện xảo việc kỳ đặc thô tế rộng lớn và thâm sâu đều do tu hành mà thấu đạt thế gian hết thảy đủ thứ thân dùng thân bình đẳng vào trong đó nơi đó tu hành được tỏ ngộ huệ môn thành tựu không thối truyền thế gian cõi nước vô lượng thứ thô tế rộng lớn sai khác nhau bồ tát hay dùng môn trí huệ trong một lỗ lông thảy đều thấy tâm hạnh chúng sinh vô số lượng hay khiến bình đẳng vào một tâm dùng môn trí huệ đều khai ngộ với sự tu hành không thối truyền, các căn dục lạc của chúng sinh, thượng trung hạ phẩm đều khác nhau, tất cả thâm sâu khó biết được, theo bản tánh họ đều biết rõ. Chúng sinh hết thảy đủ thứ nghiệp, thượng trung hạ phẩm đều khác biệt. Bồ tát vào sâu lực Như Lai, dùng môn trí huệ khắp thấy rõ, vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn hay khiến bình đẳng vào một niệm như vậy thấy rồi khắp mười phương tu hành tất cả nghiệp thanh tịnh quá khứ vị lai và hiện tại biết rõ tướng đó đều khác nhau mà cũng chẳng trái lý bình đẳng đó là hạnh tâm lớn thấu đạt hạnh chúng sinh thế gian khác nhau hoặc hiển hoặc ẩn vô lượng thứ bồ tát đều biết tướng khác biệt cũng biết tướng đó đều vô tướng. Mười phương thế giới tất cả Phật thị hiện sức thần thông tự tại, rộng lớn khó có thể nghĩ bàn, Bồ Tát đều phân biệt biết được. Trong trời đâu xuất khắp thế giới, tự nhiên giác ngộ nhân sư tử, công đức rộng lớn tịnh tối thượng, như thể tướng đó đều thấy rõ, học hiện hàng sinh nơi thai mẹ, vô lượng tự tại đại thần biến, thành Phật thuyết pháp hiện nhập diệt khắp cùng thế gian không tạm ngừng như đấng thiên nhân sư sơ sinh tất cả thắng trí đều thừa phụng chư thiên đế thích cùng phạm vương thầy đều cung kính hầu chiêm ngưỡng mười phương tất cả không thừa sót trong vô lượng vô biên pháp giới không đầu không cuối không gần xa thị hiện như lai sức tự tại thế tôn đạo sư hiện sinh rồi du hành các phương đều bảy bước, muốn đem diệu pháp ngộ quần sinh, vì thế như lai quán sát khắp, thấy các chúng sinh chìm biển dục, bị ngu si mù tối che đậy, đạo sư tự tại hiện mỉm cười, nghĩ sẽ cứu họ thoát ba cõi. Đại sư tử hống vang diệu âm, ta là đấng đệ nhất thế gian, phải đốt đèn trí huệ sáng tịnh diệt sinh tử tối ngu si đó, khi đấng đạo sư sinh ra đời, khắp phóng vô lượng đại quang minh, khiến các đường ác đều ngừng nghỉ, diệt hết các khổ nạn thế gian, có khi thị hiện ở cung vua hoặc hiện bỏ nhà tu học đạo vì muốn lợi ích các chúng sinh, thị hiện sức tự tại như vậy ban đầu như lai ngồi đạo tràng tất cả đại địa đều lay động mười phương thế giới nhờ quang minh sáu đường chúng sinh đều lìa khổ chấn động tất cả cung điện ma khai ngộ tâm chúng sinh mười phương xưa từng được độ và tu hành đều khiến biết rõ nghĩa chân thật mười phương hết thảy các cõi nước đều vào lỗ lông không thừa sót tất cả lỗ lông vô biên cõi nơi đó khắp hiện sức thần thông tất cả pháp chư phật diễn nói vô lượng phương tiện đều tỏ ngộ nếu những điều như lai không nói cũng sẽ hiểu rõ siêng tu tập đầy khắp ba ngàn cõi đại thiên tất cả ma quân khởi đấu tranh làm ra vô lượng các việc ác trí huệ vô ngại trừ diệt được như lai ở tại các cõi phật hoặc lại hiện ở các cung trời, hoặc nơi phạm cung mà hiện thân, Bồ Tát đều thấy không chướng ngại, Phật hiện vô lượng đủ thứ thân, chuyển bánh xe pháp diệu thanh tịnh cho đến ba đời tất cả kiếp, cầu bờ mé đó không thể được, tòa báu cao rộng vô thượng nhất, đầy khắp mười phương vô lượng cõi đủ thứ tướng đẹp dùng trang nghiêm phật ngự trên đó khó nghĩ bàn các chúng phật tử cùng vây quanh tận nơi pháp giới đều khắp cùng khai thị bồ đề vô lượng hạnh tất cả tối thắng do tu đạo chư phật tùy nghi mà tác nghiệp vô lượng vô biên đồng pháp giới bậc trí hay dùng một phương tiện biết rõ tất cả không cùng tận chư phật sức thần thông tự tại thị hiện tất cả đủ thứ thân hoặc hiện các cõi vô lượng đời hoặc hiện thể nữ chúng vây quanh hoặc trong vô lượng các thế giới thị hiện xuất ra thành phật đạo cho đến cuối cùng vào niết bàn phân bố thân đó xây chùa tháp như vậy đủ thứ vô biên hạnh đạo sư diễn nói chỗ phật ở hết thảy công đức của Thế Tôn, thệ nguyện tu hành đều thành tựu. Khi đem căn lành đó hồi hướng, trụ nơi Pháp phương tiện như vậy, như vậy tu tập hạnh bồ đề, tâm đó rốt ráo không nhàm mỏi, hết thảy thần thông của Như Lai, cùng với vô biên thắng công đức, cho đến các trí hạnh thế gian, tất cả đều biết không cùng tận như vậy tất cả thiên nhân sư tùy theo hết thảy các cảnh giới ở trong một niệm đều tỏ ngộ mà cũng chẳng bỏ hạnh bồ đề các hạnh vi tế của chư phật với tất cả cõi đủ thứ pháp nơi đó đều tùy thuận biết được rút giáo hồi hướng đến bờ kia có số vô số tất cả kiếp bồ tát biết rõ tức một niệm nơi đó khéo vào hạnh bồ đề thường xuyên tu tập không thối chuyển mười phương hết thảy vô lượng cõi hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh cùng với tất cả các như lai bồ tát đều phân biệt biết được ở trong niệm niệm đều thấy rõ vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn như vậy ba đời không thừa sót tu hành đầy đủ hạnh bồ tát bình đẳng vào trong tất cả tâm vào tất cả pháp cũng bình đẳng, tận hư không cõi Phật cũng thế, hạnh tối thắng đó đều biết rõ, sinh ra chúng sinh và các pháp hết thảy đủ thứ các trí huệ, thần lực Bồ Tát cũng như thế, như vậy tất cả không cùng tận, các trí vi tế đều khác biệt, Bồ Tát nhiếp hết không thừa sót, đồng tướng dị tướng đều khéo biết như vậy tu hành hạnh rộng lớn, mười phương vô lượng các cõi Phật, trong đó chúng sinh đều vô lượng, cõi sinh giống loài đủ thù đặc, chỗ ở hạnh lực đều biết được, đời quá khứ vị lai hiện tại, hết thảy tất cả các đạo sư, nếu ai biết đó mà hồi hướng, tức với Phật đó hành bình đẳng. Nếu người hay tu hồi hướng này, tức là học hành đạo của Phật sẽ được các công đức của Phật cùng với nhất thiết trí của Phật. Tất cả thế gian không thể hoại, tất cả sở học đều thành tựu, thường hay nghĩ nhớ tất cả Phật, thường thấy tất cả đèn thế gian, thắng hạnh Bồ Tát không thể lường, các pháp công đức cũng như vậy, đã trụ như lai vô thượng hạnh, đều biết sức tự tại của Phật. Phật tử Thế nào là hồi hướng đẳng pháp giới vô lượng của Đại Bồ Tát? Phật tử Đại Bồ Tát này dùng lụa vô cấu mà quấn trên đầu mình trụ ở ngôi vị Pháp Dư, rộng thực hành bố thí Pháp khởi đại từ bi an lập chúng sinh, nơi tâm Bồ Đề thường hành lợi ích không có ngừng nghỉ, dùng tâm bồ đề nuôi lớn căn lành, vì các chúng sinh làm điều ngự sư, mở bày cho các chúng sinh đạo nhất thiết trí, vì chúng sinh làm mặt trời pháp tạng, ánh sáng căn lành chiếu khắp tất cả, nơi các chúng sinh tâm đều bình đẳng, tu các hạnh lành, chẳng có ngừng nghỉ tâm thanh tịnh không nhiễm trí huệ tự tại không xả bỏ tất cả căn lành đạo nghiệp làm thương chủ đại trí của các chúng sinh khiến khắp tất cả được vào con đường chân tránh an ổn vì các chúng sinh mà làm dẫn đầu khiến cho họ tu tất cả căn lành pháp hành vì các chúng sinh mà làm bạn lành kiên cố không thể hoại khiến cho căn lành của họ tăng trưởng thành tựu phật tử đại bồ tát này dùng bố thí pháp làm đầu phát sinh tất cả pháp trắng thanh tịnh nhiếp thọ hướng về tâm nhất thiết trí nguyện lực thủ thắng rốt giáo kiên cố thành tựu tăng trưởng đầy đủ oai đức nương thiện tri thức, tâm không xiểm nịnh lừa dối, suy ngẫm quán sát cảnh giới, môn nhất thiết trí vô biên, đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện được tu tập thành tựu tăng trưởng tất cả cảnh giới rộng lớn vô ngại, nguyện được ở trong chánh giáo của Phật cho đến nghe được một câu, một bài kệ đều thọ trì diễn nói. Nguyện nghĩ nhớ được tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, vô lượng vô biên tất cả thế giới, đồng với Pháp giới, nghĩ nhớ rồi liền tu hạnh Bồ Tát. Lại nguyện đem căn lành niệm Phật này vì tất cả chúng sinh trong một thế giới hết kiếp thủa vị lai, tu hạnh Bồ Tát, như trong một thế giới tận pháp giới hư không giới tất cả thế giới cũng đều như vậy như vì một chúng sinh vì tất cả chúng sinh cũng lại như vậy dùng phương tiện khéo léo thảy đều làm hết kiếp thủa vị lai dùng đại thệ nguyện tra nghiêm, chọn không lìa, nghĩ đến Phật thiện tri thức, thường thấy chư Phật hiện ra ở trước, chẳng có một vị Phật nào ra đời mà không được gần gũi. Tất cả chư Phật và các Bồ Tát khen ngợi diễn nói phạm hạnh thanh tịnh, thệ nguyện tu hành đều khiến cho viên mãn, đó là phạm hạnh không phá, phạm hạnh không thiếu, phạm hạnh không tạp, phạm hạnh không vết, phạm hạnh không mất, phạm hạnh không che đậy, phạm hạnh được được khen ngợi, phạm hạnh không chỗ nương, phạm hạnh không chỗ được, phạm hạnh thanh tịnh tăng ích cho Bồ Tát, phạm hạnh chư Phật ba đời thực hành, phạm hạnh vô ngại, phạm hạnh không chấp trước, phạm hạnh không tranh, phạm hạnh không diệt, phạm hạnh an trụ, phạm hạnh không gì sánh bằng phạm hạnh không động phạm hạnh không loạn phạm hạnh không sân hận phật tử nếu đại bồ tát vì mình tu hành phạm hạnh thanh tịnh như vậy tức khắc vì tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ khiến cho tất cả chúng sinh đều được khai ngộ thấu hiểu khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu khiến cho tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh khiến cho tất cả chúng sinh đều được không dơ bẩn khiến cho tất cả chúng sinh đều được chiếu sáng khiến cho tất cả chúng sinh lìa các bụi trần nhiễm ô khiến cho tất cả chúng sinh lìa các sự chướng ngại khiến cho tất cả chúng sinh lìa các nhiệt não khiến cho tất cả chúng sinh lìa các sự trói buộc khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các điều ác khiến cho tất cả chúng sinh không còn các não hại rốt ráo được thanh tịnh Tại sao vì đại Bồ Tát tự mình ở nơi phạm hạnh không được thanh tịnh thì không thể khiến cho họ được thanh tịnh, mình ở nơi phạm hạnh mà có sự thối chuyển thì không thể khiến cho họ được không thối chuyển, mình ở nơi phạm hạnh mà có sự mất hoại thì không thể khiến cho họ không có sự mất hoại, mình ở nơi phạm hạnh mà có sự xa lìa thì không thể khiến cho họ thường không xa lìa mình ở nơi phạm hạnh mà có sự giải đãi thì không thể khiến cho họ không sinh sự giải đãi mình ở nơi phạm hạnh mà không sinh tin hiểu thì không thể nào khiến cho họ sinh tin hiểu mình ở nơi phạm hạnh mà không an trụ thì không thể nào khiến cho họ được an trụ mình ở nơi phạm hạnh mà không chứng nhập thì không thể nào khiến cho tâm họ chứng nhập được mình ở nơi phạm hạnh mà có sự buông bỏ thì không thể nào khiến cho họ luôn không buông bỏ mình ở nơi phạm hạnh mà có sự tán động thì không thể nào khiến cho tâm họ không tán động tại sao vì đại bồ tát trụ hạnh không điên đảo nói pháp không điên đảo lời nói thành thật như nói về tu hành thanh tịnh thân miệng ý, lìa khỏi các tạp nhiễm, trụ hạnh vô ngại diệt tất cả chướng ngại. Đại Bồ Tát tự mình được tâm thanh tịnh, cũng vì họ diễn nói pháp tâm thanh tịnh, tự mình tu hòa nhẫn, dùng các căn lành điều phục tâm mình, cũng khiến cho họ hòa nhẫn, dùng các căn lành điều phục tâm mình, tự mình lìa khỏi nghi hối, cũng khiến cho người khác vĩnh viễn lìa khỏi nghi hối, tự mình được niềm tin thanh tịnh, cũng khiến cho họ được niềm tin thanh tịnh bất hoại. Tự mình trụ tránh pháp cũng khiến cho chúng sinh an trụ tránh pháp. Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành do bố thí pháp sinh ra hồi hướng như vậy. Nguyện cho tôi đắc được pháp môn vô tận của tất cả chư Phật, khắp vì chúng sinh phân biệt giải nói, đều khiến cho họ hoan hỷ, tâm được đầy đủ, tiêu diệt tất cả ngoại đạo dị luận nguyện cho tôi có thể vì tất cả chúng sinh diễn nói biển pháp của chư Phật ba đời, nơi sinh khởi của mỗi mỗi pháp, nghĩa lý của mỗi mỗi pháp, danh ngôn của mỗi mỗi pháp, an lập của mỗi mỗi pháp, giải nói của mỗi mỗi pháp, hiển bày của mỗi mỗi pháp môn hộ của mỗi mỗi pháp, ngộ nhập của mỗi mỗi pháp, quán sát của mỗi mỗi pháp, phân vị của mỗi mỗi pháp, đều được vô biên vô tận pháp tạm, đắc được vô sở ý, đủ bốn biện tài, rộng vì chúng sinh phân biệt giải nói, hết thủa vị lai cũng không hết được vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh lập trí nguyện thủ thắng, sinh ra biệt tài vô ngại không sai lầm, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tất cả pháp thanh tịnh quang minh, tùy theo loại tiếng diễn nói không dứt. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tin sâu hoan hỷ, trụ nhất thiết trí, thấu rõ các pháp, không có mê hoặc. Bồ Tát tự nghĩ rằng, tôi sẽ ở khắp trong tất cả thế giới vì các chúng sinh tinh tấn siêng năng tu tập được vô lượng thân tự tại khắp pháp giới được tâm rộng lớn vô lượng khắp pháp giới đầy đủ vô lượng âm thanh thanh tịnh đồng pháp giới thị hiện vô lượng chúng hội đạo tràng đồng pháp giới tu vô lượng nghiệp của bồ tát đồng pháp giới được vô lượng trụ của bồ tát đồng pháp giới chứng được vô lượng bình đẳng của bồ tát đồng pháp giới học vô lượng pháp của bồ tát tát đồng pháp giới, trụ vô lượng hạnh của Bồ tát đồng pháp giới vào vô lượng hồi hướng của Bồ tát đồng pháp giới, đó là đại Bồ tát đem các căn lành hồi hướng vì khiến cho chúng sinh đều được thành tựu nhất thiết trí. Phật tử đại Bồ tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy, đó là vì muốn thấy vô lượng chư Phật đồng Pháp giới, điều phục vô lượng chúng sinh đồng Pháp giới, trụ trì vô lượng cõi Phật đồng Pháp giới, chứng vô lượng trí của Bồ Tát đồng Pháp giới, đắc được vô lượng vô sở ý đồng Pháp giới, thành tựu vô lượng Đà La Ni của các Bồ Tát đồng Pháp giới, đắc được vô lượng trụ không nghĩ bàn của các Bồ Tát đồng Pháp giới, đủ vô lượng công đức đồng Pháp giới, tròn đầy vô lượng căn lành lợi ích chúng sinh, đồng pháp giới lại nguyện do đem căn lành này khiến cho tôi được phước đức bình đẳng trí huệ bình đẳng lực bình đẳng vô ý bình đẳng thanh tịnh bình đẳng tự tại bình đẳng chánh giác bình đẳng thuyết pháp bình đẳng nghĩa bình đẳng quyết định bình đẳng tất cả thần thông bình đẳng như vậy bình đẳng thầy đều viên mãn như tôi đắc được nguyện cho tất cả chúng sinh cũng được như vậy như tôi không khác phật tử đại bổ tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy đó là như pháp giới vô lượng căn lành hồi hướng cũng lại như vậy trí huệ đắc được chọn không có lượng như pháp giới vô biên căn lành hồi hướng cũng lại như vậy Thấy tất cả chư Phật chẳng có bờ mé, như pháp giới vô hạn, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, đến cõi nước của chư Phật chẳng có giới hạn, như pháp giới không bờ mé, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, nơi tất cả thế giới tu hạnh Bồ Tát chẳng có bờ mé, như pháp giới không dứt, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, trụ nhất thiết trí vĩnh viễn không đoạn tuyệt như pháp giới một tánh căn lành hồi hướng cũng lạ như vậy với tất cả chúng sinh đồng một trí tánh như pháp giới tự tánh thanh tịnh căn lành hồi hướng cũng lạ như vậy khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo thanh tịnh như pháp giới tùy thuận căn lành hồi hướng cũng lạ như vậy khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều tùy thuận hạnh nguyện phổ hiền như Pháp giới tra nghiêm, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh dùng hạnh phổ hiền mà làm tra nghiêm. Như Pháp giới không thể mất hoại, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, khiến cho các Bồ Tát vĩnh viễn không mất hoại các hạnh thanh tịnh. Phật tử đại bồ tát lại đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện đem căn lành này thừa sự tất cả chư Phật Bồ Tát đều khiến cho hoan hỷ, nguyện đem căn lành này mau được hướng nhập tánh nhất thiết trí. Nguyện đem căn lành này khắp tất cả mọi nơi tu nhất thiết trí, nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được qua thấy tất cả chư Phật Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật hay làm Phật sự. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh luôn được thấy Phật, đối với Phật sự không sinh tâm lười trễ. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, tâm vui thanh tịnh chẳng có thối chuyển. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, tâm khéo hiểu rõ nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy phật không sinh chấp trước nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy phật thấu đạt vô ngại nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy phật thành hạnh phổ hiền nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư phật hiện ra ở trước không lúc nào tạm xả bỏ nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư phật sinh ra vô lượng lực của bồ tát nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư phật nơi tất cả pháp vĩnh viễn không quên mất phật tử đại bồ tát lại đem căn lành này hồi hướng như vậy đó là hồi hướng không khởi tánh như pháp giới hồi hướng căn bản tánh như pháp giới hồi hướng tự thể tánh như pháp giới hồi hướng không nương tánh như pháp giới hồi hướng không quên mất tánh như pháp giới, hồi hướng không vô tánh như pháp giới, hồi hướng tịch tĩnh tánh như pháp giới, hồi hướng không xứ sở tánh như pháp giới, hồi hướng không lay động tánh như pháp giới, hồi hướng không sai biệt tánh như pháp giới. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem pháp thí tuyên bày hết thảy, khai ngộ hết thảy và nhờ đó mà khởi tất cả căn lành hồi hướng như vậy, đó là nguyện cho tất cả chúng sinh thành Pháp Sư Bồ Tát, thường được chư Phật hộ niệm, nguyện cho tất cả chúng sinh, làm Pháp Sư Vô Thượng, phương tiện an lập tất cả chúng sinh nơi nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm Pháp Sư không khuất phục, tất cả vấn nạn không thể cùng tận nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư vô ngại được tất cả pháp vô ngại quang minh nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư trí tạ hay khéo léo nói tất cả phật pháp nguyện cho tất cả chúng sinh thành pháp sư như lai tự tại khéo phân biệt được trí huệ của như lai nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư như nhãn nói pháp như thật không do người khác dạy nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư nhớ trì tất cả phật pháp như lý diễn nói không trái với câu nghĩa nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư tu hành đạo vô tướng đạo dùng các tướng đẹp trang nghiêm cho mình phóng vô lượng quang khéo vào các pháp nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư thân lớn thân đó khắp cùng tất cả cõi nước nổi mây pháp lớn mưa các vật pháp nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư hộ pháp tạm kiến lập tràng vô thắng hộ trì các phật pháp khiến cho biển chánh pháp không khuyết giảm nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư tất cả pháp nhật được biện tài của phật khéo nói các pháp nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư diệu âm phương tiện khéo nói vô biên pháp giới tạo nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư đến bờ kia dùng trí hoạ thần thông khai tránh pháp tạm Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư an trụ chánh pháp, diễn nói trí huệ rốt giáo của Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư thấu đạt các pháp, nói công đức vô lượng vô tận, nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư không lừa dối thế gian, dùng phương tiện khiến cho nhập vào thật tế, nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư phá các ma chúng, khéo giác biết tất cả ma nghiệp nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư được chư phật nhiếp thọ nhiếp thọ tâm lìa khỏi cái ta và của ta nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư an ổn tất cả thế gian thành tựu nguyện lực thuyết pháp của bồ tát phật tử đại bồ tát lại đem các căn lành hồi hướng như vậy đó là không thủ lấy chấp trước nghiệp mà hồi hướng không thủ lấy chấp trước báo mà hồi hướng không thủ lấy chấp trước tâm mà hồi hướng không thủ lấy chấp trước pháp mà hồi hướng không thủ lấy chấp trước sự mà hồi hướng không thủ lấy chấp trước nhân mà hồi hướng không thủ lấy chấp trước lời nói âm thanh mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước danh câu văn thân mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước hồi hướng mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước lợi ích chúng sinh mà hồi hướng. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy. Đó là không vì đam trước cảnh giới sắc mà hồi hướng, không vì đam trước cảnh giới thanh hương vị xúc pháp mà hồi hướng, không vì cầu sinh cõi trời mà hồi hướng, không vì cầu dục lạc mà hồi hướng không vì chấp cảnh giới dục mà hồi hướng không vì cầu quyến thuộc mà hồi hướng, không vì cầu tự tại mà hồi hướng, không vì cầu vui sinh tử mà hồi hướng, không vì chấp sinh tử mà hồi hướng, không vì vui thích các cõi mà hồi hướng, không vì cầu vui hòa hợp mà hồi hướng, không vì cầu đáng vui chấp trước nơi chốn mà hồi hướng, không vì ôm lòng độc hại mà hồi hướng, không hoại căn lành mà hồi hướng, không nương ba cõi mà hồi hướng, không chấp vào các thiền giải thoát tam muội mà hồi hướng không trụ vào thanh văn bích chi phật thừa mà hồi hướng chỉ vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh mà hồi hướng, chỉ vì thành tựu viên mãn trí nhất thiết trí mà hồi hướng, chỉ vì được trí vô ngại mà hồi hướng, chỉ vì được căn lành thanh tịnh không chướng ngại mà hồi hướng, chỉ vì khiến cho tất cả chúng sinh vượt qua sinh tử chứng đại trí huệ mà hồi hướng, chỉ vì khiến tâm đại bồ đề như kim cang không thể hoại mà hồi hướng, chỉ vì thành tựu rốt giáo pháp bất tử mà hồi hướng, chỉ vì dùng vô lượng trang nghiêm để trang nghiêm giống tánh Phật, thị hiện nhất thiết trí tự tại mà hồi hướng, chỉ vì cầu tất cả pháp minh đại thần thông trí huệ của Bồ Tát mà hồi hướng, chỉ vì tu hành hạnh phổ hiền, ở trong tận pháp giới hư không giới, tất cả cõi Phật, Viên mãn không thối chuyển, mặc giáp đại nguyện kiên cố, khiến cho tất cả chúng sinh trụ Bậc Phổ Hiền mà hồi hướng, chỉ vì hết kiếp vị lai độ thoát chúng sinh thường không ngừng nghỉ, thị hiện quang minh vô ngại của bậc nhất thiết trí luôn không dứt mà hồi hướng. Phật tử khi đại Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng, thì dùng tâm hồi hướng như vậy, đó là dùng tâm bản tánh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm pháp tánh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm vô lượng tất cả chúng sinh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm không tranh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm tự tánh không chỗ khởi bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm biết các pháp không tán loạn mà hồi hướng, dùng tâm vào ba đời bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm sinh ra giống tánh chư Phật ba đời mà hồi hướng, dùng tâm được thần thông không thối thất mà hồi hồi hướng, dùng tâm sinh thành hạnh nhất thiết trí mà hồi hướng, lại vì khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả địa ngục mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh không vào đường xúc sinh mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh không đến chỗ vua Diêm La mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả pháp chướng đạo mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả căn lành mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đúng thời chuyển bánh xe pháp, khiến cho tất cả đều hoan hỷ mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh vào bánh xe thập lực mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ vô biên pháp nguyện thanh tịnh của Bồ Tát mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh, tùy thuận tất cả thiện tri thức, tâm khí bồ đề được đầy đủ mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh thọ trì tu hành Phật Pháp thâm sâu, được trí huệ quang minh của tất cả chư Phật mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh tu hạnh không chướng ngại của các Bồ Tát thường hiện tiền mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư phật hiện ra ở trước họ mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh được pháp quang minh thanh tịnh thường hiện tiền mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh được đại bồ đề tâm không sợ hãi thường hiện tiền mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ không nghĩ bàn của bồ tát thường hiện tiền mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh khắp cứu hộ tất cả chúng sinh khiến cho được tâm đại bi thanh tịnh thường hiện tiền mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng bất khả thuyết bất khả thuyết đồ trang nghiêm tốt đẹp thù thắng để trang nghiêm tất cả có cõi nước chư Phật mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt tan tất cả các ma nghiệp la võng đấu tranh mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi tất cả cõi phật đều không chỗ nương tu hạnh bồ tát mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm nhất thiết chủng trí vào tất cả pháp môn phật pháp rộng lớn mà hồi hướng phật tử đại bồ tát lại đem căn lành này chánh niệm thanh tịnh hồi hướng trí hoại quyết định hồi hướng biết hết tất cả phật pháp phương tiện hồi hướng vì thành tựu vô lượng trí vô ngại mà hồi hướng vì muốn viên mãn an tâm thanh tịnh thủ thắng mà hồi hướng, vì tất cả chúng sinh trụ đại từ mà hồi hướng, vì tất cả chúng sinh trụ đại bi mà hồi hướng, vì tất cả chúng sinh trụ đại hỷ mà hồi hướng, vì tất cả chúng sinh trụ đại xả mà hồi hướng vì vĩnh viễn lìa khỏi hai chấp trụ căn lành thủ thắng mà hồi hướng vì suy ngẫm quán sát phân biệt diễn nói tất cả pháp duyên khỏi mà hồi hướng vì lập tâm tràng đại dũng mãnh mà hồi hướng vì lập tạng tràng vô năng thắng mà hồi hướng, vì phá các chúng ma mà hồi hướng, vì được tất cả pháp thanh tịnh tâm không ngại mà hồi hướng, vì tu tất cả hạnh Bồ Tát không thối chuyển mà hồi hướng, vì được tâm thích cầu thắng pháp đệ nhất mà hồi hướng, vì được tâm thích cầu các pháp công đức tự tại thanh tịnh nhất thiết trí mà hồi hướng, vì viên mãn tất cả nguyện trừ tất cả tranh luận, được pháp thanh tịnh tự tại vô ngại của Phật, vì tất cả chúng sinh chuyển bánh xe Pháp bất thối mà hồi hướng, vì được Pháp thù thắng tối thượng mặt trời trí huệ của Như Lai, trăm ngàn quang minh tra nghiêm, chiếu khắp tất cả chúng sinh Pháp giới mà hồi hướng, vì muốn điều phục tất cả chúng sinh tùy sự ưa thích của họ, thường khiến cho đầy đủ không xả bỏ nguyện xưa, hết tuổi vị Lai nghe tránh Pháp tu tập đại hạnh, được trí huệ thanh tịnh, lìa quang minh cấu bẩn đoạn trừ tất cả sự kiêu mạ tiêu diệt tất cả phiền não sẽ tan lưới ái dục phá tối ngu si đầy đủ pháp không cấu bẩn không chướng ngại mà hồi hướng vì tất cả chúng sinh nơi A Tăng kỳ kiếp, thường xuyên tu tập hạnh nhất thiết trí không có thối truyền, mỗi mỗi đều khiến cho được trí huệ vi diệu vô ngại, thị hiện thần thông tự tại của chư Phật không có ngừng nghỉ mà hồi hướng. Phật tử khi Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy thì không tham trước cảnh giới nam dục của ba cõi. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát nên đem căn lành không tham mà hồi hướng, nên đem căn lành không sân mà hồi hướng, nên đem căn lành vô ngại mà hồi hướng, nên đem căn lành không hại mà hồi hướng, nên đem căn lành lìa kiêu mạn mà hồi hướng, nên đem căn lành không xiểm nịnh mà hồi hồi hướng nên đem căn lành chất trực mà hồi hướng nên đem căn lành tinh cần mà hồi hướng nên đem căn lành tu tập mà hồi hướng phật tử khi đại bồ tát hồi hướng như vậy thì được tâm tin thanh tịnh nơi hạnh Bồ Tát hoan hỷ nhẫn thọ tu tập Đại đạo Bồ Tát thanh tịnh đầy đủ giống Tánh Phật đắc được trí huệ của Phật xả bỏ tất cả điều ác để các nghiệp ma gần gũi bạn lành thành tự nguyện lớn của mình thỉnh các chúng sinh thiết lập Đại hội bố thí. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem căn lành do Pháp thí này sinh ra, hồi hướng như vậy. Đó là khiến cho tất cả chúng sinh được diệu âm thanh thanh tịnh, được âm thanh nhẹ nhàng, được âm thanh trống trời, được vô lượng vô biên âm thanh không thể nghĩ bàn, được âm thanh đáng ưa thích, được âm thanh thanh tịnh, được âm thanh khắp cùng tất cả cõi Phật, được âm thanh trăm ngàn na do tha bất khả thuyết công đức trang nghiêm, được âm thanh cao xa, được âm Âm thanh rộng lớn. Được âm thanh rỉa tất cả sự tán loạn, được âm thanh đầy khắp pháp giới, được âm thanh nhiếp lấy tất cả ngôn ngữ của chúng sinh, được trí huệ biết vô biên âm thanh của tất cả chúng sinh, được trí âm thanh tất cả ngôn ngữ thanh tịnh, được trí âm thanh vô lượng ngôn ngữ, được âm thanh tự tại nhất vào tất cả trí âm thanh, được âm thanh tất cả thanh tịnh tra nghiêm, được âm thanh tất cả thế gian không nhảm đủ, được âm thanh rốt ráo không ràng buộc tất cả thế gian, được âm thanh hoan hỷ, được âm thanh ngôn ngữ thanh tịnh của Phật. Được âm thanh nói tất cả Phật Pháp xa điển ngu si che đậy danh xưng đồn khắp được âm thanh khiến cho tất cả chúng sinh được tất cả pháp đà la ni trang nghiêm được âm thanh nói tất cả vô lượng thứ pháp được âm thanh đến khắp pháp giới vô lượng chúng đạo tràng được âm thanh nhiếp trì khắp câu pháp kim cang không thể nghĩ bàn được âm thanh khai thị tất cả các pháp được âm thanh trí tạng có thể nói bất khả thuyết chữ câu khác nhau. Được âm thanh diễn nói tất cả pháp không chấp trước, không ngừng. Được âm thanh tất cả pháp quang minh chiếu sáng. Được âm thanh hay khiến tất cả thế gian thanh tịnh rút giáo đến nơi nhất thiết trí. Được âm thanh nhiếp khắp tất cả pháp câu nghĩa. Được âm thanh thần lực hộ trì tự tại vô ngại. Được âm thanh trí huệ đến tất cả thế gian bờ bên kia lại đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh được âm thanh không hạ liệt, được âm thanh không sợ hãi, được âm thanh không nhiễm trước, được âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng hoan hỷ, được âm thanh hay đẹp tùy thuận, được âm thanh khéo nói tất cả Phật Pháp. Được âm thanh hay dứt niệm nghi hoặc của tất cả chúng sinh đều làm cho họ giác ngộ. Được âm thanh đầy đủ biện tài, được âm thanh giác ngộ khắp tất cả chúng sinh ngủ trong đêm dài phật tử đại bồ tát lại đem các căn lành hồi hướng như vậy đó là nguyện tất cả chúng sinh được pháp thân thanh tịnh lìa các lỗi ác nguyện tất cả chúng sinh được công đức thanh tịnh vi diệu lìa các lỗi ác nguyện tất cả chúng sinh được tướng tốt thanh tịnh lìa các lỗi ác nguyện tất cả chúng sinh được nghiệp quả thanh tịnh lìa các lỗi ác nguyện tất cả chúng sinh được tâm nhất thiết trí thanh tịnh lìa các lỗi ác nguyện tất cả chúng sinh được vô lượng tâm bồ đề thanh tịnh lìa các lỗi ác nguyện tất cả chúng sinh được phương tiện thanh tịnh biết rõ các căn lìa các lỗi ác nguyện tất cả chúng sinh được tiên hiểu thanh tịnh lìa các lỗi ác nguyện tất cả chúng sinh được siêng tu hạnh nguyện thanh tịnh vô ngại lìa các lỗi ác nguyện tất cả chúng sinh được trí huệ biện tài chánh niệm thanh tịnh lìa các lỗi ác phật tử đại bồ tát lại đem các căn lành vì tất cả chúng sinh hồi hướng như vậy nguyện được đủ thứ thân đẹp thanh tịnh đó là thân quang minh thân lìa ô trược thân không nhiễm thân thanh tịnh thân rất thanh tịnh thân lìa trần cấu thân rất lìa trần cấu thân lìa cấu bẩn thân đáng ưa thích thân không chướng ngại nơi tất cả thế giới hiện các nghiệp hình tượng nơi tất cả thế gian hiện lời nói hình tượng nơi tất cả cung điện hiện an lập hình tượng như gương sáng sạch đủ thứ màu sắc hình tượng tự nhiên hiển hiện, mở bày cho các chúng sinh hạnh đại bồ đề, mở bày cho các chúng sinh diệu pháp thâm sâu, mở bày cho các chúng sinh đủ thứ công đức, mở bày cho các chúng sinh con đường tu hành, mở bày cho các chúng sinh hạnh thành tựu, mở bày cho các chúng sinh hạnh nguyện Bồ Tát, mở bày cho các chúng sinh nơi một thế giới tất cả thế giới Phật đều hiện ra đời mở bày cho các chúng sinh tất cả thần thông biến hóa của chư Phật, mở bày cho các chúng sinh giải thoát oai lực của tất cả Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Mở bày cho tất cả các chúng sinh hạnh nguyện, tánh nhất thiết trí thành tựu viên mãn của Bồ Tát Phổ Hiền. Đại Bồ Tát dùng thân thanh tịnh tốt đẹp như vậy, phương tiện nhiếp lấy tất cả chúng sinh, đều khiến cho thành tựu thân nhất thiết trí công đức thanh tịnh, phật tử đại bồ tát lại đem căn lành cho bố thí pháp sinh ra hồi hướng như vậy nguyện thân tùy trụ tất cả thế giới tu hạnh bồ tát chúng sinh thấy được thảy đều không đuống qua phát tâm bồ đề vĩnh viễn không thối chuyển thuận theo nghĩa chân thật không thể lay động nơi tất cả thế giới hết kiếp vị lai trụ đạo bồ tát mà không nhàm mỏi đại đi khắp cùng lượng đồng pháp giới biết căn tánh chúng sinh đúng thời nói pháp thường không ngừng nghỉ nơi thiện tri thức tâm thường chánh niệm cho đến không xả bỏ dù khoảng một sát na tất cả chư phật thường hiện ở trước tâm thường chánh niệm chưa từng tạm giải đãi tu các căn lành không có hư ngụy đặt đẻ chúng sinh nơi nhất thiết trí khiến cho họ không thối chuyển đầy đủ tất cả phật pháp quang minh chỉ mây pháp lớn thọ mưa pháp lớn tu hạnh bồ tát vào trong tất cả chúng sinh vào trong tất cả cõi phật vào trong tất cả các pháp vào trong tất cả ba đời vào nghiệp báo trí huệ của tất cả chúng sinh vào trí huệ phương tiện khéo léo của tất cả bồ tát vào trí huệ sinh ra tất cả bồ tát vào trí huệ cảnh giới thanh tịnh của tất cả bồ tát vào thần thông tự tại của tất cả chư phật vào tất cả vô biên pháp giới nơi đó an trụ tu hạnh bồ tát phật tử đại bồ tát lại đem căn lành tu bố thí pháp hồi hướng như vậy nguyện tất cả cõi phật thảy đều thanh tịnh dùng bất khả thuyết bất khả thuyết đồ trang nghiêm để trang nghiêm mỗi mỗi cõi phật lượng rộng lớn đồng với pháp giới thuần thiện quang minh thanh tịnh vô ngại chư phật ở trong đó hiện thành tránh giác cảnh giới thanh tịnh ở trong một cõi phật đều hiển hiện tất cả cõi phật như một cõi phật tất cả cõi phật cũng lại như vậy mỗi mỗi cõi đó đều dùng vô lượng vô biên đổ báu đẹp trang nghiêm thanh tịnh đồng pháp giới để làm nghiêm sức đó là a tăng kỳ tòa báu thanh tịnh trải bày các y báu a tăng kỳ chướng báu chung quanh có lưới báu thòng rủ xuống a tăng kỳ lọng báu có tất cả báu đẹp cùng nhau chiếu sáng a tăng kỳ mây báu đều mưa xuống các thứ báu a tăng kỳ hoa báu thảy đều thanh tịnh a tăng kỳ bao lơn lan can làm bằng các thứ báu trang nghiêm thanh tịnh a tăng kỳ linh báu thường vang ra âm thanh vi diệu của chư phật khắp cùng pháp giới a tăng kỳ hoa sen báu có đủ màu sắc báu nở rộ chiếu sáng a tăng kỳ cây báu đều ngay hàng thẳng tắp có hoa quả làm bằng vô lượng thứ báu đẹp A tăng kỳ cung điện báu có vô lượng bồ tát ở trong đó. A tăng kỳ lầu các báu rộng lớn tốt đẹp, nối dài gần xa. A tăng kỳ hàng rào báu làm bằng báu lớn trang nghiêm tốt đẹp. A tăng kỳ cửa sổ báu có chuỗi báu đẹp răng bùa thòng rủ chung quanh. A tăng kỳ cửa lớn báu trang nghiêm thanh tịnh không thể nghĩ bàn. A tăng kỳ đa la báu hình bán nguyệt làm bằng các thứ báu. Tất cả như vậy đều. Dùng các thứ báu để nghiêm sức, địa cấu thanh tịnh đâu chẳng phải là căn lành không thể nghĩ bàn của như lai sinh ra, đầy đủ vô số tạng báu trang nghiêm. Lại có A Tăng Kỳ sông báu chảy ra tất cả pháp lành thanh tịnh, A Tăng Kỳ biển báu chứa đầy nước pháp, A Tăng Kỳ hoa phân đả lợi báu, thường vang ra tiếng diệu pháp phân đả lợi. A à, tăng kỳ núi tu di báu trí huệ sơn vương cao đẹp thanh tịnh. A à, tăng kỳ báu đẹp tám góc sâu bằng dây báu trang nghiêm thanh tịnh không gì sánh bằng. A à, tăng kỳ quang minh báu thanh tịnh, thường phóng ra đại trí quang minh minh vô ngại. Chiếu khắp pháp giới, a à, tăng kỳ linh và chuông báu khua đánh lẫn nhau vang ra tiếng rất hay. A tăng kỳ báu thanh tịnh, các bồ tát báu đầy đủ sung mãn, A tăng kỳ lụa màu báu, sắc tướng trong sáng thòng rủ khắp nơi, A tăng kỳ tràng báu đẹp, dùng bán nguyệt báu làm nghiêm sức a à tăng kỳ phan báu khắp mưa xuống vô lượng phan báu a à tăng kỳ đái báu thòng dù khắp trong không trung trang nghiêm tốt đẹp thủ thắng a à tăng kỳ thảm báu sinh ra đủ thứ sự cảm xúc an lạc mềm mại a à tăng kỳ vòng báu đẹp thị hiện tất cả mắt trí huệ của bồ tát A Tăng Kỳ chuỗi báu, mỗi mỗi chuỗi báu có trăm ngàn Bồ Tát Thượng Diệu Trang Nghiêm, A Tăng Kỳ cung điện báu, vượt hơn tất cả tuyệt diệu không gì bằng, A Tăng Kỳ đồ trang nghiêm báu, nghiêm sức bằng kim cang mani, A Tăng Kỳ kỷ đồ đủ thứ báu đẹp trang nghiêm thường hiện tất cả màu sắc đẹp thanh tịnh a à tăng kỳ báu thanh tịnh hình trạng thủ thắng kỳ lạ ánh sáng chiếu thấu a à tăng kỳ núi báu dùng làm tường vách bao bọc khắp chung quanh thanh tịnh vô ngại a tăng kỳ hương báu hương báu đó sông khắp tất cả thế giới a tăng kỳ hóa sự báu mỗi mỗi hóa sự khắp cùng pháp giới a tăng kỳ quang minh báu mỗi mỗi quang minh hiện ra tất cả quang minh lại có a tăng kỳ quang minh báu trí quang chiếu thấu các pháp lại có a tăng kỳ quang minh báu vô ngại Mỗi mỗi quang minh khắp cùng pháp giới, có A Tăng Kỳ xứ báu, tất cả các báu thải đều đầy đủ. A Tăng Kỳ bảo tàng khai thị tất cả tạng báu chánh pháp. A Tăng Kỳ tràng báu, tướng tràng như lai cao hơn tất cả. A Tăng Kỳ hiền báu, tượng hiền đại trí đầy đủ thanh tịnh. A à, Tăng Kỳ vườn báu sinh ra tam muội khoái lạc của các Bồ Tát, A à, Tăng Kỳ âm thanh báu, âm thanh vi diệu của Như Lai khai thị khắp thế gian a tăng kỳ hình báu mỗi mỗi hình báu đó đều phóng ra vô lượng diệu pháp quang minh a tăng kỳ tướng báu mỗi mỗi tướng báu đó đều vượt hơn các tướng khác a tăng kỳ oai nghi báu người thấy được đều sinh tâm vui thích của bồ tát a tăng kỳ tụ báu người thấy được đều sinh trí huệ tụ báu a tăng kỳ an trụ báu người thấy được đều sinh tâm báu khéo trụ A à tăng kỳ y phục báu, ai mặc vào đều sinh các tam muội vô tỷ của Bồ Tát. A à tăng kỳ cả sa báu, ai mặc vào vừa mới phát tâm, đền được khéo thấy môn đà la ni. A à tăng kỳ tu tập báu, nếu ai thấy được, đền biết tất cả báu đều là nghiệp quả, quyết định thanh tịnh. A à tăng kỳ tri kiến vô ngại báu, nếu ai thấy được, thì đắc được tất cả pháp nhãn thanh tịnh a tăng kỳ tạng quang minh báu nếu ai thấy được nên được thành tựu tạng đại trí huệ a tăng kỳ tòa báu có đức phật ngự trên đó đại sư tử hống a tăng kỳ đèn báu thường phóng ra ánh sáng trí huệ thanh tịnh a tăng kỳ cây đa la báu thẳng hàng có thứ tự dùng dây báu bao bọc chung quanh rất trang nghiêm thanh tịnh cây đó lại có a tăng kỳ gốc báu từ thân cây cao vót có a tăng kỳ nhánh tròn sạch ngay thẳng có đủ thứ các báu trang nghiêm la liệt, có nhiều chim không thể nghĩ bàn bay lượn trên đó, thường hót tiếng vi diệu tuyên dương chánh pháp. A à tăng kỳ lá báu phóng ra ánh sáng trí huệ khắp tất cả mọi nơi. A à tăng kỳ hoa báu trên mỗi mỗi hoa có vô lượng bồ tát ngồi kiết già du khắp pháp giới. A à tăng kỳ quả báu ai thấy sẽ đắc được quả trí huệ nhất thiết trí không thối chuyển. A Tăng Kỳ tụ lạc báu, ai thấy được, đều bỏ lìa Pháp tụ lạc thế gian. A Tăng Kỳ đô ấp báu, chúng sinh vô ngại đẩy dẫy trong đó. A Tăng Kỳ cung điện báu, ở trong chỗ vua đó đầy đủ thân Bồ Tát Na La Diên, dũng mãnh kiên cố, mặc áo giáp Pháp tâm không thối chuyển, a tăng kỳ nhà báu, ai vào cũng đều diệt trừ tâm tham luyến nhà cửa, a tăng kỳ y báu, ai mặc vào cũng đều khiến cho hiểu rõ không chấp trước, a tăng kỳ cung điện báu, Bồ Tát xuất ra đẩy dẫy trong đó a tăng kỳ đồ chơi báu ai thấy cũng đều sinh vô lượng hoan hỉ a tăng kỳ bánh xe báu phóng ra quang minh trí huệ không nghĩ bàn chuyển bánh xe pháp không thối chuyển a tăng kỳ cây bạt đà có lưới nhân đà la trang nghiêm thanh tịnh A tăng kỳ đất báu có châu báu không nghĩ bàn sen lẫn cha nghiêm, A tăng kỳ tiếng thổi báu, âm thanh đó trong sáng khắp cùng pháp giới, A tăng kỳ trống báu, tiếng hay hòa nhã cùng kiếp không dứt, A tăng kỳ chúng sinh báu nhiếp trì được hết pháp bảo vô thượng, A tăng kỳ thân báu đầy đủ vô lượng công đức báu đẹp A Tăng Kỳ miệng báu, thường diễn nói tất cả âm thanh pháp bảo vi diệu, A Tăng Kỳ tâm báu, đầy đủ ý đại trí nguyện báu thanh tịnh, A Tăng Kỳ niệm báu, dứt trừ các ngu si mê hoặc tốt giáo kiên cố nhất thiết trí báu. A Tăng Kỳ minh báu, tụng trí tất cả pháp bảo của chư Phật. A Tăng Kỳ huệ báu, quyết định thấu rõ tất cả tạng pháp của chư Phật. A Tăng Kỳ trí báu, được đại viên mãn nhất thiết trí báu. A Tăng Kỳ mắt báu, giám sát mười lực báu, không có chướng ngại. A Tăng Kỳ tai báu, nghe vô lượng âm thanh tận cùng pháp giới thanh tịnh vô ngại. A Tăng Kỳ mũi báu, thường ngửi tùy thuận hương thơm báu thanh tịnh a tăng kỷ lưỡi báu hay nói vô lượng lời nói pháp của chư phật a tăng kỷ thân báu đến khắp mười phương mà không trở ngại a tăng kỷ ý báu thường xuyên tu tập hạnh nguyện phổ hiền a tăng kỳ tiếng báu thanh tịnh tiếng hay khắp mười phương cõi nước a tăng kỳ thân nghiệp báu làm tất cả những gì đều lấy trí huệ làm đầu a tăng kỳ nghiệp lời nói báu thường nói tu hành trí báu vô ngại a tăng kỳ ý nghiệp báu được trí báu rộng lớn không chướng ngại rút giáo viên mãn Phật tử, đại Bồ Tát ở trong cõi nước của tất cả chư Phật đó, nơi một cõi Phật, một phương, một xứ sở, một đầu sợi lông, đầy dẫy vô lượng vô biên bất khả thuyết số các đại Bồ Tát, thảy đều thành tựu trí huệ thanh tịnh, như vậy tận hư không khắp pháp giới, mỗi cõi Phật, mỗi phương, mỗi xứ sở, mỗi đầu sợi lông cũng đều như vậy. Đó là đại Bồ Tát đem các căn lành vì chúng sinh hồi hướng, nguyện khắp tất cả cõi nước chư Phật đều đầy đủ các thứ báu đẹp trang nghiêm. Như báu trang nghiêm rộng nói như vậy, hương trang nghiêm cũng như vậy, hoa trang nghiêm chẳng hoa trang nghiêm hương thoa trang nghiêm, hương đốt trang nghiêm, hương bột trang nghiêm, y trang nghiêm, lọng trang nghiêm, tràng trang nghiêm, phan trang nghiêm, mani báu trang nghiêm, thứ lớp cho đến trăm lần hơn đây, đều rộng nói như báu trang nghiêm. Phật tử Đại Bồ Tát dùng căn lành tu tập bố thí pháp vì nuôi dưỡng lớn tất cả căn lành mà hồi hướng vì nghiêm tịnh tất cả cõi phật mà hồi hướng vì thành tựu tất cả chúng sinh mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều tịnh tâm không động mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều vào phật pháp thâm sâu mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được công đức thanh tịnh không ai vượt qua được mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đều được phước lực thanh tịnh không thể hoại mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí lực vô tận độ các chúng sinh khiến cho họ vào phật pháp mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được vô lượng ngôn ngữ và âm thanh thanh tịnh bình đẳng mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được mất bình đẳng vô ngại thành tựu trí huệ đồng hư không khắp pháp giới mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được niệm thanh tịnh biết tiền kiếp của tất cả chúng thế giới mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đại trí huệ vô ngại, đều quyết rõ được tất cả pháp tạng mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đại bồ đề không hạn lượng, khắp cùng pháp giới không chướng ngại mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được căn lành đồng thể bình đẳng không phân biệt mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tất cả công đức của thân lời ý nghiệp, đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được hạnh đồng với Bồ Tát Phổ Hiền mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được vào tất cả cõi Phật đồng thể thanh tịnh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều quán sát nhất thiết trí, đều hướng về nhập vào viên mãn mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đều xa lìa căn lành không bình đẳng mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thâm tâm bình đẳng không tướng khác, thứ lớp viên mãn nhất thiết trí mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ tất cả pháp trắng tịnh mà hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi một niệm chứng được nhất thiết trí rốt giáo mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu viên mãn đạo nhất thiết trí thanh tịnh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được mà hồi hướng, Phật tử đại bồ tát đem các căn lành khắp vì tất cả chúng sinh hồi hướng như vậy rồi, lại đem căn lành này khắp muốn diễn nói viên mãn tất cả hạnh pháp được thanh tịnh mà hồi hướng, muốn thành tựu hạnh oai lực thanh tịnh, được biển pháp bất khả thuyết bất khả thuyết mà hồi hướng, muốn tại mỗi biển pháp đầy đủ vô lượng trí quang minh thanh tịnh đồng pháp giới mà hồi hướng, muốn khai thị diễn nói tất cả câu nghĩa của pháp khác biệt mà hồi hướng, muốn thành tựu tất cả pháp quang minh tam muội rộng lớn vô biên mà hồi hướng, muốn tùy thuận biện tài của chư Phật ba đời mà hồi hướng muốn thành tựu thân tự tại của tất cả chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại mà hồi hướng, vì tôn trọng tất cả pháp không chướng ngại đáng ưa thích của Phật mà hồi hướng, vì đầy đủ tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh, thường không thối chuyển mà hồi hướng, muốn thành tựu pháp khác biệt không nghĩ bàn, trí không chướng ngại, tâm không cấu nhiễm các căn thanh tịnh vào khắp tất cả chúng hội đạo tràng mà hồi hướng, muốn ở nơi tất cả cõi nước chư Phật hoặc ngựa hoặc úp hoặc thô hoặc tế hoặc rộng hoặc hẹp lớn nhỏ nhiễm tịnh như vậy thường chuyển bánh xe pháp bình đẳng bất thối muốn ở trong niệm niệm được không sợ hãi có đủ thứ biện tài không cùng tận diệu pháp quang minh khai thị diễn nói mà hồi hướng vì thích cầu các điều thiện phát tâm tu tập các căn chuyển thành thủ thắng, đắc được tất cả pháp đại thần thông trí huệ, biết rõ hết tất cả các pháp mà hồi hướng, muốn ở nơi tất cả chúng hội đạo tràng gần gũi cúng dường, thì tất cả chúng sinh diễn nói tất cả các pháp đều khiến cho họ hoan hỉ mà hồi hướng. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem căn lành này hồi hướng như vậy, đó là hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng trụ, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng thân nghiệp hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng nghiệp lời nói, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng ý nghiệp, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng sắc bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng thọ tưởng hành thức bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng uẩn bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng giới bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng xứ bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng lượng bên trong bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng bên ngoài bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng phát khởi bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng thâm tâm bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng phương tiện bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng tin hiểu bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng các căn bình đẳng hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng ban đầu giữa sau bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng nghiệp báo bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng nhiễm tịnh bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng chúng sinh bình đẳng, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng cõi Phật bình đẳng hồi, hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng pháp bình đẳng hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng thế gian quang minh bình đẳng hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng chư phật bồ tát bình đẳng hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng hạnh nguyện bồ tát bình đẳng hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng bồ tát thoát khỏi ba cõi bình đẳng hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng bồ tát giáo hóa điều phục bình đẳng hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng pháp giới không hai bình đẳng hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng chúng hội đạo tràng như lai bình đẳng phật tử. Khi đại bồ tát hồi hướng như vậy thì an trụ pháp giới vô lượng thân thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng lời thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng tâm thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng hạnh nguyện của các bồ tát thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng chúng hội đạo tràng thanh tịnh bình đẳng, an trụ pháp giới vô lượng bình đẳng. Vì tất cả bồ tát rộng nói pháp trí thanh tịnh an trụ pháp giới vô lượng bình đẳng thân vào được hết pháp giới tất cả thế giới an trụ pháp giới vô lượng bình đẳng, tất cả pháp quang minh thanh tịnh không sợ hãi, có thể dùng một tiếng dứt hết lưới nghi của tất cả chúng sinh, tùy theo căn dục của họ đều khiến cho hoan hỷ, trụ nơi vô thượng nhất thiết chủng trí, lực không sợ hãi, thần thông tự tại, công đức rộng lớn thoát khỏi ba cõi, Phật tử đó là hồi hướng trụ đẳng pháp giới vô lượng thứ 10 của Đại Bồ Tát. Khi Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành thí pháp hồi hướng như vậy thì thành tựu viên mãn vô lượng vô biên hạnh nguyện bồ tát của bồ tát phổ hiền đều nghiêm tịnh tận hư không đồng pháp giới tất cả cõi phật khiến cho tất cả chúng sinh cũng được thành tựu đầy đủ vô biên trí hoạ như vậy thấu rõ tất cả pháp ở trong niệm niệm thấy tất cả chư phật xuất hiện ra đời ở trong niệm niệm thấy vô lượng vô biên sức tự tại của tất cả chư phật đó là sức tự tại rộng lớn lớn, sức tự tại không chấp trước, sức tự tại vô ngại, sức tự tại không nghĩ bàn, sức tự tại tịnh tất cả chúng sinh, sức tự tại lập tất cả thế giới, sức tự tại hiện bất khả thuyết lời nói, sức tự tại tùy thời ứng hiện, sức tự tại thần thông trí huệ trụ bất thối chuyển, sức tự tại diễn nói tất cả vô biên pháp giới không sót thừa sức tự tại sinh ra mất của bồ tát phổ hiền không có bờ mé sức tự tại dùng nhị thức vô ngại nghe thọ trì vô lượng chánh pháp của chư phật sức tự tại một thân ngồi kiết già khắp cùng mười phương vô lượng pháp giới nơi các chúng sinh không chật hẹp sức tự tại dùng trí huệ viên mãn vào khắp vô lượng pháp ba đời lại được vô lượng thanh tịnh đó là tất cả chúng sinh thanh tịnh tất cả cõi phật thanh tịnh tất cả pháp thanh tịnh tất cả xứ trí biết khắp thanh tịnh khắp cõi hư không trí vô biên thanh tịnh, được nhất thiết trí lời nói âm thanh khác biệt, dùng đủ thứ lời nói âm thanh ứng khắp chúng sinh thanh tịnh, phóng ra vô lượng quang minh viên mãn, chiếu khắp tất cả vô biên thế giới thanh tịnh sinh ra tất cả Bồ Tát trí hạnh thanh tịnh ba đời, ở trong một niệm trí thanh tịnh vào khắp chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật ba đời, vào vô biên tất cả thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh đều làm việc thanh tịnh đáng làm. Như vậy, đều được đầy đủ, đều được thành tựu, đều đã tu trị, đều được bình đẳng, thầy đều hiện tiền, thầy đều thấy biết thầy đều ngộ nhập, đều đã quán sát, đều được thanh tịnh đến bờ bên kia. Bấy giờ do thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong mười phương, trăm vạn cõi Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới đều có sáu thứ chấn động. Đó là động biến động đẳng biến động, khỏi biến khỏi đẳng biến khỏi, dũng biến dũng đẳng biến dũng. Chấn biến chấn đẳng biến chấn, hống biến hống đẳng biến hống, kích biến kích đẳng biến kích do thần lực của phật do pháp như vậy mưa xuống các hoa trời tràng hoa trời hương bột trời các tạc hương trời y phục trời chân bảo trời đồ trang nghiêm trời mani báu trời hương trầm thủy trời hương chiên đàn trời lọng thượng rượu trời đủ thứ tràng trời phan tạc sắc trời A tăng kỳ thân trời vô lượng trăm ngàn ức bất khả thuyết pháp âm trời, không thả nghĩ bàn tiếng trời khen ngợi Phật. A tăng kỳ tiếng trời hoan hỷ đều xưng lành thay. Vô lượng A tăng kỳ trăm ngàn na do tha vị trời cung kính lễ bái, vô số thiên tử thường niệm chư Phật mong cầu vô lượng công đức của như lai tâm không xả lìa vô số thiên tử tấu các kỹ nhạc ca ngâm tán thán cúng dường như lai trăm ngàn a tăng kỳ các vị trời phóng đại quang minh chiếu khắp tận hư không biến pháp giới tất cả cõi phật hiện ra vô lượng a tăng kỳ cảnh giới của chư phật hóa thân của như lai vượt hơn các vị trời như ở tại cung trời đâu xuất thế giới này là như vậy. Các cung trời đâu xuất khắp cùng mười phương trong tất cả thế giới cũng đều như thế. Bây giờ do thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong mười phương qua khỏi trăm vạn cõi Phật các thế giới nhiều như số hạt bụi đều có trăm vạn cõi Phật. Các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi đến tụ hội đều nói rằng, lành thay, lành thay Phật tử, có thể nói các đại hồi hướng này Phật tử, chúng tôi đều đồng một hiệu là Kim Cang Tràng, đều từ thế giới Kim Cang Quang, chỗ Đức Phật Kim Cang Tràng, mà đến cõi này, các thế giới đó đều do thần lực của Phật mà nói Pháp này, chúng hội quyến thuộc, văn tử câu nghĩa cũng đều như vậy, không tăng không giảm. Chúng tôi đều nương thần lực của Phật từ cõi đó mà đến đây, vì Ngài mà làm chứng như chúng tôi đến hội này vì ngài mà làm chứng, mười phương hết thảy tất cả thế giới, cung trời đâu xuất điện bảo trang nghiêm, các Bồ Tát đến làm chứng cũng lại như vậy. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật, quán sát tất cả chúng hội khắp mười phương pháp giới, khéo biết văn nghĩa, tăng trưởng tâm rộng lớn, đại bi che khắp tất cả chúng sinh, hệ tâm an trụ giống Phật ba đời, khéo vào tất cả pháp công đức của Phật, thành tựu thân tự tại của chư Phật, quán tâm ưa thích của các chúng sinh và sự gieo trồng tất cả căn lành của họ đều phân biệt biết tùy thuận pháp thân mà thị hiện thân sắc đẹp thanh tịnh liền lúc đó nói kệ rằng bồ tát thành tựu pháp trí huệ ngộ hiểu vô biên môn chánh pháp là pháp quang minh điều ngự sư biết rõ pháp chân thật vô ngại bồ tát là pháp đại đạo sư khai thị pháp thâm sâu khó được dẫn đạo mười phương vô lượng chúng đều khiến an trụ trong chánh pháp bồ tát đã uống biển phật pháp mây pháp mưa khắp mười phương cõi mặt trời pháp xuất hiện thế gian xiển dương diệu pháp lợi quần sinh thường làm pháp thí chủ khó gặp biết rõ vào pháp phương tiện khéo pháp quang thanh tịnh chiếu tâm họ nơi đời nói pháp luôn không sợ khéo tu các pháp tâm tự tại đều được ngộ vào các pháp môn thành tựu biển diệu pháp thâm sâu khắp vì chúng sinh đánh chống pháp tuyên nói pháp thâm sâu hy hữu dùng pháp nuôi lớn các công đức đầy đủ tâm pháp hỷ thanh tịnh thị hiện thế gian tạng phật pháp được chư phật pháp vương quán đảnh thành tựu thân pháp tánh trí tạng đều hiểu rõ được pháp thật tướng an trụ tất cả các pháp lành bồ tát tu hành thí bậc nhất được tất cả như lai mừng khen chỗ làm đều được phật nhẫn khả nhờ đó thành tựu nhân trung tôn bồ tát thành tựu thân diệu pháp đều từ pháp chư phật hóa sinh vì lợi chúng sinh làm đèn pháp diễn nói vô lượng pháp tối thắng tùy sự tu hành bố thí pháp tức cũng quán sát căn lành đó vì chúng sinh làm các việc thiện đều dùng trí huệ mà hồi hướng hết thảy pháp công đức thành Phật đều đem hồi hướng các quần sinh, nguyện cho tất cả đều thanh tịnh đến bờ bên kia Phật trang nghiêm mười phương cõi Phật vô lượng biên đều đủ vô lượng đại trang nghiêm như vậy trang nghiêm không nghĩ bàn dùng hết trang nghiêm một cõi nước hết thảy trí thanh tịnh của Phật nguyện khiến chúng sinh đều đầy đủ, giống như phổ hiền chân Phật tử, tất cả công đức tự tra nghiêm, thành tựu sức thần thông rộng lớn, đi đến thế giới đều khắp cùng, tất cả chúng sinh không thừa sót, đều khiến tu hành Bồ Tát Đạo, chỗ chư Phật như lai khai ngộ, mười phương vô lượng các chúng sinh, tất cả đều khiến như phổ hiền, tu hành đầy đủ hạnh tối thượng chư phật bồ tát đã thành tựu đủ thứ các công đức khác nhau công đức như vậy vô lượng biên nguyện khiến chúng sinh đều viên mãn bồ tát đầy đủ sức tự tại chỗ đáng học đều đi đến học thị hiện tất cả đại thần thông đến khắp mười phương vô lượng cõi bồ tát có thể trong một niệm thấy vô số Phật đồng chúng sinh lại ở trong một lỗ chân lông, nhiếp hết các pháp đều thấy rõ, chúng sinh thế gian vô lượng biên, Bồ Tát đều phân biệt biết được. Chư Phật vô lượng đồng chúng sinh, đại tâm cúng dường đều khắp hết, đủ thứ hương thơm hoa tốt đẹp, châu báu xiêm y và phan lọng, Vân bố pháp giới đều đầy dẫy phát tâm cúng khắp mười phương phật trong một lỗ lông đều thấy rõ số vô lượng phật không nghĩ bàn tất cả lỗ lông đều như vậy lễ khắp tất cả đèn thế gian dùng thân thứ tự cung kính lại như vậy vô biên phật tối thắng cũng dùng lời lẽ khen ngợi khắp hết thủa vị lai tất cả kiếp một chỗ như lai cúng dường đủ số đó vô lượng đồng chúng sinh như vậy cúng dường một như lai tất cả như lai cũng như thế cúng dường khen ngợi các như lai hết tất cả kiếp thế gian đó thế gian kiếp số có thể hết bồ tát cúng dường không ngừng nghỉ tất cả thế gian đủ thứ kiếp trong những kiếp đó tu các hạnh cung kính cúng dường một như lai, hết tất cả kiếp không nhàm đủ, như vô lượng kiếp cúng một Phật, cúng tất cả Phật đều như vậy, cũng không phân biệt kiếp số đó với sự cúng dường không nhàm mỏi, pháp giới rộng lớn không bờ mé, Bồ Tát quán sát đều thấu rõ, dùng hoa sen lớn dài khắp nơi, thí vô lượng Phật đồng chúng sinh hoa báu hương sắc đều viên mãn, thanh tịnh trang nghiêm rất vi diệu. Tất cả thế gian không thể dụ, cầm đem cúng dường nhân trung tôn, chúng sinh số đồng vô lượng cõi, các lọng báu đẹp đầy trong đó, đều đem cúng dường một như lai, cúng tất cả Phật đều như vậy. Hương thoa thủ thắng không gì bằng, tất cả thế gian chưa từng có, đem đến cúng dường thầy trời người cùng tận chúng sinh đồng số kiếp, hương bột hương đốt hoa thượng diệu, châu báu y phục đồ trang nghiêm, như vậy cúng dường các đức Phật, hoan hỷ phụng sự không nhảm đủ, số chiếu thế đăng đồng chúng sinh, niệm niệm thành tựu đại bồ đề cũng dùng vô biên kệ tán thán, cúng dường đấng điều ngự trong đời, số Phật thế tôn như chúng sinh đều tu diệu cúng dường vô thượng số vô lượng kiếp như chúng sinh như vậy khen ngợi không cùng tận khi cúng dường chư phật như vậy nhờ phật thần lực đều khắp cùng đều thấy mười phương vô lượng phật an trụ hạnh bồ tát phổ hiền quá khứ vị lai và hiện tại hết thảy tất cả các căn lành khiến tôi thường tu hạnh phổ hiền sớm được an trụ bậc phổ hiền thấy biết của tất cả như lai thế gian vô lượng các chúng sinh đều nguyện đầy đủ như phổ hiền là bậc thông huệ được khen ngợi đó là mười phương các đại sĩ cùng nhau tu trị hạnh hồi hướng chư phật như lai vì tôi nói hạnh hồi hướng này vô thượng nhất mười phương thế giới không thừa sót tất cả các chúng sinh trong đó đâu chẳng khiến họ được khai ngộ đều khiến thường như hạnh phổ hiền bồ tát hồi hướng hạnh bố thí cũng lại bền giữ các giới cấm tinh tấn lâu dài không khiếp lùi nhẫn nhục nhu hòa tâm không động thiền định giữ tâm thường một duyên trí huệ rõ cảnh đồng tam muội khứ lai hiện tại đều thông đạt thế gian không ai biết bờ mé bồ tát thân tâm và nghiệp lời chỗ làm như vậy đều thanh tịnh, tu hành tất cả không thừa sót, đều đồng với Bồ Tát phổ hiền, ví như Pháp giới không phân biệt, ý luận nhiễm trước đều hết sạch, cũng như Niết Bàn không chướng ngại. Tâm thường như vậy đỉa chấp lấy, pháp tu hồi hướng của bậc trí, chư Phật như lai đã khai thị, đủ thứ căn lành đều hồi hướng, cho nên thành tựu Bồ Tát Đạo phật tử khéo học hồi hướng này vô lượng hạnh nguyện đều thành mãn nhiếp lấy pháp giới hết không thừa cho nên thành tựu sức thiện thệ nếu muốn thành tựu lời phật nói bồ tát hạnh rộng lớn thù thắng nên khéo an trụ hồi hướng này các phật tử đó hiệu phổ hiền tất cả chúng sinh tính đếm được tâm lượng ba đời có thể biết như vậy phổ hiền các phật tử công đức bờ mé không dò được lông lường hư không biết bờ mé các cõi hạt bụi biết được số như vậy chư phật các phật tử trụ nơi hạnh nguyện không lường được kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật quyển ba mươi bốn phẩm thập địa thứ hai mươi sáu thứ nhất hoan hỷ địa Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại cung trời Tha hóa tự tại, Điện Ma Ni Bảo Tạng với chúng đại Bồ Tát tụ hội, các Bồ Tát đó đều không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều từ thế giới phương khác vân tập đến, trụ nơi cảnh giới trí của tất cả Bồ Tát trụ vào nơi trí huệ của tất cả Như Lai vào siêng thực hành không ngừng khéo thị hiện đủ thứ thần thông làm các sự việc giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh mà không lỗi thời vì thành tựu tất cả đại nguyện của bồ tát mà nơi tất cả đời tất cả kiếp tất cả cõi siêng tu các hạnh không tạm giải đãi đầy đủ phước trí trợ đạo của bồ tát khắp lợi ích chúng sinh mà luôn không thiếu sót đến nơi bờ kia rốt giáo trí huệ phương tiện của tất cả bồ tát thị hiện vào sinh tử và dùng sinh tử mà không xả bỏ tu hạnh bồ tát kéo vào tất cả thiền định giải thoát tam muội tam ma bạt đè thần thông minh trí của bồ tát các sự bố thí đều được tự tại đắc được tất cả thần lực tự tại của bồ tát trong khoảng một niệm không chỗ động tác đều có thể đi đến tất cả đạo tràng chúng hội của như lai làm thượng thủ trong chúng thỉnh phật thuyết pháp hộ trì bánh xe chánh pháp của chư phật dùng tâm rộng lớn cúng dường thừa sự tất cả chư phật thường xuyên tu tập tất cả hạnh sự nghiệp của bồ tát thân ngài hiện khắp tất cả thế gian âm thanh của ngài khắp cùng mười phương thế giới tâm trí vô ngại thấy khắp hết thảy công đức của tất cả bồ tát ba đời đều đã tu hành mà được viên mãn trong bất khả thuyết kiếp nói không hết được Danh hiệu của các ngài là Bồ Tát Kim Cang Tạng, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Đức Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Đức Tạng, Bồ Tát Nhiệt Tạng, Bồ Tát Tô Lợi Gia Tạng, Bồ Tát Vô Cấu Nguyệt Tạng, Bồ Tát Phổ Hiện Trang Nghiêm Tạng, Bồ Tát Tỷ Lô Giá Na Trí Tạng, Bồ Tát Diệu Đức Tạng, Bồ Tát Chiên Đàn Đức Tạng, Bồ Tát Hoa Đức Tạng, Bồ Tát Câu Tô Ma Đức Tạng. Bồ Tát Yêu Bát La Đức Tạng, Bồ Tát Thiên Đức Tạng, Bồ Tát Phước Đức Tạng, Bồ Tát Vô Ngại Thanh Tịnh Trí Đức Tạng, Bồ Tát Công Đức Tạng, Bồ Tát Na La Diên Đức Tạng, Bồ Tát Vô Cấu Tạng, Bồ Tát Ly Cấu Tạng, Bồ Tát Trùng Trùng Biện Tài Trang Nghiêm Tạng, Bồ Tát Đại Quang Minh Võng Tạng, Bồ Tát Tịnh Oai Đức Quang Minh Vương Tạng, Bồ Tát Kim Trang Nghiêm Đại Công Đức Quang Minh Vương Tạng, Bồ Tát Nhất Thiết Tướng Trang Nghiêm Tịnh Đức Tạng, Bồ Tát Kim Cang Diệm Đức Tướng Trang Nghiêm Tạng, Bồ Tát Quang Minh Diệm Tạng, Bồ Tát Tinh Tú Vương Quang Chiếu Tạng, Bồ Tát Hư Không Vô Ngại Trí Tạng, Bồ Tát Diệu Âm Vô Ngại Tạng, Bồ Tát Đà La Ni Công Đức Trì Nhất Thiết Chúng Sinh Nguyện Tạng, Bồ Tát Hải Trang Nghiêm Tạng, Bồ Tát Tu Di Đức Tạng, Bồ Tát Tịnh Nhất Thiết Công Đức Tạng, bồ tát như lai tạng bồ tát phật đức tạng bồ tát giải thoát nguyệt các chúng đại bồ tát như vậy nhiều vô số vô lượng vô biên vô đẳng bất khả số bất khả sưng bất khả tư bất khả lượng bất khả thuyết bồ tát kim cang tạng làm thượng thủ bấy giờ bồ tát kim cang tạng nương thần lực của đức phật vào tam muội bồ tát đại trí huệ quang minh vào tam muội đó rồi lập tức mỗi phương trong mười phương qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ức cõi phật đều có các đức phật nhiều như số hạt bụi mười ức cõi phật đều đồng danh hiệu kim cang tạng hiện ra ở trước nói rằng lành thay lành thay kim cang tạng có thể vào tam muội bồ tát đại trí huệ quang minh thiện nam tử đó là nhờ các đức phật trong mười phương nhiều như số hạt bụi mười ức cõi phật cùng gia hộ cho ông nhờ nguyện lực xưa của tỳ lô giá na như lai ứng tránh đẳng giác cũng nhờ thắng trí lực của ông muốn khiến cho ông vì tất cả bồ tát nói các phật pháp quang minh không thể nghĩ bàn đó là vì khiến cho nhập vào trí địa, vì nhiếp tất cả căn lành, vì khéo lựa chọn tất cả Phật pháp, vì rộng biết các pháp, vì khéo hay thuyết pháp, vì không phân biệt trí thanh tịnh, vì tất cả pháp thế gian không nhiễm, vì căn lành xuất thế thanh tịnh vì được cảnh giới trí huệ không nghĩ bàn vì được nhất thiết trí vào cảnh giới trí huệ vì thủy chung khiến cho được thập địa của bồ tát vì nói như thật tướng thập địa khác biệt của bồ tát vì duyên niệm tất cả phật pháp vì tu tập phân biệt pháp vô lậu vì khéo lựa chọn quán sát đại trí quang minh thiện xảo trang nghiêm vì khéo vào quyết định trí môn vì tùy chỗ chủ xứ thứ tự hiển nói không sợ hãi vì được vô ngại biện tài quang minh vì trụ bậc đại biện tài khéo quyết định vì nghĩ nhớ bồ tát tâm không quên mất vì thành thục tất cả cõi chúng sinh vì đến khắp tất cả mọi nơi quyết định khai ngộ thiện nam tử ông nên khéo léo nói pháp sự khác biệt của pháp môn này đó là vì nương thần lực của phật và trí huệ quang minh của như lai gia trì vì thanh tịnh căn lành của mình, vì thanh tịnh khắp pháp giới, vì nhiếp khắp chúng sinh nên vào sâu pháp thân trí thân, vì thọ tất cả chư Phật quán đảnh, vì được thân lớn cao nhất tất cả thế gian, vì vượt qua tất cả con đường thế gian, vì thanh tịnh căn lành xuất thế, vì đầy đủ trí nhất thiết trí bấy giờ mười phương chư Phật ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng thân sáng chói, ban cho nhạo thuyết biện tài vô ngại, ban cho trí thanh tịnh khéo phân biệt, ban cho sức nghĩ nhớ không quên, ban cho huệ thấu rõ khéo quyết định, ban cho trí đến tất cả mọi nơi khai ngộ, ban cho sức thành đạo tự tại, ban cho vô sở ý của Như Lai ban cho trí biện tài nhất thiết trí nhân quán sát phân biệt các pháp môn, ban cho thân lời ý thượng diệu đầy đủ trang nghiêm của tất cả Như Lai. Tại sao? Vì đắc được pháp tam muội này như vậy, vì nguyện xưa phát khởi, vì khéo tịnh thâm tâm, vì khéo tịnh trí luân, vì khéo tích tập trợ đạo, vì khéo tu trị sở tác vì niệm vô lượng pháp khí vì biết thanh tịnh tin hiểu vì được tổng trì không sai lầm vì ấn pháp giới trí khéo ấn bấy giờ mười phương chư phật đều duỗi tay phải xoa đầu bồ tát kim cang tạng xoa đầu rồi bồ tát kim cang tạng từ tam muội dậy bảo khắp tất cả chúng bồ tát rằng các Phật tử, các Bồ Tát nguyện khéo quyết định không tạp, không thể thấy rộng lớn như Pháp giới, rốt giáo như hư không, hết thủa vị lai khắp tất cả cõi Phật, cứu hộ tất cả chúng sinh, được tất cả chư Phật hộ niệm vào trí địa của chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai. Phật tử, thế nào là trí địa của Đại Bồ Tát? Phật tử trí địa của Đại Bồ Tát có 10 thứ, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đã nói, sẽ nói, đang nói, tôi cũng nói như vậy. Những gì là 10, một là hoan hỷ địa, hai là ly cấu địa, ba là phát quang địa, bốn là diệm huệ địa, năm là nan thắng địa, sáu là hiện tiền địa, bảy là viễn hành địa, tám là bất động địa, chín là thiện huệ địa, mười là pháp vân địa phật tử mười địa này của bồ tát chư phật ba đời đã nói sẽ nói và đang nói phật tử tôi chẳng thấy có cõi nước chư phật nào mà như lai ở trong đó không nói thập địa này tại sao vì đây là đạo bồ đề tối thượng mà đại bồ tát hướng tới cũng là môn pháp quang minh thanh tịnh đó là sự phân biệt diễn nói các địa của bồ tát Phật tử chỗ này không thể nghĩ bàn đó là tùy chứng trí của các Bồ Tát. Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng nói tên thập địa của Bồ Tát rồi, yên lặng mà ngồi lại không phân biệt lúc đó tất cả chúng bồ tát nghe tên thập địa của bồ tát mà không nghe giải thích đều sinh tâm khát ngưỡng bèn nghĩ như vậy do nhân duyên gì mà bồ tát kim cang tạng chỉ nói tên thập địa của bồ tát mà không giải thích bồ tát giải thoát nguyệt biết tâm niệm của các đại chúng bèn dùng kệ để hỏi bồ tát kim cang tạng rằng vì sao bậc tịnh giác đủ niệm trí công đức nói các địa thượng diệu biết rõ không giải thích, tất cả đều quyết định dũng mãnh không khiếp nhược, vì sao nói tên địa mà không vì diễn nói, các địa nghĩa lý hay chúng đây đều muốn nghe, tâm họ không khiếp nhược, xin vì phân biệt nói. Chúng hội đều thanh tịnh, địa giải đã nghiêm khiết, được kiên cố bất động, đủ công đức trí huệ, nhìn nhau đều cung kính, tất cả đồng ngưỡng vọng như ong nhớ mật tốt như khát nghĩ cam lồ bấy giờ bồ tát kim cang tạng đại trí huệ không sợ hãi nghe nói như vậy rồi vì muốn khiến cho tâm chúng hội hoan hỉ vì các phật tử mà nói bài kệ rằng việc hạnh địa bồ tát gốc chư phật tối thượng hiển bày phân biệt nói khó hy hữu bậc nhất vi tế khó thấy được lìa niệm vượt tâm địa sinh ra cảnh giới phật người nghe đều mê hoặc giữ tâm như kim cang tin sâu thắng trí phật biết tâm địa vô ngã nghe được thắng pháp này như vẽ màu trên không như tướng gió trong không trí mâu ni như vậy phân biệt rất khó thấy tôi nghĩ phật trí huệ tối thắng khó nghĩ bàn thế gian không thể thọ im lặng mà không nói Bây giờ Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nghe nói như vậy rồi, Bạch Bồ Tát Kim Cang tạng rằng: Phật tử nay chúng hội này thảy đều đã tụ tập, khéo tịnh thâm tâm, khéo trong sạch ý niệm, khéo tu các hạnh, khéo tập trợ đạo, khéo gần gũi trăm ngàn ước chư Phật, thành tựu vô lượng công đức căn lành, bỏ lìa si hoặc không còn cấu nhiễm, thâm tâm tin hiểu ở trong Phật Pháp, không tùy theo chỉ dạy của người khác. Lành thay Phật tử, hãy nương thần lực của Đức Phật, mà vì diễn nói các bồ tát này đối với chỗ rất thâm sâu như vậy thầy đều chứng biết bấy giờ bồ tát giải thoát nguyện muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng nguyện nói an ổn nhất vô thượng hạnh bồ tát phân biệt nơi các địa trí tịnh thành chánh giáp chúng này không trần cấu trí giải đều sáng sạch thừa sự vô lượng phật biết được nghĩa địa này Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng nói Phật tử tuy chúng này đã tụ tập Khéo tịnh tư tưởng xả lìa ngu si và nghi hoặc Ở chỗ phép thâm sâu không theo sự chỉ dạy của người khác Nhưng có những chúng sinh khác kém hiểu biết Nghe việc thâm sâu không nghĩ bản này sinh ra nhiều nghi hoặc Sẽ thọ các khổ não lâu dài Tôi thương những người này cho nên im lặng bấy giờ bồ tát kim cang tạng muốn thuật lại nghĩa trên bèn dùng kệ nói rằng tuy chúng này tịnh trí huệ rộng thâm sâu minh lợi hiểu thấu được tâm đều bất động như núi chúa không thể nghiêng úp như biển lớn có người mới tu chưa thấu hiểu theo thức mà hành không theo trí nghe đây sinh nghi đoạn đường ác tôi thương hạng này nên không nói Bấy giờ Bồ Tát giải thoát nguyệt, lại bạch Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng, Phật tử xin nương thần lực của Đức Phật, phân biệt diễn nói Pháp không thể nghĩ bản này. Người này sẽ được như lai hộ niệm mà sinh tâm tin thọ. Tại sao? Vì khi nói thập địa thì tất cả Pháp Bồ Tát phải như vậy, được Phật hộ niệm. Được hộ niệm nên nơi trí địa này hay sinh sự dũng mãnh, Tại sao? Vì đây là sự tu hành ban đầu của Bồ Tát, thành tựu tất cả các Phật Pháp. Ví như viết chữ, nói số, tất cả đều dùng tự mẫu làm gốc, tự mẫu rốt ráo, không có chút phần lìa khỏi tự mẫu. Phật tử, tất cả Phật Pháp đều dùng thập địa làm gốc, thập địa rốt ráo, thì tu hành thành tựu được nhất thiết trí. Do đó, Phật tử, xin hãy diễn nói, người này sẽ được như lai hộ niệm, khiến cho họ tin thọ. Bấy giờ, Bồ Tát giải thoát nguyệt, muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói bài kệ rằng Lành thay Phật tử xin diễn nói, hạnh các địa nhập vào bồ đề Tất cả đấng tự tại mười phương, đâu chẳng hộ niệm trí căn bản An trụ trí đây cũng rốt giáo, tất cả Phật Pháp từ đây sinh Ví như vẽ chữ tự mẫu nhiếp, Phật Pháp nương thập địa như vậy Bấy giờ, các chúng đại Bồ Tát cùng lúc đồng thanh hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng mà nói kệ rằng Trí thượng diệu vô cấu, biện vô biên phân biệt, tuyên dương lời sâu đẹp, nghĩa tương ưng bậc nhất, niệm trì hạnh thanh tịnh, thập lực tập công đức, biện tài phân biệt nghĩa, nói địa tối tháng này, định giới tập tránh tâm, lỉa ngã mạn tả kiến, chúng này không niệm nghi, xin nguyện nghe khéo nói, như khát nghĩ nước lạnh, như đói tưởng thức ăn, như bệnh nghĩ thuốc hay, như ong tham mật tốt, chúng tôi cũng như vậy, nguyện nghe pháp cam lồ, lành thay trí rộng lớn xin nói vào các địa, thành thập lực vô ngại, tất cả hạnh thiện thệ bấy giờ ở giữa chân mày của đức thế tôn phóng ra luồng quang minh thanh tịnh tên là bồ tát lực diệm minh có trăm ngàn a tăng kỳ quang minh dùng làm quyến thuộc chiếu khắp mười phương tất cả thế giới không có chỗ nào mà không chiếu đến khổ ba đường ác đều được ngừng nghỉ lại chiếu đến tất cả chúng hội của như lai hiển hiện lực không nghĩ bàn của chư phật lại chiếu đến tất cả thân bồ tát được chư phật gia trì thuyết pháp trong mười phương tất cả thế giới làm như vậy rồi trở thành đài lưới mây đại quang minh trụ ở trên hư không lúc đó mười phương chư phật cũng đều như vậy từ giữa chân mày phóng ra luồng quang minh thanh tịnh quang minh đó tên là quyến thuộc tác nghiệp đều đồng như đây lại cũng chiếu đến đức Phật và đại chúng ở thế giới Ta bà này, cùng với thân Bồ Tát Kim Cang Tạng, tòa sư tử rồi trở thành đài lưới mây Đại Quang Minh trụ ở trong hư không. Lúc đó ở trong đài Quang Minh, nhờ oai thần lực của chư Phật mà nói bài kệ rằng: Phật không ai bằng như hư không, mười phương vô lượng thắng công đức, tối thắng vô thượng trong thế gian. Đức Phật Thích Ca gia hộ họ, Phật tử sẽ nương lực chư Phật, khai tạng Pháp Vương tối tháng này, các địa trí rộng hạnh thắng diệu, dùng Phật oai thần phân biệt nói. Nếu được sức thiện thệ gia trì, sẽ được Pháp bảo nhập vào tâm, các địa vô cấu lần lượt đầy, cũng đủ mười lực của Như Lai, tuy trụ nước biển trong kiếp lửa, kham thọ pháp này tất được nghe nếu có người không tin sinh nghi vĩnh viễn không nghe nghĩa như vậy nên nói các địa đạo thắng trí vào trụ lần lượt mà tu tập từ cảnh giới hành pháp trí sinh vì lợi ích tất cả chúng sinh bấy giờ bồ tát kim cang tạng quán sát mười phương vì muốn khiến cho đại chúng tăng trưởng niềm tin thanh tịnh mà nói bài kệ rằng đại đạo của như lai vi diệu khó biết được chẳng niệm lìa các niệm cầu thấy không thể được không sinh cũng không diệt tánh tịnh luôn vắng lặng người lìa cấu thông huệ trí đó chỗ tu hành tự tánh vốn vắng lặng không hai cũng vô tận giải nói về các cõi trụ niết bàn bình đẳng chẳng đầu chẳng giữa cuối chẳng ngôn từ để nói vượt qua khỏi ba đời tướng đó như hư không tịch diệt chỗ phật hành lời nói không đến được hạnh thập địa cũng vậy khó nói khó thọ được trí khởi cảnh giới phật chẳng niệm lìa tâm đạo chẳng uẩn môn giới xứ trí biết ý chẳng hay như dấu chim trong không khó nói khó chỉ bày nghĩa thập địa như vậy tâm ý không hiểu được từ bi và nguyện lực sinh ra tu hạnh địa thứ tự tâm viên mãn trí hành chẳng nghĩ cảnh cảnh giới đó khó thấy biết được không thể nói nên phật lực diễn nói các ông nên kính thọ như vậy trí tu hành ức kiếp nói không hết nay tôi chỉ lược nói nghĩa chân thật không thừa một lòng cung kính trò tôi nương phật lực nói pháp âm thắng vi diệu chữ ví dụ tương ưng vô lượng phật thần lực đều nhập vào thân tôi chỗ này khó tuyên bày nay tôi nói ít phần Phật tử, nếu có chúng sinh trồng căn lành sâu dày, khéo tu các hạnh, khéo tập trợ đạo, khéo cúng dường chư Phật, khéo tập pháp trắng tịnh, được thiện tri thức khéo nhiếp, khéo thanh tịnh thâm tâm, lập trí rộng lớn, sinh hiểu biết rộng lớn, từ bi hiện tiền vì cầu trí của Phật, vì đắc được mười lực, vì được đại vô ý, vì được pháp bình đẳng của Phật vì cứu tất cả thế gian vì tịnh đại từ bi vì được mười lực trí không thừa vì tịnh tất cả cõi phật không chướng ngại vì một niệm biết tất cả ba đời vì truyền đại pháp luân vô sở úy phật tử bồ tát khởi tâm như vậy dùng đại từ bi làm đầu trí huệ tăng thượng phương tiện khéo léo nhiếp thọ thâm tâm tối thượng nhiếp trì có vô lượng lực như lai khéo quán sát phân biệt có sức dũng mãnh trí lực trí vô ngại hiện tiền tùy thuận trí tự nhiên thọ trì tất cả phật pháp dùng trí huệ giáo hóa rộng lớn như pháp giới rốt giáo như hư không hết thủa vị lai phật tử bồ tát ban đầu phát tâm như vậy liền vượt qua được địa vị phàm phu, nhập vào bậc Bồ Tát, sinh vào nhà Như Lai, không ai có thể nói chủng tộc của ngài lỗi lầm, lìa cõi thế gian, nhập vào đạo xuất thế, được pháp Bồ Tát, trụ xứ của Bồ Tát, vào ba đời bình đẳng ở trong giống tánh Như Lai quyết định sẽ được vô thượng Bồ đề. Bồ Tát trụ pháp như vậy, tên là trụ bồ tát hoan hỷ địa vì dùng bất động tương ưng Phật tử, Bồ Tát trụ hoan hỷ địa, thành tựu nhiều hoan hỷ, nhiều tịnh tín, nhiều ái lạc, nhiều vui thích, nhiều vui vẻ, nhiều mừng rỡ, nhiều dũng mãnh, nhiều không đấu tranh, nhiều không phiền não, nhiều không sân hận. Phật tử, Bồ Tát trụ hoan hỷ địa này, nghĩ nhớ đến chư Phật nên sinh hoan hỷ, nghĩ nhớ đến các Phật Pháp nên sinh hoan hỷ, nghĩ nhớ đến các Bồ Tát nên sinh hoan hỷ, nghĩ nhớ đến các Bồ Tát hạnh nên sinh hoan hỷ, nghĩ nhớ đến thanh tịnh các Ba La Mật nên sinh hoan hỷ, nghĩ nhớ đến các Bồ Tát địa thủ thắng nên sinh hoan hỷ, nghĩ nhớ đến Bồ Tát không thể hoại nên sinh hoan hỷ, nghĩ nhớ đến Như Lai giáo hóa chúng sinh nên sinh hoan hỷ, nghĩ nhớ đến khiến cho chúng sinh được lợi ích nên sinh hoan hỷ, nghĩ nhớ đến nhập vào nhất thiết trí phương tiện của Như Lai, nên sinh hoan hỷ, lại nghĩ như vậy. Tôi đã chuyển biến tất cả cảnh giới thế gian nên sinh hoan hỷ, gần gũi tất cả chư Phật nên sinh hoan hỷ, xa lìa hạng phàm phu nên sinh hoan hỷ, gần bậc trí huệ nên sinh hoan hỷ, vĩnh viễn dứt trừ tất cả cõi ác nên sinh hoan hỷ, làm chỗ y chỉ của tất cả chúng sinh, nên sinh hoan hỷ, thấy tất cả như lai, nên sinh hoan hỷ, sinh ở trong cảnh giới Phật, nên sinh hoan hỷ, vào trong tánh bình đẳng của tất cả Bồ Tát, nên sinh hoan hỷ, xa lìa tất cả sợ hãi dùng mình, nên sinh hoan hỷ. Tại sao? Vì Bồ Tát được hoan hỷ địa này rồi, hết thảy sự sợ hãi đều được xa lìa, như là sợ không sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ đường ác, sợ oai đức của đại chúng. Những sự sợ hãi như vậy vĩnh viễn lìa khỏi. Tại sao? Vì Bồ Tát này lìa tưởng cái ta, thân mình còn không mến tiếc, huống gì của cải cho nên chẳng sợ. Về sự không sống, Ngài chẳng mong cầu sự cúng dường, chỉ chuyên bố thí cho tất cả chúng sinh, cho nên chẳng sợ. Về tiếng xấu, Xa lìa thấy cái ta chẳng còn nghĩ về cái ta cho nên không sợ chết tự mình biết chết rồi chắc chắn không lìa chư phật bồ tát cho nên không sợ đường ác trí thích của ta tất cả thế gian không ai bằng được Hà huống là hơn, cho nên không sợ oai đức của đại chúng. Bồ Tát xa lìa những sự sợ hãi dùng mình như vậy phật tử bồ tát này dùng đại bi làm đầu trí thích rộng lớn không ai cản trở phá hoại được càng siêng tu tất cả căn lành mà được thành tựu đó là vì niềm tin tăng thêm nhiều lòng tin thanh tịnh hiểu thanh tịnh tin quyết định phát sinh thương xót thành tựu đại bi tâm không mệt mỏi hổ thẹn trang nghiêm thành tựu nhu hòa kính thuận tôn trọng giáo pháp chư phật ngày đêm tu tập căn lành không nhàm đủ gần gũi thiện tri thức thường ưa thích pháp cầu đa văn không nhàm đủ như chỗ nghe pháp tránh quán sát tâm không nương tựa không đam trước danh văn lợi dưỡng cung kính không cầu tất cả vật tư xanh sinh tâm như thật không nhàm đủ cầu tất cả trí địa cầu sức vô ý của như lai phật pháp bất cộng vì cầu các ba la mật pháp trợ đạo tìa các sự dối trá như lời nói tu hành, thường hộ lời thật. Không làm ô uế nhà như lai, không xả bỏ giới Bồ Tát, sinh tâm nhất thiết trí như núi chúa không động, không bỏ tất cả việc thế gian, thành tựu con đường xuất thế gian, tích tập pháp bồ đề phần, không nhàm đủ, thường cầu đạo vô thượng thủ thắng. Phật tử, Bồ Tát thành tựu pháp thanh tịnh trị địa như vậy, tên là an trụ bồ tát hoan hỷ địa phật tử bồ tát trụ hoan hỷ địa này thành tựu đại thệ nguyện như vậy đại dũng mãnh như vậy đại tác dụng như vậy đó là sinh hiểu biết rộng lớn thanh tịnh quyết định đem tất cả đồ cúng dường cung kính cúng dường tất cả chư phật khiến không thiếu sót rộng lớn như pháp giới rốt giáo như hư không hết thủa vị lai tất cả kiếp số không có ngừng nghỉ lại phát nguyện lớn nguyện thọ tất cả phật pháp nguyện nhiếp tất cả phật bồ đề nguyện hộ tất cả phật giáo nguyện trì tất cả các phật pháp rộng lớn như pháp giới rốt giáo như hư không, hết thủa vị lai, tất cả kiếp số không có ngừng nghỉ. Lại phát nguyện, nguyện trong tất cả thế giới khi Đức Phật ra đời, từ cung trời đâu xuất giáng trần, nhập thai, trụ thai, sơ sinh, xuất gia thành đạo, thuyết pháp, thị hiện, niết bàn, thảy đều đi đến gần gũi cúng giường làm thượng thủ trong chúng, thọ hành chánh pháp, đồng thời chuyển bánh xe pháp khắp tất cả mọi nơi rộng lớn như pháp giới rốt ráo như hư không hết thủa vị lai tất cả kiếp số không ngừng nghỉ lại phát nguyện lớn nguyện tất cả hạnh bồ tát rộng lớn vô lượng không hoại không tạp nhiếp thọ các ba la mật tịnh trị các địa, tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng, thành tướng, hoại tướng, hết thảy hạnh Bồ Tát đều nói như thật, giáo hóa tất cả, khiến cho họ tiếp thọ tu hành, tâm được tăng trưởng, rộng lớn như pháp giới, rốt giáo như hư không, hết thủa vị lai, tất cả kiếp số, không có ngừng nghỉ lại phát nguyện lớn, nguyện tất cả cõi chúng sinh có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng chẳng không tưởng, sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh ẩm thấp hóa sinh ra, thuộc về ba cõi, vào trong sáu nẻo tất cả chỗ sinh, nhiếp các danh sắc, các loài như vậy tôi đều giáo hóa, khiến cho họ vào trong phật pháp, khiến cho họ vĩnh viễn dứt tất cả cõi thế gian khiến cho họ an trụ trí đạo nhất thiết trí rộng lớn như pháp giới rút giáo như hư không hết thủa vị lai tất cả kiếp số không có ngừng nghỉ lại phát nguyện lớn nguyện tất cả thế giới rộng lớn vô lượng thô tế loạn trụ đảo trụ tránh trụ hoặc vào hoặc đi hoặc đến khác nhau như lưới đế thích, mười phương vô lượng đủ thứ khác nhau, trí huệ đều thấu rõ, hiện tiền thấy biết, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thủa vị lai, tất cả kiếp số không có ngừng nghỉ, lại phát nguyện lớn, nguyện thừa không thối truyền, thực hành hạnh Bồ Tát, nghiệp thân miệng ý đều không tổn hại, nếu ai tạm thấy thì nhất định hiểu Phật pháp, tạm nghe đến âm thanh thì được trí huệ chân thật nếu họ mới sinh niềm tin thanh tịnh thì vĩnh viễn dứt phiền não, được thụ thân như đại dược vương, được thân như báu như ý tu hành tất cả hạnh bồ tát rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thủa vị lai tất cả kiếp số không ngừng nghỉ lại phát nguyện lớn nguyện trong tất cả thế giới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác không lìa nơi đầu sợi lông nơi tất cả đầu sợi lông thảy đều thị hiện sơ sinh xuất ra đến đạo tràng thành chánh giác chuyển bánh xe pháp vào niết bàn được cảnh giới sức đại trí hoạn của phật ở trong niệm niệm tùy theo tất cả tâm chúng sinh thị hiện thành phật khiến cho họ được tịch diệt dùng một thứ bồ đề biết tất cả pháp giới tức tướng niết bàn, dùng một âm thuyết pháp khiến cho tất cả tâm chúng sinh đều hoan hỷ thị hiện vào đại niết bàn mà không dứt hạnh bồ tát, thị hiện bậc đại trí huệ an lập tất cả pháp, dùng pháp trí thông thần túc thông, huyễn thông, tự tại biến hóa, đầy khắp tất cả pháp giới, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thủa vị lai, tất cả kiếp số không ngừng nghỉ. Phật tử, Bồ Tát trụ hoan hỷ địa phát thệ nguyện lớn như vậy, đại dũng mãnh như vậy, đại tác dụng như vậy. Dùng 10 nguyện môn này làm đầu, đầy đủ trăm vạn A Tăng Kỳ đại nguyện. Phật tử, đại nguyện này dùng 10 câu tận mà được thành tựu, những gì là 10? Đó là cõi chúng sinh tận, thế giới tận, cõi hư không tận, pháp giới tận, cõi niết bàn tận, cõi Phật xuất hiện tận, cõi Như Lai trí tận, cõi tâm sở duyên tận, cõi Phật trí vào cảnh giới tận, thế gian chuyển, pháp chuyển, cõi trí chuyển tận. Nếu cõi chúng sinh tận, nguyện của tôi mới tận. Nếu thế giới cho đến thế gian chuyển, pháp chuyển, cõi trí chuyển tận thì nguyện của tôi mới tận, mà cõi chúng sinh không thể tận, cho đến thế gian chuyển, cõi pháp luân trí chuyển không thể tận, nên đại nguyện căn lành này của tôi không cùng tận. Phật tử, Bồ Tát phát nguyện lớn như vậy rồi, liền được tâm lợi ích, tâm nhu nhuyến, tâm tùy thuận, tâm tịch tĩnh, tâm điều phục, tâm tịch diệt, tâm khiêm hạ, tâm nhuận trạch, tâm không động, tâm không trược. Trở thành người có niềm tin thanh tịnh, có niềm tin công dụng, tin bổn hạnh chỗ vào của Như Lai, tin thành tựu các ba la mật, tin vào các bậc thủ thắng, tin thành tựu lực, tin đầy đủ không sợ hãi, tin sinh trưởng Phật pháp bất cộng không thể hoại, tin Phật pháp không nghĩ bàn, tin sinh ra cảnh giới Phật trung đạo không rơi vào hai bên, tin tùy thuận vào vô lượng cảnh giới của Như Lai, tin thành tựu quả. Tóm lại, tin tất cả hạnh bồ tát cho đến trí địa thuyết lực của như lai phật tử bồ tát đó lại nghĩ như vậy chánh pháp của chư phật thâm sâu như vậy tịch tĩnh như vậy tịch diệt như vậy không như vậy vô tướng như vậy vô nguyện như vậy không nhiễm như vậy vô lượng như vậy rộng lớn như vậy mà các phàm phu xa vào tà kiến vô minh che lấp dựng chàng cao kiêu mạ vào trong lưới khát ái, đi vào rừng rậm rua dối không tự ra được, tâm tương ưng với san tham đố kỵ không xả bỏ được, luôn tạo nhân duyên thọ sinh trong các cõi, tham sân si gây thành các nghiệp ngày đêm tăng trưởng, dùng gió phẫn hận thổi lửa tâm thức cháy mạnh không ngừng, phàm tạo ra các nghiệp đều điên đảo tương ưng với dòng tham dục, dòng hữu lậu, dòng vô minh, dòng tà kiến, khởi hạt giống tâm ý thức liên tục ở trong ruộng ba cõi lại sinh mầm khổ. Đó là danh sắc cùng sinh không lìa, do danh sắc mà tăng trưởng sinh ra sáu xứ tụ lạc. Ở trong sự tương đối sinh ra xúc, vì xúc nên sinh ra thọ do thọ nên sinh ra ái, ái sinh trưởng nên sinh ra thủ, thủ tăng trưởng nên sinh ra hữu, hữu sinh nên có sinh già, bệnh chết, ưu bi khổ não. Chúng sinh như vậy, sinh trưởng khổ tụ tập, trong đó đều không lìa cái ta của ta, không biết, không giác, không làm, không thọ, như cỏ cây đá vách, cũng như hình bóng, rõ ràng các chúng sinh không giác, không biết. Bồ Tát thấy các chúng sinh tụ tập khổ như vậy, không được thoát khỏi cho nên bèn sinh đại bi trí huệ lại nghĩ như vậy. Các chúng sinh đó tôi phải cứu họ, đặt để họ nơi an lạc rốt giáo, do đó bèn sinh đại từ trí huệ quang minh. Phật tử khi Đại Bồ Tát tùy thuận Đại Từ Đại Bi như vậy, dùng tâm sâu nặng trụ, sơ địa thì tất cả mọi vật không sẻn tiếc cầu đại trí huệ của Phật tu hạnh đại xả. Phàm là những gì mình có, tất cả đều bố thí được, như là tiền tài, lúa gạo, kho tàng, vàng bạc, mani, châu báu, lưu ly, li, trang sức, ngọc ngà, san hô, các thứ vật, chân báu, chuỗi trang nghiêm thân, voi, ngựa, xe cộ, nô tỳ nhân dân, thành ấp, tụ lạc, vườn rừng, lầu đài, thê thiếp, con cái quyến thuộc trong ngoài cùng với những đồ chơi quý báu khác đầu mắt tay chân máu thịt xương tủy tất cả bộ phận thân thể đều không thương tiếc vì cầu trí huệ rộng lớn của chư phật đó gọi là thành tựu hạnh đại xả của bồ tát trụ nơi sơ địa phật tử Bồ Tát dùng tâm từ bi đó đại bố thí vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, cầu thêm các việc lợi ích thế gian và suốt thế gian, không nhàm mỏi nên được thành tựu tâm không nhàm mỏi. Được tâm không mỏi nhàm rồi, nơi tất cả kinh luận, tâm không khiếp nhược. Vì không khiếp nhược nên liền được thành tựu nhất thiết trí kinh luận. Được trí đó rồi, khéo hay so đường việc nên làm hay không nên làm nơi tất cả chúng sinh thượng trung hạ tùy theo sự độ được tùy sức lực tùy theo tập quán của họ mà thực hành như vậy cho nên bồ tát được thành tựu thế trí thành tựu thế trí rồi biết thời biết lượng dùng sự hổ thẹn trang nghiêm siêng tu đạo tự lợi lợi tha do đó thành tựu sự hổ thẹn trang nghiêm ở trong hạnh đó siêng tu hạnh thoát khỏi ba cõi không còn thối chuyển thành tựu sức kiên cố. Được sức kiên cố rồi, siêng cúng dường chư Phật đối với Pháp Phật dạy theo lời nói mà thực hành. Phật tử, Bồ Tát thành tựu mười Pháp tịnh các địa như vậy, đó là tin bi từ xả không có nhàm mỏi biết các kinh luận khéo hiểu pháp thế gian sức hổ thẹn kiên cố cúng dường chư phật y giáo phụng hành phật tử bồ tát trụ hoan hỷ địa này rồi nhờ đại nguyện lực thấy được nhiều đức phật đó là thấy nhiều trăm vị phật nhiều ngàn vị phật nhiều trăm ngàn vị phật nhiều ức vị phật nhiều trăm ức vị phật nhiều ngàn ức vị phật nhiều trăm ức phật, nhiều ngàn ức vị phật nhiều ức na do tha vị phật nhiều trăm ức na do tha vị phật nhiều, ngàn ức, vị phật, nhiều ngàn ức na do tha vị phật nhiều trăm ngàn ức na do tha vị phật đều dùng tâm lớn thâm sâu cung kính tôn trọng thừa sự cúng dường y phục thức ăn uống tọa cụ thuốc men tất cả vật tư xanh đều đem dâng cúng cũng đem cúng dường đến tất cả chúng tăng đem căn lành này thảy đều hồi hướng vô thượng bồ đề phật tử bồ tát đó do cúng dường chư phật mà được thành tựu pháp chúng sinh dùng hai nhiếp trước bố thí và ái ngữ để nhiếp lấy chúng sinh hai pháp nhiếp sau chỉ dùng sức tin hiểu mà thực hành chứ chưa thông đạt bồ tát này ở trong mười ba la mật thì đàn ba la mật được tăng thượng còn các ba la mật khác cũng tu hành nhưng tùy sức tùy phần bồ tát này tùy theo sự siêng tu cúng dường các đức phật giáo hóa chúng sinh đều tu hành pháp thanh tịnh địa hết thảy căn lành đều đem hồi hướng về bậc nhất thiết trí dần dần sáng tịnh điều nhu thành tựu tùy ý kham dùng phật tử ví như thợ vàng khéo léo luyện vàng từ từ cho vào lửa dần dần sáng tịnh điều nhu thành tựu tùy ý sử dụng bồ tát cũng lại như vậy cúng dường chư phật giáo hóa chúng sinh đều vì tu hành pháp thanh tịnh địa hết thảy căn lành đều hồi hướng vẻ bậc nhất thiết trí dần dần sáng tịnh điều nhu thành tựu tùy ý kham dùng phật tử đại bồ tát trụ nơi sơ địa phải từ ở chỗ chư phật bồ tát thiện tri thức tìm cầu thưa hỏi tướng và đắc quả trong địa này không có nhàm mỏi vì muốn thành tựu pháp địa này Nên cũng phải từ ở chỗ chư Phật Bồ Tát thiện tri thức Tìm cầu thưa hỏi tướng và đắc quả trong địa thứ hai Không có nhà mỏi vì muốn thành tựu pháp địa này nên cũng phải tìm cầu thưa hỏi tướng và đắc quả trong địa thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám thứ chín thứ mười như vậy không có nhảm mỏi vì muốn thành tựu pháp địa này nên bồ tát này khéo biết các địa chướng đối trị khéo biết địa thành hoại, khéo biết địa tướng quả, khéo biết địa được tu, khéo biết địa pháp thanh tịnh, khéo biết địa địa chuyển hành, khéo biết địa địa xứ phi xứ, khéo biết địa địa thủ thắng trí, khéo biết địa địa không thối chuyển, khéo biết tịnh trị tất cả Bồ Tát địa cho đến chuyển nhập Như Lai địa. Phật tử Bồ Tát khéo biết tướng địa như vậy, ban đầu nơi sơ địa khỏi tu hành không ngừng, như vậy cho đến vào địa thứ 10 không có đoạn tuyệt. Nhờ đó, các địa trí huệ quang minh nên thành tựu trí huệ quang minh của Như Lai, Phật tử, ví như chủ buôn, khéo biết phương tiện. Muốn đem các người đi buôn, đi đến thành lớn trước khi khởi hành, thì trước hết hỏi lỗi lầm công đức giữa đường, và chỗ trụ xứ có an nguy không, sau đó chuẩn bị đầy đủ tư lương, làm việc đáng làm. Phật tử, đại chủ buôn đó tuy chưa khởi hành, mà biết được hết thảy tất cả việc an nguy giữa đường, khéo dùng trí họa suy lường quán sát, chuẩn bị chu đáo khiến cho không thiếu thốn, đem các thương gia đến thành lớn kia một cách an ổn, mình và mọi người đều không sầu lo hoạn nạn. Phật tử Bồ Tát Chủ Buôn cũng lại như vậy. Chủ nơi sơ địa, khéo biết chướng các địa để đối trị, cho đến khéo biết tất cả địa thanh tịnh của Bồ Tát, chuyển vào như lai địa. Sau đó mới đủ phước trí tư lương, đem tất cả chúng sinh đi qua nơi sinh tử hoang dã nguy hiểm, đến thành nhất thiết trí an ổn, mình và chúng sinh không bị hoạn nạn, cho nên Bồ Tát thường không giải đãi riêng tu tịnh nghiệp thù thắng của các địa cho đến nhập vào trí địa của Như Lai. Phật tử đó là lược nói về Đại Bồ Tát và Môn Bồ Tát Sơ Địa, nói rộng thì có vô lượng vô biên trăm ngàn A à Tăng Kỳ sự việc khác biệt phật tử đại bồ tát trụ sơ địa này phần nhiều làm vua cõi diêm phù đề hào quý tự tại thường hộ trì chánh pháp hay dùng đại bố thí nhiếp lấy chúng sinh khéo trừ san tham cấu bẩn của chúng sinh thường thực hành đại bố thí không cùng tận bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự như vậy tất cả các nghiệp làm ra đều không lìa niệm phật không lìa niệm pháp không lìa niệm tăng không lìa niệm bồ tát đồng hạnh không lìa niệm bồ tát hạnh không lìa niệm các ba la mật không lìa niệm các địa không lìa niệm lực không lìa niệm vô ý không lìa niệm phật pháp bất cộng cho đến không lìa niệm đầy đủ tất cả loại trí huệ nhất thiết chủng trí lại nghĩ như vậy Tôi sẽ ở trong tất cả chúng sinh làm thượng thủ, làm thắng, làm thủ thắng, làm diệu, làm vi diệu, làm thượng, làm vô thượng, làm đạo sư, làm tướng, làm soái, cho đến làm người y chỉ nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát này muốn bỏ nhà ở trong Phật pháp riêng tu hành tinh tấn thì liền bỏ nhà vợ con năm dục, nương vào lời dạy của Như Lai xuất gia học đạo khi xuất ra rồi siêng tu hành tinh tấn trong khoảng một niệm đắc được trăm tam muội thấy được trăm vị phật biết được thần lực của trăm vị phật chấn động được trăm thế giới của phật có thể qua đến trăm thế giới của phật chiếu đến được trăm thế giới của phật giáo hóa được trăm thế giới chúng sinh có thể sống lâu đến trăm kiếp biết được sự việc trước sau trăm kiếp vào được trăm pháp môn thị hiện được trăm thân Mỗi mỗi thân thị hiện được trăm vị Bồ Tát dùng làm quyến thuộc, nếu dùng nguyện lực thù thắng của Bồ Tát tự tại thị hiện thì vượt qua số này. Trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp, không thể tính đếm biết được. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng: Nếu người tu các thiện đầy đủ pháp trắng tịnh, cúng dường đấng trời người, tùy thuận đạo từ bi, tin hiểu rất rộng lớn, trí thích cũng thanh tịnh, vì cầu trí huệ Phật, phát tâm vô thượng này, tịnh sức nhất thiết trí, cùng với vô sở úy, thành tựu các Phật Pháp, cầu nhiếp chúng quần sinh, vì được đại từ bi và chuyển bánh xe Pháp, nghiêm tịnh cõi nước Phật. Phát tâm tối tháng này, một niệm biết ba đời mà không có phân biệt, đủ thứ thời khác nhau thị hiện nơi thế gian, được nói cầu chư Phật, tất cả thắng công đức, phát sinh tâm rộng lớn, lượng đồng cõi hư không, bi trước mẹ làm chủ, phương tiện cùng tương ưng, tin hiểu tâm thanh tịnh như lai vô lượng lực trí vô ngại hiện tiền, tự ngộ không do người, đầy đủ đồng như lai, phát tâm tối tháng này, Phật tử sơ phát tâm, tâm diệu báu như vậy, liền vượt bậc phàm phu vào chỗ hành của Phật. Sinh vào nhà như lai, chủng tộc không tỉ vết, đều bình đẳng với Phật, quyết thành vô thượng giác. Vừa sinh tâm như vậy, liền được vào sơ địa, trí thích không thể động, ví như núi chúa lớn, nhiều vui, nhiều ưa thích, và cũng nhiều tịnh tín, tâm dũng mãnh rất lớn, cùng với tâm mừng rỡ. Xa lìa sự đấu tranh, não hại và sân hận, kính thẹn mà chất trực, khéo giữ gìn các căn, cứu đời không ai bằng, hết thảy các trí huệ nơi đây tôi sẽ được. Nghĩ nhớ sinh hoan hỉ, khi vào được sơ địa vượt khỏi năm điều sợ không sống chết tiếng xấu đường ác oai đức chúng dùng không tham chấp ta cùng với những của ta cho nên các phật tử xa lìa các sợ hãi thường hành đại thương xót luôn có tin cung kính hổ thẹn công đức đủ ngày đêm tăng pháp lành pháp vui lợi chân thật không ưa thọ các dục suy ngẫm pháp nghe được xa lìa hạnh chấp lấy, không tham lam lợi dưỡng, chỉ thích Phật Bồ Đề, một lòng cầu trí Phật, chuyên cần không nghĩ khác, tu hành ba la mật, xa lìa nịnh hư dối, như nói mà tu hành, an trụ trong lời thật. Không nhơ nhà chư Phật, không bỏ giới Bồ Đề. Không thích việc thế gian, thường lợi ích thế gian, tu thiện không nhàm đủ, riêng cầu đạo tăng thắng, ưa pháp tốt như vậy, nghĩa công đức tương ưng, luôn khỏi tâm nguyện lớn, nguyện thấy các đức Phật, hộ trì pháp chư Phật, nhiếp lấy đạo đại tiên. Thường sinh nguyện như vậy, tu hành hạnh tối thắng, thành thục các quần sinh, nghiêm tịnh cõi nước Phật, tất cả cõi chư Phật, Phật tử đều đầy dẫy bình đẳng cùng một lòng, chỗ làm không luống qua, tất cả đầu sợi lông, một thời thành tránh giác, các nguyện lớn như vậy. Vô lượng không bỏ mé, hư không và chúng sinh, pháp giới với niết bàn, thế gian Phật ra đời, tâm trí Phật cảnh giới. Chỗ trí như lai vào, cùng với ba chuyển tận, nếu cả ba đó tận, nguyện của tôi mới tận, như đó không cùng tận tôi nguyện cũng như thế, phát nguyện lớn như vậy, tâm nhu nhuyến điều thuận, hay tin công đức Phật, quán sát nơi chúng sinh, biết do nhân duyên sinh, liền khởi tâm từ bi, chúng sinh khổ như vậy, nay tôi phải cứu thoát, vì các chúng sinh đó mà hành các bố thí ngôi vua và châu báu cho đến xe voi ngựa, đầu mắt và chân tay cho đến thân máu thịt, tất cả đều xả được, tâm không buồn hối tiếc, cầu đủ thứ kinh thư, tâm ngài không nhàm mỏi, khéo hiểu nghĩa thú đó hay thuận theo thế gian, hổ thẹn tự tra nghiêm, tu hành càng kiên cố, cúng dường vô lượng Phật, cung kính mà tôn trọng. Thường tu tập như vậy ngày đêm không giải đãi, căn lành càng sáng tịnh, như lửa luyện vàng thật, Bồ Tát trụ nơi đây, tịnh tu nơi thập địa, chỗ làm không chướng ngại, đầy đủ không đoạn tuyệt, ví như đại chủ buôn, vì lợi các nhà buôn. Hỏi biết đường hiểm dễ, an ổn đến thành lớn, Bồ Tát trụ sơ địa, nên biết cũng như vậy, dũng mãnh không chướng ngại, đến nơi địa thứ 10, trụ trong sơ địa này làm chủ đại công đức dùng pháp dạy chúng sinh tâm từ không tổn hại thống lãnh cõi diêm phù đều giáo hóa hết thảy khiến trụ nơi đại xà thành tựu phật trí huệ muốn cầu đạo tối thắng bỏ ngôi vua của mình hay ở trong phật giáo dũng mãnh siêng tu tập liền được trăm tam muội và thấy trăm vị phật chấn động trăm thế giới, quang chiếu cũng trăm cõi, hóa trăm cõi chúng sinh vào trong trăm pháp môn, biết được việc trăm kiếp thị hiện làm trăm thân và hiện trăm Bồ Tát dùng để làm quyến thuộc. Nếu nguyện lực tự tại, quá số đó vô lượng, tôi ở trong địa nghĩa, được thuật chút ít phần. Nếu muốn phân biệt rộng, ức kiếp nói không hết, Bồ Tát đạo tối thắng, lợi ích các quần sinh, pháp sơ địa như vậy, nay tôi đã nói xong. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 35, phẩm thập địa thứ 26, thứ hai ly cấu địa. Các Bồ Tát đã nghe địa tối thắng vi diệu, tâm ngài tối thanh tịnh, tất cả đều hoan hỉ, đều từ tòa đứng dậy, vọt trụ trong hư không, khắp giải hoa tốt đẹp, đồng thời cùng khen ngợi, lành thay kim cang tạng, bậc đại trí vô úy, khéo nói về địa này, pháp hành của Bồ Tát. Bồ Tát giải thoát nguyệt, biết tâm chúng thanh tịnh, thích nghe địa thứ hai, hết thảy các hạnh tướng, điền thỉnh kim cang tạng, Đại Huệ xin diễn nói, Phật tử đều thích nghe, chỗ trụ địa thứ hai. Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát giải thoát nguyệt rằng, Phật tử Đại Bồ Tát đã tu sơ địa rồi, muốn vào địa thứ hai thì phải khởi mười thứ thâm tâm, những gì là mười. Đó là tâm ngay thẳng, tâm mềm mại, tâm kham năng, tâm điều phục, tâm tịch tĩnh, tâm thuần thiện, tâm không tạp, tâm không cố luyến, tâm rộng, tâm lớn. Bồ Tát nhờ mười thứ tâm để vào ly cấu địa thứ hai. Phật tử, Bồ Tát trụ ly cấu địa tự tánh xa lìa tất cả sự sát sinh, không chứa đao gậy, không ôm lòng oán hận. Có sự hổ thẹn đầy đủ lòng nhân từ tha thứ. Đối với tất cả chúng sinh có mạng sống, thường sinh tâm làm lợi ích, Bồ Tát đó còn không có ác tâm não hại các chúng sinh, hà huống là ngài khởi tưởng chúng sinh cố ý giết hại. Tánh không trộm cắp, Bồ Tát đối với tài vật của mình thường biết vừa đủ, với người thì từ bi tha thứ, không muốn làm tổn hại. Nếu vật thuộc người khác thì nghĩ vật thuộc người khác, chọn không vì thế mà sinh tâm trộm cắp cho đến cỏ lá họ không cho thì không lấy, hà huống là những đồ tư xanh khác. Tánh không tà dâm, Bồ Tát biết đủ với vợ của mình, không mong cầu vợ người. Đối với thê thiếp, con gái, thân tộc của người, Bồ Tát còn không sinh tâm tham nhiễm, hà huống là việc dâm dục, huống gì hành vi trái với đạo đức. Tánh không nói dối, Bồ Tát thường nói lời chân thật, nói đúng thời, cho đến trong mộng cũng không nói dối, nói lời che đậy, lời vô tâm, hà huống là cố ý phạm. Tánh không nói hai lưỡi. Bồ Tát đối với các chúng sinh không có tâm ly gián, không có tâm não hại, không đem lời người này vì phá người kia mà nói với họ, không đem lời người kia vì phá người này mà nói với họ. Người chưa phá thì không khiến cho phá, người đã phá rồi thì không tăng thêm, không vui sự ly gián, không thích sự ly gián, không tạo ra lời ly gián, không nói lời ly gián, hoặc thật hoặc không thật. Tánh không chửi mắng như là lời độc hại, lời thô ác, lời làm khổ họ, lời khiến cho họ sân hận, lời hiện tiền, lời không hiện tiền, lời xấu ác, lời dung tục, đê tiện lời không thích nghe lời người nghe không vui lời giận dữ lời như lửa đốt tâm lời bán kết lời nhiệt não lời không đáng ưa lời không vui thích lời làm hại thân mình và thân người những lời như vậy thảy đều xả lìa thường nói lời thấm nhuần lời mềm mại lời vừa ý lời đáng thích nghe lời người nghe hoan hỉ lời khéo vào tâm người Lời phong nhã điển tắc Lời nhiều người ưa thích Lời nhiều người vui thích Lời thân tâm hớn hở Tánh không theo dạt Bồ Tát thường nói lời tránh đáng Lời phải thời Lời chân thật Lời có ý nghĩa Lời đúng pháp Lời thuận đạo lý Lời khéo điều phục Lời tùy thời chủ tính quyết định Bồ Tát này cho đến cười đùa Còn luôn suy nghĩ kỹ Hả huống nói ra lời tán loạn tánh không tham dục bồ tát đối với tài vật của người khác vật dùng của người khác không sinh tâm tham không muốn không mong cầu tánh lìa sân hận bồ tát đối với tất cả chúng sinh luôn khỏi tâm từ tâm lợi ích tâm thương xót tâm hoan hỉ tâm hỏa thuận tâm nhiếp thọ vĩnh viễn xả bỏ sự sân hận oán hạ nhiệt não thường nghĩ tùy thuận thực hành nhân tử lợi ích lại lìa tà kiến, Bồ Tát trụ nơi chánh đạo, không làm việc chiêm bói, không thủ ác giới, tâm thấy tránh trực, không xiềm nịnh đối với Phật pháp tăng khởi niềm tin quyết định, Phật tử Đại Bồ Tát hộ trì thập thiện nghiệp đạo như vậy, thường không gián đoạn, lại nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh đọa vào đường ác đều do mười điều nghiệp ác, cho nên tôi phải tự tu tránh hạnh cũng khuyên họ khiến cho họ tu tránh hạnh tại sao vì nếu tự mình không tu tránh hạnh mà khiến họ tu thì không thể nào được phật tử đại bồ tát này lại nghĩ như vậy mười điều ác là nhân thọ sinh vào địa ngục ngạ quỷ xúc sinh mười điều lành là nhân sinh về cõi người cõi trời cho đến cõi trời hữu đành lại thượng phẩm mười điều lành dùng trí huệ tu tập vì tâm hẹp kém, vì sợ ba cõi, vì thiếu đại bi, vì theo người khác nghe âm thanh mà hiểu ngộ, nên thành thanh văn thừa. Lại thượng phẩm 10 điều lành này, tu trị thanh tịnh, không theo người khác dạy, nên tự giác ngộ, vì đại bi phương tiện không đầy đủ, vì ngộ hiểu thâm sâu pháp nhân duyên, nên thành độc giác thừa. Lại thượng phẩm 10 điều lành này, tu trị thanh tịnh, vì tâm rộng vô lượng vì đầy đủ bi mẫn vì phương tiện nhiếp lấy vì phát sinh nguyện lớn vì không xả bỏ chúng sinh vì cầu đại trí của chư phật vì tịnh trị các địa bồ tát vì tịnh tu tất cả các độ mà thành tựu hạnh rộng lớn của bồ tát lại thượng phẩm mười điều lành vì nhất thiết chủng trí thanh tịnh cho đến vì chứng thập lực bốn vô sở úy tất cả phật pháp đều được thành tựu do vậy nay tôi bình đẳng thực hành mười điều lành phải khiến cho tất cả đầy đủ thanh tịnh phương tiện như vậy bồ tát sẽ học phật tử đại bồ tát này lại nghĩ như vậy mười điều ác bậc thượng là nhân địa ngục bậc trung là nhân xúc sinh bậc hạ là nhân ngạ quỷ tội sát sinh hay khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục xúc sinh ngạ quỷ nếu sinh trong loài người thì được hai thứ quả báo một là mạng sống ngắn ngủi hai là nhiều bệnh tật tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sinh đọa vào ba đường ác nếu sinh vào trong loài người thì được hai thứ quả báo một là bận cùng hai là tài sản chung không được tự tại tội tà dâm cũng khiến cho chúng sinh đọa vào ba đường ác nếu sinh trong loài người thì được hai thứ quả báo một là vợ không trinh lương hai là quyến thuộc không được tùy ý tội nói dối cũng khiến cho chúng sinh đọa vào trong ba đường ác nếu sinh trong loài người thì được hai thứ quả báo một là bị nhiều người phỉ báng, hai là bị họ lừa dối. Tội nói hai lưỡi cũng khiến cho chúng sinh đọa vào ba đường ác. Nếu sinh trong loài người thì được hai thứ quả báo. Một là khuyến thuộc trái lìa, hai là thân tộc tệ ác. Tội chửi mắng cũng khiến cho chúng sinh đọa vào ba đường ác. Nếu sinh trong loài người thì được hai thứ quả báo. Một là thường nghe tiếng ác, Hai là lời nói ra nhiều sự tranh tụng Tội nói theo dệt cũng khiến cho chúng sinh đọa vào ba đường ác Nếu sinh trong loài người thì được hai thứ quả báo Một là nói ra không có ai tin Hai là nói không rõ ràng Tội tham dục cũng khiến cho chúng sinh đọa vào ba đường ác Nếu sinh trong loài người thì được hai thứ quả báo Một là tâm không biết đủ Hai là nhiều dục không chán Tội sân hận cũng khiến cho chúng sinh đọa vào ba đường ác. Nếu sinh trong loài người thì được hai thứ quả báo. Một là thường bị người khác tìm chỗ hay dở, hai là luôn bị người khác não hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sinh đọa vào ba đường ác. Nếu sinh trong loài người thì được hai thứ quả báo. Một là sinh vào nhà tà kiến, hai là tâm dua vậy. Phật tử mười điều ác hay sinh vào vô lượng vô biên những nơi khổ sở như vậy. Do đó, Bồ Tát nghĩ như vậy, tôi sẽ xa lìa 10 điều ác, dùng 10 điều lành để làm vườn pháp, vui thích an trụ, tự mình trụ ở trong đó, cũng khuyên người khác khiến cho họ trụ ở trong đó. Phật tử, đại Bồ Tát này lại đối với tất cả chúng sinh, sinh tâm lợi ích, tâm an lạc, tâm từ, tâm bi, tâm thương xót, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ tâm tự kỷ tâm sư tâm đại sư nghĩ như vậy nói chúng sinh đáng thương đọa vào tà kiến ác huệ ác dục rừng rậm đường ác tôi phải khiến cho họ trụ nơi tránh kiến thực hành đạo chân thật lại nghĩ như vậy tất cả chúng sinh phân biệt ta người phá hoại lẫn nhau đấu tranh sân hận thiêu đốt không ngừng tôi phải khiến cho họ trụ ở nơi vô thượng đại từ lại nghĩ như vậy tất cả chúng sinh tham lấy không chán chỉ cầu tài lợi tà mạng tự sống tôi phải khiến cho họ trụ nơi nghiệp thân miệng ý thanh tịnh ở trong pháp tránh mạng lại nghĩ như vậy tất cả chúng sinh thường theo ba độc đủ thứ phiền não do đó mà bị thiêu đốt không hiểu trí cầu phương tiện thoát khỏi tôi phải khiến cho họ trừ diệt tất cả lửa lớn phiền não an trí nơi niết bàn mát mẻ lại nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh vì ngu si mở tối nặng nề, màng dày vọng kiến che đậy, vào rừng rậm tối lòa, mất đi ánh sáng trí huệ, đi con đường hiểm hoang dã, khởi các ác kiến, tôi phải khiến cho họ được con mắt trí huệ thanh tịnh không chướng ngại, biết tất cả pháp như thật tướng, không theo sự chỉ dạy của người khác. Lại nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh ở trong đường hiểm sanh tử sẽ đọa vào địa ngục xúc sinh ngạ quỷ vào trong lưới ác kiến do rừng rậm ngu si làm mê theo đuổi tà đạo làm hạnh điên đảo ví như người mù không có người dẫn đường thì không thể ra khỏi yếu đạo vào cảnh giới ma, bị ác tặc nhiếp lấy, tùy thuận tâm ma, xa lìa tâm Phật. Tôi phải cứu họ ra khỏi hiểm nạn như vậy, khiến cho họ trụ nơi thành nhất thiết trí không sợ hãi. Lại nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh bị dòng nước chảy xiết, sóng lớn nhận chìm vào dòng dục, dòng hữu lậu. Dòng vô minh, dòng tà kiến, xoay lăn trong sinh tử, trôi nổi trong sông ái dục, mãi bị dồi dập, không dành để quán sát bị quan niệm tham dục quan niệm sân hận quan niệm độc hại theo đuổi không bỏ được thân thấy la sát chấp lấy ở trong đó đưa họ vĩnh viễn vào trong rừng rậm ái dục do sự tham ái mà sinh ra nhiễm trước sâu nặng trụ nơi gò ngã mạn ở nơi tụ lạc sáu căn nếu không có người cứu giỏi thì không thể độ được họ tôi sẽ ở nơi đó khỏi tâm đại đi dùng các căn lành cứu độ họ khiến cho không có tai họa lỉa nhiễm tịch tĩnh trụ nơi thành báu nhất thiết trí họa, lại nghĩ như vậy tất cả chúng sinh ở trong lao ngục thế gian chịu nhiều khổ não thường ôm lấy sự thương ghét tự sinh lo sợ bị tham dục sâu nặng trói buộc che đậy trong rừng rậm vô minh, ở trong ba cõi không thể nào tự ra được. Tôi phải khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi ba cõi, trụ ở trong đại niết bàn không chứa ngại. Lại nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh chấp trước về cái ta, nơi nhà tù năm uẩn không cầu thoát khỏi, nương tựa vào tụ lạc sáu căn trống rỗng, khởi lên bốn hạnh điên đảo bị rắn độc bốn đại, xâm phạm não hại, quán tặc năm uẩn giết hại, thọ vô lượng khổ. Tôi phải khiến cho họ trụ nơi tối thắng, không có sự chấp trước. Đó là vô thượng niết bàn, diệt tất cả sự chướng ngại. Lại nghĩ như vậy, tâm của họ thấp kém, không thực hành đạo nhất thiết trí tối thượng. Tuy muốn giải thoát, nhưng thích thanh văn, bích chi Phật thừa. Tôi phải khiến cho họ trụ nơi phật pháp rộng lớn trí huệ rộng lớn phật tử bồ tát hộ trì giới như vậy khéo tăng trưởng tâm tử đi phật tử bồ tát trụ ly cấu địa do nhỏ nguyện lực nên gặp được nhiều vị phật gặp được nhiều trăm vị phật nhiều ngàn vị phật nhiều trăm ngàn vị phật nhiều ước vị phật nhiều trăm ước vị phật nhiều ngàn ước vị phật nhiều trăm ngàn ước vị phật như vậy cho đến gặp nhiều trăm ngàn ức na do tha vị Phật. Ở chỗ các đức Phật dùng tâm rộng lớn, tâm thâm sâu, cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường, y phục, thức ăn uống, tòa ngồi, thuốc men, tất cả đồ tư xanh, thảy đều dâng cúng. Cũng cúng dường cho tất cả chúng tăng, đem căn lành này hồi hướng về vô thượng, tránh đẳng, tránh giác. Ở chỗ các đức Phật dùng tâm tôn trọng, lại thực hành pháp mười điều lành, tùy theo sự thọ trì cho đến bồ đề chọn không quên mất. Bồ Tát đó, ở trong vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, vì xa lìa cấu bẩn, tham lam, đố kỵ phá giới, nên bố thí trì giới thanh tịnh đầy đủ, ví như vàng thật, để trong phản thạch. Theo như pháp luyện rồi, lìa khỏi tất cả dơ bật, lại được sáng sạch. Bồ Tát trụ ly cấu địa này cũng lạ như thế trong vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp vì xa lìa cấu bẩn tham lam đố kỵ phá giới nên bố thí trì giới thanh tịnh đầy đủ phật tử bồ tát này ở trong bốn pháp nhiếp thiên nhiều về ái ngữ trong mười ba la mật thiên nhiều về trì giới còn các pháp kia chỉ tùy phần tùy sức Phật tử, đó là lược nói về ly cấu địa thứ hai của Đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ ở địa này, phần nhiều làm chuyển luân thánh vương, làm đại pháp chủ, đầy đủ bảy báu, có sức tự tại, trừ được tất cả chúng sinh cấu bẩn, tham lam, phá giới, dùng phương tiện khéo léo, khiến cho họ an trụ trong mười điều lành, làm đại pháp chủ, chu cấp vô tận bố thí ái ngữ, lợi hành, đồng sự, làm tất cả các nghiệp như vậy. Đều không lìa niệm Phật, không lìa niệm Pháp, không lìa niệm Tăng, cho đến không lìa niệm đầy đủ nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí. Lại nghĩ như vậy, tôi phải ở trong tất cả chúng sinh là thượng thủ, là thắng, là thủ thắng, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng cho đến là chỗ y chỉ của trí nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát này muốn từ bỏ nhà thế tục để vào trong Phật Pháp, siêng thực hành tinh tấn, thì sẽ xả bỏ được nhà vợ con năm dục. Khi đã xuất ra rồi, thì siêng năng tinh tấn trong khoảng một niệm đắc được ngàn ta muộn, thấy được ngàn vị Phật, biết thần lực của ngàn vị Phật có thể chấn động ngàn thế giới cho đến có thể thị hiện ngàn thân nơi mỗi mỗi thân có thể thị hiện ngàn bồ tát dùng làm quyến thuộc nếu dùng thần lực tối thắng của bồ tát tự tại thị hiện thì sẽ hơn số này trăm kiếp ngàn kiếp cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp không thể nào đếm biết được bây giờ bồ tát kim cang tạ muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng chất trực nhu nhuyến và kham năng, điều phục tịch tĩnh với thuần thiện, tâm rộng lớn mau thoát sinh tử, dùng mười tâm này vào nhị địa. Trụ thành tựu giới công đức này, xa lìa sát sinh không não hại, cũng lìa trộm cắp và dâm dục, lìa hẳn vọng ác lời vô nghĩa, không tham tài vật thường tử mẫn, tránh đạo tâm thẳng không xiểm nịnh, lìa hiểm xả mạn rất điều nhu, nương giáo mà hành không phóng giật. Địa ngục xúc sinh thọ các khổ, ngạ quỷ thiêu đốt phun lửa mạnh, tất cả đều do tạo các tội, tôi phải lìa xa trụ thật pháp, tùy ý thọ sinh trong loài người, cho đến hữu đỉnh vui thiền định, độc giác thanh văn đạo Phật thừa, đều do thập thiện mà thành tựu, suy ngẫm như vậy không phóng giật tự giữ tịnh giới dạy họ giữ, lại thấy quần sinh thọ các khổ, lại càng tăng thêm tâm đại bi, phàm ngu tà trí hiểu bất tránh, thường khỏi phẫn hận nhiều tranh tụng, tham cầu cảnh giới không nhàm đủ, tôi phải khiến họ trừ ba độc, ngu si đen tối che trùm lấp, vào đường hiểm lớn lưới tà kiến, sinh tử giam hãm oán bắt nhốt, tôi phải khiến họ trừ ma tặc bốn dòng trôi nổi tâm chìm đắm ba cõi thiêu đốt vô lượng khổ chấp uẩn là nhà ngã ở trong vì muốn độ họ siêng hành đạo dù cầu thoát khỏi tâm thấp kém bỏ trí huệ tối thượng của phật tôi muốn khiến họ trụ đại thừa chuyên cần tinh tấn không nhàm đủ bồ tát trụ đây tập công đức thấy vô lượng Phật đều cúng dường, ức kiếp tu trị thiện thêm sáng, như dùng thuốc tốt luyện vàng thật. Phật tử trụ đây làm luân vương, giáo hóa chúng sinh hành thập thiện, hết thảy pháp lành đều tu tập, sẽ thành thập lực cứu thế gian. Muốn bỏ ngôi vua và tài báu, liền bỏ nhà cửa nương Phật giáo, dũng mãnh tinh tấn trong một niệm được ngàn tam muội thấy ngàn Phật, hết thảy đủ thứ sức thần thông, địa này Bồ Tát đều hiện được. Nguyện lực chỗ làm lại hơn đây, vô lượng tự tại độ quần sinh. Người lợi ích tất cả thế gian, tu hạnh tối thắng của Bồ Tát, công đức địa thứ hai như vậy, vì các Phật tử đã diễn nói. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 35, phẩm thập địa thứ 26, thứ ba phát quang địa. Phật tử nghe được hạnh địa này, cảnh giới Bồ Tát khó nghĩ bàn, thảy đều cung kính tâm hoan hỷ, giải hoa trong không để cúng giường khen nói lành thay đại sơn vương tâm tử thương nhớ các chúng sinh khéo nói pháp luật nghi bậc trí tướng hạnh ở trong địa thứ hai hạnh vi diệu các bồ tát đó chân thật không khác không sai biệt vì muốn lợi ích các quần sinh diễn nói rất thanh tịnh như vậy người được các trời người cúng dường xin hãy diễn nói địa thứ ba các pháp tương ưng với trí nghiệp những cảnh giới đó mong nói đủ phật có hết thảy pháp thế giới nhẫn nhục tinh tấn thiền trí huệ cùng với phương tiện đạo từ bi hạnh phật thanh tịnh đều xin nói bấy giờ giải thoát nguyệt lại nói đại sĩ vô ý kim cang tạng xin nói hướng vào địa thứ ba, các công đức bậc tâm nhu hòa. Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát giải thoát nguyệt rằng, Phật tử, Đại Bồ Tát đã tịnh địa thứ hai, muốn vào địa thứ ba, phải khỏi mười thứ tâm thâm sâu. Những gì là mười, đó là tâm thanh tịnh, tâm an trụ, tâm nhàm xả, tâm lìa tham, tâm bất thối, tâm kiên cố, tâm minh thạnh, tâm dũng mãnh, tâm rộng, tâm lớn. Bồ Tát nhờ 10 tâm này mà vào được địa thứ ba. Phật tử Đại Bồ Tát trụ địa thứ ba rồi, quán tất cả pháp hữu vi như thật tướng, đó là vô thường, khổ, bất tịnh, không an ổn, bại hoại, không trụ lâu, sát na sinh diệt, chẳng theo phía trước sinh, chẳng hướng phía sau diệt, chẳng trụ ở hiện tại. Lại quán pháp này không thể cứu, không chỗ nương, ở chung với lo buồn khổ não, ràng buộc với thương ghét, sầu thảm càng nhiều, không lúc nào ngừng tích tụ, lửa tham sân si thiêu đốt không ngừng, các vạn nạn trói buộc, ngày đêm tăng trưởng như huyễn không thật thấy như vậy rồi nơi tất cả hữu vi càng thêm nhàm lìa hướng về trí huệ của phật thấy trí huệ của phật không thể nghĩ bàn không gì bằng vô lượng khó được không tạp không não không lo đến được thành không sợ hãi không lùi lại nữa hay cứu vô lượng chúng sinh khổ nạn bồ tát thấy trí huệ như lai vô lượng lợi ích thấy tất cả hữu vi vô lượng tội lỗi hoạn nạn như vậy liền ở nơi tất cả chúng sinh sinh ra mười thứ tâm thương xót những gì là mười đó là thấy các chúng sinh cô độc không chỗ nương tựa mà sinh tâm thương xót thấy các chúng sinh bần cùng khốn khổ thiếu thốn mà sinh tâm thương xót thấy các chúng sinh bị ba độc thiêu đốt mà sinh tâm thương xót thấy các chúng sinh bị giam nhốt ở trong lao ngục các cõi mà sinh tâm thương xót thấy các chúng sinh luôn bị che lấp chướng ngại trong rừng rậm phiền não mà sinh tâm thương xót thấy các chúng sinh không khéo quán sát mà sinh tâm thương xót thấy các chúng sinh không ưa thích pháp lành mà sinh tâm thương xót thấy các chúng sinh mất đi các phật pháp mà sinh tâm thương xót thấy các chúng sinh theo dòng sinh tử mà sinh tâm thương xót thấy các chúng sinh mất phương tiện giải thoát mà sinh tâm thương xót đó là mười Bồ Tát thấy cõi chúng sinh vô lượng khổ não như vậy, phát sinh mười đại tinh tấn, bèn nghĩ như vậy. Những chúng sinh này tôi phải cứu, tôi phải giải thoát, tôi phải thanh tịnh, tôi phải độ, tôi phải đặt họ nơi an lành, phải khiến cho họ an trụ, phải khiến cho họ hoan hỷ, phải khiến cho họ có tri kiến, phải khiến cho họ được điều phục, phải khiến cho họ được niết bàn. Bồ Tát nhằm lìa tất cả pháp hữu vi như vậy, thương xót tất cả chúng sinh như vậy, biết trí nhất thiết trí thù thắng lợi ích, muốn nương vào trí huệ như lai để cứu độ chúng sinh. Bồ Tát suy nghĩ các chúng sinh đó đọa ở trong khổ lớn phiền não, dùng phương tiện gì để được cứu độ? khiến cho họ trụ nơi an vui niết bàn rốt ráo bồ tát bèn nghĩ muốn độ chúng sinh khiến cho họ trụ niết bàn không lìa trí giải thoát vô chướng ngại trí giải thoát vô chướng ngại không lìa tất cả pháp giác ngộ như thật tất cả pháp giác ngộ như thật không lìa khéo léo đa văn bồ tát quán sát biết như vậy rồi đối với chánh pháp càng thêm siêng năng tu tập ngày đêm chỉ muốn nghe Pháp, vui với Pháp, ưa thích Pháp, nương theo Pháp, tùy thuộc vào Pháp, hiểu rõ Pháp, thuận theo Pháp, đến với Pháp, trụ nơi Pháp, hành theo Pháp. Bồ Tát siêng cầu Phật Pháp như vậy, hết thảy châu báu tiền tài đều không sẻn tiếc, không thấy có vật nào quý giá, khó có được, chỉ có thể nói Phật Pháp đối với người sinh ý tưởng khó gặp do đó bồ tát đối với nội ngoại tài vì cầu phật pháp đều xả thí được không có sự cung kính nào mà không làm được không có sự kiêu mạn nào mà không xả được không có thừa sự nào mà không làm được không có sự cần khổ nào mà không thọ được nếu nghe một câu pháp nào mà chưa từng nghe, bèn sinh đại hoan hỷ, còn hơn là trong ba ngàn đại thiên thế giới đẩy rẫy châu báu. Nếu nghe một bài kệ chánh pháp chưa từng nghe, Bồ Tát sinh tâm đại hoan hỷ, còn hơn là được ngôi chuyển luân thánh vương. Nếu nghe được một bài kệ chưa từng nghe, mà có thể thanh tịnh Bồ Tát hạnh, còn hơn được ngôi đế thích phạm vương trụ vô lượng trăm ngàn kiếp. Nếu có người nói, tôi có một câu pháp của Phật nói có thể thanh tịnh Bồ Tát hạnh, nếu Ngài có thể vào hầm lửa lớn thọ khổ thì tôi sẽ cho Ngài bấy giờ Bồ Tát nghĩ như vậy, tôi nhỏ một câu pháp của Phật nói để thanh tịnh Bồ Tát hạnh. Giả sử trong ba ngàn đại thiên thế giới đầy lửa lớn, tôi còn muốn từ cõi trời Phạm Thiên nhảy xuống để lấy bài kệ. Hà huống là hầm lửa nhỏ mà không vào được. Hiện tại tôi vì cầu Phật Pháp phải thọ tất cả các sự khổ địa ngục, hà huống các khổ não nhỏ trong thế gian. Bồ Tát phát tâm chuyên cần tinh tấn cầu Phật Pháp như vậy, như chỗ đã được nghe, đều quán sát tu hành. Bồ Tát đó được nghe Pháp rồi, nhiếp tâm an trụ, nơi chỗ vắng suy nghĩ, như theo lời Phật dạy tu hành thì mới đắc được Phật pháp, chứ chẳng phải miệng nói mà được thanh tịnh. Phật tử khi Bồ Tát đó trụ tại phát quang địa này, bèn lìa pháp dục ác bất thiện, có giác có quán, lìa sinh hỷ lạc, trụ sơ thiền. Diệt giác quán bên trong tịnh nhất tâm, không giác không quán, định sinh hỷ lạc trụ đệ nhị thiền lìa hỷ, trụ xả có niệm tránh chi thân thọ lạc các bậc thánh đã nói hay xả bỏ có niệm thọ lạc trụ đệ tam thiền đoạn lạc trước hết trừ khổ diệt mừng lo không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh trụ đệ tứ thiền vượt qua tất cả sắc tưởng diệt hữu đối tượng không nhớ các thứ tưởng vào vô biên hư không Trụ hư không vô biên xứ, vượt qua tất cả hư không vô biên xứ vào vô biên thức, trụ thức vô biên xứ, vượt qua tất cả thức vô biên xứ vào vô thiểu sở hữu, trụ vô sở hữu xứ, vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, trụ phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Nhưng vì tùy thuận pháp hành mà không chấp trước sự vui thích Phật tử, tâm của Bồ Tát này tùy nơi từ rộng lớn vô lượng không hai, không oán, không đối, không chướng, không não, đến khắp tất cả mọi nơi, tận pháp giới, hư không giới, khắp tất cả thế gian, trụ bi hỷ xả cũng lạ như thế. Phật tử, Bồ Tát này được vô lượng sức thần thông, có thể chấn động đại địa, dùng một thân làm nhiều thân, nhiều thân làm một thân, hoặc ẩn hoặc hiển đá tường núi ngăn tre qua lại vô ngại giống như hư không ở trong hư không ngồi kiết già mà đi giống như chim bay vào đất như vào nước đi trên nước như đi trên đất thân phun khói lửa như đám lửa lớn lại mưa nước xuống giống như mây lớn mặt trời mặt trăng ở trong hư không có oai lực lớn mà có thể dùng tay giờ đụng bưng nắm thân của Ngài tự tại cho đến Phạm Thiên. Bồ Tát này thiên nhĩ thanh tịnh hơn tai người, đều nghe hết thảy âm thanh trời người, hoặc gần hoặc xa, cho đến những tiếng mũi mỏng cũng đều nghe được. Bồ Tát này dùng tha tâm trí, biết tâm chúng sinh như thật, như là có tâm tham, thì biết có tâm tham như thật, lìa tâm tham thì biết lìa tâm tham như thật, có tâm sân, lìa tâm sân có tâm si lìa tâm si có tâm phiền não không có tâm phiền não tâm nhỏ tâm rộng tâm lớn tâm vô lượng tâm lược tâm không lược tâm tán tâm không tán tâm định tâm không định tâm giải thoát tâm không giải thoát tâm hữu thượng tâm vô thượng tâm tạp nhiễm tâm không tạp nhiễm tâm rộng tâm không rộng đều biết như thật bồ tát dùng tha tâm trí biết tâm chúng sinh như vậy bồ tát này nhớ biết vô lượng túc mạng khác nhau đó là nhớ biết một đời nhớ biết hai đời ba đời bốn đời cho đến mười đời hai mươi ba mươi cho đến trăm đời vô lượng ngàn đời vô lượng trăm ngàn đời kiếp thành kiếp hoại kiếp thành hoại vô lượng kiếp thành hoại tôi từng ở trong xứ đó tên như vậy họ như vậy chủng tộc như vậy ăn uống như vậy thọ mạng như vậy ở lâu như vậy khổ vui như vậy tôi chết ở đó sinh vào xứ nọ từ xứ nọ chết sinh vào nơi kia hình trạng như vậy tướng mạo như vậy tiếng nói như vậy quá khứ vô lượng khác biệt như vậy thầy đều nghĩ nhớ hết bồ tát này thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người thường thấy các chúng sinh khi sinh khi chết sắc tốt sắc xấu hướng về đường lành hướng về đường ác tùy theo nghiệp mà đi nếu chúng sinh đó thành tựu hạnh ác của thân thành tựu hạnh lời nói ác thành tựu hạnh ác của ý phỉ báng thánh hiền đầy đủ tà kiến và nhân duyên nghiệp tà kiến khi thân hoại mạng chung sẽ đọa vào đường ác sinh vào trong địa ngục nếu chúng sinh đó thành tựu hạnh lành của thân, thành tựu hạnh lành của lời nói, thành tựu hạnh lành của ý, không phỉ báng thánh hiền, đầy đủ tránh kiến, nhân duyên nghiệp tránh kiến, khi thân hoại mạng chung, sẽ sinh vào đường lành ở cõi trời, thiên nhãn của Bồ Tát đều biết như thật. Bồ Tát này nơi các thiền tam muội, tam ma bát đề có thể nhập có thể xuất nhưng không tùy theo sức thiền định mà thọ sinh chỉ tùy theo có thể viên mãn nơi bồ đề phần dùng ý nguyện lực mà thọ sinh trong đó phật tử bồ tát này trụ phát quang địa do nhờ nguyện lực nên thấy được nhiều vị phật thấy nhiều trăm vị phật thấy nhiều ngàn vị phật thấy nhiều trăm ngàn vị phật cho đến thấy nhiều trăm ngàn ức na do tha vị phật đều dùng tâm rộng lớn, tâm thâm sâu, cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường, y phục, thức ăn uống, vạ cụ, thuốc thang, tất cả đồ tư xanh, thảy đều dâng cúng, cũng cúng dường lên tất cả chúng tăng, đem căn lành này hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác ở chỗ các vị Phật đó cung kính nghe Pháp, nghe rồi thọ trì, tùy sức mình mà tu hành. Bồ Tát này quán tất cả Pháp không sinh, không diệt. Do nhân duyên mà có, trước hết diệt sự ràng buộc cái thấy, thì tất cả ràng buộc ham muốn, ràng buộc về sắc, ràng buộc các cõi, ràng buộc vô minh, đều càng mỏng dần. Ở trong vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, do không tích tập nên tà tham, tà sân và tà si đều được dứt trừ hết thảy căn lành càng thêm trong sáng thanh tịnh. Phật tử ví như vàng thật rèn luyện khéo léo thì cân không giảm mà càng thêm trong sáng thanh tịnh. Bồ tát cũng lại như thế, do trụ ở phát quang địa không tích tập nên tà tham, tà sân và tà si thảy đều dứt trừ hết thảy căn lành càng thêm trong sáng thanh tịnh. Bồ Tát này về tâm nhẫn nhục, tâm nhu hòa, tâm hòa thuận, tâm vui đẹp, tâm không sân, tâm không động, tâm không trược, tâm không cao hạ, tâm không mong báo đáp, tâm báo ân, tâm không xiểm nịnh, tâm không dối, tâm không thâm hiểm, đều càng thanh tịnh. Bồ Tát này trong bốn pháp nhiếp, thiên nhiều về lợi hành. Trong mười ba la mật, thiên nhiều về nhẫn nhục ba la mật. Ngoài ra các môn khác thì tùy sức tùy phần mà tu hành, Phật tử đó gọi là Bồ Tát phát quang địa thứ ba. Bồ Tát trụ địa này phần nhiều làm thiên chủ cõi trời Tam thập tam hay dùng phương tiện khiến cho các chúng sinh xả lìa tham dục, bố thí, ái ngữ lợi hành đồng sự, tất cả các việc làm như vậy đều không lìa niệm Phật, không lìa niệm pháp không lìa niệm tăng, cho đến không lìa niệm đầy đủ trí nhất thiết chủng trí. Lại nghĩ rằng, trong tất cả chúng sinh, tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, là thủ thắng, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, cho đến là người y chỉ trí nhất thiết trí, hoặc siêng hành tinh tấn, trong khoảng một niệm đắc được trăm ngàn tam muội thấy được trăm ngàn vị Phật, biết thần lực của trăm ngàn vị Phật có thể chấn động trăm ngàn thế giới của phật cho đến thị hiện trăm ngàn thứ thân mỗi mỗi thân có trăm ngàn bồ tát dùng làm quyến thuộc nếu dùng nguyện lực thù thắng của bồ tát thì tự tại thị hiện còn hơn số trên trăm kiếp ngàn kiếp cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp không thể biết được bấy giờ bồ tát kim cang tạng muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng tâm thanh tịnh an trụ sáng rực tâm nhàm lìa không tham không sân tâm kiên cố dũng mãnh rộng lớn bậc trí dùng đây vào tam địa bồ tát trụ phát quang địa này quán các hạnh pháp khổ vô thường bất tịnh bại hoại mau quy diệt không bền không trụ không đến đi quán pháp hữu vi như bệnh nặng lo sầu khổ não hoặc trói buộc đừa giữ ba độc luôn thiêu đốt vô thủy đến nay không dừng nghỉ, nhằm lìa ba cõi không tham trước, chuyên cầu Phật trí không nghĩ khác, khó dò khó lường không gì bằng, vô lượng vô biên không bước não. Thấy trí Phật rồi thương chúng sinh, cô độc không nương không cứu hộ, ba độc thiêu đốt thường vây khốn, ở ngục các cõi luôn thọ khổ, phiền não trói che mù không mắt, trí thích hạ liệt mất pháp bảo thuận theo sinh tử sợ niết bàn tôi phải cứu họ siêng tinh tấn mong cầu trí huệ ích chúng sinh nghĩ phương tiện gì khiến giải thoát không lìa trí như lai vô ngại họ lại phát khởi huệ vô sinh tâm nghĩ huệ này do nghe được suy nghĩ như vậy tự siêng năng ngày đêm nghe tu không gián đoạn chỉ dùng chánh pháp làm tôn trọng đất nước tài sản các châu báu vợ con quyến thuộc và ngôi vua bồ tát vì pháp khởi tâm kính như vậy tất cả đều xả được đầu mắt tai mũi lưỡi và răng tay chân xương tủy tim máu thịt hết thảy đều xả chưa là khó chỉ nghe chánh pháp là khó nhất nếu có người đến nói Bồ Tát nhảy vào được trong hầm lửa lớn, tôi sẽ ban cho Phật Pháp bảo, nghe nói vào lửa không khiếp sợ. Giả sử lửa đầy ba ngàn cõi, thân từ Phạm Thiên mà nhảy vào, vì cầu Pháp nên không khó gì. Hà huống khổ nhỏ ở nhân gian, từ sơ phát tâm đến thành Phật, hết thảy sự khổ ngục a tỳ vì nghe Pháp nên đều thọ được hà huống việc khổ trong nhân gian nghe rồi như lý nghĩ chân tránh đắc được tứ thiền định vô sắc tứ đẳng ngũ thông lần lượt khởi không theo sức đó mà thọ xanh bồ tát trụ đây thấy nhiều phật cũng dường lắng nghe tâm quyết định dứt các tà hoặc thành thanh tịnh như luyện vàng thật thể không giảm trụ đây thường làm vua đao lợn hóa đạo vô lượng các thiên chúng, khiến xả tâm tham trụ đường lành, hướng về chuyên cầu công đức Phật. Phật tử trụ đây siêng tinh tấn, trăm ngàn tam muội đều đầy đủ, thấy trăm ngàn Phật tướng nghiêm thân, nếu dùng nguyện lực lại hơn trên. Tất cả chúng sinh khắp lợi ích, các Bồ Tát đó hạnh tối thượng, như vậy hết thảy đệ tam địa. Tôi nương theo nghĩa giải thích xong. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 36, phẩm thập địa thứ 26, thứ tư Diệm Huệ Địa. Phật tử nghe hạnh rộng lớn này, ưa thích địa thủ thắng thâm diệu, tâm đều vui mừng đại hoan hỉ, khắp giải hoa thơm cúng dường Phật. Khi diễn nói diệu Pháp như vậy, đại địa nước biển đều chấn động, tất cả thiên nữ đều hoan hỷ, đều dùng tiếng hay đồng khen ngợi. Tự tại thiên vương rất hớn hở, mưa châu ma ni cúng dường Phật, khen nói Phật vì ta ra đời, diễn nói hạnh công đức bậc nhất. Nghĩa các địa bậc trí như vậy, trong trăm ngàn kiếp khó gặp được, nay tôi bỗng nhiên mà được nghe Bồ Tát thắng hạnh tiếng diệu Pháp. Nguyện hãy diễn nói bậc thông vệ đạo vô dư quyết định địa sau, lợi ích tất cả các trời người, các Phật tử này đều thích nghe. Giải thoát nguyệt dũng mãnh đại tâm, thỉnh kim cang tạng nói Phật tử, từ đây tiến vào địa thứ tư, hết thảy hạnh tướng xin tuyên nói. Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng nói với Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt rằng, Phật tử, Đại Bồ Tát đã khéo thanh tịnh địa thứ ba rồi, muốn vào diệm họa địa thứ tư, phải tu hành mười pháp minh môn. Những gì là mười? đó là quan sát cõi chúng sinh, quan sát pháp giới, quan sát thế giới, quan sát cõi hư không, quan sát thức giới, quan sát dục giới, quan sát sắc giới, quan sát vô sắc giới, quan sát cõi tâm rộng tin hiểu, quan sát cõi tâm lớn tin hiểu. Bồ Tát dùng 10 pháp minh môn này mà vào được diệm hoệ địa thứ tư. Phật tử Bồ Tát trụ diệm huệ địa này vì có thể dùng mười thứ trí thành thục pháp nên đắc được nội pháp của địa thứ tư sinh vào nhà như lai những gì là mười đó là vì thâm tâm không thối lùi vì trong tam bảo sinh tịnh tín rốt giáo không hoại vì quán các hành sinh diệt vì quán các pháp tự tại không sinh vì quán thế gian thành hoại vì quán nhân nghiệp có sinh vì quán sinh tử niết bàn vì quán nghiệp chúng sinh cõi nước vì quán thời gian trước thời gian sau vì quán không có gì cùng tận đó là mười phật tử bồ tát trụ địa thứ tư này quán trong thân theo thân quán riêng năng dũng mãnh nhớ biết trừ diệt tham lam lo lắng của thế gian quán ngoài thân theo thân quán riêng năng dũng mãnh nhớ biết trừ diệt tham lam lo lắng của thế gian quán trong ngoài thân theo thân quán riêng năng dũng mãnh nhớ biết trừ diệt tham lam lo lắng của thế gian như vậy quán trong thọ ngoài thọ trong ngoài thọ theo thọ quán quán trong tâm ngoài tâm trong ngoài tâm theo tâm quán quán trong pháp ngoài pháp trong ngoài pháp theo pháp quán chuyên cần dũng mãnh nhớ biết diệt trừ tham lam lo lắng của thế gian lại nữa bồ tát này đối với các pháp ác bất thiện chưa sinh ra vì không muốn cho sinh ra nên phải siêng tinh tấn phát tâm đoạn trừ các pháp ác bất thiện đã sinh ra vì muốn dứt trừ nên siêng tinh tấn phát tâm đoạn trừ các pháp lành chưa sinh ra vì muốn sinh ra nên siêng tinh tấn phát tâm thực hành các pháp lành đã sinh ra vì muốn trụ không mất đi nên phải tu hành khiến cho nó tăng trưởng rộng lớn mà riêng tinh tấn phát tâm thực hành. Lại nữa, Bồ Tát tu hành định dục giới, muốn dứt trừ hạnh ác, thành tựu thần túc, y chỉ vào nhàm chán, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả, tu hành tinh tấn định, tâm định, quán định, đoạn định, thành tựu thần túc, y chỉ vào nhàm chán, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả lại nữa bồ tát này tu hành tín căn y chỉ vào nhàm y chỉ vào lìa y chỉ vào diệt hồi hướng nơi xả tu hành tinh tấn căn niệm căn định căn huệ căn y chỉ nhàm y chỉ lìa y chỉ diệt hồi hướng nơi xả lại nữa bồ tát này tu hành tín lực y chỉ vào nhàm y chỉ vào lìa y chỉ vào diệt hồi hướng nơi xả tu hành tinh tấn lực niệm lực định lực huệ lực y chỉ vào nhàm y chỉ vào lìa y chỉ vào diệt hồi hướng nơi xả lại nữa bồ tát này tu hành niệm giác phần y chỉ vào nhàm y chỉ vào lìa y chỉ vào diệt hồi hướng nơi xả, tu hành trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, định giác phần, xả giác phần, y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả. Lại nữa, Bồ Tát này tu hành chánh kiến, y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả tu hành tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm tránh định y chỉ vào nhàm y chỉ vào lìa y chỉ vào diệt hồi hướng nơi xả bồ tát tu hành công đức như vậy vì không bỏ tất cả chúng sinh vì nguyện xưa gia trì vì đại bi làm đầu, vì đại từ thành tựu, vì nghĩ nhớ trí huệ nhất thiết trí, vì thành tựu trang nghiêm cõi Phật, vì thành tựu lực của Như Lai, vô sở úy, pháp bất cộng. Vì tướng tốt âm thanh đều đầy đủ Vì cầu đạo thù thắng vô thượng Vì tùy thuận nghe sự giải thoát thâm sâu của Phật Vì suy ngẫm đại trí phương tiện thiện xảo Phật tử Bồ Tát trụ diệm huệ địa này, hết thảy thân kiến làm đầu, ta người chúng sinh thọ mạng quẩn xứ giới, chỗ khởi chấp trước, khởi diệt suy ngẫm quán sát, vì tu trị, vì của ta, vì tài vật, vì chấp nơi chốn như vậy hết thảy tất cả đều lìa. Bồ Tát này nếu thấy nghiệp nào mà như lai của trách, phiền não ô nhiễm, thảy đều xả lìa. Nếu thấy nghiệp nào thuận với Bồ Tát đạo, được như lai khen ngợi, thảy đều tu hành. Phật tử Bồ Tát này tùy theo chỗ khởi phương tiện huệ, tu tập nơi đạo và trợ đạo phần. Như vậy mà được tâm nhuận trạch, tâm mềm mại, tâm điều thuận, tâm lợi ích an lạc, tâm không tạp nhiễm, tâm cầu vô thượng thắng pháp, tâm cầu trí huệ thủ thắng, tâm cứu tất cả thế gian, tâm cung kính tôn đức không trái với lời dạy bảo, tâm tùy chỗ nghe pháp đều khéo tu hành. Bồ Tát này biết ân, biết báo ân, tâm rất hòa thiện, đồng trụ an lạc, chất trực mềm mại, không có ngã mạn, khéo thọ lời dạy dỗ, được lòng người nói. Bồ Tát này thành tựu nhẫn như vậy, thành tựu điều nhu như vậy, thành tựu tịch diệt như vậy, thành tựu nhẫn điều nhu tịch diệt như vậy, tịnh trị nghiệp của địa sau, khi tác ý tu hành thì được sự tinh tấn không ngừng nghỉ, tinh tấn không tạp nhiễm, tinh tấn không thối chuyển, tinh tấn rộng lớn, tinh tấn vô biên, tinh tấn hãy hừng, tinh tấn không ai bằng, tinh tấn không thải hoại, tinh tấn thành thục tất cả chúng sinh, tinh tấn khéo phân biệt đạo phi đạo. Bồ Tát này tâm giới thanh tịnh, thâm tâm không mất, ngộ hiểu sáng suốt, căn lành tăng trưởng, lìa cấu bẩn ô trược thế gian, dứt các nghi hoặc đầy đủ minh đoán, ưa thích sung mãn, được Đức Phật hộ niệm, vô lượng trí nguyện vui thích, thảy đều thành tựu. Phật tử, Bồ Tát trụ diệm huệ địa này do nguyện lực, nên được thấy nhiều vị Phật, thấy nhiều trăm vị Phật, thấy nhiều ngàn vị Phật, thấy nhiều trăm ngàn vị Phật, cho đến thấy nhiều trăm ngàn ức na do tha vị Phật, đều cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường, y phục tọa cụ, thức ăn uống, thuốc thang, tất cả đồ tư xanh, đều đem dâng cúng, cũng đem cúng dường tất cả chúng tăng đem căn lành này thảy đều hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác ở chỗ vị phật đó cung kính nghe pháp nghe rồi thọ trì tu hành đầy đủ lại nữa ở trong pháp của các đức phật đó xuất gia tu đạo lại càng tu trị thâm tâm tin hiểu trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp khiến cho các căn lành càng thêm sáng tịnh phật tử Ví như thọ vàng, rèn luyện vàng thật làm đồ trang sức, những kim khí khác không thể sánh kịp, đại bồ tát cũng lại như vậy, trụ nơi địa này hết thảy căn lành, căn lành địa thấp hơn không thể sánh kịp như báu ma ni thanh tịnh quang luân hay phóng quang minh, các châu báu khác không thể sánh kịp, gió mưa, các duyên khác đều không thể hoại được, đại bồ tát cũng lại như vậy, trụ nơi địa này, bồ tát địa thấp hơn không thể sánh kịp, các ma phiền não đều không thể hoại được bồ tát này ở trong bốn pháp nhiếp thì thiên nhiều về đồng sự trong mười ba la mật thì thiên nhiều về tinh tấn còn các hạnh khác chỉ tùy sức tùy phần mà tu hành phật tử đó là lược nói về địa thứ tư diệm huệ địa của đại bồ tát bồ tát trụ địa này phần nhiều làm dạ ma thiên vương dùng phương tiện khéo léo hay trừ thân kiến các hoặc của chúng sinh, khiến cho họ trụ tránh kiến, bố thí ái ngữ, lợi hành, đồng sự, như vậy làm tất cả các nghiệp, đều không lìa niệm Phật, không lìa niệm Pháp, không lìa niệm Tăng, cho đến không lìa niệm đầy đủ nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ ở trong tất cả chúng sinh, là thượng thủ, là thắng, là thủ thắng, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, cho đến là bậc y chỉ của nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát này phát tâm siêng tinh tấn trong khoảng một niệm vào được ức số tam muội, thấy được ức số vị Phật, biết được thần lực của ức số vị Phật, có thể chấn động ước số thế giới cho đến có thể thị hiện ước số thân mỗi mỗi thân có ước số bồ tát làm quyến thuộc nếu dùng nguyện lực thù thắng của bồ tát tự tại thị hiện thì hơn số trên đây trăm ngàn ước kiếp cho đến trăm ngàn ước na do tha kiếp không thể đếm biết được bấy giờ bồ tát kim cang tạng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng bồ tát đã tịnh địa thứ ba lại quán chúng sinh thế pháp giới không giới thức giới và tam giới tâm đều hiểu rõ nhập vào được mới lên diệm địa tăng thế lực sinh nhà như lai vĩnh không lùi nơi phật pháp tăng tin không nghi quán pháp vô thường chẳng sinh khởi quán thế thành hoại nghiệp sinh ra sinh tử niết bàn cõi các nghiệp quán tiền hậu tế cũng quán hết tu hành như vậy sinh nhà phật được pháp đó rồi tăng từ mẫn, càng thêm siêng tu bốn niệm xứ, thân thọ tâm pháp quán trong ngoài, thế gian tham ái đều trừ bỏ. Bồ tát tu hạnh bốn tránh cần, ác pháp trừ diệt, thiện tăng trưởng, thần túc, căn lực đều khéo tu. Thất giác bát đạo cũng như vậy, vì độ chúng sinh tu hạnh đó, nguyện xưa hộ trì từ bi trước, cầu nhất thiết trí và cõi Phật cũng niệm mười lực của Như Lai, bốn vô sở úy pháp bất cộng, tướng tốt thủ đặc âm thanh hay, cũng cầu đạo màu nơi giải thoát và đại phương tiện tu các hạnh. Thân kiến làm đầu sáu mươi hai, ta và của ta vô lượng thứ, quần giới xứ thảy các chấp trước, trong địa thứ tư lìa tất cả như lai của trách hạnh phiền não là nhân khổ hoạn đều dứt trừ bậc trí tu hành hạnh thanh tịnh vì độ chúng sinh tu tất cả bồ tát riêng tu không giải đãi liền được đầy đủ cả mười tâm chuyên cầu phật đạo không nhàm mỏi trí mong thọ chức độ chúng sinh cung kính tôn đức tu hành pháp biết ơn dễ bảo không hờn giận, xả mạn lìa xiềm tâm điều nhu, lại thêm tinh cần không thối chuyển. Bồ Tát trụ diệm huệ địa này, tâm ngài thanh tịnh mãi không mất, ngộ hiểu quyết định thiện tăng trưởng. Lưới nghi cấu trược thảy đều lìa, Địa này Bồ Tát thắng trong người, cúng na do tha vô lượng Phật, lắng nghe chánh pháp cũng xuất ra, không thể phá hoại như vàng thật. Bồ Tát trụ đây đủ công đức, dùng trí phương tiện tu hành đạo, chẳng vì các ma tâm thối chuyển, ví như báu đẹp không thể hoại. Trụ đây thường làm chủ dạ ma, nơi pháp tự tại chúng tôn kính, khắp hóa quần sinh trừ ác kiến, chuyên cầu Phật trí tu nghiệp lành bồ tát chuyên cần thêm tinh tấn được tam muội thảy đều ức số nếu dùng nguyện trí lực mà làm vượt hơn số đây không biết được bồ tát địa thứ tư như vậy tu hành thanh tịnh đạo vi diệu công đức nghĩa trí đều tương ưng tôi vì phật tử đã tuyên nói kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật quyển 36 phẩm thập địa thứ 26 thứ 5 nan thắng địa. Bồ Tát nghe hạnh thắng địa này, nơi pháp hiểu ngộ tâm hoan hỷ, trong không mưa hoa khen ngợi rằng, lành thay đại sĩ Kim Cang Tạng, tự tại thiên vương và thiên chúng, nghe pháp hớn hở trụ hư không, khắp phóng đủ thứ mây sáng đẹp cúng dường như lai vui tràn đầy chư thiên thể nữ tấu âm nhạc cũng dùng lời lẽ ca khen phật đều nhờ oai thần của bồ tát trong âm thanh đó phát lời này nguyện phật xa xưa nay mới mãn phật đạo lâu xa nay mới được thích ca văn phật đến cung trời bậc lợi trời người lâu mới thấy biển cả lâu xa nay mới động Phật quang lâu xa nay mới phóng, chúng sinh lâu xa mới an lạc, âm thanh đại bi lâu mới nghe, công đức bờ kia đều đã đến, kiêu mạ đen tối đều đã diệt, thanh tịnh cùng cực như hư không, không nhiễm thế pháp như hoa sen, đấng đại mâu ni hiện ra đời, ví như tu di hiện giữa biển, cúng dường dứt sạch tất cả khổ, cúng dường sẽ được trí chư Phật chỗ này đáng cúng không gì bằng, thế nên tâm vui cúng dường Phật. Như vậy vô lượng các thiên nữ phát lời lẽ đó khen ngợi rồi, tất cả cung kính vui tràn đầy, chiêm ngưỡng như lai đứng yên lặng. Lúc đó đại sĩ giải thoát nguyệt, lại thỉnh vô ý kim cang tạng, các tướng hạnh trong địa thứ năm, xin đại Bồ Tát hãy tuyên nói. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát giải thoát nguyệt rằng Phật tử Đại Bồ Tát địa thứ tư tu hành thiện đạo viên mãn rồi Muốn vào địa thứ năm nan thắng địa Phải nhờ mười thứ tâm thanh tịnh bình đẳng Những gì là mười? Đó là tâm bình đẳng thanh tịnh đối với Phật Pháp trong quá khứ Tâm bình đẳng thanh tịnh đối với Phật Pháp vị lai Tâm bình đẳng thanh tịnh đối với phật pháp hiện tại tâm bình đẳng thanh tịnh đối với giới tâm bình đẳng thanh tịnh đối với tâm tâm bình đẳng thanh tịnh trừ thấy nghi hối tâm bình đẳng thanh tịnh nơi trí đạo phi đạo tâm bình đẳng thanh tịnh tu hành trí huệ kiến giải tâm bình đẳng thanh tịnh quán sát tất cả pháp bồ đề phần tâm bình đẳng thanh tịnh giáo hóa tất cả chúng sinh Đại Bồ Tát dùng 10 thứ tâm bình đẳng thanh tịnh này vào được địa thứ năm của Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát trụ địa thứ năm này rồi. Do khéo tu pháp bồ đề phần, do khéo thanh tịnh thâm tâm, lại do cầu đạo vô thượng thủ thắng, do tùy thuận chân như, do nguyện lực gia trì, do tử bi thương xót, không bỏ tất cả chúng sinh, do tích tập phước trí trợ đạo, do tinh tấn siêng năng tu tập không ngừng, do sinh ra phương tiện khéo léo, do quan sát chiếu sáng các bậc trên, do được Như Lai hộ niệm, do niệm trí lực gia trì nên được tâm không thối chuyển. Phật tử, đại bồ tát này biết như thật đây là khổ thánh đế, đây là khổ tập thánh đế, đây là khổ diệt thánh đế, đây là khổ diệt đạo thánh đế, khéo biết tục đế, khéo biết đệ nhất nghĩa đế, khéo biết tướng đế, khéo biết sai biệt đế, khéo biết thành lập đế, khéo biết sự đế, khéo biết sinh đế, khéo biết tận vô sinh đế, khéo biết nhập đạo chi đế khéo biết tất cả bồ tát địa thứ lớp thành tựu đế cho đến khéo biết như lai trí thành tựu đế vì Bồ Tát này tùy tâm ưa thích của chúng sinh, khiến cho họ hoan hỷ nên biết tục đế, vì thông đạt một thật tướng nên biết đệ nhất nghĩa đế, vì giác ngộ pháp tự tướng cộng tướng nên biết tướng đế, vì biết rõ các pháp phân vị sai biệt nên biết sai biệt đế, vì khéo phân biệt uẩn giới xứ nên biết thành lập đế, vì giác ngộ thân tâm khổ não nên biết sự đế, vì giác ngộ các cõi sinh tương tục nên biết sinh đế vì tất cả nhiệt não rút giáo diệt nên biết hết vô sinh trí đế vì sinh ra không hai nên biết nhập đạo trí đế vì tránh giác tất cả hạnh tướng nên khéo biết tất cả bồ tát địa thứ lớp tiếp tục thành tựu cho đến như lai trí thành tựu đế dùng trí lực tin hiểu mà biết chứ chẳng phải dùng rút giáo trí lực mà biết được Phật tử Đại Bồ Tát này đắc được các đế trí như vậy rồi, biết như thật tất cả pháp hữu vi hư vọng trá ngụy, lừa dối mê hoặc phàm phu ngu si bấy giờ bồ tát tăng thêm đại bi sinh đại từ quang minh đối với các chúng sinh phật tử đại bồ tát này được trí lực như vậy chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh thường cầu trí huệ của phật quán tất cả hạnh hữu vi tiền tế hậu tế như thật biết từ vô minh tiền tế hữu ái nên sinh sinh tử lưu truyền ở trong nhà các uẩn không thể thoát ra tăng trưởng nhiều sự khổ tụ tập không cái ta không kẻ thọ không kẻ dưỡng dục càng không kẻ thủ lấy số thân đời sau lìa cái ta của ta như quá khứ vị lai cũng như vậy đều không chỗ có hư vọng tham trước, dứt sạch, thoát khỏi, hoặc có hoặc không đều biết như thật. Phật tử Đại Bồ Tát này lại nghĩ như vậy các phàm phu này ngu si không trí huệ, rất đáng thương xót, có vô số thân, đã diệt, nay diệt và sẽ diệt, diệt hết như vậy mà không thể nghĩ nhảm chán về thân lại càng tăng thêm biết bao việc khổ theo dòng sinh tử không thể quay trở lại được nơi nhà các quần không cầu thoát khỏi không biết lo sợ bốn rắn độc lớn không nhổ được mũi tên kiêu mạn kiến chấp không diệt được lửa tham sân si không phá tan được vô minh đen tối không cạn khô được biển lớn ái dục không cầu đại thánh đạo sư mười lực mà nhập vào rừng rậm ma ý ở trong biển xanh tử bị sóng giác quán cuốn trôi nhận chìm Phật tử Đại Bồ Tát này lại nghĩ như vậy, chúng sinh này thọ khổ như vậy cuộc vô cùng khốn đốn, không ai cứu, không chỗ nương, không đất, không nhà, không mắt, không người dẫn dắt, vô minh che đậy, ràng buộc trong đen tối. Nay tôi vì tất cả chúng sinh đó mà tu hành pháp phước trí trợ đạo, độc nhất phát tâm, không cầu bạn bè đem công đức này, khiến cho các chúng sinh rốt giáo được thanh tịnh, cho đến đắc được mười lực trí huệ vô ngại. Phật tử Đại Bồ Tát dùng trí huệ quán sát căn lành tu tập như vậy, đều vì cứu hộ tất cả chúng sinh, lợi ích tất cả chúng sinh, an lạc tất cả chúng sinh, thương xót tất cả chúng sinh, thành tựu tất cả chúng sinh, giải thoát tất cả chúng sinh, nhiếp thọ tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh lìa các khổ não khiến cho tất cả chúng sinh khắp được thanh tịnh khiến cho tất cả chúng sinh đều được điều phục khiến cho tất cả chúng sinh vào bát niết bàn phật tử đại bồ tát trụ nan thắng địa thứ năm gọi là nhớ vì không quên các pháp gọi là trí, vì hay khéo quyết định, gọi là có thú hướng, vì biết trải qua ý thú, lần lượt liên hợp, gọi là tàm quý, vì tự hộ hộ người, gọi là kiên cố, vì không bỏ giới hạnh, gọi là giác, vì hay quán thị xứ phi xứ, gọi là tùy trí, vì không tùy theo họ, gọi là tùy huệ vì khéo biết câu nghĩa phi nghĩa khác nhau gọi là thần thông vì khéo tu thiền định gọi là phương tiện khéo léo vì hay tùy thế gian tu hành gọi là không nhàm đủ vì khéo tích tập phước đức gọi là không ngừng nghỉ vì thường cầu trí huệ gọi là không mỏi mệt vì tập đại từ bi gọi là vì họ siêng tu vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vào niết bàn gọi là siêng cầu không giải đãi vì cầu lực vô ý pháp bất cộng của như lai gọi là phát tâm năng hành vì thành tựu trang nghiêm cõi phật gọi là siêng tu đủ thứ nghiệp lành vì hay đầy đủ tướng tốt gọi là thường siêng tu tập vì cầu tra nghiêm thân lời ý của Phật, gọi là đại tôn trọng cung kính Pháp, vì ở nơi tất cả Bồ Tát Pháp Sư theo lời dạy mà tu hành, gọi là tâm không chướng ngại, vì dùng đại phương tiện thường hành thế gian, gọi là ngày đêm xa đìa những tâm khác, vì thường thích giáo hóa tất cả chúng sinh, Phật tử khi đại Bồ Tát siêng tu hành như vậy, dùng bố thí để giáo hóa chúng chúng sinh, dùng ái ngữ, lợi hành, đồng sự để giáo hóa chúng sinh, thị hiện sắc thân để giáo hóa chúng sinh, diễn nói các pháp để giáo hóa chúng sinh, khai thị Bồ Tát hạnh để giáo hóa chúng sinh, hiển hiện đại oai lực của Như Lai để giáo hóa chúng sinh, thị hiện nỗi lầm hoạn nạn của sinh tử để giáo hóa chúng sinh khen ngợi lợi ích trí huệ của Như Lai để giáo hóa chúng sinh, hiện sức đại thần thông để giáo hóa chúng sinh, dùng đủ thứ hạnh phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Phật tử đại Bồ Tát này siêng năng dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh như vậy, tâm luôn liên tục hướng về trí huệ của Phật, khiến cho các căn lành không thối chuyển, thường khuyên tu học, pháp thủ thắng hạnh. Phật tử Đại Bồ Tát này vì lợi ích chúng sinh nên học tập tất cả kỹ nghệ thế gian như văn học, toán số, đồ thư, ấn tỷ, địa thủy, hỏa phong, đủ các thứ luận thảy đều thông đạt. Lại giỏi phương thuốc chữa lành các bệnh như điên cuồng, càn tiêu, quỷ mị, cổ độc đều trừ dứt được. Văn bút tán vịnh, ca múa kỹ nhạc, diễu cười, đàm luận thảy đều khéo giỏi quốc thành thôn ấp nhà cửa vườn tược suối chảy ao hồ cỏ cây hoa thuốc những thứ răng bầy, thảy đều biết rõ vàng bạc mani chân châu lưu ly li, ngọc bích san hô các bảo tàng đều biết nơi trốn bày chỉ cho người đều giỏi quan sát mặt trời mặt trăng tinh tú chim kêu địa chấn đêm mộng cát hung thân tướng sang hèn không một chút sai lầm trí giới nhập định thần thông vô lượng bốn vô sắc cùng với tất cả việc thế gian khác nhưng đối với chúng sinh chẳng tổn hại nhiệt não vì lợi ích thảy đều khai thị dần dần khiến cho họ an trụ vào phật pháp vô thượng phật tử bồ tát trụ nan thắng địa này do nguyện lực mà thấy được nhiều vị Phật, như thấy được nhiều trăm vị Phật, nhiều ngàn vị Phật, nhiều trăm ngàn vị Phật, cho đến thấy nhiều trăm ngàn ức na do tha vị Phật. Đều cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường, y phục, thức ăn uống, ngọa cụ, thuốc thang, tất cả đồ tư xanh, thảy đều dâng cúng, cũng đem cúng dường tất cả chúng tăng, đem căn lành này hồi hướng về vô thượng, tránh đẳng, tránh giác ở chỗ chư Phật cung kính nghe Pháp, nghe rồi thọ trì, tùy sức tu hành, lại ở trong Pháp của chư Phật đó mà được xuất ra, xuất ra rồi, lại càng nghe Pháp, đắc được Đà La Ni, làm văn trì Pháp Sư. Trụ trong địa này trải qua trăm kiếp, ngàn kiếp, cho đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, hết thảy căn lành, dần dần càng trong sáng thanh tịnh, phật tử ví như vàng thật dùng sa cừ để đánh bóng thì càng sáng tịnh hết thảy căn lành của bồ tát ở địa này cũng lại như vậy dùng phương tiện huệ suy ngẫm quán sát thì càng sáng tịnh phật tử bồ tát trụ tại nan thắng địa này dùng phương tiện trí thành tựu công đức căn lành địa dưới không bằng được phật tử như mặt trời mặt trăng tinh tú cung điện quang minh do sức gió gia trì không thể trở hoại được các gió khác cũng không thể khuynh động được hết thảy căn lành của bồ tát địa này cũng lại như vậy dùng phương tiện trí tùy theo sự quán sát không thể trở hoại được tất cả căn lành của bậc thanh văn độc giác thế gian cũng không thể khuynh động được trong mười ba la mật bồ tát này thiên nhiều về thiền ba la mật còn các ba la mật kia chỉ tùy sức tùy phần mà tu hành phật tử đó là lược nói về nang thắng địa thứ năm của Đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ địa này phần nhiều làm thiên vương cõi trời đâu xuất, chỗ làm tự tại nơi các chúng sinh hàng phục được tất cả ngoại đạo tà kiến hay khiến cho chúng sinh trụ trong thật đế. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự làm tất cả các nghiệp như vậy đều không lìa niệm Phật không lìa niệm pháp, không lìa niệm tăng, cho đến không lìa niệm đầy đủ nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí. Lại nghĩ như vậy, tôi phải ở trong chúng sinh làm thượng thủ, làm thắng, làm thủ thắng, làm diệu, làm vi diệu, làm thượng, làm vô thượng, cho đến làm bậc y chỉ của trí nhất thiết trí nếu Bồ Tát này phát tâm siêng tinh tấn, trong khoảng một niệm đắc được ngàn ước tam muội, thấy được ngàn ước vị Phật, biết thần lực của ngàn ước vị Phật, có thể chấn động ngàn ước thế giới của Phật, cho đến thị hiện ngàn ước thân, mỗi mỗi thân thị hiện ngàn ước Bồ Tát dùng làm quyến thuộc nếu dùng nguyện lực thù thắng của bồ tát thì tự tại thị hiện hơn số trên đây trăm kiếp ngàn kiếp cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp cũng không đếm biết được bấy giờ bồ tát kim cang tạ muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng bồ tát tứ địa thanh tịnh rồi suy ngẫm ba đời phật bình đẳng giới tâm trừ nghi đạo phi đạo quán sát như vậy vào ngũ địa, niệm xứ làm cung căn làm tên, tránh cần làm ngựa thần túc xe, áo giáp năm lực phá oán địch, dũng mãnh không lùi vào ngũ địa. tàm quý làm y giác phần man, tịnh giới làm hương thiền hương thoa, trí huệ phương tiện diệu tra nghiêm vào rừng tổng trì vườn tam muội, như ý làm chân tránh niệm cổ tử bi làm mắt trí huệ răng sư tử vô ngã trong loài người phá oán phiền não vào ngũ địa bồ tát trụ địa thứ năm này truyền tu đạo thanh tịnh thù thắng trí cầu phật pháp không thối truyền tâm niệm tử bi không nhà mỏi tích tập phước trí thắng công đức tinh cần phương tiện quán địa trên phật lực gia trì đủ niệm huệ biết rõ bốn đế đều như thật Khéo biết thế đế thắng nghĩa đế, tướng đế khác biệt thành lập đế, sự đế sinh tận và đạo đế, cho đến như lai vô ngại đế. Quán đế tuy vi diệu như vậy, chưa được vô ngại thắng giải thoát, nhờ đây hay sinh đại công đức, cho nên vượt qua trí thế gian, bèn quán đế rồi biết hữu vi, thẻ tánh hư ngụy không thật bền, được phần từ mẫn quang của Phật vì lợi chúng sinh cầu Phật trí, quán các hữu vi trước và sau, vô minh đen tối ái ràng buộc, biêu truyền xoay vòng trong sự khổ, không ta không người không thọ mạng. Ái thủ là nhân thọ khổ sâu, muốn tìm bờ mé không thể được, mê vọng trôi chìm không kỳ về, bọn này đáng thương tôi phải độ, quẩn nhà rắn cõi mũi tên chất lửa tâm cháy mạnh si ám nặng sông ái trôi truyền không rảnh xem biển khổ giật giờ không người dắt biết như vậy rồi siêng tinh tấn chỗ làm đều vì độ chúng sinh gọi là bậc có niệm có trí cho đến bậc giác hiểu phương tiện tu hạnh phước trí không nhàm đủ cung kính đa văn không mệt mỏi cõi nước tướng tốt đều trang nghiêm tất cả như vậy vì chúng sinh vì muốn giáo hóa các thế gian, giỏi biết thư số ấn các pháp, cũng lại hiểu biết các phương thuốc, chữa trị các bệnh khiến lành hẳn, văn tự ca múa đều khéo giỏi, nhà cửa vườn hồ đều an ổn, bảo tàng phát hiện chỉ cho người, vì lợi ích vô lượng chúng sinh, nhật nguyệt tinh tú đất chấn động cho đến thân tướng cũng quán sát, tứ thiền vô sắc và thần thông, vì lợi thế gian đều hiển bày. Bậc trí trụ nan thắng địa này, cúng na do Phật cũng nghe Pháp, như dùng báu đẹp rũa vàng thật, hết thảy căn lành dần sáng tịnh, ví như tinh tú trong hư không, sức gió nhiếp trì không tổn động, cũng như hoa sen không dính nước, đại sĩ tu nơi đời như vậy trụ đây thường làm vua đâu xuất hàng phục dị đạo các tà kiến, tu các việc lành vì Phật trí, nguyện được mười lực cứu chúng sinh. Bồ Tát lại tu đại tinh tấn, tức thời cúng dường ngàn ức Phật, được định động cõi cũng như thế, nguyện lực mà làm lại hơn trên. Năn thắng địa thứ năm như vậy, đạo chân thật tối thượng trong người, tôi dùng đủ thứ sức phương tiện, vì các Phật tử diễn nói xong. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Quyển 37, Phẩm Thập Địa thứ 26, thứ 6, Hiện Tiền Địa Bồ Tát đã nghe những thắng hạnh tâm đều hoan hỉ mưa rượu va phóng tịnh quang minh giải châu báu cúng dường như lai khen khéo nói trăm ngàn thiên chúng đều vui mừng cùng trong hư không giải các báu chàng hoa anh lạc và chàng phan lọng báu gương thoa đều cúng phật tự tại thiên vương cùng quyến thuộc tâm sinh hoan hỷ trụ hư không, giải báu thành mây để cúng dường, khen nói Phật tử khéo diễn nói, vô lượng thiên nữ trụ trong không, đều dùng âm nhạc ca khen Phật. Trong tiếng hát đều nói như vậy lời Phật hay trừ bệnh phiền não, pháp tánh vốn lặng không hình tướng, giống như hư không chẳng phân biệt, vượt các chấp lấy bạt lời lẽ, chân thật bình đẳng thường thanh tịnh nếu hay thông đạt các pháp tánh, nơi có nơi không tâm chẳng động, vì muốn cứu đời siêng tu hành, từ miệng Phật sanh chân Phật tử, không thủ các tướng mà bố thí, vốn dứt các ác kiên trì giới, hiểu pháp không hại thường kham nhẫn, biết pháp tánh lìa đủ tinh tấn, đã hết phiền não vào các thiền, khéo đạt tánh không phân biệt pháp đầy đủ trí lực hay rộng cứu, diệt trừ các ác xưng đại sĩ, diệu âm như vậy ngàn vạn thứ khen rồi yên lặng chiêm ngưỡng Phật, giải thoát nguyệt nói kim cang tạm, dùng hạnh tướng nào vào địa sau. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tạm nói với Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt rằng, Phật tử đại bồ tát đã đầy đủ địa thứ năm muốn vào hiện tiền địa thứ sáu phải quán sát mười pháp bình đẳng những gì là mười đó là tất cả pháp không tướng nên bình đẳng không thể nên bình đẳng không sanh nên bình đẳng không thành nên bình đẳng bổn lai thanh tịnh nên bình đẳng không hí luận nên bình đẳng không lấy bỏ nên bình đẳng vắng lặng nên bình đẳng như huyễn như mộng như bóng, như vang, như trăng dưới nước, như hình trong gương, như diệu, như hóa nên bình đẳng, có không chẳng hai nên bình đẳng. Bồ Tát quán tất cả Pháp như vậy, tự tánh thanh tịnh, tùy thuận không trái, nhập vào được địa thứ sáu hiện tiền địa, đắc được tùy thuận nhẫn minh lợi, chưa đắc được vô sinh Pháp nhẫn. Phật tử, Bồ Tát này quán như vậy rồi lại dùng đại bi làm đầu, đại bi tăng thượng, đại bi đầy đủ quán thế gian sanh diệt mà nghĩ như vậy. Thế gian thọ sanh đều do chấp cái ta, nếu lìa chấp trước này thì không có chỗ sinh lại nghĩ như vậy phàm phu không có trí huệ chấp trước vào cái ta thường cầu có không suy nghĩ bất tránh khởi hạnh hư vọng hành tà đạo tạo tội làm phước làm bất động tích tập tăng trưởng ở trong các hạnh trồng hạt giống tâm hữu lậu có thủ lấy lại khởi cõi sau xanh và lão tử do đó gọi nghiệp là ruộng thức là hạt giống vô minh đen tối che đậy nước ái thấm nhuần ngã mạn tưới nước lưới chấp kiến tăng trưởng sinh mầm danh sắc danh sắc tăng trưởng sinh ra năm căn các căn tương đối sinh súc xúc đối sinh ra thọ thọ rồi mong cầu sinh ra ái ái tăng trưởng sinh ra thủ thủ tăng trưởng sinh ra hữu hữu sinh rồi thì ở trong các cõi khởi thân năm uẩn gọi là sinh sinh rồi suy biến là già cuối cùng là chết khi già chết thì sinh các nhiệt não vì nhiệt não nên yêu sầu bi ai các khổ đều tụ tập đó là do nhân duyên nên tập hợp Chứ chẳng có kẻ tập nhậm vận mà diệt Cũng chẳng có kẻ diệt Bồ Tát tùy thuận quan sát tướng duyên khởi như vậy Phật tử Đại Bồ Tát này lại nghĩ như vậy Nơi đệ nhất nghĩa đế không thấu hiểu nên gọi là vô minh Làm những nghiệp quả là hành Hành y chỉ vào sơ tâm là thức Thức cùng sinh với bốn thủ uẩn là danh sắc danh sắc tăng trưởng là sáu xứ căn cảnh thức ba việc hòa hợp là xúc xúc cộng với sinh có thọ nơi thọ nhiễm trước là ái ái tăng trưởng là thủ thủ khởi lên nghiệp hữu lậu là hữu từ nghiệp khởi uẩn là sinh uẩn chín mùi là già uẩn hoại là chết khi chết ly biệt ngu mê tham ái lòng phiền muộn là sầu khóc rơi lệ than thở là thán tại năm căn là khổ tại ý tưởng là yêu yêu khổ chuyển nhiều thành não như vậy chỉ có cây khổ tăng trưởng không ta không của ta không kẻ làm không kẻ thọ lại nghĩ như vậy nếu có kẻ làm thì có làm việc nếu không kẻ làm cũng không làm việc trong đệ nhất nghĩa đế đều bất khả đắc. Phật tử Đại Bồ Tát này lại nghĩ như vậy, hết thảy ba cõi chỉ là một tâm, như lai từ đây mà phân biệt diễn nói 12 chi, đều nương vào một tâm như vậy mà lập. Tại sao vậy? Vì tùy theo sự tham dục, cùng sinh với tâm, tâm là thức, sự là hành, nơi hành mê hoặc là vô minh, vô minh cùng sinh với tâm là danh sắc, danh sắc tăng trưởng là sáu xứ, sáu xứ ba phần hợp là xúc, xúc cùng sinh là thọ, thọ không nhàm đủ là ái, ái nhiếp lấy không bỏ là thủ, các chi đó sinh là hữu, hữu khởi lên gọi là sinh, sinh chín mùi là lão, lão hoại là tử. Phật tử. Trong đó, vô minh có hai thứ nghiệp. Một là khiến cho chúng sinh mê nơi sở duyên, hai là cùng với hành, làm sinh gia nhân. Hành cũng có hai thứ nghiệp, một là hay sinh báo vị lai, hai là cùng với thức, làm sinh gia nhân. Thức cũng có hai thứ nghiệp, một là khiến cho các hữu tương tục, hai là cùng với danh sắc, làm sinh gia nhân. Danh sắc cũng có hai thứ nghiệp, một là hỗ tương trợ thành, hai là cùng với sáu sứ làm sinh gia nhân. Sáu xứ cũng có hai thứ nghiệp, một là mỗi thứ đều thủ lấy cảnh giới, hai là cùng với xúc làm sinh gia nhân. Xúc cũng có hai thứ nghiệp, một là hay xúc sở duyên, hai là cùng với thọ làm sinh gia nhân thọ cũng có hai thứ nghiệp một là hay lãnh thọ thương ghét các sự việc hai là cùng với ái làm sinh gia nhân ái cũng có hai thứ nghiệp một là nhiễm trước việc đáng ưa thích hai là cùng với thủ làm sinh gia nhân thủ cũng có hai thứ nghiệp một là khiến các phiền não tương tục hai là cùng với hữu làm sinh gia nhân hữu cũng có hai thứ nghiệp một là hay khiến sinh ở trong các cõi khác Hai là cùng với sinh làm sinh gia nhân Sinh cũng có hai thứ nghiệp Một là hay khởi các uẩn Hai là cùng với già làm sinh gia nhân Già cũng có hai thứ nghiệp Một là khiến các căn biến đổi Hai là cùng với chết làm sinh gia nhân Chết cũng có hai thứ nghiệp Một là hay hoại các hành Hai là không giác biết cho nên liên tục không ngừng phật tử trong đây vô minh duyên hành cho đến sinh duyên lão tử do vô minh cho đến sinh làm duyên nên khiến hành cho đến lão tử trợ giúp hình thành không dứt vô minh diệt thì hành diệt cho đến sinh diệt thì lão tử diệt do vô minh cho đến sinh không làm duyên nên khiến cho các hành cho đến lão tử đoạn diệt không trợ giúp hình thành phật tử trong đây vô minh ái thủ không dứt là phiền não đoạn hành và hữu không dứt là nghiệp đạo các phần khác không dứt là khổ đạo tiền tế hậu tế phân biệt diệt thì tam đạo dứt như vậy ba nghiệp lìa ngã ngã sở chỉ có sinh diệt giống như bó lau lại nữa vô minh duyên hành là quán quá khứ thức cho đến thọ là quán hiện tại ái cho đến hữu là quán vị lai. Từ đây về sau chuyển chuyển liên tục, vô minh diệt thì hành diệt là quán đối đãi đoạn diệt. Lại nữa, 12 chi đều có ba khổ, trong đó vô minh hành, cho đến sáu xứ là hành khổ, xúc thọ là khổ khổ, còn những cái khác là hoại khổ. Vô minh diệt thì hành diệt là ba khổ dứt lại nữa vô minh duyên hành vô minh nhân duyên sinh ra các hành vô minh diệt thì hành diệt không có vô minh thì các hành cũng không những cái khác cũng như vậy lại nữa vô minh duyên hành là sinh trói buộc vô minh diệt thì hành diệt là diệt trói buộc những cái khác cũng như vậy lại nữa vô minh duyên hành là tùy thuận vô sở hữu quán vô minh diệt thì hành diệt là tùy thuận tận diệt quán những cái khác cũng như vậy phật tử đại bồ tát quán nghịch thuận mười thứ duyên khởi như vậy đó là vì hữu tri tương tục vì nhất tâm nhiếp trì vì tự nghiệp khác biệt vì chẳng bỏ lìa nhau vì tam đạo không dứt vì quán quá khứ, hiện tại, vị lai, vì ba khổ tụ tập, vì nhân duyên sinh diệt, vì sinh diệt trói buộc, vì vô sở hữu tận quán. Phật tử đại bồ tát dùng 10 thứ tướng quán các duyên khởi như vậy, biết không có cái ta, không người, không thọ mạng, tự tánh không. Không người làm, không người thọ liền được môn giải thoát không hiện tiền, quán các chi hữu đều tự tánh diệt, rốt giáo giải thoát, chẳng có chút pháp tướng sinh, liền đắc được giải thoát môn vô tướng hiện tiền như vậy vào không vô tướng rồi không có nguyện cầu chỉ trừ đại bi làm đầu giáo hóa chúng sinh liền đắc được môn giải thoát vô nguyện hiện tiền bồ tát tu ba môn giải thoát như vậy lìa nghĩ tưởng cái ta đó lìa nghĩ tưởng người làm người thọ lìa nghĩ tưởng có và không phật tử đại bồ tát này đại bi càng tăng thêm tinh chuyên tu tập vì chưa mãn pháp bồ đề phần nên khiến cho viên mãn bèn nghĩ rằng tất cả hữu vi có hòa hợp thì truyền không hòa hợp thì không truyền duyên tập thì truyền duyên không tập thì không truyền tôi biết pháp hữu vi nhiều các họa hoạn như vậy phải dứt nhân duyên hòa hợp này nhưng vì thành tựu chúng sinh nên cũng không rút giáo diệt các hành Phật tử Bồ Tát quán sát pháp hữu vi nhiều các lỗi ác như vậy, chẳng có tự tánh, không sinh không diệt mà luôn khởi đại bi không bỏ chúng sinh, liền đắc được Bát Nhã Ba La Mật Hiện Tiền, tên là Vô Chướng Ngại Trí Quang Minh. Thành tựu Trí Quang Minh như vậy rồi, tuy tu tập Bồ đề phần nhân duyên mà không trụ trong pháp hữu vi, tuy quán pháp hữu vi tự tánh vắng lặng, cũng không trụ trong vắng lặng vì pháp bồ đề phần chưa viên mãn phật tử bồ tát trụ hiện tiền địa này vào được không tam muội tự tánh không tam muội đệ nhất nghĩa không tam muội đệ nhất không tam muội đại không tam muội hợp không tam muội khỏi không ta muội như thật chẳng phân biệt không ta muội chẳng xả lìa không ta muội lìa chẳng lìa không ta muội Bồ Tát này đang được mười tam muội không như vậy làm đầu, trăm ngàn không tam muội thảy đều hiện tiền. Mười vô tướng, mười vô nguyện môn tam muội như vậy làm đầu, trăm ngàn vô tướng vô nguyện môn tam muội thảy đều hiện tiền. Phật tử, Bồ Tát trụ hiện tiền địa này lại càng tu tập đầy đủ tâm không thể hoại, tâm quyết định, tâm thuần thiện, tâm thâm sâu, tâm không thối chuyển, tâm không dừng nghỉ, tâm rộng lớn, tâm không bỏ mé, tâm cầu trí, tâm phương tiện huệ tương ưng, thảy đều viên mãn phật tử bồ tát dùng mười thứ tâm này tùy thuận phật bồ đề chẳng sợ dị luận vào các trí địa lìa đạo nhị thừa hướng về phật trí các ma phiền não không thể nào trở ngại phá hoại được trụ nơi trí huệ quang minh của bồ tát ở trong pháp không vô tướng vô nguyện đều khéo tu tập phương tiện trí huệ luôn tương ưng với nhau pháp bồ đề phần thường thực hành không bỏ phật tử bồ tát trụ trong hiện tiền địa này đắc được bát nhã ba la mật hạnh tăng thượng đắc được tam minh lợi thuận nhẫn vì ở nơi các pháp như thật tướng tùy thuận không trái phật tử bồ tát trụ hiện tiền địa này rồi do nhỏ nguyện lực nên thấy được nhiều vị phật thấy được nhiều trăm vị phật cho đến thấy được nhiều trăm ngàn ức na do tha vị Phật đều dùng tâm rộng lớn, tâm thâm sâu, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, y phục, thức ăn uống, tọa cụ, thuốc thang, tất cả vật tư xanh đều dâng lên cúng dường. Cũng đem cúng dường tất cả chúng tăng, đem căn lành hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở chỗ các đức Phật cung kính nghe Pháp nghe rồi thọ trì đắc được như thật ta muội trí huệ quang minh tùy thuận tu hành nhớ giữ không bỏ lại đắc được pháp tạng thâm sâu của chư phật trải qua trăm kiếp ngàn kiếp cho đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp hết thảy căn lành càng thêm sáng tịnh ví như vàng thật dùng báu tỳ lưu ly mài rũa thì càng thêm sáng tịnh. Hết thảy căn lành của Bồ Tát địa này cũng lạ như vậy. Dùng phương tiện huệ theo dõi quán sát càng thêm sáng tịnh, lại càng vắng lặng, chẳng có che khuất được. Ví như ánh sáng mặt trăng chiếu lên thân chúng sinh, khiến cho được mát mẻ, bốn thứ gió không thể nào hoại được. Hết thảy căn lành của Bồ Tát địa này cũng lại như vậy có thể diệt vô lượng trăm ngàn ức na do tha lửa phiền não của chúng sinh bốn thứ ma đạo không thể nào phá hoại được bồ tát này ở trong mười ba la mật thiên nhiều về bát nhã ba la mật còn các ba la mật kia chỉ tùy sức tùy phần mà tu phật tử đó là lược nói về hiện tiền địa thứ sáu của đại bồ tát bồ tát trụ tại địa này phần nhiều làm thiện hóa thiên vương việc làm đều tự tại tất cả thanh văn vấn nạn điều gì đều không khuất phục được hay khiến cho chúng sinh diệt trừ được ngã mạng vào sâu duyên khỏi bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự làm tất cả các nghiệp như vậy đều không lìa khỏi niệm phật cho đến không lìa niệm đầy đủ nhất thiết chủng trí nhất thiết trí lại nghĩ như vậy ở trong tất cả chúng sinh tôi phải làm thượng thủ làm tối thắng cho đến làm bậc y chỉ của nhất thiết trí bồ tát này nếu siêng hành tinh tấn thì trong khoảng một niệm đắc được trăm ngàn ức tam muội cho đến thị hiện trăm ngàn ức bồ tát dùng để làm quyến thuộc nếu dùng nguyện lực tự tại mà thị hiện thì nhiều hơn số trên cho đến trăm ngàn ức na do tha số kiếp không thể đếm biết được bấy giờ bồ tát kim cang tạng muốn thuật lại nghĩa trên bèn nói kệ rằng bồ tát viên mãn ngũ địa rồi quán pháp vô tướng cũng vô tánh không sanh không diệt vốn thanh tịnh không có hí luận không lấy bỏ thể tướng vắng lặng như nguyễn thầy có không chẳng hai địa phân biệt tùy thuận pháp tánh quá như vậy trí này đắc được vào lục địa, minh lợi thuận nhẫn trí đầy đủ, quán sát thế gian tướng sanh diệt, do sức si ám thế gian sinh, nếu diệt si ám thế gian diệt, quán các nhân duyên thật nghĩa không, không hoại giả gọi hòa hợp dụng, không làm không thọ không nghĩ nhớ, các hành như mây răng khắp nơi. Không biết chân đế gọi vô minh, gây tạo nghĩ nghiệp ngu si quả thức khởi cùng sinh đó gọi sắc như vậy cho đến các khổ tụ thấu đạt ba cõi nương tâm có mười hai nhân duyên cũng như vậy sinh tử đều do tâm tạo ra nếu tâm diệt rồi hết sinh tử vô minh tạo nên có hai thứ trong duyên không rõ là nhân hành như vậy cho đến lão và tử từ đây khổ sinh không cùng tận vô minh làm duyên không thể dứt duyên khổ đó hết thảy đều diệt ngu si ái thủ phiền não chi hành hữu là nghiệp chi khác khổ si đến sáu xứ là hành khổ xúc thọ tăng trưởng là khổ khổ còn các chi khác là hoại khổ nếu thấy vô ngã ba khổ diệt vô minh và hành là quá khứ thức đến thọ truyền biến hiện tại ái thủ hữu sinh khổ vị lai quán đãi nếu dứt mờ mé dứt vô minh làm duyên trói buộc sinh nơi duyên lìa được trói buộc hết từ nhân sinh quả lìa sẽ dứt quán sát từ đây biết tánh không tùy thuận vô minh khỏi các cõi nếu không tùy thuận các cõi dứt đây có kia có không cũng vậy mười thứ suy ngẫm tâm lìa chấp có chi liên tục một tâm nhiếp tự nghiệp chẳng lìa và ba đường, ba tế ba khổ nhân duyên sanh, ràng buộc khởi diệt thuận vô tận. Như vậy quán khắp duyên khởi hành, không làm không thọ không chân thật, như huyễn như mộng như hình bóng, cũng như kẻ ngu đuổi dương diệp. Như vậy quán sát vào nơi không, biết duyên tánh lìa được vô tướng, thấu rõ hư vọng không nguyện cầu, chỉ có từ bi độ chúng sinh đại sĩ tu hành môn giải thoát thêm ích đại bi cầu phật pháp biết các hữu vi hòa hợp làm trí ưa quyết định siêng hành đạo môn không tam muội đủ trăm ngàn vô tướng vô nguyện cũng như vậy bát nhã thuận nhẫn đều tăng thêm giải thoát trí huệ được thành mãn lại dùng thâm tâm cúng nhiều phật ở trong phật giáo tu tập đạo được Phật pháp tạo thêm căn lành như vàng dùng lưu ly li rũa bóng, như trăng mát mẻ bị các vật, bốn gió thổi đến không thể hoại. Bồ Tát địa này vượt ma đạo, cũng dứt phiền não của chúng sinh. Địa này thường làm thiện hóa vương, hóa đạo chúng sinh trừ ngã mạn chỗ làm đều cầu nhất thiết trí, đều đã vượt qua thanh văn đạo địa này bồ tát siêng tinh tấn được các ta muội trăm ngàn ức cũng thấy bao nhiêu vô lượng phật ví như mặt trời giữa mùa hạ thâm sâu vi diệu khó thấy biết thanh văn độc giác không rõ được bồ tát địa thứ sáu như vậy tôi vì phật tử đã nói xong kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật quyển 38 phẩm thập địa thứ 26, thứ 7 viễn hành địa. Bấy giờ thiên chúng lòng hoan hỷ, giải báu thành mây trụ trong không, khắp phát đủ thứ âm thanh hay, nói với bậc tối thắng thanh tịnh, thấu đạt thắng nghĩa trí tự tại, thành tựu công đức trăm ngàn ức, hoa sen trong đời không chấp trước vì lợi quần sinh nói hạnh sâu tự tại thiên vương ở trong không phóng đại quang minh chiếu thân phật cũng giải mây hương thơm tối thượng khắp cúng bậc dứt ưu phiền não bấy giờ thiên chúng đều hoan hỉ đều phát tiếng hay cùng khen ngợi Chúng tôi nghe công đức địa này, thời là đã được lợi lành lớn. Thiên nữ lúc đó tâm vui mừng, cùng tấu âm nhạc trăm ngàn thứ đều do thần lực của như lai trong âm cùng vang lời như vậy oai nghi tịch tĩnh không ai bằng điều phục hết thầy đời đáng cúng đã vượt tất cả các thế gian mà vào thế gian xiển đạo màu tuy hiện đủ thứ vô lượng thân biết mỗi mỗi thân không chỗ có khéo dùng lời lẽ nói các pháp không chấp tướng văn tự âm thanh qua đến trăm ngàn các cõi nước dùng đồ thượng hạ cúng dường Phật trí huệ tự tại không chấp trước không sinh khỏi tưởng cõi Phật ta tuy siêng giáo hóa các chúng sinh mà không có các tâm đó đây tuy đã tu thành thiện rộng lớn mà nơi pháp lành không chấp trước vì thấy tất cả các thế gian lửa tham sân si thường thiêu đốt nơi các tưởng niệm thảy đều lìa phát khỏi đại bi sức tinh tấn tất cả chư thiên và thiên nữ cũng dường đủ thứ khen ngợi rồi đồng thời đều cùng đứng yên lặng chiêm ngưỡng nhân tôn nguyện nghe Pháp. Giờ giải thoát nguyệt lại thỉnh rằng, các đại chúng đây tâm thanh tịnh, các hạnh tướng trong địa thứ bảy, xin mong Phật tử hãy tuyên nói. Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát giải thoát nguyệt rằng, Phật tử, Đại Bồ Tát đầy đủ hạnh địa thứ sáu rồi, muốn vào viễn hành địa thứ bảy, phải tu mười thứ phương tiện họa, phát khởi đạo thủ thắng. Những gì là mười, đó là tuy khéo tu tam muội không vô tướng vô nguyện, mà từ bi chẳng bỏ chúng sinh, tuy được pháp bình đẳng của chư Phật mà thường ưa thích cúng dường Phật, tuy vào môn quán không trí mà siêng tích tập phước đức, tuy xa lìa ba cõi mà trang nghiêm ba cõi, tuy rốt ráo vắng lặng các lửa phiền não mà hay vì tất cả chúng sinh khỏi diệt lửa phiền não tham sân si, tuy biết các pháp như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như lửa ngọn, như biến hóa, như trăng dưới nước, như hình trong gương, tự tánh không hai mà tùy tâm tạo vô lượng nghiệp thiện khác biệt. Tuy biết tất cả cõi nước giống như hư không mà hay dùng diệu hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật, tuy biết pháp thân chư Phật bổn tánh không thân mà dùng tướng tốt để trang nghiêm thân Phật, tuy biết âm thanh chư Phật tánh không vắng lặng không thể nói mà hay tùy tất cả chúng sinh phát ra đủ thứ âm thanh tịnh khác nhau tuy tùy chư phật rõ biết ba đời chỉ là một niệm mà tùy chúng sinh ý hiểu phân biệt dùng đủ thứ tướng đủ thứ thời đủ thứ kiếp số mà tu các hạnh bồ tát dùng mười thứ phương tiện hoạ như vậy phát khỏi hạnh thù thắng từ địa thứ sáu vào địa thứ bảy khi vào rồi hạnh này thường hiện ra ở trước tên là trụ viễn hành địa thứ bảy phật tử đại bồ tát trụ địa thứ bảy này rồi vào vô lượng cõi chúng sinh vào vô lượng thiện nghiệp giáo hóa chúng sinh của chư Phật, vào vô lượng lưới thế giới, vào vô lượng cõi nước thanh tịnh của chư Phật, vào vô lượng đủ thứ pháp khác biệt, vào vô lượng hiện giác trí của chư Phật, vào vô lượng kiếp số, vào vô lượng giác ngộ trí ba đời của chư Phật, vào vô lượng tin hiểu khác nhau của chúng sinh, vào vô lượng đủ thứ thân danh sắc của chư Phật thị hiện, vào vô lượng ưa muốn các căn khác nhau của chúng sinh vào vô lượng lời nói âm thanh của chư Phật khiến cho chúng sinh hoan hỷ vào vô lượng đủ thứ tâm hành của chúng sinh vào vô lượng trí huệ hiểu biết rộng lớn của chư Phật vào vô lượng tin hiểu của thanh văn thừa vào vô lượng trí đạo của chư phật nói khiến cho tin hiểu vào vô lượng sự thành tựu của bích tri phật vào vô lượng môn trí huệ thâm sâu của chư phật nói khiến cho thú nhập vào vô lượng phương tiện hạnh của các bồ tát vào vô lượng đại thừa tập thành sự của chư phật nói khiến cho bồ tát được vào Bồ Tát này nghĩ như vậy, vô lượng cảnh giới như lai như vậy, cho đến trong ngàn ức na do tha kiếp cũng không biết hết được, tôi phải dùng tâm không phân biệt không công dụng để thành tựu viên mãn. Phật tử Bồ Tát này dùng trí huệ thâm sâu quán sát như vậy, thường xuyên tu tập phương tiện huệ khởi đạo thủ thắng, an trụ bất động, không một niệm ngừng nghỉ phế bỏ, đi đứng nằm ngồi cho đến ngủ nghỉ, chưa từng tạm tương ưng với cái chướng, thường không hề bỏ tưởng niệm như vậy. Bồ Tát này ở trong niệm niệm thường đầy đủ 13 la mật, tại sao vì niệm niệm đều dùng đại bi làm đầu tu hành phật pháp hướng về trí huệ của phật hết thảy căn lành vì cầu trí huệ của phật mà bố thí cho chúng sinh đó gọi là đàn na ba la mật hay diệt tất cả các phiền não nóng bức đó gọi là thi la ba la mật từ bi làm đầu không tổn hại chúng sinh đó gọi là sàn đề ba la mật Cầu thiện pháp thù thắng không nhàm đủ, đó gọi là tỳ lê gia ba la mật. Nhất thiết trí đạo thường hiện ra ở trước, chưa từng tán loạn, đó gọi là thiền na ba la mật. Hay nhẫn các pháp không sinh không diệt, đó gọi là bát nhã ba la mật. Hay sinh ra vô lượng trí, đó gọi là phương tiện ba la mật. Hay cầu trí huệ vô thượng, đó gọi là nguyện ba la mật tất cả dị luận và các chúng ma không thể trở ngại phá hoại được đó gọi là lực ba la mật như thật biết rõ tất cả pháp đó gọi là trí ba la mật phật tử mười ba la mật này bồ tát ở trong niệm niệm đều được đầy đủ như vậy bốn pháp nhiếp bốn pháp trì ba mươi bảy phẩm ba môn giải thoát được nói cho đến tất cả pháp bồ đề phần ở trong niệm niệm thảy đều viên mãn bấy giờ bồ tát giải thoát nguyệt hỏi bồ tát kim cang tạng rằng Phật tử, Bồ Tát chỉ ở trong địa thứ bảy này đầy đủ tất cả pháp bồ đề phần, hay là ở trong các địa cũng được đầy đủ. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, Phật tử, Bồ Tát ở trong thập địa đều đầy đủ pháp bồ đề phần, riêng địa thứ bảy thì thủ thắng nhất. Tại sao? Vì địa thứ bảy này công dụng hạnh đã viên mãn vào được hạnh trí huệ tự tại. Phật tử, Bồ Tát ở tại sơ địa, vì duyên tất cả Phật Pháp nguyện cầu đầy đủ Pháp Bồ Đề Phần, vì địa thứ hai lìa tâm cấu, vì địa thứ ba nguyện lại tăng trưởng được Pháp Quang Minh, vì địa thứ tư nhập đạo, vì địa thứ năm thuận việc làm thế gian, vì địa thứ sáu vào Pháp môn thâm sâu, vì địa thứ bảy khỏi tất cả Phật Pháp, cũng đều đầy đủ Pháp phần Bồ Đề. Tại sao? vì bồ tát từ sơ địa cho đến địa thứ bảy thành tựu phần trí công dụng do nhỏ sức lực này từ địa thứ tám cho đến địa thứ mười vô công dụng hạnh thảy đều thành tựu Phật tử ví như có hai thế giới, một nơi tạp nhiễm, một nơi thuần tịnh. Ở giữa hai thế giới đó khó qua được, chỉ trừ Bồ Tát có đại phương tiện thần thông nguyện lực. Phật tử, Bồ Tát các địa cũng lạ như vậy, có hạnh tạp nhiễm, có hạnh thanh tịnh. Ở giữa hai thế giới đó khó qua được, chỉ trừ Bồ Tát có đại nguyện lực, phương tiện trí huệ mới vượt qua được bồ tát giải thoát nguyệt nói phật tử bồ tát thất địa này là nhiễm hạnh là tịnh hạnh Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, Phật tử từ sơ địa đến thất địa thực hành các hạnh đều xả lìa nghiệp phiền não vì đem hồi hướng vô thượng Bồ Đề vì được phần đạo bình đẳng nhưng chưa được gọi là hạnh siêu phiền não. Phật tử ví như chuyển luân thánh vương, cưỡi voi trời báu du hành bốn thiên hạ biết có người bần cùng khốn khổ mà không bị hoạn nạn của những người đó làm nhiễm nhưng chưa gọi là bậc siêu nhân nếu bỏ thân vua sinh về trời phạm thế ngự cung điện trời thấy ngàn thế giới du hành ngàn thế giới thị hiện phạm thiên quang minh oai đức như vậy mới gọi là bậc siêu nhân phật tử bồ tát cũng lại như vậy ban đầu từ sơ địa đến thất địa, ngồi ba la mật thừa du hành thế gian, biết các thế gian phiền não, lỗi lầm, hoạn nạn, do ngồi thừa tránh đạo nên không bị phiền não, lỗi lầm, làm nhiễm nhưng chưa gọi là siêu hạnh phiền não nếu bỏ tất cả hữu công dụng hạnh từ địa thứ bảy vào địa thứ tám ngồi thừa bồ tát thanh tịnh du hành thế gian biết phiền não lỗi lầm mà chẳng bị nhiễm đó mới gọi là siêu hạnh phiền não vì vượt qua được hết tất cả phật tử bồ tát địa thứ bảy này đã vượt qua hết nhiều tham dục và các thứ phiền não trụ ở địa này không gọi là bậc có phiền não không gọi là bậc không phiền não tại sao vì tất cả phiền não không hiện hành nên chẳng gọi là có vì tâm cầu trí như lai chưa viên mãn nên chẳng gọi là không Phật tử Bồ Tát trụ tại địa thứ bảy, dùng tâm thanh tịnh thành tựu nghiệp thân, thành tựu nghiệp lời, thành tựu nghiệp ý, hết thảy tất cả nghiệp đạo bất thiện mà như lai quả trách đều đã bỏ lìa, tất cả nghiệp thiện mà như lai khen ngợi, thường khéo tu hành hết thảy kinh thư kỹ thuật của thế gian như nói trong địa thứ năm đều tự nhiên mà thực hành không cần dụng công bồ tát này ở trong ba ngàn đại thiên thế giới làm minh sư chỉ trừ như lai và bậc bát địa trở lên ngoài ra các bồ tát khác thâm tâm diệu hạnh không ai bằng được các thiền tam muội tam ma bát đề thần thông giải thoát đều được hiện tiền nhưng do tu thành, chẳng phải như bát địa quả báo được thành tựu. Bồ Tát tại địa này, ở trong niệm niệm, tu tập đầy đủ phương tiện trí lực, và tất cả pháp bồ đề phần, càng thủ thắng viên mãn. Phật tử, Bồ Tát trụ địa này nhập vào Bồ Tát khéo quán chọn tam muội, khéo chọn nghĩa tam muội, tối thắng huệ tam muội, phân biệt nghĩa tạng tam muội như thật phân biệt nghĩa tam muội khéo trụ kiên cố căn tam muội môn trí huệ thần thông tam muội pháp giới nghiệp tam muội như lai thắng lợi tam muội đủ thứ môn nghĩa tạng sinh tử niết bàn tam muội nhập vào đầy đủ trăm ngàn môn tam muội đại trí thần thông như vậy tịnh trị địa này bồ tát đó được tam muội này vì khéo tịnh trị phương tiện huệ vì sức đại bi vượt qua bậc nhị thừa được bậc quán sát trí huệ phật tử bồ tát trụ địa này khéo tịnh vô lượng thân nghiệp vô tướng hạnh khéo tịnh vô lượng lời nghiệp vô tướng hạnh khéo tịnh vô lượng ý nghiệp vô tướng hạnh nên được vô sinh pháp nhẫn quang minh bồ tát giải thoát nguyệt nói phật tử bồ tát từ sơ địa đến bậc này hết thảy vô lượng thân lõi ý nghiệp đã vượt qua hàng nhị thừa chưa bồ tát kim cang tạng nói Phật tử, các bậc này đều đã vượt qua, nhưng vì nhờ nguyện cầu các Phật Pháp, chứ chẳng phải là tự trí lực quán sát. Nay địa thứ bảy do tự trí lực, nên tất cả hàng nhị thừa không sao bằng được. Ví như vương tử sinh vào trong nhà vua, do hoàng hậu sinh ra đầy đủ vương tướng, sinh ra rồi liền hơn hẳn tất cả chúng thần. Nhưng nhờ sức lực của vua chứ chẳng phải tự lực. Nếu thân trưởng thành lớn lên, nghề nghiệp thành tựu, thì mới nhờ vào tự lực hơn hẳn tất cả. Đại Bồ Tát cũng lại như thế lúc ban đầu phát tâm, vì nhờ trí cầu Đại Pháp nên vượt qua tất cả hàng thanh văn duyên giác, nay trụ ở địa này, nhờ tự mình tu hành trí huệ lực nên vượt lên trên tất cả hàng nhị thừa. Phật tử, Bồ Tát ở địa này, được cảnh giới thâm sâu, xa lìa vô hành, thường hành thân lời ý nghiệp, siêng cầu thượng đạo mà không xả lìa, cho nên Bồ Tát tuy hành thật tế mà không tác chứng. Bồ Tát giải thoát nguyệt nói, Phật tử, Bồ Tát từ địa nào chứng nhập được diệt tận định, Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, Phật tử, Bồ Tát từ địa thứ sáu trở lên có thể nhập diệt tận định, nay trụ địa này có thể niệm niệm nhập, cũng niệm niệm khởi mà chẳng tác chứng, nên Bồ Tát này gọi là thành tựu thân lời ý nghiệp không thể nghĩ bàn, tu hành nơi thật tế mà chẳng tác chứng. Ví như có người ngồi thuyền đi vào biển nhờ sức khéo léo, chẳng gặp tai nạn. Bồ Tát Điện này cũng lại như vậy. Ngồi thuyền ba la mật đi vào biển thật tế, vì nhờ nguyện lực nên chẳng chứng diệt. Phật tử, Bồ Tát này được tam muội trí lực như vậy, dùng đại phương tiện tuy thị hiện sinh tử mà luôn trụ niết bàn tuy quyến thuộc vây quanh mà thường ưa thích xa lìa tuy dùng nguyện lực thọ sinh trong ba cõi mà chẳng bị pháp thế gian làm ô nhiễm tuy dùng sức phương tiện thường tịch diệt mà vẫn cháy hực tuy đốt mà chẳng cháy tuy tùy thuận trí Phật mà thị hiện vào bậc thanh văn bích chi Phật, tuy được cảnh giới tạng của Phật mà thị hiện trụ cảnh giới ma, tuy vượt khỏi đường ma mà hiện thực hành pháp ma, tuy thị hiện đồng hành với ngoại đạo mà chẳng xả bỏ Phật pháp, tuy thị hiện tùy thuận tất cả thế gian mà thường tu hành tất cả pháp xuất thế gian hết thảy tất cả việc trang nghiêm vượt qua tất cả trời rồng dạ xoa kiêu bàn trà a tu la ca lâu la khẩn na la ma hầu la già người và chẳng phải người đế thích phạm vương tứ thiên vương vân vân mà chẳng xả bỏ tâm ưa thích phật pháp phật tử bồ tát thành tựu trí huệ như vậy trụ viễn hành địa vì nhờ nguyện lực nên được thấy nhiều vị phật thấy được nhiều trăm vị Phật cho đến thấy được nhiều trăm ngàn ức na do tha vị Phật. Ở chỗ các đức Phật đó, dùng tâm rộng lớn, tâm tăng thắng, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi, y phục, thức ăn uống, tọa cụ, thuốc thang, tất cả đồ tư xanh đều dâng lên cúng dường, cũng cúng dường tất cả tăng chúng, đem căn lành đó hồi hướng về vô thượng tránh đẳng tránh giác lại ở chỗ các đức Phật cung kính nghe pháp, nghe rồi thọ trì, đắc được như thật tam muội trí huệ quang minh, tùy thuận tu hành ở chỗ các đức Phật đó thọ trì chánh pháp, thường được như lai hoan hỉ khen ngợi, hết thảy tất cả vấn nạn của hàng nhị thừa đều không thua khuất phục được lợi ích chúng sinh pháp nhẫn thanh tịnh như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp hết thảy căn lành càng thêm tăng trưởng thủ thắng ví như vàng thật dùng các thứ báu đẹp xen vào trang nghiêm thì càng thêm thủ thắng càng thêm sáng lạ các đồ trang nghiêm khác không thể bằng được bồ tát trụ địa thứ bảy này hết thảy căn lành cũng lại như vậy dùng sức phương tiện huệ càng thêm sáng tịnh chẳng phải hàng nhị thừa bằng được phật tử ví như ánh sáng mặt trời ánh sáng của mặt trăng sao đều không bằng được những chỗ bùn lầy của mặt đất cõi diêm phù đè ánh sáng mặt trời đều làm cho khô giáo bồ tát viễn hành địa này cũng lại như vậy tất cả hàng nhị thừa không thể bằng được bồ tát đều làm cho khô giáo bùn lầy các hoặc của tất cả chúng sinh bồ tát này ở trong mười ba la mật thiên nhiều về phương tiện ba la mật còn các ba la mật kia chỉ tùy sức tùy phần mà tu Phật tử đó là lược nói về địa thứ bảy viễn hành địa của Đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ ở địa này phần nhiều làm tự tại thiên vương, khéo vì chúng sinh nói pháp chứng trí, khiến cho họ chứng nhập. Làm tất cả các nghiệp bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự Như vậy đều không lìa niệm Phật Cho đến không lìa niệm đầy đủ trí, nhất thiết trùng, nhất thiết trí Lại nghĩ như vậy, tôi phải ở trong tất cả chúng sinh làm thượng thủ, làm thắng, cho đến làm bậc y chỉ của nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát này phát tâm chuyên cần tinh tấn, thì trong khoảng một niệm, đắc được trăm ngàn ức na do tha tam muội cho đến thị hiện trăm ngàn ức na do tha bồ tát dùng làm quyến thuộc nếu dùng nguyện lực thù thắng của bồ tát thì tự tại thị hiện hơn số trên đây cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp không thể đếm biết được bấy giờ bồ tát kim cang tạng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng đạo đệ nhất nghĩa trí tam muội lục địa tu hành tâm đầy đủ lập tức thành tựu phương tiện huệ bồ tát nhờ đây vào thất địa tuy rõ ba thoát khỏi từ bi tuy đồng như lai siêng cúng dường tuy quán nơi không tập phước đức bồ tát nhờ đây lên thất địa xa lìa ba cõi mà tra nghiêm diệt trừ lửa hoặc mà khởi lửa biết pháp không hai mà siêng tu biết cõi đều không thích nghiêm độ hiểu thân bất động đủ các tướng, thấu thanh tánh lìa khéo diễn nói, vào nơi một niệm sự khác biệt, bậc trí nhờ đây lên thất địa. Quán sát pháp này được thấu tỏ, rộng vì quần mê làm lợi ích, vào cõi chúng sinh không bờ mé, Phật giáo hóa nghiệp cũng vô lượng, cõi nước các pháp với kiếp số hiểu dục tâm hành đều vào được nói pháp ba thừa cũng vô hạn như vậy giáo hóa các quần xanh bồ tát riêng cầu đạo tối thắng động nghỉ không bỏ phương tiện huệ mỗi mỗi hồi hướng phật bồ đề niệm niệm thành tựu ba la mật phát tâm hồi hướng là bố thí diệt hoặc là giới không hạ nhẫn Cầu thiện không nhàm là sách tấn nơi đạo không động tức tu thiền. Nhẫn thọ vô sinh gọi bát nhã, hồi hướng phương tiện mong cầu nguyện, không thể phá lực, khéo rõ trí, như vậy tất cả đều thành mãn, sơ địa phan duyên công đức đầy nhị địa lìa cấu tam dứt tranh tứ địa nhập đạo ngũ thuận hành đệ lục vô sinh trí quang chiếu thất trụ bồ đề công đức đầy đủ thứ đại nguyện đều đầy đủ nhờ đó vào được trong bát địa tất cả việc làm đều thanh tịnh địa này khó qua trí mới khởi ví như ở giữa hai thế giới cũng như thánh vương không nhiễm trước nhưng chưa gọi là tổng siêu độ nếu trụ trong trí địa thứ 8 mới vượt qua được tâm cảnh giới, như Phạm Thiên Vương siêu nhân loại, như sen trong nước không nhiễm bùn, điện này tuy vượt qua các hoặc, chẳng gọi có hoặc không có hoặc, nhờ không phiền não ở trong hành mà cầu phật trí tâm chưa đủ hết thảy các kỹ thuật thế gian kinh thư tử luận đều thông hết thiền định tam muội và thần thông như vậy tu hành đều thành tựu bồ tát tu thành đạo thất trụ vượt qua tất cả hạnh nhị thừa sơ địa nguyện thành đây do trí ví như vương tử sức đầy đủ thành tựu thâm sâu mới tiến đạo tâm tâm tịch diệt chẳng thủ chứng, ví như ngồi thuyền vào trong biển, ở nước chẳng bị nước đắm chìm, phương tiện hoại hành công đức đủ, tất cả thế gian không rõ được, cúng dường nhiều Phật tâm ích sáng, như dùng báu đẹp trang nghiêm vàng, điện này trí Bồ Tát sáng nhất. Như ánh mặt trời khô nước ái, lại làm chủ cõi trời tự tại, hóa đạo quần sinh tu chánh trí nếu dùng sức dũng mãnh tinh cần được nhiều tam muội thấy nhiều phật trăm ngàn ức số na do tha nguyện lực tự tại lại hơn trên đây là bồ tát viễn hành địa phương tiện trí huệ thanh tịnh đạo tất cả thế gian trời và người thanh văn độc giác không biết được Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 38, Phẩm Thập Địa thứ 26, thứ 8, Bất Động Địa. Bấy giờ thiên vương và thiên chúng nghe thắng hạnh này đều hoan hỷ, vì muốn cúng dường Đức Như Lai cùng với vô số đại Bồ Tát. Mưa hoa phan đẹp và tràng lọng, hương thơm chuỗi ngọc với y báu vô lượng vô số ngàn vạn thứ đều dùng mani để nghiêm sức đồng thời thiên nữ tấu nhạc trời phát ra đủ thứ âm thanh hay cúng dường đức phật và phật tử cùng nói lời này để tán thán tất cả kẻ thấy lưỡng túc tôn thương xót chúng sinh hiện thần lực khiến đủ thứ các nhạc trời này diệu âm vang khắp đều được nghe nơi một đầu lông trăm ngàn ức, na do tha cõi số hạt bụi. Như vậy vô lượng các như lai, an trụ trong đó nói diệu pháp. Trong một lỗ lông vô lượng cõi, đều có bốn châu và biển cả. Tu di thiết vi cũng như thế, đều thấy trong đó không chật hẹp, nơi một đầu lông có sáu nẻo ba đường ác và cõi trời người các chúng dòng thần a tu la đều theo nghiệp mình thọ quả báo ở trong tất cả các cõi đó đều có như lai diễn diệu âm tùy thuận tất cả tâm chúng sinh vì chuyển pháp luân tịnh tối thượng trong cõi đủ thứ thân chúng sinh trong thân lại có đủ thứ cõi trời người các cõi đều khác nhau Phật đều biết rõ mà thuyết pháp, cõi lớn tùy niệm biến thành nhỏ, cõi nhỏ tùy niệm cũng biến lớn, thần thông như vậy vô hạn lượng, thế gian cùng nói không hết được. Khắp hết thảy phát ra diệu âm, khen ngợi công đức Như Lai rồi, chúng hội hoan hỷ ngồi yên lặng, một lòng chiêm ngưỡng muốn nghe nói. Giờ giải thoát nguyệt lại thỉnh nói, nay chúng hội này đều tịch tĩnh, xin nói thứ lớp sẽ tiến vào, các tướng hạnh trong địa thứ tám. Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát giải thoát nguyệt nói, Phật tử, Đại Bồ Tát trong địa thứ bảy, khéo tu tập phương tiện huệ, khéo thanh tịnh các đạo, khéo tu tập pháp trợ đạo, do đại nguyện lực nhiếp trì được như lai lực gia trì tự thiện được giữ gìn. Thường niệm lực vô sở ý của Như Lai, Phật Pháp bất cộng, khéo thanh tịnh thâm tâm tự giác, hay thành tựu phước đức trí huệ, đại từ đại bi không xả bỏ chúng sinh, và vô lượng trí đạo vào tất cả Pháp, vốn không sinh, không khỏi, không tướng, không thành, không hoại, không hết, không chuyển, không tánh làm tánh, ban đầu giữa sau, thảy đều bình đẳng, không phân biệt chỗ nhập vào nơi trí như như lìa tất cả tâm ý thức tưởng phân biệt không chấp lấy giống như hư không vào tất cả pháp tánh như hư không đó gọi là được vô sinh pháp nhẫn phật tử bồ tát thành tựu nhẫn này tức thời vào được bất động địa thứ tám là hạnh thâm sâu của bồ tát khó biết được không khác biệt Lìa tất cả tướng, tất cả tưởng, tất cả chấp trước, vô lượng vô biên, tất cả thanh văn bích chi Phật không sao bằng được, lìa các huyên náo tranh luận, tịch diệt hiện tiền. Ví như tỳ kheo đầy đủ thần thông, tâm được tự tại, lần lượt cho đến nhập vào diệt tận định, tất cả tâm động nhớ tưởng phân biệt, thảy đều ngừng bật. Đại Bồ Tát này cũng lại như vậy, Chủ bất động địa liền xả bỏ tất cả công dụng hạnh được pháp vô công dụng thân khẩu ý nghiệp niệm sự đều ngừng trụ nơi báo hạnh ví như có người trong mộng mơ thấy mình rớt vào trong sông lớn vì muốn lội qua mà phát tâm đại dũng mãnh hành đại phương tiện vì dùng tâm đại dũng mãnh hành đại phương tiện mà lập tức thức tỉnh khi đã thức tỉnh rồi các việc làm đều dứt Bồ Tát cũng vậy, thấy thân chúng sinh ở trong bốn dòng, vì muốn cứu độ họ mà phát tâm đại dũng mãnh khởi đại tinh tấn, nhờ dũng mãnh tinh tấn mà đến được bất động địa này. Khi đã đến đây rồi, thì tất cả công dụng thảy đều dứt hết tướng hạnh của hai hạnh, đều chẳng hiện tiền. Phật tử như sinh về cõi phạm thế, thì phiền não dục giới đều chẳng hiện tiền trụ bất động địa cũng lại như vậy, tất cả tâm ý thức hành đều chẳng hiện tiền, đại Bồ Tát này chẳng hiện khởi tâm Bồ Tát, tâm Phật, tâm Bồ Đề, tâm Niết Bàn, hà huống lại khởi tâm thế gian. Phật tử Bồ Tát này do sức bổn nguyện nên chư Phật Thế Tôn đích thân hiện ra ở trước mặt, ban cho như lai trí, khiến cho Ngài vào được trong môn Pháp lưu, nói như vậy lành thay lành thay thiện nam tử nhẫn đệ nhất này thuận các phật pháp nhưng này thiện nam tử hết thảy mười lực vô ý mười tám pháp bất cộng của chư phật nay ông chưa đắc được ông phải vì muốn thành tựu pháp này siêng năng tinh tấn đừng xả bỏ môn nhẫn này lại nữa thiện nam tử tuy ông được tịch diệt giải thoát này nhưng các phàm phu chưa chứng được đủ thứ phiền não thảy đều hiện tiền đủ thứ giác quán thường xâm hại nhau ông nên thương xót chúng sinh như thế lại nữa, thiện nam tử, ông nên nhớ tới thạ nguyện xưa, làm lợi ích khắp tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ được vào môn trí huệ không thả nghĩ bàn. Lại nữa, thiện nam tử, pháp tánh của các pháp này, nếu Phật ra đời hoặc không ra đời, đều thường trụ không thay đổi, chư Phật chẳng do được pháp này, nên gọi là như lai, tất cả hàng nhị thừa cũng đắc được pháp không phân biệt này lại nữa thiện nam tử ông xem chư phật chúng ta đây thân tướng vô lượng trí huệ vô lượng cõi nước vô lượng phương tiện vô lượng quang minh vô lượng âm thanh thanh tịnh cũng vô lượng nay ông nên thành tựu những pháp này lại nữa thiện nam tử nay ông vừa được một pháp minh này đó là tất cả pháp không sinh không phân biệt thiện nam tử pháp minh của như lai vô lượng nhập vô lượng tác, vô lượng chuyển cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp không thể biết được. Ông nên tu hành để thành tựu pháp này. Lại nữa thiện nam tử, ông xem mười phương vô lượng cõi nước, vô lượng chúng sinh, vô lượng pháp, đủ thứ sự khác biệt đều nên thông đạt những việc ấy như thật. Phật tử, chư Phật Thế Tôn ban cho Bồ Tát này vô lượng môn khởi trí như vậy, khiến cho Ngài có thể khởi vô lượng vô biên trí nghiệp khác biệt. Phật tử, nếu chư Phật không ban cho Bồ Tát này môn khởi trí, thì Bồ Tát này liền nhập vào cứu kính Niết Bàn, xả bỏ tất cả nghiệp thiện lợi ích chúng sinh. Nhờ chư Phật ban cho môn khởi trí vô lượng vô biên như vậy, nên trong khoảng một niệm sinh ra trí nghiệp các hạnh tu từ lúc ban đầu phát tâm cho đến địa thứ bảy trăm phần chẳng bằng một cho đến trăm ngàn ức na do tha phần cũng chẳng bằng một như vậy a tăng kỳ phần ca la phần số toán phần ví dụ phần yêu ba ni sa đà phần cũng chẳng bằng một Tại sao? Phật tử vì Bồ Tát này trước hết dùng một thân khởi hành, nay trụ địa này được vô lượng thân, vô lượng âm thanh, vô lượng trí huệ, vô lượng thọ sinh, vô lượng tịnh quốc, giáo hóa vô lượng chúng sinh, cúng dường vô lượng chư Phật vào vô lượng pháp môn, đủ vô lượng thần thông, có vô lượng chúng hội đạo tràng khác biệt, trụ vô lượng thân lời ý nghiệp. Tu tập tất cả bồ tát hạnh do pháp bất động vậy phật tử ví như ngồi thuyền muốn vào biển lớn chưa đến biển thì dùng nhiều công sức nếu đến biển rồi thì chỉ theo gió mà đi chẳng mượn sức người vào đến biển lớn những gì làm trong một ngày sánh với chưa đến lúc chưa đến thì ví như trải qua trăm năm cũng chẳng bằng lúc đã vào biển phật tử đại bồ tát cũng lại như thế tích tập căn lành tư lương rộng lớn ngồi thuyền đại thừa đến biển bồ tát hạnh trong khoảng một niệm dùng trí vô công dụng vào cảnh giới trí nhất thiết trí nếu có công dụng hạnh thì dù trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp cũng không bằng được Phật tử Bồ Tát trụ địa thứ 8 này dùng trí đại phương tiện khéo léo, khởi vô công dụng giác huệ. Quán cảnh giới sở hành của trí nhất thiết trí, đó là quán thế gian thành, quán thế gian hoại, do nghiệp này tập nên thành, do nghiệp này hết nên hoại. Bao nhiêu thời thành, bao nhiêu thời hoại, bao nhiêu thời thành trụ bao nhiêu thời hoại trụ đều biết như thật lại biết địa giới tướng nhỏ tướng lớn vô lượng tướng tướng khác biệt biết thủy hỏa phong giới tướng nhỏ tướng lớn vô lượng tướng tướng khác biệt biết tướng hạt bụi vi tế tướng khác biệt vô lượng tướng khác biệt tùy theo trong thế giới nào có hạt bụi tụ lại và tướng hạt bụi khác biệt đều biết như thật Tùy theo trong thế giới nào hết thảy địa thủy hỏa phong giới, mỗi thứ có bao nhiêu hạt bụi, hết thảy báu vật có bao nhiêu hạt bụi, thân chúng sinh có bao nhiêu hạt bụi, thân cõi nước có bao nhiêu hạt bụi, đều biết như thật. Biết chúng sinh thân lớn, thân nhỏ có bao nhiêu hạt bụi mà thành. Biết thân địa ngục, thân súc sinh, thân ngạ quỷ, thân A-tu-la, thân trời, thân người có bao nhiêu hạt bụi mà thành, Bồ Tát đắc được trí biết hạt bụi khác biệt như vậy, lại biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới thành, biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới hoại, biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới tướng nhỏ, tướng lớn, vô lượng tướng, tướng khác biệt. Bồ Tát đắc được trí quán tam giới khác biệt như vậy. Phật tử bồ tát này lại khởi trí quang minh giáo hóa chúng sinh đó là khéo biết thân chúng sinh khác biệt khéo phân biệt thân chúng sinh khéo quán sát nơi sinh tùy sở ứng của họ mà vì họ hiện thân để giáo hóa thành thục bồ tát này ở trong ba ngàn đại thiên thế giới tùy theo thân chúng sinh tin hiểu khác nhau dùng trí quang minh khắp hiện thọ sinh như vậy hoặc hai hoặc ba cho đến trăm ngàn cho đến bất khả thuyết ba ngàn đại thiên thế giới tùy thân chúng sinh tin hiểu khác nhau khắp ở trong đó thị hiện thọ sinh bồ tát này thành thục trí huệ như vậy nên ở trong một cõi phật thân ngài bất động cho đến ở trong bất khả thuyết chúng hội cõi phật đều hiện thân ngài phật tử bồ tát này tùy thân tâm tin hiểu đủ thứ khác biệt của các chúng sinh ở trong cõi Phật chúng hội đó mà hiện thân Ngài, như là ở trong chúng Sa Môn thì hiện thân Sa Môn, ở trong chúng Bà La Môn thì hiện thân Bà La Môn, ở trong chúng Sát Đế Lợi thì hiện thân Sát Đế Lợi, như vậy ở trong chúng Tỳ Xá, chúng Thủ Đà La. Chúng cư sĩ, chúng tứ thiên vương, Chúng trời tam thập tam, chúng trời dạ ma, chúng trời đâu xuất đà, chúng trời hóa lạc, chúng trời tha hóa tự tại, chúng ma, chúng phạm thiên, cho đến chúng trời hữu đình. Tùy các chúng loại mà vì họ hiện thân. Lại nữa, người đáng dùng thân thanh văn độ được thì hiện thân thanh văn, người đáng dùng thân bích chi Phật độ được thì hiện thân bích chi Phật. Người đáng dùng thân Bồ Tát độ được thì hiện thân bồ tát người đáng dùng thân như lai độ được thì hiện thân như lai phật tử bồ tát ở trong tất cả bất khả thuyết cõi phật như vậy tùy lòng tin ưa thích khác nhau của các chúng sinh mà vì họ hiện thân như vậy Phật tử, Bồ Tát này xa lìa tưởng phân biệt tất cả thân trụ nơi bình đẳng. Bồ Tát này biết thân chúng sinh, thân cõi nước, thân nghiệp báo, thân thanh văn, thân độc giác, thân Bồ Tát, thân như lai, thân trí, thân pháp, thân hư không, Bồ Tát này biết tâm ưa thích của các chúng sinh hay dùng thân chúng sinh làm thân mình, cũng làm thân cõi nước, thân nghiệp báo cho đến thân hư không, lại nữa Bồ Tát biết tâm ưa thích của chúng sinh hay dùng thân cõi nước làm thân mình, cũng làm thân chúng sinh, thân nghiệp báo cho đến thân hư không lại nữa bồ tát biết tâm ưa thích của các chúng sinh hay dùng thân nghiệp báo làm thân mình cũng làm thân chúng sinh thân cõi nước cho đến thân hư không lại nữa bồ tát biết tâm ưa thích của chúng sinh hay dùng thân mình làm thân chúng sinh thân cõi nước cho đến thân hư không tùy các chúng sinh ưa thích khác nhau liền ở nơi thân này hiện thân như vậy bồ tát này biết thân chúng sinh tập nghiệp báo thân, phiền não thân, sắc thân, vô sắc thân. Lại biết thân cõi nước như tướng lớn, tướng nhỏ, tướng vô lượng, tướng nhiễm, tướng tịnh, tướng rộng, tướng đảo trụ, tướng tránh trụ, tướng vào khắp, tướng lưới vuông khác biệt biết nghiệp báo thân giả danh khác biệt biết thân thanh văn thân độc giác thân bồ tát giả danh khác biệt biết thân như lai có bồ đề thân nguyện thân hóa thân lực trì thân tướng hảo trang nghiêm thân oai thế thân ý sinh thân phước đức thân pháp thân trí thân biết trí thân khéo tư duy lượng tướng tướng quyết đoán như thật tướng nhiếp quả hành tướng thế gian xuất thế gian khác biệt tướng tam thừa khác biệt tướng cộng tướng bất cộng tướng xuất ly tướng chẳng xuất ly tướng học tướng vô học biết tướng pháp thân bình đẳng tướng bất hoại tướng tùy thời tùy tục giả danh khác biệt tướng chúng sinh phi chúng sinh pháp khác biệt tướng phật pháp thánh tăng pháp khác biệt biết tướng thân hư không vô lượng tướng khắp cùng tướng vô hình tướng vô dị tướng vô biên, tướng hiển hiện sắc thân, Phật tử Bồ Tát thành tựu trí thân như vậy rồi, được mạng tự tại, tâm tự tại, tài tự tại, nghiệp tự tại, sinh tự tại, nguyện tự tại, giải tự tại, như ý tự tại, trí tự tại, pháp tự tại do đắc được mười tự tại này liền trở thành bậc trí không nghĩ bàn bậc trí vô lượng bậc trí quảng đại bậc trí không thể hoại bồ tát này vào như vậy rồi thành tựu như vậy rồi được thân nghiệp rốt ráo không có lỗi lầm nghiệp lời nói không có lỗi lầm thân lời nói ý nghiệp tùy trí huệ hành bát nhã ba la mật tăng thượng đại bi làm đầu phương tiện khéo léo khéo phân biệt được khéo khởi nguyện lớn được phật lực gia hộ thường xuyên tu tập trí huệ lợi ích chúng sinh khắp trụ vô biên thế giới khác biệt phật tử tóm lại bồ tát trụ bất động địa này thân lời ý nghiệp làm các việc gì đều hay tích tập tất cả phật pháp phật tử bồ tát trụ điện này đã được khéo trụ vào sức tâm thâm sâu vì tất cả phiền não không hiện hành đắc được khéo trụ vào sức tâm thủ thắng vì không lìa khỏi đạo, đắc được khéo trụ vào sức đại bi vì không bỏ lợi ích chúng sinh, đắc được khéo trụ vào sức đại từ vì cứu hộ tất cả thế gian, đắc được khéo trụ vào sức đà la ni vì chẳng quên pháp đắc được khéo trụ vào sức biện tài vì khéo quán sát phân biệt tất cả các pháp đắc được khéo trụ vào sức thần thông vì đến khắp vô biên thế giới đắc được khéo trụ vào sức đại nguyện vì không bỏ tất cả việc làm của bồ tát đắc được khéo trụ vào sức ba la mật vì thành tựu tất cả phật pháp đắc được sức hộ niệm của như lai vì trí nhất thiết trùng nhất thiết trí hiện tiền bồ tát này đắc được trí lực như vậy hay hiện tất cả các việc làm ở trong các việc làm chẳng có lỗi lầm phật tử trí địa bồ tát này gọi là bất động địa vì chẳng có ai trở ngại phá hoại được gọi là bất thối truyền địa vì trí huệ bất thối gọi là nan đắc địa vì tất cả thế gian không thể đường được gọi là đồng chân địa vì lìa tất cả lỗi lầm gọi là sinh địa vì tùy thích tự tại gọi là thành địa vì không còn sở tác gọi là cứu kính địa vì trí huệ quyết định gọi là biến hóa địa vì tùy nguyện thành tựu gọi là lực trì địa vì ngài không thể động gọi là vô công dụng địa vì trước đã thành tựu phật tử bồ tát thành tựu trí huệ như vậy nhập vào cảnh giới của phật công đức của Phật chiếu đến tùy thuận oai nghi của Phật, cảnh giới của Phật hiện tiền thường được như lai hộ niệm. Phạm thích tứ vương, kim cang lực sĩ thường theo hộ vệ, luôn không xả bỏ các đại tam muội hay hiện vô lượng các thân khác nhau, nơi mỗi mỗi thân có đại thế lực, có quả báo đắc được thần thông, tam muội tự tại, tùy nơi có thể giáo hóa chúng sinh thì thị hiện thành tránh giác phật tử bồ tát này nhập vào hội đại thừa đắc được đại thần thông phóng đại quang minh nhập vào cảnh giới vô ngại biết thế giới khác biệt thị hiện tất cả các đại công đức tùy ý tự tại, khéo thông đạt tiền tế hậu tế, hàng phục khắp tất cả tà ma ngoại đạo, vào sâu cảnh giới sở hành của Như Lai, nơi vô lượng cõi nước tu Bồ Tát hạnh, đắc được Pháp không thối chuyển, cho nên nói tên là trụ bất động địa. Phật tử Bồ Tát trụ bất động địa này rồi dùng sức ta muội thường được hiện thấy vô lượng chư Phật luôn không bỏ lìa thừa sự cúng dường. Bồ Tát này ở trong một kiếp mỗi mỗi thế giới thấy vô lượng trăm vị Phật, vô lượng ngàn vị Phật cho đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha vị Phật, cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường. Tất cả vật tư xanh thảy đều dâng cúng. Ở chỗ các đức Phật đắc được pháp tạng thâm sâu của Như Lai, thọ được vô lượng pháp minh thế giới khác nhau. Nếu có vấn nạn về thế thế giới khác nhau những việc như vậy chẳng có ai khuất phục được như vậy trải qua vô lượng trăm kiếp vô lượng ngàn kiếp cho đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp hết thảy căn lành càng thêm sáng tịnh ví như vàng thật đem làm mão báu đặt trên đầu thánh vương cõi diêm phù đà thì các thứ đồ tra nghiêm của tất cả thần dân chẳng có ai bằng được hết thảy căn lành của bậc bồ tát này cũng lại như vậy tất cả hàng nhị thừa cho đến hết thảy căn lành của bồ tát thất địa chẳng có ai bằng được dùng đại trí quang minh trụ ở địa này diệt trừ khắp phiền não đen tối của chúng sinh vì khéo hay khai xiển môn trí huệ phật tử ví như đại phạm thiên vương chủ ngàn thế giới có thể khắp vận tâm từ khắp phóng đại quang minh đầy khắp ngàn thế giới bồ tát địa này cũng lại như thế có thể phóng ra quang minh chiếu đến trăm vạn cõi phật nhiều như số hạt bụi thế giới khiến cho chúng sinh diệt lửa phiền não mà được mát mẻ trong 13 la mật Bồ Tát này thiên nhiều về nguyện ba la mật còn các ba la mật kia chỉ tùy sức tùy phần mà tu hành đây gọi là lược nói về bất động địa thứ 8 của các đại Bồ Tát Nếu nói rộng ra thì trải qua vô lượng kiếp cũng không thể nói hết được Phật tử Đại Bồ Tát trụ địa này, phần nhiều làm Đại Phạm Thiên Vương, chủ ngàn thế giới, tối thắng tự tại, khéo nói các nghĩa hay ban cho thanh văn, bích chi Phật, các Bồ Tát Đạo Ba La Mật. Nếu có ai vấn nạn về thế giới khác biệt, không thể nào khuất phục được. Bố thí ái ngữ, lợi hành, đồng sự, tất cả các việc làm như vậy đều không lìa khỏi niệm Phật cho đến không lìa khỏi niệm nhất thiết chủng trí nhất thiết trí lại nghĩ như vậy tôi sẽ ở trong tất cả chúng sinh là thượng thủ là thắng cho đến là bậc y chỉ của nhất thiết trí bồ tát này nếu do phát khởi sức đại tinh tấn thì trong khoảng một niệm đắc được tam muội nhiều như số hạt bụi trăm vạn ba ngàn đại thiên thế giới cho đến thị hiện các bồ tát làm quyến thuộc nhiều như số hạt bụi trăm vạn ba ngàn đại thiên thế giới nếu dùng nguyện lực thù thắng của Bồ Tát tự tại thị hiện thì hơn số trên đây cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp không thể đếm biết được. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng thất địa tu trị phương tiện huệ khéo tập trợ đạo đạt nguyện lực lại được chư Phật sở nhiếp trì vì cầu thắng trí lên bát địa công đức thành tựu luôn từ mẫn trí huệ rộng lớn đồng hư không nghe pháp hay sinh quyết định lực tức là tịch diệt vô sinh nhẫn biết pháp tướng không sinh không khởi không thành không hoại không cùng tận lìa có bình đẳng dứt phân biệt vượt các tâm hành như không trụ thành tựu nhẫn này vượt hí luận thâm sâu bất động luôn tịch diệt tất cả thế gian chẳng biết được tâm tướng chấp thủ thảy đều lìa. Trụ nơi địa này chẳng phân biệt, ví như tỳ kheo nhập diệt định, như mộng qua sông giác tức không, như sinh phạm thiên rất hạ dục nhờ nguyện lực xưa được phật khuyên khen nhẫn thủ thắng quán đảnh cho nói rằng phật pháp của chúng ta nay ông chưa được phải tinh tấn tuy ông đã diệt lửa phiền não phiền não thế gian vẫn hãy hừng phải nhớ nguyện xưa độ chúng sinh đều khiến tu nhân được giải thoát pháp tánh chân thường lìa tâm niệm nhị thừa nơi đây cũng đắc được đừng cho rằng đây là thế tôn chỉ cầu vô ngại trí thâm sâu như vậy ứng cúng của trời người cho trí huệ này khiến quán sát vô biên phật pháp đều thành tựu một niệm vượt qua các hạnh trước bồ tát trụ huyền diệu trí địa liền được sức thần thông rộng lớn một niệm phân thân khắp mười phương như thuyền vào biển nhờ gió thổi tâm vô công dụng tùy trí lực đều biết cõi nước thành hoại trụ các cõi đủ thứ đều khác lạ lớn nhỏ vô lượng đều biết được ba ngàn thế giới bốn đại trùng sáu cõi chúng sinh thân khác biệt cùng với các báu nhiều như bụi dùng trí quán sát không xót thừa bồ tát biết được tất cả thân vì hóa chúng sinh hiện thân đồng cõi nước vô lượng đều khác biệt đều vì hiện hình khắp hết thảy ví như nhật nguyệt trong hư không trong tất cả nước đều hiện hình trụ nơi pháp giới không lay động tùy tâm hiện bóng cũng như thế tùy tâm họ thích đều khác nhau, trong tất cả chúng đều hiện thân, thanh văn độc giác và Bồ Tát, cùng với thân Phật thảy đều hiện, chúng sinh cõi nước nghiệp báo thân, các bậc thánh nhân trí pháp thân, hư không thân tướng đều bình đẳng, khắp vì chúng sinh mà thị hiện, mười loại thánh trí khắp quán sát, lại thuận từ bi làm các nghiệp hết thảy Phật Pháp đều thành tựu, chỉ giới bất động như tu di. Mười lực thành tựu chẳng lay động, tất cả chúng ma không truyền được, chư Phật hộ niệm thiên vương lễ, mật tích kim cang luôn bảo vệ. Địa này công đức không bỏ mé, ngàn vạn ước kiếp nói không hết, lại hay cúng Phật thiện ích sáng, như đồ trang nghiêm trên đỉnh vua bồ tát trụ địa thứ tám này hay làm chủ cõi trời phạm thiên diễn nói ba thừa không cùng tận từ quang chiếu khắp trừ các hoặc một niệm đắc được các tam muội đồng số bụi trăm vạn thế giới công hạnh đã làm cũng như thế nguyện lực thị hiện lại hơn trên bồ tát bất động địa thứ tám tôi vì các ông đã lược nói nếu giọng nói phân biệt thứ lớp trải qua ước kiếp không hết được. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Quyển 39, Phẩm Thập Địa thứ 26, thứ 9, Thiện Họa Địa Khi nói Bồ Tát Bát Địa này, Như Lai hiện sức Đại Thần Thông, Chấn động mười phương các cõi nước, Vô lượng ước số khó nghĩ bàn, Tất cả tri kiến của chư Phật thân đều khắp phóng đại quang minh, chiếu sáng vô lượng cõi nước đó, đều khiến chúng sinh được an lạc. Bồ Tát vô lượng trăm ngàn ức, đồng thời vọt thân lên hư không, dùng đồ cúng hơn hẳn chư thiên, cúng dường bậc thuyết pháp tối thắng, đại tự tại vương trời tự tại, cùng nhau đồng tâm vui vô lượng, đều đem đủ thứ đồ cúng dường cúng Phật biển công đức thâm sâu, lại có thiên nữ ngàn vạn ức, thân tâm hoan hỷ đều đầy khắp, đều tấu âm nhạc vô lượng thứ, cúng dường đại tôn sư trời người. Bấy giờ âm nhạc đồng thời tấu, trăm ngàn vạn ức vô lượng thứ, đều nhờ sức oai thần của Phật. Vang ra diệu âm để tán thán Tịch tĩnh điều nhu không dơ hại Tùy bậc nhập vào khéo tu tập, tâm như hư không đến mười phương, rộng nói Phật đạo ngộ quần sinh. Trên trời nhân gian khắp mọi nơi, đều hiện trang nghiêm không gì bằng. Do công đức như lai sinh ra, khiến người thấy được thích Phật trí. Không giỏi một cõi đến các cõi, như trang hiện khắp chiếu thế gian, âm thanh tâm niệm thảy đều diệt ví như hang núi dội tiếng vang nếu có chúng sinh tâm hạ liệt vì họ diễn nói hạnh thanh văn nếu tâm lanh lợi thích bích chi liền vì họ nói đạo trung thừa nếu người từ bi thích lợi ích vì họ nói đạo bồ tát tu nếu người tâm trí huệ tối thắng liền bày pháp vô thượng của phật ví như huyễn sư làm các việc đủ thứ hình tướng đều chẳng thật Bồ Tát trí huyễn cũng như vậy, chỉ hiện tất cả lìa có không, tiếng hay ngàn vạn thứ như vậy, ca ngợi Phật rồi đứng im lặng, giải thoát nguyệt nói nay chúng tịnh, xin nói hành đạo của cửu địa. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát giải thoát nguyệt rằng Phật tử Đại Bồ Tát dùng vô lượng trí như vậy tư duy quán sát càng muốn cầu tịch tĩnh giải thoát thủ thắng hơn, lại tu tập trí huệ như lai, vào pháp bí mật của như lai, quan sát tánh đại trí không nghĩ bàn, tịnh các môn tam muội đà la ni, đầy đủ đại thần thông, vào thế giới khác nhau, tu lực vô ý pháp bất cộng. Theo chư Phật chuyển Pháp Luân, chẳng bỏ đại bi nguyện lực xưa vào được thiện huệ địa thứ 9 của Bồ Tát phật tử đại bồ tát trụ thiện huệ địa này biết như thật về pháp hành thiện bất thiện vô ký pháp hành hữu lậu vô lậu pháp hành thế gian xuất thế gian pháp hành nghĩ bàn không nghĩ bàn pháp hành định bất định pháp hành thanh văn độc giác pháp hành bồ tát hạnh pháp hành như lai địa pháp hành hữu vi pháp hành vô vi bồ tát này dùng trí huệ như vậy biết chúng sinh như thật về tâm rừng rậm phiền não rừng rậm nghiệp rừng rậm căn rừng rậm hiểu rừng rậm tánh rừng rậm ưa muốn rừng rậm tùy miên rừng rậm thọ sinh rừng rậm tập khí liên tục rừng rậm ba tụ khác biệt rừng rậm bồ tát này biết đủ thứ tướng tâm chúng sinh như thật đó là tướng tạp khỏi, tướng tốc chuyển, tướng hoại bất hoại, tướng không hình chất, tướng không bỏ mé, tướng thanh tịnh, tướng dơ không dơ, tướng ràng buộc không ràng buộc, tướng huyễn làm ra, tướng tùy các cõi sinh, trăm ngàn vạn ước như vậy, cho đến vô lượng đều biết như thật, lại biết đủ thứ các tướng phiền não, đó là tướng lâu xa tùy hành, tướng vô biên dẫn khởi, tướng câu xanh chẳng bỏ tướng miên khỏi một nghĩa, tướng với tâm tương ưng, không tương ưng, tướng tùy cõi thọ sinh mà trụ, tướng ba cõi khác biệt, tướng ái kiến si mạn lỗi lầm họa nạn như mũi tên cắm vào, tướng ba nghiệp nhân duyên chẳng dứt. Lược nói cho đến tám vạn bốn ngàn đều biết như thật Lại biết đủ thứ các tướng nghiệp đó là tướng thiện, bất thiện, vô ký, tướng có biểu thị không biểu thị, tướng với tâm cùng sinh không lìa, tướng nhân tự tánh sát na hoại mà thứ lớp tập quả không mất, tướng có báo không báo, tướng thọ các báo đen tối, tướng như ruộng vô lượng, tướng phàm thánh khác biệt, tướng hiện thọ sinh, thọ hậu thọ, tướng thừa phi thừa, định bất định. Lược nói cho đến tám vạn bốn ngàn tướng đều biết như thật. Lại biết tướng căn mềm trung thắng, tướng thủa trước thủa sau khác biệt chẳng khác biệt, tướng thượng trung hạ, tướng phiền não đều sinh không lìa nhau, tướng thừa phi thừa định bất định, tướng thuần thục điều nhu, tướng tùy lưới căn nhẹ chuyển thành hoại, tướng tăng thượng không thể hoại, tướng thối chuyển bất thối chuyển khác biệt tướng xa tùy cùng sinh bất đồng lược nói cho đến tám vạn bốn ngàn tướng đều biết như thật lại biết các sự hiểu biết hạ trung thượng các tánh hạ trung thượng sự ưa muốn hạ trung thượng đều lược nói cho đến tám vạn bốn ngàn lại biết các tùy miên đủ thứ tướng đó là tướng cùng sinh với thâm tâm tướng cùng sinh với tâm tướng tâm tương ưng chẳng tương ưng khác biệt tướng lâu xa tùy hành, tướng vô thủy không ra khỏi, tướng trái với tất cả thiền định giải thoát tam muội, tam ma bát đề thần thông, tướng tam giới tương tục thọ sinh trói buộc. Tướng khiến cho vô biên tâm tương tục hiện khởi, tướng mở cửa các nơi, tướng kiên thật khó trị, tướng địa xứ thành tựu không thành tựu, tướng chỉ dùng thánh đạo nhổ được sự khổ lại biết tướng đủ thứ thọ sinh, đó là tướng tùy nghiệp thọ sinh, tướng sáu cõi khác biệt, tướng hữu sắc vô sắc khác biệt, tướng hữu tưởng vô tưởng khác biệt, tướng nghiệp làm ruộng, nước ái thấm nhuần, tối vô minh che, thức là hạt giống sinh mầm đời sau, tướng danh sắc đều sinh không lìa nhau, tướng si ái mong cầu nối thân sau, tướng muốn thọ, muốn sinh vô thủy ưa chấp tướng tham cầu hy vọng rằng thoát tham giới lại biết đủ thứ tướng tập khí đó là tướng tu hành chẳng tu hành khác biệt tướng tùy cõi huân tập tướng tùy chúng sinh hạnh huân tập tướng tùy nghiệp phiền não huân tập tướng thiện bất thiện vô ký huân tập tướng tùy nhập thân sau huân tập tướng thứ lớp huân tập tướng chẳng đoạn phiền não viễn hành không bỏ huân tập tướng thật chẳng thật huân tập tướng thấy nghe gần gũi thanh văn duyên giác bồ tát như lai huân tập lại biết tướng tránh định tà định bất định của chúng sinh đó là tướng tránh kiến tránh định tướng tà kiến tà định tướng cả hai bất định tướng ngũ nghịch tà định tướng năm căn tránh định tướng cả hai bất định tướng bát tà tà định tướng tránh tánh tránh định tướng càng không làm cả hai lìa bất định tướng sâu chấp tà pháp tà định tướng tập hành thánh đạo chánh định tướng cả hai xả bất định phật tử bồ tát tùy thuận trí họa như vậy gọi là trụ bậc thiện họa địa trụ địa này rồi biết rõ các việc làm khác biệt của chúng sinh để giáo hóa điều phục khiến cho họ được giải thoát phật tử Bồ Tát này khéo diễn nói Pháp Thanh Văn Thừa, Pháp Độc Giác Thừa, Pháp Bồ Tát Thừa, Pháp Như Lai Thừa. Vì tất cả hành xứ, tùy trí họa hành, hay tùy theo căn tánh ham muốn hiểu biết của chúng sinh, sở hành có khác, các tụ khác biệt, cũng tùy thọ sinh phiền não, miên ràng buộc các nghiệp tập khí, mà vì họ thuyết Pháp khiến cho họ tin hiểu tăng trưởng trí huệ theo thừa của họ mà được giải thoát phật tử bồ tát trụ bậc thiện huệ địa này làm đại pháp sư đủ hạnh pháp sư khéo giữ gìn pháp tạng của như lai dùng trí vô lượng khéo léo khởi bốn biện vô ngại dùng lời lẽ bồ tát mà diễn nói pháp bồ tát này thường chuyển theo bốn trí vô ngại không tạm xả lìa những gì là bốn đó là pháp vô ngại trí nghĩa vô ngại trí từ vô ngại trí nhạo thuyết vô ngại trí bồ tát này dùng pháp vô ngại trí biết tự tướng của các pháp nghĩa vô ngại trí biết biệt tướng của các pháp từ vô ngại trí nói không sai lầm lạc thuyết vô ngại trí nói không dứt tận lại nữa dùng pháp vô ngại trí biết tự tánh của các pháp nghĩa vô ngại trí biết sinh diệt của các pháp từ vô ngại trí an lập tất cả pháp nói không dứt nhạc thuyết vô ngại trí tùy sự an lập không thể hoại nói vô biên lại nữa dùng pháp vô ngại trí biết pháp hiện tại khác biệt nghĩa vô ngại trí biết pháp quá khứ vị lai khác biệt từ vô ngại trí nơi pháp quá khứ hiện tại vị lai nói không sai lầm nhạc thuyết vô ngại trí nơi mỗi mỗi đời nói vô biên pháp tỏ rõ lại nữa dùng pháp vô ngại trí biết pháp khác biệt nghĩa vô ngại trí biết nghĩa khác biệt từ vô ngại trí tùy lời lẽ âm thanh mà nói nhạc thuyết vô ngại trí tùy tâm họ thích mà nói lại nữa pháp vô ngại trí dùng pháp trí biết sai biệt không khác nghĩa vô ngại trí dùng trí này biết khác biệt như thật từ vô ngại trí dùng thế trí nói khác biệt nhạc thuyết vô ngại trí dùng đệ nhất nghĩa trí nói khéo léo lại nữa, Pháp vô ngạ trí biết các Pháp một tướng bất hoại, nghĩa vô ngạ trí biết khéo léo về duyên khỏi quẩn giới xứ đế. Từ vô ngạ trí dùng tất cả âm thanh, văn tự, hay đẹp, dễ hiểu của thế gian để nói, nhạo thuyết vô ngạ trí, dùng truyền thắng vô biên pháp minh để nói. Lại nữa, pháp vô ngạ trí biết tánh nhất thừa bình đẳng, nghĩa vô ngại trí biết tánh các thừa khác biệt. Từ vô ngại trí nói tất cả thừa không khác biệt. Nhạo thuyết vô ngại trí nói mỗi mỗi thừa vô biên pháp. Lại nữa, pháp vô ngại trí biết tất cả Bồ Tát hạnh, trí hạnh, pháp hạnh, trí tùy chứng. Nghĩa vô ngại trí biết thập địa phân vị nghĩa khác biệt. Từ vô ngại trí nói tướng địa đạo không khác biệt nhạo thuyết vô ngại trí nói tướng mỗi địa vô biên hạnh lại nữa pháp vô ngại trí biết tất cả như lai một niệm thành chánh giác nghĩa vô ngại trí biết đủ thứ thời đủ thứ nơi thảy đều khác biệt từ vô ngại trí nói thành chánh giác khác biệt nhạo thuyết vô ngại trí nơi mỗi câu pháp vô lượng kiếp nói không hết lại nữa. Pháp vô ngại trí, biết tất cả lời lẽ, lực, vô sở quý, Phật Pháp bất cộng, đại từ đại bi, biện tài, phương tiện, chuyển bánh xe Pháp, chí nhất thiết trí tùy chứng của như lai nghĩa vô ngại trí biết như lai tùy tám vạn bốn ngàn tâm hạnh căn cơ hiểu biết âm thanh khác biệt của chúng sinh từ vô ngại trí tùy hạnh của tất cả chúng sinh dùng âm thanh khác biệt của như lai để nói nhạo thuyết vô ngại trí tùy tiên hiểu của chúng sinh dùng trí thanh tịnh hạnh viên mãn của như lai để nói Phật tử, Bồ Tát trụ địa thứ 9 đắc được vô ngại trí thiện xảo như vậy, đắc được diệu pháp tạng của Như Lai mà làm đại pháp sư, đắc được nghĩa Đà La Ni, pháp Đà La Ni, trí Đà La Ni, quang chiếu Đà La Ni, thiện huệ Đà La Ni, chúng tài Đà La Ni, oai đức Đà La Ni, vô ngại môn Đà La Ni, vô biên tế Đà La Ni, đủ thứ nghĩa Đà La Ni, trăm vạn A tăng kỳ môn Đà La ni như vậy đều được viên mãn dùng trăm vạn A tăng kỳ môn âm thanh biện tài thiện xảo mà diễn nói pháp Bồ Tát này đắc được trăm vạn A tăng kỳ môn Đà La ni như vậy rồi ở nơi vô lượng chư Phật ở trước mỗi đức Phật đều dùng trăm vạn A tăng kỳ môn Đà La ni như vậy lắng nghe tránh pháp nghe rồi không quên dùng vô lượng môn khác nhau vì họ diễn nói Bồ Tát này khi mới thấy Phật, cúi đầu đảnh lễ cung kính, bèn ở chỗ Đức Phật đắc được vô lượng pháp môn. Pháp môn đắc được đây chẳng phải văn chỉ các đại thanh văn trong trăm ngàn kiếp lãnh thọ được. Bồ Tát này được Đà La Ni như vậy, ô ngại trí như vậy ngồi nơi pháp tòa mà diễn nói pháp chúng sinh khắp trong đại thiên thế giới tùy tâm ưa thích của họ mà phân biệt diễn nói ngoài chư phật và thọ chức bồ tát ra trong các chúng hội oai đức quang minh không có ai bằng ngài được Bồ Tát này ngự tại Pháp Tòa, muốn dùng một âm khiến cho các đại chúng đều hiểu được thì liền hiểu được, hoặc có lúc tâm muốn dùng đủ thứ âm thanh khiến cho đại chúng đều được khai ngộ, hoặc có lúc tâm muốn phóng đại quang minh diễn nói pháp môn. Hoặc có lúc tâm muốn ở trên mỗi lỗ chân lông nơi thân họ đều diễn nói pháp âm, hoặc có lúc tâm muốn cho đến ba ngàn đại thiên thế giới, hết thảy tất cả vật hữu hình vô hình, thảy đều vang ra tiếng diệu pháp, hoặc có lúc tâm muốn phát ra tiếng nói khắp cùng pháp giới đều khiến cho họ hiểu được hoặc có lúc tâm muốn tất cả tiếng nói đều làm pháp âm luôn trụ không diệt hoặc có lúc tâm muốn những ống tiêu sáo chuông trống và ca vịnh tất cả âm nhạc của tất cả thế giới đều diễn pháp âm hoặc có lúc tâm muốn ở trong một chữ tất cả câu pháp lời lẽ tiếng nói khác biệt thảy đều đầy đủ hoặc có lúc tâm muốn khiến cho đất nước gió lửa bốn đại hết thảy hạt bụi tụ trong bất khả thuyết vô lượng thế giới ở trong mỗi hạt bụi thảy đều diễn nói ra bất khả thuyết pháp môn sở niệm như vậy tất cả tùy tâm thảy đều thành tựu phật tử giả sử bồ tát này khiến cho hết thảy chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới đều đến trước mặt ngài mỗi người đều dùng vô lượng tiếng nói mà vấn nạn ngài mỗi mỗi vấn nạn thảy đều khác nhau bồ tát trong khoảng một niệm đều lãnh thọ được hết bèn dùng một tiếng giải thích khắp hết khiến cho tùy tâm họ ưa thích, thảy đều hoan hỷ. Như vậy, cho đến hết thảy chúng sinh, trong bất khả thuyết thế giới, trong khoảng sát na, mỗi người đều dùng vô lượng tiếng nói mà vấn nạn. Mỗi mỗi vấn nạn thảy đều khác nhau, Bồ Tát ở trong khoảng một niệm đều lãnh thọ được hết, cũng dùng một tiếng giải thích khắp hết, đều tùy theo tâm ưa thích của mỗi người thảy đều hoan hỉ cho đến chúng sinh đầy trong bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới bồ tát đều có thể tùy tâm ưa thích của họ tùy theo căn tánh tùy theo sự hiểu biết mà vì họ thuyết pháp nương thần lực của phật rộng làm phật sự khắp vì tất cả làm chỗ nương tựa cho họ Phật tử Bồ Tát này càng tinh tấn hơn thành tựu trí minh. Giả sử nơi đầu một sợi lông có pháp hội chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới mỗi mỗi chúng hội có chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới mỗi mỗi chúng sinh có tánh dục nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới chư phật đó tùy tánh dục của họ đều ban cho pháp môn như nơi đầu một sợi lông tất cả nơi pháp giới cũng đều như vậy như vậy vô lượng pháp môn nói ra bồ tát ở trong một niệm đều lãnh thọ được hết không có quên mất. Phật tử Bồ Tát trụ địa thứ 9 này ngày đêm chuyên cần, không có niệm nào khác, chỉ nhập vào cảnh giới Phật gần gũi như lai, nhập vào giải thoát thâm sâu của Bồ Tát thường ở trong tam muội, luôn thấy chư Phật chưa từng xả lìa, ở trong mỗi kiếp thấy vô lượng vị Phật, vô lượng trăm vị Phật vô lượng ngàn vị Phật, cho đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha vị Phật, cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường, ở chỗ chư Phật đủ thứ vấn nạn, đắc được thuyết pháp Đà La Ni, hết thảy căn lành, càng thêm sáng tịnh. Ví như vàng thật, thợ vàng khéo léo dùng làm mũ báu của chuyển luân thánh vương để trang nghiêm trên đầu. Tất cả đồ trang nghiêm của những ông vua nhỏ trong bốn thiên hạ và các thần dân không ai bằng được. Căn lành của Bồ Tát cửu địa này cũng lạ như vậy. Hết thảy căn lành của tất cả thanh văn bích chi Phật và Bồ Tát bậc dưới không thể bằng được. Phật tử ví như chủ đại phạm thiên vương hai ngàn thế giới, thân phóng quang minh có thể chiếu sáng đến những chỗ tối xa của hai ngàn thế giới phá tan đen tối. Hết thảy căn lành của Bồ Tát địa này cũng lại như vậy, có thể phóng ra quang minh, chiếu đến tâm chúng sinh thì phiền não đen tối đều khiến tiêu diệt. Bồ Tát này ở trong mười ba la mật, thì lực ba la mật tối thắng nhất còn các ba la mật kia chỉ tùy sức tùy phần mà tu. Phật tử đó là lược nói địa thứ 9 thiện họa địa của Đại Bồ Tát, nếu nói rộng ra thì vô lượng kiếp nói cũng không hết được. Phật tử Đại Bồ Tát trụ địa này phần nhiều làm Đại Phạm Thiên Vương chủ hai ngàn thế giới, kéo hay thống lý tự tại làm lợi ích hay vì tất cả thanh văn duyên giác và các Bồ Tát phân biệt diễn nói hạnh ba la mật. Tùy tâm chúng sinh hết thảy vấn nạn không thể khuất phục được Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự Làm tất cả các nghiệp như vậy Đều không lìa niệm Phật cho đến không lìa niệm nhất thiết trùng trí, nhất thiết trí. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, ở trong tất cả chúng sinh, cho đến là bậc y chỉ của nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát này chuyên cần tinh tấn, thì trong khoảng một niệm đắc được trăm vạn A Tăng Kỳ Tam Muội, nhiều như số hạt bụi cõi nước, cho đến thị hiện trăm vạn A Tăng Kỳ Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi cõi nước dùng làm quyến thuộc nếu dùng nguyện lực thù thắng của Bồ Tát tự tại thị hiện thì sẽ hơn số trên, cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp không thể đếm biết được. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn tuyên lại nghĩa trên bèn nói kệ rằng, vô lượng trí lực khéo quán sát, tối thượng vi diệu đời khó biết. Khắp vào chỗ bí mật như lai, lợi ích chúng sinh vào kiểu địa, tổng trì tam muội đều tự tại, được đại thần thông vào các cõi lực trí vô ý pháp bất cộng nguyện lực bi tâm vào kiểu địa trụ nơi địa này chỉ tạm pháp rõ thiện bất thiện và vô ký hữu lậu vô lậu thế xuất thế nghĩ không nghĩ bàn đều khéo biết hoặc pháp quyết định chẳng quyết định việc làm tam thừa đều quán sát hữu vi vô vi hành sai biệt biết rõ như vậy vào thế gian nếu muốn biết các tâm chúng sinh thì hay dùng trí biết như thật Đủ thứ chuyển nhanh hoại chẳng hoại Các tướng vô chất vô biên thầy Phiền não vô biên luôn bạn chung Miên khởi một nghĩa nối các cõi Tánh nghiệp đủ thứ đều khác biệt Nhân hoại quả tập đều biết rõ Đủ thứ các căn hạ trung thượng Tuổi trước tuổi sau khác vô lượng Hiểu tánh ưa muốn cũng như vậy Tám vạn bốn ngàn đều biết hết, chúng sinh hoặc kiến luôn chuyển theo, rực rộng vô thủy chưa chặt trừ. Với trí cùng trung tâm đều sinh, thường ràng buộc nhau chẳng đoạn tuyệt, chỉ vọng tưởng chẳng phải vật thật, chẳng lìa nơi tâm không xứ sở, thiền định cảnh trừ vẫn thối chuyển, kim cang đạo diệt mới rút giáo sáu cõi thọ sinh đều khác nhau ruộng nghiệp ái nhuận vô minh che thức là hạt giống mầm danh sắc ba cõi vô thủy luôn nối tiếp hoặc nghiệp tâm tập sinh các cõi nếu lìa nơi đây không còn sinh chúng sinh đều ở trong ba tụ hoặc chìm kiến chấp hoặc hành đạo trụ nơi địa này khéo quán sát tùy tâm họ thích và căn tánh đều dùng diệu biện tài vô ngại tùy người đáng độ nói khác nhau. Ngồi nơi pháp tòa như sư tử, cũng như ngưu vương bảo sơn vương, lại như long vương bùa mây dày, tuôn mưa cam nổ đầy biển lớn. Khéo biết pháp tánh và áo nghĩa, tùy thuận ngôn từ hay biện thuyết, tổng trì trăm vạn a tăng kỳ, ví như biển lớn thọ các mưa. Tổng trì tam muội đều thanh tịnh trong một niệm thấy nhiều vị Phật, chỗ mỗi vị Phật đều nghe Pháp, lại dùng diệu âm mà diễn sướng. Nếu muốn ba ngàn đại thiên giới, giáo hóa tất cả các quần sinh, như mây răng bùa rộng lớn khắp, tùy căn dục họ khiến vui mừng. Đầu lông Phật chúng đông vô số, chúng sinh ưa thích cũng vô cực. Ứng với tâm họ cho pháp môn, tất cả pháp giới đều như vậy. Bồ Tát Siêng thêm sức tinh tấn, lại được công đức càng tăng thắng, văn trì đủ loại các pháp môn như đất giữ được tất cả giống. Mười phương vô lượng các chúng sinh đều đến gần vui ngồi trong hội, một niệm tùy tâm đều vấn nạn, một âm đối khắp đều thỏa mãn. Trụ nơi địa này làm pháp vương, tùy cơ giáo hóa không nhàm mỏi, ngày đêm thấy Phật chưa từng bỏ vào sâu tịch diệt trí giải thoát cúng dường chư phật thiện thêm sáng như mũ báu đẹp trên đầu vua lại khiến chúng sinh phiền não diệt bí như phạm vương quang chiếu khắp trụ đây thường làm đại phạm thiên đem pháp tam thừa dạy chúng sinh làm các thiện nghiệp ích lợi khắp cho đến sẽ thành nhất thiết trí một niệm nhậm vào các tam muội a tăng kỳ cõi số hạt bụi thấy Phật thuyết pháp cũng như thế nguyện lực mà làm nhiều hơn trên đó là thiện huệ địa thứ chín chỗ tu hành Bồ Tát đại trí thâm sâu vi diệu khó thấy được tôi vì Phật tử đã nói xong kinh Hoa nghiêm Đại phương Quảng Phật quyển ba mươi chín phẩm thập địa thứ hai sáu thứ mười pháp vân địa na do tha chúng tịnh cư thiên nghe các thắng hạnh trong địa này tâm hoan hỷ nhảy múa trên không thảy đều kiền thành cúng dường phật chúng bồ tát không thể nghĩ bàn cũng ở trong không đại hoan hỷ. đều thắp hương duyệt ý tối thượng sông khắp chúng hội khiến thanh tịnh tự tại thiên vương và thiên chúng vô lượng ức số tại hư không giải khắp y trời cúng dường phật trăm ngàn vạn ức phất với rơi thiên chúng thể nữ vô lượng số thảy đều hân hoan cúng dường phật đều tấu đủ thứ âm nhạc hay đều dùng lời này để khen ngợi thân phật an tọa một cõi nước tất cả thế giới đều hiện thân thân tướng đoan nghiêm vô lượng ức pháp giới rộng lớn đều đầy khắp nơi một lỗ lông phóng quang minh, diệt khắp tối phiền não thế gian, hạt bụi cõi nước biết được số, số quang minh này không dò được, hoặc thấy như lai đủ các tướng, chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng, hoặc thấy du hành các cõi Phật, hoặc thấy tịch nhiên an bất động, hoặc hiện ở cung trời đâu xuất, hoặc hiện hạ sinh vào thai mẹ hoặc hiện trụ thai hoặc xuất thai đều khiến thấy trong vô lượng cõi hoặc hiện xuất ra tu thế đạo hoặc hiện đạo tràng thành chánh giác hoặc hiện thuyết pháp hoặc niết bàn khiến khắp mười phương thầy đều thấy ví như viễn sư biết viễn thuật ở trong đại chúng làm nhiều việc trí huệ như lai cũng như thế ở trong thế gian hiện thân khắp Phật trụ chân pháp tánh thâm sâu, tịch diệt vô tướng đồng hư không, mà ở trong đệ nhất thật nghĩa, thị hiện đủ thứ những việc làm. Những việc làm lợi ích chúng sinh, đều y pháp tánh mà có được, tướng và vô tướng không khác biệt. Vào nơi rốt giáo đều vô tướng, nếu ai muốn được như lai trí, phải tỉa tất cả vọng phân biệt có không thông đạt đều bình đẳng, sớm làm đại đạo sư trời người. Vô lượng vô biên chúng thiên nữ, khen ngợi đủ thứ lời lẽ rồi, thân tâm tịch tĩnh đều an lạc, chiêm ngưỡng như lai đứng yên lặng. Tức thời Bồ Tát giải thoát nguyệt, biết các chúng hội đều yên lặng, hướng kim cang tạm mà thỉnh rằng, bậc đại vô ý chân Phật tử từ địa thứ 9 vào thập địa, hết thảy công đức các tướng hạnh cùng với thần thông việc biến hóa, xin bậc thông huệ hãy tuyên nói. Bấy giờ đại Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát giải thoát nguyệt rằng: Phật tử, đại Bồ Tát từ sơ địa cho đến địa thứ 9, dùng vô lượng trí huệ quán sát giác ngộ rồi, khéo tư duy tu tập, khéo đầy đủ pháp trắng, tích tập vô biên pháp trợ đạo, tăng trưởng đại phước đức trí huệ, rộng thực hành đại bi, biết thế giới khác biệt, vào rừng rộng cõi chúng sinh, vào nơi thực hành của Như Lai, tùy thuận hạnh tịch diệt của Như Lai, thường quán sát lực vô sở ý pháp bất cộng của Như Lai. Gọi là đắc được nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí, thọ chức vị. Phật tử, Đại Bồ Tát nhờ trí huệ như vậy, vào bậc thọ trước rồi liền đắc được tam muội bồ tát ly cấu tam muội vào pháp giới khác biệt tam muội trang nghiêm đạo tràng tam muội tất cả thứ hoa quang tam muội hải tạng tam muội hải ấn tam muội cõi hư không rộng lớn tam muội quán tự tánh tất cả các pháp tam muội biết tâm hạnh tất cả chúng sinh tam muội tất cả phật đều hiện tiền trăm vạn a tăng kỳ tam muội như vậy đều hiện ra ở trước bồ tát ở nơi tất cả tam muội này hoặc vào hoặc khởi đều được khéo léo cũng khéo biết rõ tất cả tam muội sở tác khác biệt tam muội cuối cùng tên là thọ nhất thiết chí thắng chức vị khi tam muội này hiện tiền thì có hoa sen báu lớn đột nhiên xuất hiện hoa sen rộng lớn đó lớn bằng trăm vạn ba ngàn đại thiên thế giới dùng các báu đẹp sen tạp trang nghiêm đẹp hơn tất cả cảnh giới thế gian do căn lành xuất thế sinh ra biết các pháp tánh như huyễn các hành làm thành luôn phóng quang minh chiếu khắp pháp giới chẳng phải chỗ chư thiên có được tỳ lưu ly li, mani báu làm cộng trên đàn vương làm đài mã não làm tua vàng diêm phù đàn làm đá hoa đó thường có vô lượng ánh sáng các báu làm tạng lưới báu răng tre có các hoa sen nhiều như hạt bụi mười tam thiên đại thiên thế giới làm quyến thuộc bấy giờ Bồ Tát ngồi lên tòa hoa sen này, thân tướng đều cân xứng với hoa. Vô lượng Bồ Tát dùng làm quyến thuộc, đều ngồi trên những hoa sen khác vây khắp chung quanh. Mỗi vị đều đắc được trăm vạn tam muội, hướng về Đại Bồ Tát một lòng chiêm ngưỡng. Phật tử. Đại Bồ Tát này với quyến thuộc của Ngài khi ngồi trên tòa hoa sen thì hết thảy quang minh cùng với lời lẽ đều đầy khắp mười phương pháp giới, tất cả thế giới thảy đều chấn động, đường ác dừng lại, cõi nước nghiêm tịnh. Bồ Tát đồng hành đều vân tập đến, âm nhạc trời người đồng thời vang lên, hết thảy chúng sinh đều được an lạc, đem bất khả tư nghỉ đồ cúng dường, dâng cúng tất cả chư Phật chư Phật chúng hội thảy đều hiển hiện. Phật tử, khi Bồ Tát này ngự trên tòa hoa sen lớn đó, thì ở dưới hai bàn chân phóng ra trăm vạn A Tăng Kỳ quang minh, chiếu khắp các đại địa ngục trong mười phương để diệt trừ khổ của chúng sinh, nơi hai đầu gối, phóng ra trăm vạn A Tăng Kỳ quang minh chiếu khắp các cõi xúc sinh trong mười phương để diệt trừ khổ của chúng sinh nơi rốn phóng ra trăm vạn a tăng kỷ quang minh chiếu khắp cõi diêm la trong mười phương để diệt trừ khổ của chúng sinh từ hai bên hông phóng ra trăm vạn a tăng kỳ quang minh chiếu khắp tất cả cõi người trong mười phương để diệt trừ khổ của chúng sinh từ trong hai tay phóng ra trăm vạn a tăng kỳ quang minh chiếu khắp tất cả chư thiên trong mười phương và hết thảy cung điện của a tu la từ hai vai phóng ra trăm vạn a à tăng kỳ quang minh chiếu khắp tất cả thanh văn trong mười phương, nơi cổ và lưng phóng ra trăm vạn a à tăng kỳ quang minh chiếu khắp thân bích chi Phật trong mười phương. Nơi mặt phóng ra trăm vạn a à tăng kỳ quang minh chiếu khắp thân bồ tát từ sơ phát tâm cho đến cửu địa bồ tát từ giữa lông mày phóng ra trăm vạn a tăng kỳ quang minh chiếu khắp thọ chức bồ tát trong mười phương khiến cho cung điện ma đều không hiện được từ trên đỉnh đầu phóng ra trăm vạn a tăng Kỳ quang minh nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới chiếu khắp tất cả đạo tràng chúng hội chư phật như lai trong mười phương thế giới nhiễu bên phải mười vòng rồi trụ ở trong hư không thành lưới quang minh tên là xí nhiên quang minh sinh ra đủ thứ đồ cúng dường để cúng dường chư phật các bồ tát khác trừ sơ phát tâm cho đến cửu địa hết thảy đồ cúng dường không bằng được, trăm phần chẳng bằng một, cho đến toán số ví dụ cũng không bằng được. Lưới quang minh đó ở trước mỗi chúng hội của Như Lai trong mười phương, mưa xuống các hương thơm, tràng hoa, y phục, tràng phan lọng báu các đồ trang nghiêm mani dùng để cúng dường đều do căn lành xuất thế sinh ra hơn hẳn tất cả cảnh giới thế gian nếu có chúng sinh thấy biết sự việc này thì đều đắc được không thối chuyển nơi a nậu đa la tam miệu tam bồ đề phật tử đại quang minh đó làm việc cúng dường như vậy rồi lại nhiễu tất cả thế giới trong mười phương nơi mỗi đạo tràng chúng hội của chư phật đủ mười vòng rồi vào dưới chân của các như lai bấy giờ chư phật và các bồ tát biết đại bồ tát nào ở trong thế giới nào làm được hạnh rộng lớn như vậy đến bậc thọ chức Phật tử bấy giờ mười phương vô lượng vô biên Bồ Tát cho đến chúng hội Bồ Tát cửu địa đều đến vây quanh, cung kính cúng dường một lòng quán sát vị đại Bồ Tát này. Đương lúc quán sát thì các Bồ Tát đó đều đắc được mười 000 tam muội. Bấy giờ hết thảy Bồ Tát thọ trước trong mười phương đều ở trong tướng ngực kim cang trang nghiêm, phóng ra quang minh tên là năng hoại ma oán, có trăm vạn a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc chiếu khắp mười phương, hiện vô lượng thần thông biến hóa, sau đó lại trở về trong tướng ngực kim cang trang nghiêm của đại Bồ Tát này. Khi quang minh đó vào rồi, khiến cho hết thảy trí huệ thế lực của Bồ Tát này càng

Bấy giờ mười phương tất cả chư Phật từ giữa lông mày phóng ra quang minh thanh tịnh, tên là Tăng Ích Nhất Thiết Trí Thần Thông, có vô số quang minh dùng làm quyến thuộc, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, nhiễu bên phải mười vòng, thị hiện tự tại quảng đại của Như Lai, khai ngộ vô lượng trăm ngàn ức na do tha các chúng Bồ Tát, chấn động khắp cùng tất cả cõi Phật, diệt trừ tất cả khổ trong các đường ác, che lấp tất tất cả cung điện của ma, hiển bày tất cả những nơi chư Phật được Bồ Đề đạo tràng chúng hộ trang nghiêm oai đức chiếu khắp tận hư không biến pháp giới tất cả thế giới như vậy rồi bèn đến ở trên hội bồ tát này nhiễu quanh bên phải rồi thị hiện đủ thứ sự trang nghiêm hiện những việc đó rồi bèn đi vào trên đảnh của đại bồ tát các quang minh quyến thuộc đó cũng đều đi vào đảnh của các bồ tát đó bấy giờ bồ tát đó đắc được trăm vạn tam muội mà trước kia chưa đắc được đây gọi là đã được bậc thọ chức vào cảnh giới của phật đầy đủ mười lực dự vào số chư phật phật tử như chuyển luân thánh vương sinh ra thái tử mẹ là hoàng hậu thân tướng đầy đủ vua chuyển luân vương bảo thái tử ngồi trên tòa voi trắng báu vàng đẹp răng lưới màn lớn kiến lập tràng phan lớn đốt gương giải hoa tấu lên các âm nhạc lấy nước bốn biển lớn chứa trong bình vàng, vua cầm bình này, dưới nước lên đầu thái tử. Bấy giờ liền gọi là thọ chức vị vua, dự vào số quán đảnh vua sát lợi liền đầy đủ thực hành thập thiện đạo, cũng gọi là chuyển luân thánh vương. Bồ Tát thọ chức cũng lại như vậy, vì nước trí huệ của chư Phật dưới lên đảnh của Ngài gọi là thọ chức, vì đầy đủ mười lực của Như Lai nên dự vào số chư Phật. Phật tử đó gọi là Bồ Tát thọ chức đại trí. Bồ Tát nhờ chức đại trí này nên thực hành được vô lượng trong ngàn vạn ức na do tha hạnh khó làm, tăng trưởng vô lượng trí huệ công đức, gọi là an trụ pháp vân địa. Phật tử đại Bồ Tát trụ tại pháp vân địa này, biết như thật về dục giới tập, sắc giới tập, vô sắc giới tập, thế giới tập, pháp giới tập, hữu vi giới tập, vô vi giới tập, chúng sinh giới tập, thức giới tập, hư không giới tập, niết bàn giới tập. Bồ Tát này biết như thật về chư kiến phiền não hạnh tập, thế giới thành hoại tập thanh văn hạnh tập, bích chi Phật hạnh tập, Bồ Tát hạnh tập, như lai lực, vô sở úy, sắc thân, pháp thân tập, nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí tập, thị hiện được bồ đề chuyển bánh xe pháp tập, vào tất cả pháp phân biệt quyết định trí tập. Tóm lại, dùng nhất thiết trí biết tất cả tập. Phật tử Đại Bồ Tát này dùng giác huệ tối thượng như vậy biết như thật về chúng sinh nghiệp hóa, phiền não hóa, chư kiến hóa, thế giới hóa, pháp giới hóa, thanh văn hóa, bích chi Phật hóa, Bồ Tát hóa, như lai hóa, tất cả phân biệt, không phân biệt hóa, đều biết như thật, như vậy. Lại biết như thật về Phật trì, Pháp trì, Tăng trì, Nghiệp trì, Phiền não trì, Thời trì, Nguyện trì, Cúng dường trì, Hành trì, Kiếp trì, chí trì đều biết như thật như vậy lại biết như thật chư phật như lai vào vi tế trí đó là tu hành vi tế trí mạng chung vi tế trí thọ sinh vi tế trí xuất gia vi tế trí hiện thần thông vi tế trí thành chánh giác vi tế trí chuyển pháp luân vi tế trí trụ thọ mạng vi tế trí bát niết bàn vi tế trí giáo pháp trụ vi tế trí đều biết như thật như vậy. Lại vào nơi bí mật của Như Lai, đó là thân bí mật, lời bí mật, tâm bí mật, thời phi thời, tư lượng bí mật, thọ ký Bồ Tát bí mật, giúp chúng sinh bí mật, đủ thứ thừa bí mật, tất cả chúng sinh căn hạnh sai biệt bí mật, tạo nghiệp bí mật, được Bồ Tát hạnh bí mật đều biết như thật như vậy, lại biết vào hết thảy kiếp trí của chư Phật, đó là một kiếp vào a tăng kỳ kiếp, a tăng kỳ kiếp vào một kiếp, có số kiếp vào không số kiếp, không số kiếp vào có số kiếp, một niệm vào kiếp, kiếp vào một niệm, kiếp vào phi kiếp, phi kiếp vào kiếp, kiếp có Phật vào kiếp không có Phật, kiếp không có Phật vào kiếp có phật kiếp quá khứ vị lai vào kiếp hiện tại kiếp hiện tại vào kiếp quá khứ vị lai kiếp quá khứ vào kiếp vị lai kiếp vị lai vào kiếp quá khứ kiếp dài vào kiếp ngắn kiếp ngắn vào kiếp dài đều biết như thật như vậy lại biết nơi trí của Như Lai vào, đó là trí vào lỗ chân lông, trí vào hạt bụi, trí chánh giác vào thân cõi nước, trí chánh giác vào thân chúng sinh, trí chánh giác vào tâm chúng sinh, trí chánh giác vào hạnh chúng sinh, trí chánh giác vào tùy thuận tất cả nơi, trí vào thị hiện biến hành, trí vào thị hiện thuận hạnh, trí vào thị hiện nghịch hạnh chí vào thị hiện tư nghỉ bất tư nghỉ thế gian biết rõ không biết rõ hạnh, trí vào thị hiện thanh văn, trí bích chi phật, bồ tát hạnh, trí như lai hạnh, phật tử hết thảy trí huệ của tất cả chư phật rộng lớn vô lượng bồ tát này đều vào được. phật tử đại bồ tát trụ điện này liền đắc được bồ tát giải thoát không nghĩ bàn giải thoát không chướng ngại giải thoát tịnh quán sát giải thoát khắp chiếu sáng giải thoát như lai tạng giải thoát tùy thuận vô ngại luân giải thoát thông đạt ba đời giải thoát pháp giới tạng giải thoát quang minh luân giải thoát vô dư cảnh giới mười giải thoát này làm đầu có vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ môn giải thoát đều đắc được trong thập địa này như vậy cho đến vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ môn tam muội vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ môn đà la ni vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ môn thần thông thảy đều thành tựu phật tử đại bồ tát này thông đạt trí huệ như vậy tùy thuận vô lượng bồ đề thành tựu niệm lực khéo léo mười phương vô lượng chư phật hết thảy vô lượng đại pháp minh đại pháp chiếu đại pháp vũ trong khoảng một niệm đều an được thọ được nhiếp được trì được ví như ta giả la long vương chút mưa lớn xuống chỉ trừ biển lớn còn tất cả chỗ khác đều không thể an được không thể thọ được không thể nhiếp được không thể trì được tạng bí mật của như lai đại pháp minh đại pháp chiếu đại pháp vũ cũng lạ như thế chỉ trừ thập địa bồ tát còn tất cả chúng sinh khác thanh văn độc giác cho đến cửu địa bồ tát đều không thể an được không thể thọ được không thể nhiếp được không thể trì được Phật tử ví như biển cả an được, thọ được, nhiếp được, trì được, lượng nước mưa lớn của Đại Long Vương mưa xuống, hoặc hai hoặc ba, cho đến vô lượng các Long Vương mưa xuống, trong khoảng một niệm cùng lúc chút xuống, đều an được, thọ được, nhiếp được, trì được. Tại sao? Vì biển cả rộng lớn vô lượng. Bồ Tát trụ Pháp Vân Địa cũng lại như thế, an được, thọ được, nhiếp được, trì được, pháp minh, pháp chiếu, pháp vũ của một vị Phật hoặc hai hoặc ba cho đến vô lượng vị Phật trong khoảng một niệm. Cùng một lúc diễn nói cũng đều như thế, cho nên địa này gọi là Pháp Vân. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói, Phật tử, Bồ Tát địa này ở trong một niệm có thể ở chỗ bao nhiêu đức như Lai An Thọ, Chiếu Trì, Đại Pháp Minh, Đại Pháp Chiếu, Đại Pháp Vũ. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, Phật tử không thể dùng toán số biết được, tôi sẽ vì ông nói ví dụ này. Phật tử ví như mười phương, mỗi phương đều có mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha số hạt bụi thế giới cõi Phật. Mỗi chúng sinh trong thế giới đó đều được văn trì Đà La Ni làm thị giả của Phật ở trong chúng thanh văn là đa văn bậc nhất như tỳ kheo đại thắng của đức phật kim cang liên hoa thượng pháp của một chúng sinh thọ những người khác không thọ trùng phật tử ý ông nghĩ sao pháp của các chúng sinh đó thọ có số lượng trăng hay là vô lượng bồ tát giải thoát nguyệt nói số đó rất nhiều vô lượng vô biên bồ tát kim cang tạng nói phật tử tôi vì ông nói để cho ông hiểu rõ phật tử bồ tát pháp vân địa này ở chỗ một vị phật trong khoảng một niệm an thọ nhiếp trì đại pháp minh đại pháp chiếu đại pháp vũ pháp tạng ba đời nhiều hơn tất cả chúng sinh trong các thế giới văn trì pháp đã nói ở trên trăm phần chẳng bằng một cho đến ví dụ cũng không kịp được như ở chỗ một vị Phật như vậy, mười phương cũng như đã nói ở trên, bao nhiêu thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, lại hơn số này vô lượng vô biên, nơi mỗi chỗ các Đức Như Lai đó, hết thảy pháp minh, pháp chiếu, pháp vũ, pháp tạm ba đời, đều an được, thọ được, nhiếp được, trì được, cho nên địa này gọi là pháp vân. Phật tử, Bồ Tát địa này dùng sức tự nguyện khởi mây đại bi, chấn sấm đại pháp, ánh chớp thông minh vô úy, mây dày phước đức trí hoạ, hiện đủ thứ thân, đến đi khắp cùng, trong khoảng một niệm đến khắp cùng mười phương trăm ngàn ước na do tha thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi nước, diễn nói đại pháp hàng phục ma oán, lại hơn số này, nơi vô lượng trăm ngàn ước na do tha thế giới nhiều như số hạt bụi cõi nước, tùy tâm ưa thích của các chúng sinh tuôn mưa cam lồ, diệt trừ tất cả lửa mê hoặc bụi trần, cho nên địa này gọi là pháp vân. Phật tử, Bồ tát địa này nơi một thế giới từ trời đâu xuất giáng sinh cho đến niết bàn tùy tâm chúng sinh đáng được độ mà hiện Phật sự hoặc hai hoặc ba cho đến các cõi nước nhiều như số hạt bụi như trên lại hơn số trên đây cho đến vô lượng trăm ngàn ức no giao tha thế giới nhiều như số hạt bụi cõi nước cũng đều như vậy cho nên địa này gọi là pháp vân phật tử bồ tát địa này trí huệ minh đạt thần thông tự tại tùy theo tâm niệm của mình có thể đem thế giới hẹp làm thế giới rộng đem thế giới rộng làm thế giới hẹp thế giới dơ làm thế giới tịnh thế giới tịnh làm thế giới dơ. Những thế giới loạn trụ, thứ trụ, đảo trụ, tránh trụ, như vậy vô lượng tất cả thế giới đều hỗ tương làm với nhau. Hoặc tùy tâm niệm ở trong một hạt bụi để một thế giới núi tu di, tất cả núi sông vân vân mà tướng của hạt bụi cũng như vậy, thế giới chẳng diệt hoặc lại ở trong một hạt bụi để hai để ba cho đến bất khả thuyết núi tu di tất cả núi sông vân vân mà hạt bụi đó thể tướng vẫn như cũ ở trong thế giới thảy đều hiện rõ hoặc tùy tâm niệm ở trong một thế giới thị hiện hai thế giới tra nghiêm cho đến bất khả thuyết thế giới tra nghiêm hoặc ở trong một thế giới tra nghiêm thị hiện hai thế giới cho đến bất khả thuyết thế giới hoặc tùy tâm niệm đem chúng sinh trong bất khả thuyết thế giới để trong một thế giới hoặc tùy tâm niệm đem chúng sinh trong một thế giới để trong bất khả thuyết thế giới mà chúng sinh không có tổn hại hoặc tùy tâm niệm trong một lỗ chân lông thị hiện tất cả cảnh giới trang nghiêm của phật hoặc tùy tâm niệm ở trong một niệm thị hiện thân nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới, mỗi mỗi thân thị hiện tay nhiều như hạt bụi như vậy, mỗi mỗi tay đều cầm hộp hoa, chắp hương, tràng phan, lọng báu, nhiều như số cát sông hằng đến khắp mười phương cũng dường chư Phật mỗi mỗi thân lại thị hiện số đầu cũng nhiều như vậy mỗi mỗi đầu lại thị hiện số lưỡi cũng nhiều như vậy ở trong niệm niệm đến khắp mười phương khen ngợi công đức của phật hoặc tùy tâm niệm trong khoảng một niệm khắp cùng mười phương thị hiện thành chánh giác cho đến vào niết bàn cùng với việc cõi nước trang nghiêm hoặc hiện thân mình khắp cùng ba đời mà trong thân đó có vô lượng chư phật và việc cõi phật trang nghiêm thế giới thành hoại thảy đều hiển hiện, hiện hoặc ở trong một lỗ chân lông nơi thân mình, thổi ra tất cả đường gió, mà đối với chúng sinh không có não hại, hoặc tùy tâm niệm dùng vô biên thế giới làm một biển cả, nước trong biển đó hiện hoa sen lớn, quang minh nghiêm đẹp, che khắp vô lượng vô biên thế giới, trong đó thị hiện việc cây bồ đề lớn trang nghiêm cho đến thị hiện thành nhất thiết chủng trí hoặc nơi thân mình hiện ra mười phương thế giới tất cả quang minh, ma ni bảo châu, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, mây chớp, các ánh sáng hoặc dùng miệng hà hơi có thể động mười phương vô lượng thế giới mà không làm cho chúng sinh có ý tưởng sợ hãi hoặc hiện mười phương phong tai, hỏa tai, cùng với thủy tai hoặc tùy tâm ưa thích của chúng sinh thị hiện sắc thân trang nghiêm đầy đủ, hoặc nơi thân mình thị hiện thân Phật, hoặc nơi thân Phật mà hiện thân mình, hoặc nơi thân Phật hiện cõi nước mình, hoặc nơi cõi nước mình mà hiện thân Phật. Phật tử, Bồ Tát Pháp Vân Địa này có thể hiện như vậy và vô lượng trăm ngàn ước na do tha thần lực tự tại khác. Bấy giờ các Bồ Tát trong hội và Thiên Long Dạ Xoa Càn Thát Bà A Tu La Tứ Thiên Vương Hộ Đời Thức Đề Hoàn Nhân Phạm Thiên Tịnh Cư Mai Hê Thủ La các Thiên Tử vân vân đều nghĩ như vậy. Nếu Bồ Tát mà thần thông trí lực như vậy thì Đức Phật lại như thế nào? Bấy giờ Bồ Tát giải thoát nguyệt, biết ý nghĩ của các chúng hội bạch với Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng, Phật tử, nay đại chúng này nghe thần thông trí lực của Bồ Tát đó xa vào lưới nghi. Lành thay nhân giả xin hãy thị hiện chút việc trang nghiêm thần lực của Bồ Tát để dứt trừ lòng nghi đó. Bây giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bèn nhập vào tam muội nhất thiết Phật quốc độ thẻ tánh. Khi nhập vào tam muội đó, thì các Bồ Tát và tất cả đại chúng đều tự thấy thân mình ở trong thân Bồ Tát Kim Cang Tạng. Ở trong đó đều thấy hết thảy đủ thứ việc trang nghiêm của ba ngàn đại thiên thế giới trải qua ước kiếp nói không hết được lại ở trong đó, thấy cây bồ đề chu vi mười vạn ba ngàn đại thiên thế giới, cao trăm vạn ba ngàn đại thiên thế giới, cành lá che phủ cũng lạ như thế, có tòa sư tử xứng với thân cây, trên tòa có đức Phật hiệu là nhất thiết trí thông vương Phật. Tất cả đại chúng đều thấy Đức Phật đó, ngồi trên tòa sư tử dưới cội bồ đề, có đủ thứ các tướng dùng làm trang nghiêm. Dù trải qua ước kiếp, nói cũng không hết được. Bồ Tát Kim Cang Tạng thị hiện đại thần lực như vậy rồi, khiến cho chúng hội đều trở về chỗ cũ. Bấy giờ các đại chúng được chưa từng có sinh ý nghĩ kỳ đặc mà ngồi yên lặng, một lòng chiêm ngưỡng Bồ Tát Kim Cang Tạng. Bấy giờ Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Phật tử, tam muội đó thật là hy hữu có đại thế lực tên của nó là gì? Bồ Tát Kim Cang Tạng nói Tam Muội đó tên là Nhất Thiết Phật Quốc Độ Thể Tánh. Lại hỏi cảnh giới của Tam Muội đó như thế nào? Đáp rằng Phật tử, nếu Bồ Tát tu Tam Muội này tùy tâm nghĩ đến, thì ở trong thân hiện ra thế giới nhiều như cát sông hằng, cõi Phật nhiều như hạt bụi, lại hơn số này vô lượng vô biên. Phật tử. Bồ Tát trụ pháp vân địa được vô lượng trăm ngàn các đại tam muội như vậy, thân Bồ Tát này, thân nghiệp không thể dò biết được, lời lời nghiệp ý ý nghiệp thần thông tự tại quán sát ba đời cảnh giới tam muội cảnh giới trí huệ du hí tất cả các môn giải thoát biến hóa làm ra thần thông làm ra quang minh làm ra lược nói cho đến cất chân hạ chân tất cả các việc làm như vậy cho đến pháp vương tử trụ thiện huệ địa bồ tát cũng đều không biết được Phật tử hết thảy cảnh giới của Bồ Tát Pháp Vân Địa này chỉ lược nói như vậy nếu nói rộng ra, giả sử trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp, nói cũng không hết được. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: "Phật tử, nếu cảnh giới thần thông của Bồ Tát như vậy thì sức thần thông của Phật lại như thế nào?" Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp: "Phật tử, ví như có người nơi bốn thiên hạ lấy một cục đất mà nói rằng đất của vô biên thế giới nhiều hay là cục đất này nhiều?" tôi xem câu hỏi của ông cũng lại như thế trí huệ của như lai vô biên vô đẳng làm sao bồ tát so sánh được lại nữa phật tử như lấy chút đất nơi bốn thiên hạ phần còn lại vô lượng thần thông trí huệ của pháp vân địa này nơi vô lượng kiếp chỉ nói ít phần hà huống như lai địa phật tử nay tôi vì ông dẫn việc để làm chứng khiến cho ông được biết cảnh giới của như lai phật tử giả sử mười phương mỗi phương đều có cõi nước chư phật nhiều như số hạt bụi vô biên thế giới mỗi cõi nước đều đầy rẫy bồ tát thập địa như vậy nhiều như mía tre lau lúa mè rừng rậm các bồ tát đó trong trăm ngàn ức na do tha kiếp tu bồ tát hạnh phát sinh trí huệ so với cảnh giới trí huệ của như lai trăm phần chẳng bằng một cho đến không bằng một phần yêu sa đà Phật tử Bồ Tát này trụ trí họa như vậy chẳng khác với thân miệng ý nghiệp của Như Lai, chẳng bỏ các lực tam muội của Bồ Tát trong vô số kiếp, thừa sự cúng dường tất cả chư Phật, trong mỗi mỗi kiếp đem tất cả các đồ cúng dường để cúng dường chư Phật được tất cả thần lực của chư Phật gia trì, trí huệ quang minh ngày càng tăng thêm thủ thắng, hết thảy vấn nạn ở trong pháp giới đều khéo giải thích, trăm ngàn ức kiếp không có ai khuất phục được. Phật tử ví như thợ vàng, dùng vàng thật tốt đẹp, làm đồ trang sức, đại ma ni báu sen lẫn trong vàng, tự tại thiên vương, mang những đồ trang sức này vào mình, thì các đồ trang sức khác của chư thiên không bằng được. Bậc Bồ Tát này cũng lại như thế, ban đầu từ sơ địa cho đến cửu địa, hết thảy trí hạnh của tất cả Bồ Tát đều không bằng được Bồ Tát thập địa, trí hoại quang minh của Bậc Bồ Tát này, hay khiến cho chúng sinh cho đến nhập vào trí nhất thiết trí trí quang minh khác không được như vậy phật tử ví như quang minh của ma hê thủ la thiên vương hay khiến cho thân tâm của chúng sinh mát mẻ tất cả quang minh khác không bằng được trí huệ quang minh của bồ tát thập địa này cũng lại như thế hay khiến cho chúng sinh đều được mát mẻ cho đến trụ nơi trí nhất thiết trí tất cả thanh văn bích chi phật cho đến cửu địa bồ tát trí huệ quang minh đều không bằng được phật tử đại bồ tát này đã an trụ trí huệ như vậy thì chư phật thế tôn lại vì ngài nói trí ba đời trí pháp giới khác biệt trí khắp tất cả thế giới trí chiếu tất cả thế giới trí niệm tất cả chúng sinh cho đến vì ngài nói đắc được trí nhất thiết trí bồ tát này ở trong mười ba la mật thì trí ba la mật tăng thượng nhất còn các ba la mật khác tùy sức mà tu Phật tử, đó là nói sơ lược về Đại Bồ Tát Pháp Vân Địa thứ 10, nếu nói rộng ra thì giả sử trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp nói cũng không hết được. Phật tử, Bồ Tát trụ địa này phần nhiều làm Ma hê thủ La thiên vương tự tại nơi pháp hay truyền thọ hạnh Ba La mật của tất cả Bồ Tát cho chúng sinh thanh văn độc giác hết thảy vấn nạn trong pháp giới không ai khuất phục được. Tất cả các việc làm như bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều không lìa khỏi niệm Phật, cho đến không lìa khỏi niệm trí nhất thiết chủng trí. Lại nghĩ như vậy, tôi phải ở nơi tất cả chúng sinh làm thượng thủ, làm thắng, cho đến làm chỗ nương tựa, cho bậc nhất thiết trí nếu siêng năng tinh tấn trong khoảng một niệm thì đắc được tam muội nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha cõi phật cho đến thị hiện các bồ tát làm quyến thuộc nhiều như số hạt bụi nói trên nếu dùng nguyện lực thù thắng của bồ tát tự tại thị hiện thì hơn số trên đây như là hoặc tu hành hoặc trang nghiêm tin hiểu việc làm thân lời nói quang minh các căn thần biến hoặc âm thanh hoặc hành xứ cho đến trăm ngàn ức na do tha kiếp không thể tính đếm biết được phật tử tướng tu hành của đại bồ tát thập địa này thứ lớp hiện tiền thì sẽ hướng nhập vào trí nhất thiết trí ví như nước ao A à, nậu đạt chảy ra bốn con sông lớn, nước những con sông này chảy khắp cõi diêm phù đề, chẳng những không cạn kiệt mà còn nhiều thêm, cho đến chảy vào biển, làm cho nước biển đầy dẫy. Phật tử Bồ Tát cũng thế, nước từ bồ đề tâm chảy ra căn lành đại nguyện dùng bốn pháp nhiếp mà tràn đầy chúng sinh chẳng những không cùng tận mà lại càng tăng trưởng cho đến chảy vào biển nhất thiết trí làm cho biển trí huệ tràn đầy phật tử bồ tát thập địa do phật trí mà có sự khác biệt như do đại địa mà có mười núi chúa những gì là mười đó là núi chúa tuyết núi chúa hương núi chúa tỳ đà lê núi chúa thần tiên núi chúa do càn đà Núi Chúa Mã Nhĩ Sơn, Núi Chúa Ni Dân Đà La, Núi Chúa trước Yết La, Núi Chúa Kế Đô Mạt Đẻ, Núi Chúa Tu Di Lư. Phật tử Như Núi Chúa Tuyết, tất cả cỏ thuốc đều ở trong đó, lấy không hết được. Bồ Tát Trụ Hoan Hỷ Địa cũng lạ như thế. Tất cả Kinh Thư, Kỹ Thuật, Văn Tụ, Chú Thuật, Thế Gian đều ở trong địa này, nói không hết được. Phật tử như núi chúa hương tất cả các thứ hương thơm đều tụ tập ở trong đó lấy không hết được bồ tát trụ ly cấu địa cũng lạ như thế tất cả giới hạnh oai nghi của bồ tát đều ở trong đây nói không hết được phật tử như núi chúa tỳ đà lê tuần bằng châu báu hình thành tất cả các thứ báu đều ở trong đó lấy không hết được Bồ Tát trụ phát quang địa cũng lạ như thế, tất cả thiền định thần thông tam muội giải thoát tam ma bát đề của thế gian đều ở trong đây nói không hết được. Phật tử như núi chúa thần tiên, thuần bằng châu báu hình thành ngũ thông thần tiên đều ở trong đó không cùng tận. Bồ Tát trụ diệm huệ địa cũng lạ như thế, tất cả trí huệ thủ thắng đều ở trong đây nói không hết được. Phật tử như núi chúa do càn đà thuần bằng châu báu hình thành, dạ xoa đại thần đều ở trong đó không cùng tận. Bồ Tát trụ nan thắng địa cũng lạ như thế, tất cả thần thông tự tại như ý đều ở trong đây, nói không hết được. Phật tử như núi chúa Mã Nhĩ, thuần bằng châu báu hình thành, tất cả các thứ quả đều ở trong đó lấy không hết được. Bồ Tát trụ hiện tiền địa cũng lạ như thế. Nhập duyên khởi hiện thanh văn quả trứng đều ở trong đây, nói không hết được. Như núi chúa Ni Di Đà La thuần bằng châu báu hình thành, đại lực long thần đều ở trong đó, không cùng tận. Bồ Tát trụ viễn hành địa cũng lạ như thế. Phương tiện trí huệ chứng quả độc giác đều ở trong đây, nói không hết được như núi chúa trước yết la thuần bằng châu báu hình thành các chúng tự tại đều trụ ở trong đó không cùng tận bồ tát trụ bất động địa cũng lại như thế tất cả bồ tát tự tại đi khắp thế giới khác biệt đều ở trong đây nói không hết được như núi chúa kế đô thuần bằng châu báu hình thành a tu la vương đại oai đức đều ở trong đó không cùng tận Bồ Tát trụ thiện huệ địa cũng lại như thế. Tất cả thế giới sinh diệt trí hành đều ở trong đây, nói không hết được. Như núi chúa Tu Di Lư, thuần bằng châu báu hình thành, chư thiên đại oai đức đều ở trong đó không cùng tận. Bồ Tát trụ Pháp Vân Địa cũng lạ như thế, lực vô sở úy bất cộng Pháp của Như Lai. Tất cả Phật sự đều ở trong đây, vấn đáp tuyên nói không thể hết được. Phật tử mười núi chúa báu này đồng ở trong biển do khác biệt mà được tên Bồ Tát thập địa cũng lạ như thế đồng ở trong nhất thiết trí do khác biệt mà được tên Phật tử ví như biển cả nhờ mười tướng mà được tên là biển cả không bị đổi tên những gì là mười một là thứ tự sâu dần hai là không chứa tử thi ba là các dòng nước chảy vào trong biển đều mất tên bốn là đều đồng một vị mặn năm là có vô lượng châu báu sáu là không thể đến đáy được bảy là rộng lớn vô lượng tám là chỗ thân lớn ở Chín là thủy triều không quá hạn, 10 là chứa hết nước mưa to mà không bao giờ tràn. Bồ Tát hạnh cũng lại như thế, do nhỏ 10 tướng nên gọi là Bồ Tát hạnh không bị đổi tên. Những gì là mười đó là hoan hỷ địa sinh ra đại nguyện dần dần càng sâu, ly cấu địa không chứa tất cả thây phá giới, phát quang địa xả lìa danh tự giả của thế gian, diệm họa địa với công đức của Phật đồng một vị, nan thắng địa, sinh ra vô lượng phương tiện thần thông, làm các chân bảo của thế gian, hiện tiền địa, quán sát lý duyên sinh thâm sâu, viễn hành địa, giác họa rộng lớn, khéo quán sát, bất động địa, thị hiện việc rộng lớn trang nghiêm, thiện họa địa, đắc được giải thoát thâm sâu, du hành nơi thế gian, biết đúng như thật không quá hạn, pháp vân địa thọ được tất cả mưa đại pháp minh của chư Phật Như Lai không nhàm đủ. Phật tử ví như Châu Đại Mani có 10 thứ tánh hơn hẳn các châu báu khác, những gì là 10, một là sinh ra từ trong biển, hai là thọ khéo mài giũa, ba là tròn đầy không khuyết bốn là thanh tịnh lìa cấu bẩn năm là trong ngoài sáng suốt sáu là khoan lỗ rất khéo bảy là sỏ bằng dây báu tám là để trên tràng cao bằng lưu ly chín là khắp phóng ra tất cả đủ thứ ánh sáng mười là hay tùy ý của vua mưa xuống các báu vật toại tâm mãn nguyện của chúng sinh phật tử nên biết bồ tát cũng lạ như thế có mười thứ việc nên hơn các bậc thánh khác. Những gì là mười, một là tâm nhất thiết trí, hai là chỉ giới đầu đà, tránh hạnh sáng tịnh, ba là các thiền ta muội tròn đầy không khuyết, bốn là đạo hạnh thanh bạch, Lỉa các cấu uế năm là phương tiện thần thông trong ngoài sáng suốt sáu là duyên khỏi trí huệ hay khéo khoan rủi bảy là sâu bằng dây các thứ phương tiện trí tám là đè ở trên tràng cao tự tại chín là quán hành vi của chúng sinh phóng quang văn trì mười là thọ chức phật trí dự ở hàng chư phật hay vì chúng sinh rộng làm Phật sự, Phật tử phẩm pháp môn này tích tập nhất thiết chủng, nhất thiết trí, công đức Bồ Tát hạnh, nếu các chúng sinh không trồng can lành thì không thể nghe được. Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hỏi, nghe pháp môn này được bao nhiêu phước Bồ Tát Kim Cang Tạng nói, như phước đức của nhất thiết trí tích tập, nghe pháp môn này, phước đức cũng như thế. Tại sao? Vì chẳng nghe pháp môn công đức này thì làm sao có thể tin hiểu thọ trì đọc tụ, hà huống tinh tấn theo lời tu hành. Do đó nên biết phải nghe được pháp môn công đức nhất thiết trí tích tập này thì mới có thể tin hiểu thọ trì tu tập, sau đó mới đến được bậc nhất thiết trí bấy giờ do thần lực của đức phật do pháp như vậy nên các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ức cõi phật trong mười phương đều có sáu thứ mười tám tướng chấn động đó là động biến động đẳng biến động khỏi biến khỏi đẳng biến khỏi dũng biến dũng đẳng biến dũng chấn biến chấn đẳng biến chấn hống biến hống đẳng biến hống kích biến kích đẳng biến kích mưa các hoa trời, chàng hoa trời, y trời, và các đồ trang nghiêm cõi trời, chàng phan lọng báu, tấu kỹ nhạc trời, âm thanh hòa nhã, đồng thời phát ra tiếng khen ngợi hết thảy công đức bậc nhất thiết trí. Như ở cung trời tha hóa tự tại thiên vương thế giới này, diễn nói pháp này, mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng đều như thế. Bấy giờ, lại do thần lực của Phật ngoài các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật trong mười phương đều có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật đến pháp hội này nói như vậy lành thay lành thay kim cang tạng hãy mau nói pháp này chúng tôi cũng đều đồng tên kim cang tạng thế giới chúng tôi ở thảy đều khác nhau nhưng đều đồng tên là kim cang đức đức phật đều đồng danh hiệu là kim cang tràng chúng tôi trụ ở trong bổn quốc, đều nương oai thần lực của Phật mà nói Pháp này. Chúng hội đều đồng nhau văn tự câu nghĩa, giống như ở đây nói chẳng tăng chẳng giảm. Đều nhờ thần lực của Phật mà đến Pháp hội này vì Ngài làm chứng, như nay chúng tôi đến thế giới này. Như vậy trong mười phương tất cả thế giới, chúng tôi cũng đều đến làm chứng như thế bấy giờ bồ tát kim cang tạng quan sát tất cả chúng hội mười phương khắp cùng pháp giới muốn tán thán phát tâm nhất thiết trí muốn thị hiện cảnh giới bồ tát muốn tịnh trị hạnh lực bồ tát muốn nói nhiếp thủ đạo nhất thiết chủ trí muốn trừ diệt tất cả cấu bẩn thế gian muốn thí cho nhất thiết trí muốn thị hiện trí trang nghiêm không nghĩ bàn muốn hiển bày các công đức của tất cả bồ tát muốn khiến cho nghĩa thập địa này thêm sáng tỏ nương thần lực của đức phật mà nói bài kệ rằng tâm đó tịch diệt luôn điều thuận bình đẳng vô ngại như hư không lìa các cấu trược trụ nơi đạo hạnh thù thắng này ông nên nghe trăm ngàn ước kiếp tu các thiện cũng dường vô lượng vô biên phật thanh văn độc giác cũng như thế vì lợi chúng sinh phát đại tâm tinh cần trì giới thường nhu nhẫn hổ thẹn phước vạ đều đầy đủ trí cầu phật trí tu rộng vạ nguyện được mười lực phát đại tâm ba đời chư phật đều cúng dường tất cả cõi nước đều nghiêm tịnh biết rõ các pháp đều bình đẳng vì lợi chúng sinh phát đại tâm Chủ nơi sơ địa sinh tâm này, lìa hẳn các ác thường hoan hỷ, nguyện lực rộng tu các pháp lành, do lòng thương xót vào bậc sau, giới nghe đầy đủ nhớ chúng sinh, rửa trừ dơ bẩn tâm sáng sạch, quán sát thế gian lửa ba độc, bậc hiểu rộng lớn vượt tam địa, ba cõi tất cả đều vô thường, như tên vào thân khổ thiêu đốt, nhằm lìa hữu vi cầu Phật Pháp bậc trí rộng lớn vượt diệm địa. Niệm huệ đầy đủ được đạo trí, cúng dường trăm ngàn vô lượng Phật, thường quán các công đức tối thắng, người này tiến nhập nan thắng địa. Trí huệ phương tiện khéo quán sát, thị hiện đủ thứ cứu chúng sinh, lại cúng đấng vô thượng thập lực, tiến vào vô sinh hiện tiền địa. Chỗ đời khó biết mà biết được, không thọ cái ta lìa có không pháp tánh vốn tịch tùy duyên truyền được vi diệu này hướng thất địa trí huệ phương tiện tâm rộng lớn khó hành khó phục khó biết rõ tuy chứng tịch diệt siêng tu tập nhập bất động địa như hư không phật khuyên khiến từ tịch diệt khởi rộng tu đủ thứ các trí nghiệp đủ mười tự tại quán thế gian nhờ đây mà lên thiện huệ địa dùng vi diệu trí quán chúng sinh, tâm hành nghiệp hoặc như rừng rậm, vì muốn hóa họ hướng về đạo. Diễn nói thắng nghĩa tạm chư Phật, thứ lớp tu hành đủ việc thiện, cho đến kiểu địa, tập phước vạ, thường cầu Pháp chư Phật tối thượng, được nước trí Phật quán đảnh cho. Đắc được vô số các tam muội cũng khéo biết rõ nghiệp họ làm, tam muội cuối cùng gọi thọ chức trụ cảnh rộng lớn luôn bất động khi bồ tát được tam muội này hoa sen báu lớn đột nhiên hiện thân lượng ngồi trên xứng với hoa phật tử vây quanh cùng quán sát phóng đại quang minh trăm ngàn ức diệt trừ tất cả chúng sinh khổ lại ở trên đảnh phóng quang minh vào khắp hội chư phật mười phương đều trụ trong không làm lưới quang cúng dường phật rồi vào dưới chân lập tức chư phật đều biết rõ nay phật tử này lên chức vị mười phương bồ tát đến quán sát đại sĩ thọ chức phóng quang chiếu chư phật giữa mày cũng phóng quang chiếu khắp mọi nơi nhập vào đảnh mười phương thế giới đều chấn động tất cả địa ngục khổ tiêu diệt. Bấy giờ chư Phật trao chức cho, như chuyển luân vương phong thái tử. Nếu được chư Phật quán đảnh cho, Bồ Tát này gọi Pháp vân địa, trí huệ tăng trưởng không bờ mé, khai ngộ tất cả các thế gian, dục giới sắc giới vô sắc giới, Pháp giới thế giới chúng sinh giới. hữu số vô số và hư không, như vậy tất cả đều thông đạt tất cả hóa dụng đại oai lực chư phật gia trì trí vi tế bí mật kiếp số đồng lỗ lông đều hay quán sát được như thật thọ xanh bỏ tục thành chánh đạo chuyển diệu pháp luân vào niết bàn cho đến pháp tịch diệt giải thoát và chỗ chưa nói đều biết được bồ tát trụ pháp vân điện này đầy đủ niệm lực trì phật pháp ví như biển cả thọ dòng mưa địa này thọ pháp cũng như thế mười phương vô lượng các chúng sinh đều được văn trì trì phật pháp nơi một vị phật được nghe pháp hơn số trên đây nhiều vô lượng dùng trí nguyện oai thần lực xưa, bột niệm khắp cùng mười phương cõi, dưới mưa cam nổ diệt phiền não, cho nên Phật nói Pháp vân địa, thần thông thị hiện khắp mười phương, hơn hẳn cảnh trời người thế gian, lại hơn số này vô lượng ức, thế trí suy ngẫm sẽ mê hoặc. Một cất chân lượng trí công đức, cho đến cửu địa không biết được, hà huống tất cả các chúng sinh cùng với thanh văn bích chi Phật. Địa này Bồ Tát cúng dường Phật, mười phương cõi nước đều khắp cùng, cũng cúng hiện tiền các thánh chúng, đầy đủ tra nghiêm Phật công đức. Trụ địa này lại vì chúng nói, ba đời Pháp giới vô ngại trí, chúng sinh cõi nước cũng như thế, cho đến tất cả Phật công đức. Địa này trí quang minh Bồ Tát, chỉ bày chúng sinh đường chánh pháp quang trời tự tại trừ đời tối quang này diệt tối cũng như thế trụ đây thường làm chủ ba cõi khéo hay diễn nói pháp ba thừa một niệm được vô lượng tam muội thấy được chư phật cũng như thế địa này nay tôi đã lược nói nếu muốn rộng nói không hết được các địa như vậy trong phật trí như mười núi chúa cao vòi vọi sơ địa nghề nghiệp không hết được ví như núi tuyết tụ thuốc hay nhị địa giới văn như núi hương tam như tỷ đà sinh hoa đẹp diệm huệ đạo báu vô cùng tận ví như núi tiên thiện nhân ở ngũ địa thần thông như núi càn lục như mã nhĩ đủ các quả thất địa đại huệ như núi ni bát địa tự tại như luân vi cửu như kế đô tập vô ngại thập như tu di đủ các đức sơ địa phát nguyện nhị trì giới tam địa công đức tứ chuyên nhất ngũ địa vi diệu lục thâm sâu thất rộng huệ lớn bát tra nghiêm cửu địa tư lượng nghĩa vi diệu hơn hẳn tất cả đạo thế gian thập địa thọ trì pháp chư phật biển hạnh như vậy không cạn hết mười hạnh hơn đời phát tâm trước chỉ giới thứ hai thiền thứ ba hạnh tịnh thứ tư thành tựu năm duyên sanh thứ sáu sâu suốt bảy thứ tám để tại tràng kim cang thứ chín quán sát chúng rừng rậm thứ mười quán đảnh tùy ý vua như vậy đức báo dần thanh tịnh mười phương cõi nước nghiền làm bụi có thể một niệm biết được số lông đo hư không lường biết được ức kiếp nói đây không hết được Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 40, phẩm thập định thứ 27. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại nước Ma Kiệt Đà, A Lan Nhã pháp Bồ Đà đạo tràng, ban đầu thành chánh giác tại điện Phổ Quang Minh nhập vào Tam Muội sát na tế chư Phật, dùng nhất thiết trí tự thần thông lực hiện thân như lai, thanh tịnh vô ngại, không chỗ y chỉ, không có phan duyên, trụ sa ma tha, tịch tĩnh cùng cực, đủ đại oai đức, không có nhiễm trước, hay khiến cho người thấy đều được khai ngộ, tùy nghi xuất hiện. Không thất thời, luôn trụ vào một tướng, đó là vô tướng. Với các vị đại Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ hội, thảy đều nhập vào bậc quán đành đủ Bồ Tát hạnh, đồng với Pháp giới vô lượng vô biên, đắc được tam muội thấy khắp các Bồ Tát, đại bi an ổn tất cả chúng sinh, thần thông tự tại đồng với Như Lai, trí huệ thâm nhập, diễn nghĩa chân thật. Đủ nhất thiết trí, hàng phục được các ma, tuy vào thế gian, mà tâm thường tịch tĩnh, trụ nơi vô trụ, giải thoát của Bồ Tát danh hiệu của các ngài là Bồ Tát Kim Cang Huệ, Bồ Tát Vô Đẳng Huệ, Bồ Tát Nghĩa Ngữ Huệ, Bồ Tát Tối Thắng Huệ, Bồ Tát Thường Xả Huệ, Bồ Tát Na Giả Huệ, Bồ Tát Thành Tựu Huệ, Bồ Tát Điều Thuận Huệ, Bồ Tát Đại Lực Huệ, Bồ Tát Nan Tư Huệ, Bồ Tát Vô Ngại Huệ, Bồ Tát Tăng Thượng Huệ, Bồ Tát Phổ Cúng Huệ, Bồ Tát Như Lý Huệ. Bồ Tát Thiện Xảo Huệ, Bồ Tát Pháp Tự Tại Huệ, Bồ Tát Pháp Huệ, Bồ Tát Tịch Tĩnh Huệ, Bồ Tát Hư Không Huệ, Bồ Tát Nhất Tướng Huệ, Bồ Tát Thiện Huệ, Bồ Tát Như Huyễn Huệ, Bồ Tát Quảng Đại Huệ, Bồ Tát Thế Lực Huệ, Bồ Tát Thế Gian Huệ, Bồ Tát Phật Địa Huệ, Bồ Tát Chân Thật Huệ, Bồ Tát Tôn Thắng Huệ, Bồ Tát Trí Quang Huệ, Bồ Tát Vô Biên Huệ. Bồ Tát niệm trang nghiêm, Bồ Tát đạt không tế, Bồ Tát tánh trang nghiêm, Bồ Tát thậm thâm cảnh, Bồ Tát thiện giải xứ phi xứ, Bồ Tát đại quang minh, Bồ Tát thường quang minh, Bồ Tát liễu Phật trùng, Bồ Tát tâm vương, Bồ Tát nhất hạnh, Bồ Tát thường hiện thần thông, Bồ Tát trí huệ nhạ, Bồ Tát công đức xứ, Bồ Tát pháp đăng. Bồ Tát chiếu thế, Bồ Tát trì thế, Bồ Tát tối an ổn, Bồ Tát tối thượng, Bồ Tát vô thượng, Bồ Tát vô tỷ, Bồ Tát siêu luân, Bồ Tát vô ngại hạnh, Bồ Tát quang minh diệu, Bồ Tát nguyệt quang, Bồ Tát nhất trần, Bồ Tát kiên cố hạnh, Bồ Tát chú pháp vũ, Bồ Tát tối thắng tràng, Bồ Tát phổ trang nghiêm, Bồ Tát trí nhãn, Bồ Tát Pháp Nhãn, Bồ Tát Huệ Vân, Bồ Tát Tổng Trì Vương, Bồ Tát Vô Trụ Nguyện, Bồ Tát Trí Tạng, Bồ Tát Tâm Vương, Bồ Tát Nội Giác Huệ, Bồ Tát Trụ Phật Trí, Bồ Tát Đà La Ni Dũng Kiện Lực, Bồ Tát Trì Địa Lực, Bồ Tát Diệu Nguyệt, Bồ Tát Tu Di Đỉnh. Bồ Tát Bảo Đình, Bồ Tát Phổ Quang Chiếu, Bồ Tát Oai Đức Vương, Bồ Tát Trí Huệ Luân, Bồ Tát Đại Oai Đức, Bồ Tát Đại Long Tướng, Bồ Tát Chất Trực Hạnh, Bồ Tát Bất Thối Truyền, Bồ Tát Trí Pháp Tràng, Bồ Tát Vô Vong Thất, Bồ Tát Nhiếp Chư Thú, Bồ Tát Bất Tư Nghỉ Quyết Định Huệ, Bồ Tát Du Hí Vô Biên Trí, Bồ Tát Vô Tận Diệu Pháp Tạng, Bồ Tát Trí Nhật, bồ tát pháp nhật bồ tát trí tạ bồ tát trí trạch bồ tát phổ kiến bồ tát bất không kiến bồ tát kim cang dũng bồ tát kim cang trí bồ tát kim cang diệm bồ tát kim cang huệ bồ tát phổ nhãn bồ tát phật nhật bồ tát trì phật kim cang bí mật nghĩa bồ tát phổ nhãn cảnh giới trí trang nghiêm các vị đại bồ tát như vậy nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, Thủa xưa đều cùng với tỷ lô giá na như lai tu các hạnh căn lành. Bây giờ, Đại Bồ Tát phổ nhãn, Nương thần lực của Đức Phật, Từ tòa ngồi đứng dậy, Hở y vai bên phải, Gối phải quỳ xuống đất, Chắp tay bạch Đức Phật rằng, Đức Thế Tôn, con có chỗ muốn hỏi Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác, Xin Ngài hứa khả đức phật nói với phổ nhãn rằng tùy ý ông hỏi ta sẽ vì ông mà nói khiến cho tâm ông hoan hỉ bồ tát phổ nhãn nói đức thế tôn bồ tát phổ hiền và các bồ tát trụ nơi hết thảy hạnh nguyện của phổ hiền thành tựu bao nhiêu tam muội giải thoát mà nơi các đại tam muội của bồ tát hoặc nhập hoặc xuất hoặc lúc an trụ dùng đại tam muội không thả nghĩ bàn của bồ tát khéo nhập xuất hay ở nơi tất cả tam muội thần thông biến hóa tự tại chẳng có ngừng nghỉ đức phật nói lành thay phổ nhãn ông vì lợi ích các chúng bồ tát quá khứ vị lai hiện tại mà hỏi nghĩa này phổ nhãn bồ tát phổ hiền hiện nay đang ở tại đây đã thành tựu thần thông tự tại không thể nghĩ bàn vượt lên trên tất cả các bồ tát khó có thể gặp được từ nơi vô lượng hạnh bồ tát sinh ra bồ tát đại nguyện đều đã thanh tịnh những hạnh đã làm đều không thối truyền vô lượng môn ba la mật môn đà la ni môn vô tận biện tài thảy đều đã được thanh tịnh vô ngại đại bi lợi ích tất cả chúng sinh nhờ nguyện lực xưa hết thủa vị lai mà không nhàm mỏi ông nên hỏi bồ tát phổ hiền bồ tát phổ hiền sẽ vì ông mà nói tam muội tự tại giải thoát đó bấy giờ các chúng bồ tát ở trong hội nghe danh hiệu phổ hiền lập tức đắc được vô lượng tam muội không thể nghĩ bàn tâm được vô ngại tịch tĩnh bất động trí huệ rộng lớn khó có thể dò lường, cảnh giới thâm sâu không ai bằng được. Hiện tiền đều thấy vô số chư Phật đắc được lực của Như Lai, đồng với tánh của Như Lai, quá khứ vị Lai hiện tại thảy đều chiếu rõ, hết thảy phước đức không thể cùng tận, tất cả thần thông đều đã đầy đủ. Các Bồ Tát đó ở chỗ phổ hiền, sinh tâm tôn trọng khát ngưỡng muốn thấy đều quan sát khắp cùng trong chúng hội mà vẫn không thấy, cũng chẳng thấy tòa ngồi của ngài, đó là do oai lực của Như Lai gia trì, cũng là thần thông tự tại của Phổ Hiền khiến được như vậy. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Nhãn bạch Đức Phật rằng: "Đức Thế Tôn, Bồ Tát Phổ Hiền nay đang ở đâu?" Đức Phật bảo Phổ Nhãn: Bồ Tát Phổ Hiền hiện đang ở tại chúng hội đạo tràng này ngồi gần chỗ ta không hề rời chỗ ngồi. Lúc đó Phổ Nhãn và các Bồ Tát lại quan sát chúng hội đạo tràng nữa, tìm cầu khắp nơi, bạch Đức Phật rằng, Đức Thế Tôn, nay chúng con vẫn chưa thấy thân Bồ Tát Phổ Hiền và tòa ngồi. Đức Phật nói, đúng như vậy, thiện nam tử, tại sao các ông không nhìn thấy, Thiện nam tử vì trụ xứ của Bồ Tát Phổ Hiền thâm sâu không thể nói được. Bồ Tát Phổ Hiền đắc được môn trí huệ vô biên, nhập vào định sư tử phấn tấn, đắc được dụng tự tại vô thượng, nhập vào thanh tịnh vô ngại tế, sinh ra mười lực của Như Lai, dùng pháp giới tạng làm thân, được tất cả Như Lai cùng hộ niệm trong khoảng một niệm đều có thể chứng nhập trí vô sai biệt của chư Phật ba đời, do đó các ông không thể nào thấy được vậy. Bây giờ, Bồ Tát Phổ Nhãn nghe Như Lai nói công đức thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền, liền đắc được 10.000 A Tăng Kỳ Tam Muội, dùng sức Tam Muội quán sát khắp, khát ngưỡng muốn thấy Bồ Tát Phổ Hiền cũng không nhìn thấy được. Tất cả các chúng Bồ Tát khác cũng đều không nhìn thấy. Lúc đó, Bồ Tát Phổ Nhãn từ Tam Muội dạy Bạch Đức Phật rằng, Đức Thế Tôn, con đã nhập 10.000 A Tăng Kỳ Tam Muội tìm xem Bồ Tát Phổ Hiền mà cuối cùng vẫn không thấy được, chẳng thấy thân và thân nghiệp, lời và lời nghiệp ý và ý nghiệp của Ngài, tòa và trụ xứ cũng đều không thấy. Đức Phật nói, đúng vậy, đúng vậy, thiện nam tử nên biết, đều do Bồ Tát phổ hiền trụ sức giải thoát không nghĩ bàn. Phổ nhãn ý ông thế nào, như có người nói đủ thứ huyễn tướng trụ xứ ở trong văn tự huyễn thuật chăng, đáp rằng, bạch đức thế tôn không đức phật nói phổ nhãn huyễn tướng ở trong huyễn còn không thể nói hà huống cảnh giới thân bí mật cảnh giới lời bí mật cảnh giới ý bí mật của bồ tát phổ hiền mà ở trong đó có thể nhập có thể thấy tại sao vì cảnh giới của bồ tát phổ hiền thâm sâu không thể nghĩ bàn không có số lượng đã vượt qua số lượng tóm lại bồ tát phổ hiền dùng họa kim cang vào khắp pháp giới, nơi tất cả thế giới không chỗ đi, không chỗ trụ, biết tất cả thân chúng sinh, tức đều chẳng phải thân, không đến không đi, đắc được thần thông tự tại, không đoạn tật, không sai biệt. Không nương, không làm, không có động chuyển, đến nơi bờ mé rốt giáo của Pháp giới thiện nam tử nếu ai thấy được bồ tát phổ hiền hoặc được thừa sự hoặc được nghe danh hoặc có tư duy hoặc có nghĩ nhớ hoặc sinh tin hiểu hoặc siêng quán sát hoặc bắt đầu hướng về hoặc chân tránh tìm cầu hoặc phát thệ nguyện liên tục không ngừng thì đều đắc được lợi ích không có luống qua bấy giờ phổ nhãn và tất cả chúng bồ tát sinh tâm khát ngưỡng đối với bồ tát phổ hiền nguyện muốn được thấy bèn nói như vậy nam mô nhất thiết chư phật nam mô phổ hiền bồ tát xưng như vậy ba lần cúi đầu đảnh lễ cung kính bấy giờ đức phật bảo bồ tát phổ nhãn và các chúng hội rằng các phật tử các ông càng phải nên lễ kính phổ hiền phải siêng thỉnh cầu lại phải chuyên tâm quan sát mười phương nghĩ thân phổ hiền hiện tại ở trước mắt tư duy như vậy khắp cùng pháp giới thâm tâm tin hiểu nhàm lìa tất cả phát thạ với phổ hiền cùng một hạnh nguyện nhập vào pháp chân thật không hai thân ngài hiện khắp tất cả thế gian đều biết các căn chúng sinh khác biệt khắp tất cả mọi nơi tu tập đạo phật Phổ Hiền, nếu phát khởi đại nguyện như vậy thì sẽ thấy được Bồ Tát Phổ Hiền. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Nhãn nghe Đức Phật nói xong, cùng với các bồ tát đảnh lễ cầu xin được thấy phổ hiền đại sĩ bấy giờ bồ tát phổ hiền liền dùng sức thần thông giải thoát theo sự thỉnh cầu mà hiện xác thân khiến cho bồ tát phổ nhãn và tất cả các chúng bồ tát đều thấy phổ hiền gần gũi đức như lai ngồi trên tòa sen ở trong tất cả chúng bồ tát này cũng thấy bồ tát phổ hiền ở chỗ tất cả chư phật trong tất cả thế giới khác từ nơi đó thứ lớp liên tục đi đến cũng thấy đang ở chỗ tất cả chư phật đó diễn nói tất cả các bồ tát hạnh khai thị trí đạo nhất thiết trí diễn minh tất cả thần thông của bồ tát phân biệt tất cả oai đức của bồ tát thị hiện tất cả chư phật ba đời Bấy giờ, Bồ Tát phổ nhãn và tất cả chúng Bồ Tát thấy thần biến đó, trong tâm đều hớn hở, sinh đại hoan hỷ, đều đảnh lễ Bồ Tát phổ hiền, sinh tâm tôn trọng, như thấy mười phương tất cả chư Phật. Bấy giờ, nhờ đại oai thần lực của Phật và sức tin hiểu của các Bồ Tát, nguyện lực xưa của Bồ Tát phổ hiền tự nhiên mưa xuống mười ngàn thứ mây, đó là đủ thứ mây hoa, đủ thứ mây tràng hoa, đủ thứ mây hương, đủ thứ mây hương bột, đủ thứ mây lọng, đủ thứ mây y, đủ thứ mây đổ nghiêm sức, đủ thứ mây châu báu đủ thứ mây hương đốt đủ thứ mây lụa màu bất khả thuyết thế giới sáu thứ chấn động tấu lên âm nhạc trời âm thanh đó vang xa bất khả thuyết thế giới phóng đại quang minh quang minh đó chiếu khắp bất khả thuyết thế giới khiến cho ba đường ác đều được diệt trừ nghiêm tịnh bất khả thuyết thế giới khiến cho bất khả thuyết bồ tát nhập vào hạnh phổ hiền bất khả thuyết bồ tát thành tựu hạnh phổ hiền bất khả thuyết bồ tát đều được viên mãn hạnh nguyện phổ hiền thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác Bấy giờ Bồ Tát Phổ Nhãn bạch Đức Phật rằng, Đức Thế Tôn Bồ Tát Phổ Hiền là bậc trụ nơi đại oai đức, bậc trụ nơi vô đẳng, bậc trụ nơi không lỗi lầm, bậc trụ nơi bất thối, bậc trụ nơi bình đẳng, bậc trụ nơi bất hoại, bậc trụ nơi tất cả pháp sai biệt, bậc trụ nơi tất cả pháp không sai biệt, bậc trụ nơi tất cả chúng sinh chỗ tâm trụ khéo léo, bậc trụ tất cả pháp tự tại giải thoát tam muội. Đức Phật nói đúng vậy đúng vậy phổ nhãn như lời ông nói Bồ Tát phổ Hiền có a tăng kỳ công đức thanh tịnh đó là công đức vô đẳng Tra Nghiêm công đức vô lượng bảo biển công đức không nghĩ bàn công đức vô lượng tướng công đức vô biên mây công đức vô biên tế không thể xưng tán công đức vô tận pháp công đức bất khả thuyết công đức tất cả Phật công đức tán thán khen ngợi không hết được Bấy giờ Đức Như Lai bảo Bồ Tát Phổ Hiền rằng, Phổ Hiền ông nên vì Phổ Nhãn và các chúng Bồ Tát trong hội này nói 10 đại tam muội khiến cho họ khéo được nhập vào thành tựu viên mãn hết thảy hạnh nguyện Phổ Hiền, vì các đại Bồ Tát nói 10 đại tam muội này khiến cho Bồ Tát quá khứ đã được xuất ly, Bồ Tát hiện tại nay được xuất ly, Bồ Tát vị lai sẽ được xuất ly những gì là mười một là đại tam muội phổ quang hai là đại tam muội diệu quang ba là đại tam muội thứ tự đến khắp cùng cõi nước chư phật bốn là đại tam muội thâm tâm thanh tịnh hạnh năm là đại tam muội biết quá khứ trang nghiêm tạng sáu là đại tam muội trí quang minh tạng bảy là đại tam muội biết rõ tất cả thế giới phật tra nghiêm tám là đại tam muội thân chúng sinh khác biệt chín là đại tam muội pháp giới tự tại mười là đại tam muội vô ngại luân mười đại tam muội này chư đại bồ tát mới khéo vào được tất cả chư phật quá khứ vị lai hiện tại đã nói sẽ nói đang nói nếu các bồ tát ưa thích tôn trọng tu tập không giải đãi thì được thành tựu, người như vậy gọi là Phật, gọi là Như Lai, cũng gọi là người đắc được mười lực, cũng gọi là đạo sư, cũng gọi là đại đạo sư, cũng gọi là nhất thiết trí, cũng gọi là nhất thiết kiến, cũng gọi là trụ vô ngại, cũng gọi là đạt chư cảnh, cũng gọi là nhất thiết pháp tự tại. Bồ Tát này vào khắp tất cả thế giới mà chẳng chấp trước nơi thế giới vào khắp tất cả cõi chúng sinh mà chẳng thủ lấy nơi chúng sinh vào khắp tất cả thân mà chẳng ngại nơi thân vào khắp tất cả pháp giới mà biết pháp giới không bờ mé gần gũi chư Phật ba đời thấy rõ tất cả các Phật pháp khéo nói tất cả văn tự thấu đạt tất cả giả danh thành tựu tất cả đạo thanh tịnh của Bồ Tát an trụ tất cả hạnh khác biệt của Bồ Tát. Ở trong một niệm được khắp nhất thiết trí ba đời, biết khắp tất cả pháp ba đời, nói khắp tất cả giáo lý chư Phật, truyền khắp tất cả bất thối truyền, nơi quá khứ vị lai hiện tại, mỗi mỗi đời chứng khắp tất cả đạo bồ đề, ở trong mỗi mỗi bồ đề này, biết rõ khắp tất cả những gì Phật nói đây là môn pháp tướng của các bồ tát là môn trí giác của các bồ tát là môn nhất thiết trùng trí vô thắng tràng là môn các hạnh nguyện phổ hiền bồ tát là môn mãnh lợi thần thông thạ nguyện là môn tất cả tổng trì biện tài là môn các pháp ba đời khác biệt là môn tất cả chư phật thị hiện là môn dùng tát bà nhạ an lập tất cả chúng sinh là môn dùng thần lực của phật nghiêm tịnh tất cả thế giới nếu bồ tát vào tam muội này thì đắc được lực pháp giới không cùng tận đắc được hạnh hư không chẳng có chướng ngại đắc được bậc pháp vương vô lượng tự tại ví như thế gian quán đảnh thọ chức đắc được vô biên trí thông đạt tất cả đắc được lực rộng lớn mười thứ viên mãn thành tựu tâm không tranh vào bờ mé tịch diệt đại bi không sợ hãi giống như sư tử làm bậc trượng phu trí huệ thắp sáng đèn chánh pháp tất cả công đức khen ngợi không hết được thanh văn độc giác không thể nghĩ bàn đắc được trí pháp giới trụ bờ mé vô động mà có thể tùy tục khai diễn đủ thứ trụ nơi vô tướng khéo vào pháp tướng đắc được tự tánh thanh tịnh tạng sinh vào nhà như lai thanh tịnh khéo khai thị đủ thứ pháp khác biệt mà nhờ trí huệ thấu rõ không chỗ có khéo biết thời thường hành pháp thí khai ngộ tất cả gọi là bậc trí khắp nhiếp chúng sinh đều khiến cho thanh tịnh, dùng trí phương tiện thị hiện thành Phật đạo, mà thường tu hành hạnh Bồ Tát không có dứt tận. Vào nhất thiết trí cảnh giới phương tiện thị hiện đủ thứ thần thông rộng lớn, cho nên phổ hiền, nay ông nên phân biệt diễn nói mười đại tam muội của tất cả Bồ Tát, nay Pháp hội này thầy đều muốn nghe bấy giờ bồ tát phổ hiền theo chỉ thị của như lai nhìn bồ tát phổ nhãn và các chúng bồ tát mà nói rằng thứ nhất tam muội phổ quang minh phật tử thế nào là tam muội phổ quang minh của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này có mười pháp vô tận những gì là mười đó là chư Phật xuất hiện trí vô tận, chúng sinh biến hóa trí vô tận, thế giới như hình bóng trí vô tận, vào sâu pháp giới trí vô tận, khéo nhiếp Bồ Tát trí vô tận, Bồ Tát bất thối trí vô tận, khéo quán tất cả pháp nghĩa trí vô tận, khéo chỉ tâm lực trí vô tận, trụ tâm Bồ Đề rộng lớn trí vô tận, trụ tất cả Phật Pháp nhất thiết trí nguyện lực trí vô tận. Phật tử, đó gọi là 10 pháp vô tận của đại Bồ Tát. Phật tử, đại Bồ Tát này phát 10 thứ tâm vô biên. Những gì là 10, đó là phát tâm vô biên độ thoát tất cả chúng sinh, phát tâm vô biên thừa sự tất cả chư Phật, phát tâm vô biên cúng dường tất cả chư Phật, phát tâm vô biên hiện khắp tất cả chư Phật phát tâm vô biên thọ trì tất cả Phật pháp không quên mất, phát tâm vô biên thị hiện vô lượng thần biến của tất cả chư Phật, phát tâm vô biên vì đắc được Phật lực không bỏ tất cả hạnh Bồ đề, phát tâm vô biên vào khắp cảnh giới vi tế nhất thiết trí nói tất cả Phật pháp, phát tâm vô biên vào khắp cảnh giới rộng lớn không nghĩ bàn của Phật, phát tâm vô biên nơi biện tài của Phật khỏi trí ưa thích thâm sâu lãnh thọ các phật pháp phát tâm vô biên thị hiện đủ thứ thân tự tại vào tất cả đạo tràng chúng hội của như lai đó là mười Phật tử, Đại Bồ Tát này có 10 thứ trí vào tam muội khác biệt. Những gì là 10? Đó là phương Đông nhập định, phương Tây khởi, phương Tây nhập định, phương Đông khởi, phương Nam nhập định, phương Bắc khởi, phương Bắc nhập định, phương Nam khởi. Phương Đông Bắc nhập định, phương Tây Nam khởi, phương Tây Nam nhập định, phương Đông Bắc khởi phương tây bắc nhập định phương đông nam khởi phương đông nam nhập định phương tây bắc khởi phương dưới nhập định phương trên khởi phương trên nhập định phương dưới khởi đó là mười phật tử đại bồ tát này có mười thứ trí thiện xảo vào tam muội những gì là mười Phật tử, Đại Bồ Tát dùng ba ngàn đại thiên thế giới là một hoa sen, hiện thân ngồi kiết già khắp trên hoa sen này. Trong thân lại hiện ba ngàn đại thiên thế giới, trong đó có trăm ức bốn thiên hạ. Mỗi mỗi bốn thiên hạ hiện trăm ức thân, mỗi mỗi thân vào trăm ức. Trăm ức ba ngàn đại thiên thế giới, nơi thế giới đó mỗi mỗi bốn thiên hạ, hiện trăm ức trăm ức Bồ Tát tu hành mỗi mỗi bồ tát tu hành sinh trăm ước trăm ước quyết định giải mỗi mỗi quyết định giải khiến cho trăm ước trăm ước căn tánh viên mãn mỗi mỗi căn tánh thành trăm ước trăm ước pháp nghiệp bất thối của bồ tát những thân đã hiện đó chẳng phải một chẳng phải nhiều nhập định xuất định không có lầm loạn phật tử như La Hầu A Tu La Vương, bổn thân cao 700 do tuần, hóa thân cao đến 16 vạn 8 ngàn do tuần, đứng ở trong biển lộ nửa thân, cao ngang bằng núi Tu Di. Phật tử A Tu La Vương đó tuy hóa thân như thế, cao 16 vạn 8 ngàn do tuần, mà cũng không hoại tướng bổn thân, các quần giới xứ đều như cũ, tâm chẳng lầm loạn, nơi thân biến hóa không nghĩ là thân người khác, cũng không nghĩ bổn thân đó chẳng phải thân mình. Vốn thọ sinh thân, luôn thọ các sự an vui, hóa thân thường hiện đủ thứ tự tại thần thông oai lực. Phật tử A Tu La Vương có tham sân si, đầy đủ kiêu mạn mà còn biến hiện được thân như vậy. Hà huống đại Bồ Tát thấu đạt được tâm pháp như huyễn, tất cả thế gian thảy đều như mộng tất cả chư phật xuất hiện ra đời đều như hình bóng tất cả thế giới như biến hóa lời lẽ âm thanh thảy đều như vang thấy pháp như thật dùng pháp như thật mà làm thân mình biết tất cả pháp tánh vốn thanh tịnh biết rõ thân tâm chẳng có thật thể thân này trụ khắp vô lượng thế giới dùng trí huệ quang minh rộng lớn của phật tịnh tu tất cả hạnh bồ tát phật tử đại bồ tát trụ tam muội này vượt qua thế gian xa đỉa thế gian không có mê loạn không ai che lấp được phật tử ví như tỳ kheo quán sát trong thân trụ nơi quán bất tịnh quán thấy thân mình đều là bất tịnh đại bồ tát cũng lạ như thế trụ tam muội này quán sát pháp thân thấy các thế gian vào khắp thân mình thấy rõ trong thân tất cả thế gian và pháp thế gian nơi các thế gian và pháp thế gian đều không chấp trước phật tử đó là trí thiện xảo đại tam muội phổ quang minh thứ nhất của đại bồ tát thứ hai tam muội diệu quang minh phật tử thế nào là tam muội diệu quang minh của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này có thể vào ba ngàn đại thiên thế giới nhiều như số hạt bụi của ba ngàn đại thiên thế giới nơi mỗi mỗi thế giới hiện ra số thân nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới mỗi mỗi thân phóng ra quang minh nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới mỗi mỗi quang minh hiện ra màu sắc nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới mỗi mỗi màu sắc chiếu thế giới nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới trong mỗi mỗi thế giới điều phục chúng sinh nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới các thế giới đó đủ thứ sự khác nhau bồ tát đều biết đó là thế giới tạp nhiễm thế giới thanh tịnh thế giới sở nhân thế giới kiến lập thế giới đồng trụ thế giới quang sắc thế giới lai vãng tất cả như vậy bồ tát đều biết bồ tát đều vào các thế giới đó cũng đều đến nhập vào thân của bồ tát mà các thế giới chẳng có tạp loạn đủ thứ các pháp cũng không hoại diệt phật tử ví như mặt trời mọc lên trước tiên chiếu núi tu di sau chiếu núi bảy báu ở giữa núi bảy báu và núi báu đều có hình ảnh ánh sáng hiển hiện rõ ràng những hình ảnh mặt trời ở trên núi báu đó đều hiển hiện ở trong hình ảnh giữa núi những hình ảnh mặt trời ở giữa núi bảy báu đó cũng đều hiển hiện trong hình ảnh ở trên núi cứ hiện hình bóng với nhau như vậy hoặc nói hình ảnh mặt trời xuất hiện núi bảy báu hoặc nói hình ảnh mặt trời xuất hiện giữa núi bảy báu hoặc nói hình ảnh mặt trời nhập vào núi bảy báu hoặc nói hình ảnh mặt trời nhập vào giữa núi bảy báu nhưng hình ảnh mặt trời này chiếu hiện với nhau chẳng có bờ mé thẻ tánh chẳng có cũng lại chẳng không chẳng trụ ở núi chẳng lìa khỏi núi chẳng trụ ở nước cũng chẳng lìa khỏi nước. Phật tử, Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ ở tam muội diệu quang rộng lớn này, chẳng hoại tướng an lập của thế gian, chẳng diệt tự tánh các pháp của thế gian, chẳng trụ ở trong thế giới, chẳng trụ ở ngoài thế giới, nơi các thế giới, chẳng có sự phân biệt cũng chẳng hoại tướng của thế giới quán tất cả pháp một tướng vô tướng cũng chẳng hoại tự tánh của các pháp trụ tánh chân thật luôn không xả lìa phật tử ví như huyễn sư khéo biết huyễn thuật ở nơi ngã tư đường làm các việc huyễn như khoảng một sát na trong một ngày hoặc hiện một ngày hoặc hiện một đêm hoặc lại hiện làm 7 ngày 7 đêm, nửa tháng, 1 tháng, 1 năm, trăm năm, tùy theo ý muốn của nhà huyễn thuật đều thị hiện được. Thành ấp tụ lạc, suối chảy hồ biển, mặt trời mặt trăng, mây mưa, cung điện, phòng ốc, tất cả như vậy đều đầy đủ. Chẳng vì thị hiện trải qua năm tuổi mà hoại mất căn bổn một ngày một thời, chẳng vì bổn thời rất ngắn ngủi mà hoại sở hiện ngày tháng năm tuổi tướng huyễn hiện rõ nhưng ngày vốn có chẳng diệt. Đại Bồ Tát cũng lại như thế vào tam muội diệu quang rộng lớn hiện ra A Tăng Kỳ thế giới. Vào trong một thế giới, A Tăng Kỳ thế giới đó, mỗi mỗi đều có đất nước gió lửa, có biển cả các núi thành ấp tụ lạc, vườn rừng nhà cửa, cung trời, cung rồng, cung dạ xoa, cung cản thát bà, cung A Tu La, cung Ca Lâu La, cung khẩn na la, cung ma hầu la già, đủ thứ sự trang nghiêm, thải đều đầy đủ. Có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, nghiệp hành quả báo, chết đây sinh kia, hết thảy thời tiết của tất cả thế gian khoảnh khắc ngày đêm nửa tháng một tháng một năm trăm năm kiếp thành kiếp hoại cõi nước tạp nhiễm cõi nước thanh tịnh cõi nước rộng lớn cõi nước hẹp nhỏ ở trong các cõi đó đều có chư phật xuất hiện ra đời cõi phật thanh tịnh có bồ tát chúng hội vây khắp chung quanh thần thông tự tại giáo hóa chúng sinh các cõi nước đó ở tại phương chốn nào đều có vô lượng chúng người thảy đều đầy dẫy hình thù dị thú đủ thứ chúng sinh vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn do nghiệp lực thanh tịnh quá khứ vị lai hiện tại mà sinh ra vô lượng châu báu tốt đẹp những sự việc như vậy thảy đều thị hiện vào một thế giới Bồ Tát ở đây đều thấy rõ khắp vào khắp quán khắp nghĩ khắp biết khắp dùng vô tận trí đều biết như thật chẳng vì các thế giới kia nhiều mà hư hoại một thế giới này chẳng vì một thế giới này mà hư hoại nhiều thế giới kia tại sao vì bồ tát biết tất cả pháp đều vô ngã đó gọi là người vào pháp không mạng pháp không làm vì Bồ Tát ở nơi tất cả thế gian, riêng tu hành Pháp không tranh, đó gọi là người trụ Pháp vô ngã. Vì Bồ Tát thấy tất cả thân như thật, đều từ duyên khởi, đó gọi là người trụ Pháp không chúng sinh. Vì Bồ Tát biết tất cả Pháp sinh diệt đều từ nhân sinh ra, đó gọi là người trụ nơi Pháp vô bổ giả la. Vì Bồ Tát biết các pháp bổn tánh bình đẳng đó gọi là người trụ pháp vô ý sinh vô ma nạp bà vì bồ tát biết tất cả pháp bổn tánh tịch tĩnh đó gọi là người trụ pháp tịch tĩnh vì bồ tát biết tất cả pháp một tướng đó gọi là người trụ pháp không phân biệt vì bồ tát biết pháp giới không có đủ thứ pháp khác biệt đó gọi là người trụ pháp không nghĩ bàn vì bồ tát siêng tu tất cả phương tiện khéo điều phục chúng sinh đó gọi là người trụ pháp đại bi Phật tử như vậy, Bồ Tát có thể dùng A Tăng Kỳ thế giới vào một thế giới, biết vô số chúng sinh đủ thứ sự khác biệt, thấy vô số Bồ Tát đều phát Bồ đề tâm, quán vô số chư Phật nơi nơi đều xuất hiện ra đời, các Như Lai đó diễn nói pháp, các Bồ Tát đó đều lãnh thọ, cũng thấy thân mình ở trong đó tu hành mà không bỏ chỗ đây mà thấy nơi kia cũng chẳng bỏ chỗ kia mà thấy nơi đây thân kia thân đây không có sự khác biệt vì vào thế giới thường xuyên quan sát không có ngừng nghỉ vì không bỏ trí huệ không thối truyền như có nhà huyễn thuật ở tại một nơi làm các huyễn thuật chẳng vì dùng huyễn địa mà hoại nơi bổn địa chẳng vì dùng huyễn nhật mà hoại bổn nhật đại bồ tát cũng lại như thế nơi không có cõi nước mà hiện có cõi nước nơi có cõi nước mà hiện không có cõi nước nơi có chúng sinh mà hiện không có chúng sinh nơi không có chúng sinh mà hiện có chúng sinh không có sắc mà hiện có sắc có sắc mà hiện không có sắc trước chẳng loạn sau sau chẳng loạn trước Bồ Tát biết rõ tất cả Pháp thế gian cũng đều như vậy, giống như huyễn hóa. Vì biết Pháp huyễn nên biết trí huyễn, biết trí huyễn nên biết nghiệp huyễn, biết trí huyễn, nghiệp huyễn rồi, khỏi nên huyễn trí, quán tất cả nghiệp như thế giới huyễn chẳng phải ở bên ngoài xứ mà hiện huyễn cũng chẳng phải bên ngoài huyễn mà có bổn xứ đại bồ tát cũng lại như thế chẳng ở ngoài hư không mà vào thế gian cũng chẳng phải ở ngoài thế gian mà vào hư không tại sao vì hư không thế gian chẳng có sự khác biệt ở tại thế gian, cũng ở tại hư không. Đại Bồ Tát trụ ở trong hư không, thấy đường tu được đủ thứ nghiệp, diệu trang nghiêm khác biệt của tất cả thế gian. Trong khoảng một niệm, đều biết rõ vô số thế giới hoặc thành hoặc hoại, cũng biết các kiếp liên tục thứ lớp, có thể ở trong một niệm hiện vô số kiếp, cũng chẳng khiến cho một niệm đó rộng lớn. Đại Bồ Tát đã được giải thoát huyễn trí không nghĩ bàn đến bờ bên kia trụ nơi huyễn tế, vào thế giới huyễn số, suy ngẫm các pháp thảy đều như huyễn, chẳng trái với huyễn thế, tận nơi huyễn trí, biết rõ ba đời với huyễn không khác. Quyết định thông đạt, tâm không bỏ mé, như các như lai trụ nơi trí như huyễn, tâm các ngài bình đẳng, đại Bồ Tát cũng lại như thế, biết các thế gian thảy đều như huyễn. Ở tại tất cả mọi nơi, đều không chấp trước, không có cái gì là của ta như nhà huyễn thuật đó làm các việc huyễn tuy chẳng trụ với việc huyễn đó mà nơi việc huyễn cũng không mê hoặc đại bồ tát cũng lại như thế biết tất cả pháp đến nơi bờ kia tâm chẳng cho rằng ta vào được nơi pháp cũng chẳng ở nơi pháp mà có sự lầm loạn đó là đại bồ tát diệu quang minh thiện xảo trí thứ hai của đại bồ tát phật tử thế nào là thần thông tam muội thứ tự đi đến cõi nước chư phật của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này qua phương đông vô số thế giới lại qua khỏi các thế giới đó nhiều như số hạt bụi thế giới ở trong các thế giới đó nhập tam muội này hoặc sát na nhập hoặc khoảnh khắc nhập hoặc liên tục nhập hoặc mặt trời mọc nhập hoặc giữa trưa nhập hoặc mặt trời lặn nhập hoặc ban đêm nhập hoặc nửa đêm nhập hoặc cuối đêm nhập hoặc một ngày nhập hoặc năm ngày nhập hoặc nửa tháng nhập hoặc một tháng nhập hoặc một năm nhập hoặc trăm năm nhập hoặc ngàn năm nhập hoặc trăm ngàn năm nhập hoặc ước năm nhập hoặc trăm ngàn ước năm nhập hoặc trăm ngàn na do tha ước năm nhập hoặc một kiếp nhập hoặc trăm kiếp nhập hoặc trăm ngàn kiếp nhập hoặc trăm ngàn na do tha ước kiếp nhập hoặc vô số kiếp nhập hoặc vô lượng kiếp nhập hoặc vô biên kiếp nhập hoặc vô đẳng kiếp nhập hoặc bất khả số kiếp nhập hoặc bất khả xưng kiếp nhập hoặc bất khả tư kiếp nhập hoặc bất khả lượng kiếp nhập hoặc bất khả thuyết kiếp nhập hoặc bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp nhập hoặc lâu hoặc gần hoặc pháp hoặc thời đủ thứ sự khác nhau bồ tát ở đó chẳng sinh phân biệt tâm không nhiễm trước chẳng nghĩ hai, chẳng nghĩ chẳng hai, chẳng nghĩ khắp, chẳng phân biệt. Tuy lìa phân biệt đây mà dùng thần thông phương tiện từ tam muội khởi, nơi tất cả pháp không quên không mất, đến nơi rốt ráo, ví như mặt trời đi vòng quanh chiếu khắp, ngày đêm không ngừng, mặt trời mọc lên gọi là ngày, mặt trời lặn gọi là đêm, ngày cũng chẳng sinh, đêm cũng chẳng diệt đại bồ tát nơi vô số thế giới nhập thần thông tam muội nhập tam muội rồi thấy rõ vô số thế giới đó cũng lại như thế phật tử đó là thần thông đại tam muội thứ ba thiện xảo trí thứ lớp đi đến các cõi nước chư phật của đại bồ tát thứ tư tam muội thanh tịnh thâm tâm hạnh phật tử thế nào là tam muội thanh tịnh tâm tâm hạnh của đại bồ tát Phật tử đại Bồ Tát này biết số thân chư Phật đồng chúng sinh, thấy vô lượng Phật hơn số hạt bụi A Tăng Kỳ thế giới, ở nơi mỗi chỗ các Như Lai đó đem tất cả các thứ hương thơm dâng lên cúng dường, đem tất cả các thứ hoa đẹp dâng lên cúng dường đem tất cả các thứ lọng lớn như a tăng kỳ cõi Phật dâng lên cúng dường, đem tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp hơn hẳn tất cả thế giới dâng lên cúng dường, giải tất cả các thứ báu dâng lên cúng dường, đem tất cả các thứ đồ trang nghiêm để trang nghiêm nơi kinh hành dâng lên cúng dường. Đem tất cả vô số mani bảo tạng thượng hạng dâng lên cúng dường, dùng Phật thần lực hóa ra ẩm thực thượng vị hơn các cõi trời dâng lên cúng dường. Tất cả cõi Phật có đủ thứ đồ cúng dường thượng hạng, dùng thần lực thảy đèo nhiếp lấy dâng lên cúng dường ở nơi mỗi các Như Lai đó cung kính tôn trọng, cúi đầu đảnh lễ thưa hỏi Phật pháp, khen Phật bình đẳng, tán thán công đức chư Phật rộng lớn, vào đại bi của chư Phật đã vào, đắc được sức bình đẳng vô ngại của Phật, trong khoảng một niệm siêng cầu diệu pháp ở chỗ tất cả chư Phật, nhưng tướng thị hiện ra đời vào niết bàn của chư Phật như vậy đều vô sở đắc, như tâm tán động, biết rõ sở duyên khác biệt, tâm khởi chẳng biết duyên khởi chỗ nào tâm diệt chẳng biết duyên diệt chỗ nào đại bồ tát này cũng lại như thế chọn không phân biệt tướng ra đời và niết bàn của như lai phật tử như dương diệm giữa ban ngày chẳng phải từ mây sinh ra chẳng phải từ sông sinh ra chẳng ở nơi đất chẳng ở nơi nước chẳng có chẳng không chẳng thiện chẳng ác chẳng sạch chẳng dơ không thể uống rửa được không thể làm ô uế được chẳng có thể chẳng không thể chẳng có vị chẳng không vị bởi do nhân duyên mà hiện tướng nước vì thức biết rõ xa nhìn tựa như nước mà khởi tưởng nước đến gần thì không có tưởng nước tự diệt mất Đại Bồ Tát này cũng lạ như thế, chẳng đắc được tướng ra đời và niết bàn của Như Lai, chư Phật có tướng và không tướng đều do tâm tưởng phân biệt. Phật tử, tam muội này gọi là thanh tịnh thâm tâm hạnh. Đại Bồ Tát, nơi tam muội này vào rồi thì khởi, khởi rồi chẳng mất. Ví như có người ngủ thức dậy nhớ việc trong mộng, khi thức giấc tuy không ở trong cảnh mộng mà nhớ lại được tâm không quên mất. Đại Bồ Tát cũng lạ như thế, vào tam muội thấy Phật nghe Pháp từ định dậy nhớ trì chẳng quên, đem Pháp này diễn nói trong tất cả đạo tràng chúng hội, trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật, vô lượng nghĩa lý thảy đều thông đạt, tất cả Pháp môn cũng đều thanh tịnh thắp sáng đuốc đại trí huệ nối tiếp giống chư phật đầy đủ vô ý biện tài không cạn khai thị diễn nói tạng pháp thâm sâu đó là đại tam muội thiện xảo trí thanh tịnh thâm tâm hạnh thứ tư của đại bồ tát thứ năm tam muội biết quá khứ trang nghiêm tạng phật tử thế nào là tam muội biết quá khứ trang nghiêm tạng của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này biết chư phật quá khứ xuất hiện nó là trong kiếp thứ tự các cõi thứ tự trong cõi thứ tự các kiếp thứ tự trong kiếp thứ tự chư phật xuất hiện thứ tự trong phật xuất hiện thứ tự nói pháp thứ tự trong sự nói pháp thứ tự các tâm ưa thích thứ tự trong tâm ưa thích thứ tự các căn thứ tự trong căn thứ tự điều phục thứ tự trong sự điều phục thứ tự chư phật thọ mạng thứ tự trong sự thọ mạng thứ tự biết ức na do tha năm tuổi số lượng thứ tự Phật tử vì Đại Bồ Tát này đắc được vô biên trí huệ thứ tự như vậy, nên biết chư Phật quá khứ, nên biết các cõi quá khứ, nên biết pháp môn quá khứ, nên biết các kiếp quá khứ, nên biết các pháp quá khứ, nên biết các tâm quá khứ, nên biết... Các sự hiểu biết quá khứ, nên biết các chúng sinh quá khứ, nên biết các phiền não quá khứ, nên biết các nghi thức quá khứ, nên biết các thanh tịnh quá khứ. Phật tử tam muội này gọi là quá khứ thanh tịnh tạm, ở trong một niệm vào được trăm kiếp, vào được ngàn kiếp, vào được trăm ngàn kiếp, vào được trăm ngàn ức na do tha kiếp, vào được vô số kiếp, vào được vô lượng kiếp, vào được vô biên kiếp, vào được vô đẳng kiếp, vào được bất khả số kiếp, vào được bất khả xưng kiếp, vào được bất khả tư kiếp, vào được bất khả lượng kiếp, vào được bất khả thuyết kiếp, vào được bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp phật tử đại bồ tát đó vào tam muội này chẳng diệt hiện tại chẳng duyên quá khứ phật tử đại bồ tát đó từ tam muội này khởi ở chỗ như lai thọ mười pháp quán đành không thả nghĩ bàn cũng đắc được cũng thanh tịnh cũng thành tựu cũng nhập vào cũng chứng được cũng viên mãn cũng thọ trì bình đẳng biết rõ tam luân thanh tịnh những gì là 10, 1 là biện luận chẳng trái nghĩa, 2 là thuyết pháp vô tận, 3 là huấn tử không lỗi, 4 là lạc thuyết không dứt, 5 là tâm không sợ hãi, 6 là lời quyết thành thật, 7 là chỗ nương tựa của chúng sinh, 8 là cứu thoát ba cõi, 9 là căn lành tối thắng, 10 là điều ngự diệu pháp. Phật tử đó là mười pháp quán đảnh. Nếu Bồ Tát vào tam muội này, từ tam muội khởi không gián đoạn liền đắc được, như ca la la khi nhập thai tạng thì trong khoảng một niệm thức liền thác sinh. Đại Bồ Tát cũng lạ như thế, từ định này khởi, ở chỗ như lai, một niệm liền được mười thứ pháp này. Phật tử đó gọi là Đại Tam Muội Trí Thiện Xảo biết quá khứ trang nghiêm tạng thứ năm của Đại Bồ Tát. Thứ sáu Tam muội trí quang minh tạng, Phật tử thế nào là Tam muội trí quang minh tạng của đại Bồ Tát? Phật tử, đại Bồ Tát đó trụ Tam muội này, biết được hết thảy chư Phật trong tất cả kiếp của tất cả thế giới đời vị lai, hoặc đã nói hoặc chưa nói, hoặc đã thọ ký hoặc chưa thọ ký, đủ thứ danh hiệu, thảy đều khác nhau, đó là vô số danh, vô số lượng danh, vô biên danh vô đẳng danh, bất khả số danh, bất khả xương danh, bất khả tư danh, bất khả lượng danh, bất khả thuyết danh, sẽ xuất hiện ra đời, sẽ lợi ích chúng sinh, sẽ làm pháp vương, sẽ làm Phật sự, sẽ nói phước lợi, sẽ khen ngợi nghĩa lành, sẽ nói nghĩa bạch phần, sẽ tịnh trị các điều ác, sẽ an trụ công đức, sẽ khai thị đệ nhất nghĩa đế, sẽ nhập quán đảnh vị, sẽ thành nhất thiết trí các như lai đó tu hạnh viên mãn phát nguyện viên mãn vào trí huệ viên mãn có chúng viên mãn đủ viên mãn tra nghiêm tập công đức viên mãn ngộ pháp viên mãn được quả viên mãn đủ tướng viên mãn thành viên mãn giác các như lai đó danh tánh chủng tộc phương tiện thiện xảo thần thông biến hóa thành thục chúng sinh vào bát niết bàn tất cả như vậy thầy đều biết rõ bồ tát đó ở trong một niệm vào được một kiếp trăm kiếp ngàn kiếp trăm ngàn kiếp trăm ngàn ức na do tha kiếp vào số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi diêm phù đề vào số kiếp nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ vào số kiếp nhiều như số hạt bụi tiểu thiên thế giới vào số kiếp nhiều như số hạt bụi trung thiên thế giới vào số kiếp nhiều như hạt bụi đại thiên thế giới vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi trong ngàn ức na do tha cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô số cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô lượng cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô biên cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô đẳng cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả số cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả xưng cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả tư cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả lượng cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết cõi phật vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật như vậy hết thảy kiếp số tất cả thế giới vị lai dùng trí huệ thảy đều biết rõ vì biết rõ nên tâm của ngài lại vào mười thứ môn trì những gì là mười đó là vào phật trì nên được chư phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật hộ niệm vào pháp trì nên được mười thứ đà la ni quang minh vô tận biện tài vào hạnh trì nên sinh ra các nguyện viên mãn thủ thắng vào lực trì nên không ai che lấp được không ai thôi phục được vào trí trì nên tu hành Phật pháp không có sự chướng ngại. Vào đại bi trì nên chuyển bánh xe pháp thanh tịnh bất thối, vào thiện xảo sai biệt câu trì nên chuyển bánh xe tất cả văn tự, tịnh tất cả pháp môn địa, vào sư tử thọ sinh pháp trì nên mở khóa cửa pháp, thoát khỏi buồn lầy tham dục vào trí lực trì nên tu bổ tát hạnh thường không nghỉ ngơi vào thiện hữu lực trì nên khiến cho vô biên chúng sinh khắp được thanh tịnh vào vô trụ lực trì nên vào bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp rộng lớn vào pháp lực trì nên dùng trí vô ngại phương tiện biết tất cả pháp tự tánh thanh tịnh Phật tử Đại Bồ Tát trụ tam muội này rồi, khéo léo trụ bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, khéo léo trụ bất khả thuyết bất khả thuyết cõi, khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ chúng sinh, khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh dị tướng, khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết nghiệp báo giống nhau khác nhau, khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết các căn tinh tấn tập khí các hạnh liên tục khác biệt, khéo léo, biết bất khả thuyết, bất khả thuyết, vô lượng nhiễm tịnh, đủ thứ tư duy, khéo léo, biết bất khả thuyết, bất khả thuyết pháp, đủ thứ nghĩa, vô lượng văn tự, diễn nói lời lẽ. Khéo léo, biết bất khả thuyết, bất khả thuyết, đủ thứ Phật xuất hiện ra đời, chủng tộc thời tiết, hiện tướng thuyết Pháp, bố thí làm Phật sự vào bát niết bàn khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết vô biên môn trí họa khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả thần thông vô lượng biến hiện phật tử ví như mặt trời mọc lên hết thảy làng xóm thành ấp cung điện nhà cửa núi sông chim thú cây rừng hoa quả tất cả đủ thứ các vật như vậy trong thế gian người có mắt đều thấy rõ ràng phật tử ánh sáng mặt trời bình đẳng không có sự phân biệt mà hay khiến cho con mắt thấy đủ thứ tướng đại tam muội này cũng lại như thế thẻ tánh bình đẳng chẳng có phân biệt hay khiến cho bồ tát biết bất khả thuyết bất khả thuyết trăm ngàn ức na do tha tướng khác biệt phật tử khi đại bồ tát này biết rõ như vậy thì khiến cho các chúng sinh đắc được mười thứ chẳng luống qua những gì là mười một là là thấy chẳng luống qua vì khiến cho các chúng sinh sinh căn lành. Hai là nghe chẳng luống qua vì khiến cho các chúng sinh được thành thục. Ba là cùng ở chẳng luống qua vì khiến cho các chúng sinh tâm điều phục. Bốn là phát khởi chẳng luống qua vì khiến cho các chúng sinh làm theo lời nói thông đạt tất cả nghĩa của các pháp. Năm là tu hành chẳng đuống qua vì khiến cho vô biên thế giới đều thanh tịnh sáu là gần gũi chẳng đuống qua vì ở chỗ các như lai nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật dứt bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh nghi bảy là nguyện chẳng đuống qua vì tùy theo niệm của chúng sinh khiến làm cúng dường thủ thắng thành tựu các nguyện tám là pháp khéo léo chẳng đuống qua vì đều khiến cho được trụ nơi trí vô ngại giải thoát thanh tịnh chính là mưa pháp vũ chẳng đúng qua vì trong bất khả thuyết bất khả thuyết các căn chúng sinh phương tiện khai thị nhất thiết trí hạnh khiến trụ vào Phật đạo mười là xuất hiện chẳng luống qua vì hiện vô biên tướng khiến cho tất cả chúng sinh đều được chiếu đến phật tử khi đại Bồ tát trụ tam muội này được mười thứ chẳng luống qua thì các chúng thiên vương đều đến đảnh lễ các chúng long vương nổi mây hương lớn các dọa xoa vương đảnh lễ sát đất a tu la vương cung kính cúng dường, ca lâu la vương vây quanh trước sau, các phạm thiên vương đều đến khuyến thỉnh, khẩn na la vương ma hầu la giả vương đều cùng khen ngợi, càn thát bà vương thường đến gần gũi, các ông vua nhân gian thừa sự cúng dường, phật tử, đó là đại tam muội trí thiện xảo trí quang minh tạm thứ sáu của đại bồ tát thứ bảy tam muội biết rõ tất cả thế giới phật trang nghiêm phật tử thế nào là tam muội biết rõ tất cả thế giới phật trang nghiêm của đại bồ tát phật tử tam muội này tại sao gọi là biết rõ tất cả thế giới phật trang nghiêm phật tử đại bồ tát trụ tam muội này thứ tự vào thế giới phương đông thứ tự vào thế giới phương nam phương tây phương bắc bốn hướng trên dưới hết thảy thế giới cũng đều vào thứ tự như thế đều thấy chư phật xuất hiện ra đời cũng thấy tất cả thần lực của những vị phật đó cũng thấy hết thảy sự du hí của chư phật cũng thấy oai đức rộng lớn của chư phật cũng thấy sự tự tại tối thắng của chư phật cũng thấy đại sư tử hống của chư phật cũng thấy chư phật tu các hạnh cũng thấy đủ thứ sự trang nghiêm của chư phật cũng thấy thần túc biến hóa của chư phật cũng thấy chúng hội vân tập của chư phật chúng hội thanh tịnh chúng hội rộng lớn chúng hội một tướng chúng hội nhiều tướng chúng hội xứ sở chúng hội cư trì chúng hội thành thục chúng hội điều phục chúng hội oai đức tất cả đều thấy rõ như vậy cũng thấy chúng hội đó lượng lớn nhỏ bằng cõi diêm phù đà cũng thấy chúng hội bằng bốn thiên hạ cũng thấy chúng hội bằng tiểu thiên thế giới cũng thấy chúng hội bằng trung thiên thế giới cũng thấy chúng hội bằng ba ngàn đại thiên thế giới cũng thấy chúng hội đầy rẫy trăm ngàn ức na do tha cõi phật cũng thấy chúng hội đầy dẫy a tăng kỳ cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật, nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật, nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật, nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ức na do tha cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật, nhiều như số hạt bụi vô số cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi phật cũng thấy chúng hội đầy dãy cõi phật nhiều như số hạt bụi vô biên cõi phật cũng thấy chúng hội đầy dãy cõi phật nhiều như số hạt bụi vô đẳng cõi phật cũng thấy chúng hội đầy dãy cõi phật nhiều như số hạt bụi bất khả số cõi phật cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả xưng cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả tư cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả lượng cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật cũng thấy chư phật ở trong chúng hội đạo tràng đó thị hiện đủ thứ tướng đủ thứ thời đủ thứ cõi nước đủ thứ biến hóa đủ thứ thần thông đủ thứ trang nghiêm đủ thứ tự tại đủ thứ hình lượng đủ thứ sự nghiệp Đại Bồ Tát cũng thấy thân mình đến chúng hội đó, cũng thấy thân mình nói Pháp tại đó, cũng thấy thân mình thọ trì lời Phật dạy, cũng thấy thân mình khéo biết duyên khởi, cũng thấy thân mình trụ trong hư không, cũng thấy thân mình trụ nơi Pháp thân, cũng thấy thân mình chẳng sinh nhiễm trước, cũng thấy thân mình chẳng trụ phân biệt, cũng thấy thân mình chẳng có mệt mỏi cũng thấy thân mình vào khắp các trí cũng thấy thân mình biết khắp các nghĩa cũng thấy thân mình vào khắp các địa cũng thấy thân mình vào khắp các cõi cũng thấy thân mình biết khắp phương tiện cũng thấy thân mình ở khắp trước phật cũng thấy thân mình vào khắp các lực cũng thấy thân mình vào khắp chân như cũng thấy thân mình vào khắp vô tranh cũng thấy thân mình vào khắp các pháp khi thấy như vậy chẳng phân biệt cõi nước, chẳng phân biệt chúng sinh, chẳng phân biệt Phật, chẳng phân biệt pháp, chẳng chấp trước thân, chẳng chấp trước thân nghiệp, chẳng chấp trước tâm, chẳng chấp trước ý ví như các pháp chẳng phân biệt tự tánh chẳng phân biệt âm thanh mà tự tánh chẳng xả bỏ danh tự chẳng diệt đại bồ tát cũng lạ như thế chẳng xả bỏ sự tu hành tùy thế gian mà làm chẳng chấp trước vào hai điều này phật tử đại bồ tát thấy vô lượng quang minh màu sắc vô lượng hình tướng của phật đều viên mãn thành tựu bình đẳng thanh tịnh mỗi mỗi đều hiện tiền phân minh rõ ràng hoặc thấy thân phật đủ thứ quang minh hoặc thấy thân phật biên quang một tầm hoặc thấy thân phật sáng rực rỡ như mặt trời hoặc thấy thân phật quang sắc vi diệu hoặc thấy thân phật màu sắc thanh tịnh hoặc thấy thân phật màu vàng thật hoặc thấy thân phật màu kim cang hoặc thấy thân phật màu cam xanh hoặc thấy thân phật vô biên màu sắc hoặc thấy thân phật màu sắc xanh mani báu hoặc thấy thân phật cao bảy thước hoặc thấy thân phật cao tám thước hoặc thấy thân phật cao chín thước hoặc thấy thân phật cao mười thước hoặc thấy thân phật cao hai mươi thước hoặc thấy thân phật cao ba mươi thước như vậy cho no, đến một trăm thước một ngàn thước hoặc thấy thân phật cao một câu lô xá hoặc thấy thân phật cao nửa do tuần hoặc thấy thân phật cao một do tuần hoặc thấy thân phật cao mười do tuần hoặc thấy thân phật cao trăm do tuần, hoặc thấy thân Phật cao ngàn do tuần, hoặc thấy thân Phật cao trăm ngàn do tuần, hoặc thấy thân Phật cao bằng cõi diêm phù đà, hoặc thấy thân Phật cao bằng bốn thiên hạ, hoặc thấy thân Phật cao bằng tiểu thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng trung thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng trăm đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng ngàn đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng Cao bằng trăm ngàn đại thiên thế giới hoặc thấy thân Phật cao bằng trăm ngàn ức na do tha đại thiên thế giới hoặc thấy thân Phật cao bằng vô số đại thiên thế giới hoặc thấy thân Phật cao bằng vô lượng đại thiên thế giới hoặc thấy thân Phật cao bằng vô biên đại thiên thế giới hoặc thấy thân Phật cao bằng vô đẳng đại thiên thế giới hoặc thấy thân phật cao bằng bất khả số đại thiên thế giới hoặc thấy thân phật cao bằng bất khả xưng đại thiên thế giới hoặc thấy thân phật cao bằng bất khả tư đại thiên thế giới hoặc thấy thân phật cao bằng bất khả lượng đại thiên thế giới hoặc thấy thân phật cao bằng bất khả thuyết đại thiên thế giới hoặc thấy thân phật cao bằng bất khả thuyết bất khả thuyết đại thiên thế giới Phật tử, Bồ Tát thấy vô lượng sắc tướng, vô lượng hình trạng, vô lượng thị hiện, vô lượng quang minh, vô lượng lưới quang minh của các như lai như vậy. Quang minh đó phân lượng đồng pháp giới, ở trong pháp giới, không chỗ nào không chiếu đến. Khắp khiến cho phát khỏi vô thượng trí huệ, lại thấy thân Phật không có nhiễm trước, không có chướng ngại, thượng diệu thanh tịnh, Phật tử, Bồ Tát thấy thân Phật như vậy mà thân Phật không tăng không giảm, ví như hư không, trong lỗ hạt cải của con mọt ăn cũng chẳng nhỏ bớt, ở trong vô số thế giới cũng chẳng lớn thêm, thân của chư Phật cũng lạ như thế, khi thấy lớn cũng chẳng tăng thêm, khi thấy nhỏ cũng chẳng giảm bớt, Phật tử ví như mặt trăng, người cõi diêm phù đà, nhìn thấy hình nhỏ mà cũng chẳng giảm bớt. Người ở trong mặt trăng thấy hình mặt trăng lớn cũng chẳng tăng thêm. Đại Bồ Tát cũng lạ như thế, trụ tam muội này tùy tâm ưa thích của ngài, thấy thân chư Phật đủ thứ hóa tướng, lời lẽ nói pháp thọ trì chẳng quên, mà thân Như Lai chẳng tăng chẳng giảm. Phật tử ví như chúng sinh khi mạng chung rồi, lúc sắp thọ sinh chẳng lìa sự thấy thanh tịnh của tâm đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng lìa sự thấy thanh tịnh của Tam muội thâm sâu này, Phật tử đại Bồ Tát trụ Tam muội này thành tựu mười pháp mau chóng những gì là mười đó là mau tăng thêm các hạnh viên mãn đại nguyện mau dùng pháp quang chiếu sáng thế gian mau dùng phương tiện truyền pháp luân độ thoát chúng sinh mau tùy nghiệp chúng sinh thị hiện cõi nước thanh tịnh của chư phật mau dùng trí bình đẳng thú hướng nhập vào mười lực mau cùng ở với tất cả như lai mau dùng sức đại bi phá tan quân ma mau dứt nghi của chúng sinh khiến cho họ sinh hoan hỉ mau tùy thắng giải thị hiện thần biến mau dùng đủ thứ diệu pháp lời lẽ tịnh các thế gian Phật tử Đại Bồ Tát này lại được 10 thứ pháp ấn, ấn tất cả pháp. Những gì là 10? Một là căn lành bình đẳng, đồng với tất cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Hai là đắc được pháp thân trí huệ không bỏ mé, đồng với các như lai. Ba là trụ pháp không hai, đồng với các như lai. Bốn là quán sát vô lượng cảnh giới ba đời thảy đều bình đẳng đồng với các như lai năm là thông đạt được cảnh giới pháp giới vô ngại đồng với các như lai sáu là thành tựu mười lực sở hành vô ngại đồng với các như lai, bảy là vĩnh viễn dứt trừ hai hành trụ pháp vô tranh đồng với các như lai, tám là giáo hóa chúng sinh luôn không ngừng nghỉ đồng với các như lai, chín là nơi trí thiện xảo, nghĩa thiện xảo hay khéo quán sát đồng với các như lai, mười là bình đẳng không hai với tất cả chư Phật đồng với các như lai, Phật tử nếu đại Bồ Tát thành tựu đại tam muội môn thiện xảo phương tiện biết rõ tất cả thế giới phật trang nghiêm này là bậc vô sư vì không nhờ người khác dạy mà tự vào tất cả phật pháp là bậc trượng phu vì hay khai ngộ tất cả chúng sinh là bậc thanh tịnh vì biết tâm tánh vô tịnh là bậc đệ nhất vì hay độ thoát tất cả thế gian, là bậc an ổn vì hay khai thị lợi ích tất cả chúng sinh, là bậc an trụ vì người chưa trụ vào chủng tánh Phật khiến cho họ trụ vào, là bậc biết chân thật vì vào môn nhất thiết trí. Là bậc không nghĩ khác, vì lời nói không hai, là bậc trụ pháp tạng, vì thệ nguyện biết rõ tất cả phật pháp là bậc hai mưa pháp vũ vì tùy tâm chúng sinh ưa thích đều khiến cho họ được đầy đủ phật tử ví như đế thích nơi búi tóc trên đỉnh đầu có gấn hạt châu mani vì nhờ sức bảo châu mà oai quang càng thạnh khi trời đế thích mới được bảo châu này liền đắc được mười pháp vượt hơn tất cả trời ba mươi ba những gì là 10 pháp, một là sắc tướng, hai là hình thể, ba là thị hiện, bốn là quyến thuộc, năm là đồ dùng, sáu là âm thanh, bảy là thần thông, tám là tự tại, chín là huệ giải, 10 là trí dụng mười pháp như vậy đều hơn tất cả trời ba mươi ba đại bồ tát cũng lại như thế khi mới đắc được tam muội này thì được mười trí tạng rộng lớn những gì là mười một là trí chiếu sáng tất cả cõi phật hai là trí biết tất cả chúng sinh thọ sinh, ba là trí làm khắp ba đời biến hóa, bốn là trí vào khắp tất cả thân Phật, năm là trí thông đạt tất cả Phật Pháp, sáu là trí nhiếp khắp tất cả tịnh Pháp, bảy là trí khiến khắp tất cả chúng sinh vào Pháp thân, tám là trí hiện thấy tất cả Pháp phổ nhãn thanh tịnh chín là trí tất cả tự tại đến nơi bờ kia mười là trí an trụ tất cả pháp rộng lớn tận khắp không thừa sót phật tử đại bồ tát trụ tam muội này lại đắc được mười thân oai đức thanh tịnh nhất những gì là mười một là vì chiếu sáng bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới nên phóng ra bất khả thuyết bất khả thuyết quang minh luân, hai là vì khiến cho thế giới đều thanh tịnh nên phóng ra bất khả thuyết bất khả thuyết vô lượng sắc tướng quang minh luân, ba là vì điều phục chúng sinh nên phóng ra bất khả thuyết bất khả thuyết quang minh luân, bốn là vì gần gũi tất cả chư Phật nên hóa làm bất khả thuyết, bất khả thuyết thân. Năm là vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật nên mưa xuống bất khả thuyết, bất khả thuyết đủ thứ mây hương hoa thủ rượu. Sáu là vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật và điều phục tất cả chúng sinh nên ở trong mỗi lỗ lông hóa làm bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ âm nhạc bảy là vì thành thục chúng sinh nên hiện bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ vô lượng tự tại thần biến tám là vì ở chỗ đủ thứ danh hiệu tất cả chư phật trong mười phương thỉnh vấn pháp nên một bước vượt qua bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới chín là vì khiến cho tất cả chúng sinh thấy nghe được đều chẳng luống qua nên hiện bất khả thuyết bất khả thuyết thân đủ thứ vô lượng sắc tướng, không ai thấy đỉnh được. Mười là vì chúng sinh khai thị vô lượng pháp bí mật nên phát ra bất khả thuyết, bất khả thuyết lời lẽ âm thanh. Phật tử, Đại Bồ Tát được mười thân oai đức thanh tịnh nhất này rồi, khiến cho chúng sinh được mười thứ viên mãn. Những gì là mười? Một là khiến cho chúng sinh được thấy Phật hai là khiến cho chúng sinh tin sâu nơi phật ba là khiến cho chúng sinh lắng nghe pháp bốn là khiến cho chúng sinh biết có thế giới của phật năm là khiến cho chúng sinh thấy thần biến của phật sáu là khiến cho chúng sinh nhớ nghiệp tích tập bảy là khiến cho chúng sinh định tâm viên mãn tám là khiến cho chúng sinh vào thanh tịnh của phật chín là khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề mười là khiến cho chúng sinh viên mãn phật trí chỉ... Phật tử, Đại Bồ Tát, khiến cho chúng sinh đắc được mười thứ viên mãn rồi, lại vì chúng sinh làm mười Phật sự. Những gì là mười? Đó là dùng âm thanh làm Phật sự vì thành thục chúng sinh, dùng sắc hình làm Phật sự vì điều phục chúng sinh, dùng nghĩ nhớ làm Phật sự vì thanh tịnh chúng sinh, dùng chấn động thế giới làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh lìa cõi ác, dùng phương tiện giác ngộ làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh không mất những Niệm. dùng trong mộng hiện tướng làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh luôn tránh niệm, dùng phóng đại quang minh làm Phật sự vì khắp nhiếp lấy các chúng sinh, dùng tu Bồ Tát hạnh làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh trụ nguyện thù thắng, dùng thành tránh đẳng giác làm Phật sự vì khiến cho chúng sinh biết pháp huyễn, dùng chuyển bánh xe pháp làm Phật sự vì chúng sinh nói pháp không mất thời cơ dùng hiện trụ thọ mạng làm Phật sự, vì điều phục tất cả chúng sinh, dùng thị hiện Niết Bàn làm Phật sự, vì biết các chúng sinh khỏi nhà mỏi, Phật tử, đó là Đại Tam muội Trí Thiện Xảo biết rõ tất cả thế giới Phật Trang Nghiêm thứ bảy của Đại Bồ Tát. Hết quyển 4 Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này, Trang Nghiêm cõi Phật tịnh, trên đèn bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.